Chào mừng bạn đến với kênh Talata, nếu thấy hay các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay mời bạn nghe chuyện toàn tông môn đều sống lại, chỉ có ta là xuyên qua. Chương 71, làm sao bọn hắn từng cái đối với hắn tránh không kịp. Còn có Tam sư huynh nói những lời kia, hắn nhìn qua giống như là thật không tốt dáng vẻ sao? Đáng tiếc ở đây đều không có tấm gương, bằng không bọn hắn đem tấm gương đưa tới trước mặt hắn, hắn cũng nhất định sẽ bị mình xanh lét sắc mặt dọa đến sụp đổ. Ta cảm thấy cái này đan dược dược hiệu sau so Tam sư huynh ngươi luyện thanh tâm đan hiệu quả càng tốt hơn, các ngươi làm sao rồi? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ là hắn ăn đan dược trở nên đẹp trai hơn rồi? Đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình, Quan Vân xuyên nghi ngờ trên mặt tăng thêm. Không có việc gì liền tốt, Lục Cảnh thâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu đi, đối mặt đồng dạng không biết làm sao tiểu sư muội lúc im lặng xong nàng giơ ngón tay cái lên, "Tiểu sư muội, ngươi thành công." Tu chân giới hai đạo xong tu tu sĩ ít càng thêm ít. Thịnh Ninh ngược lại tốt, thuật tu kiếm tu, bây giờ lại thành cái đan tu cái này nếu để cho Thái Hư Tông biết mình thả ra cái như thế nào yêu nghiệt, cũng không biết bọn hắn sẽ hối hận hay không đấm ngực dậm chân. Thịnh Ninh cũng không có nghĩ đến tu thu thu phiến lá lại nhuộm màu công hiệu, lại còn không phải nhiễm mặt ngoài, Quan Vân xuyên thời khắc này sắc mặt là từ trong ra ngoài lộ ra lục. Dụ Giá đi vào Thịnh Ninh bên người thời điểm, khóe miệng nín cười, tiểu sư muội, cái này sắc nhi lúc nào có thể cởi. Thịnh Ninh lắc đầu, đây là nàng lần thứ nhất luyện đan, dù là biết không có độc, cũng không dám mình ăn trước. Dù sao nàng chỉ là cái nho nhỏ trúc cơ, các sư huynh phần lớn đã đến kim đan tu vi như thật sự có độc hẳn là cũng có thể chống đỡ được quan vân duyên lúc này rốt cục phát hiện mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của mình mang theo không thích hợp hắn vặn chặt lông mày đi vào tiểu viện nơi hẻo lánh một cái giếng nước bên cạnh cúi đầu trong chớp mắt ấy không lớn trong tiểu viện lâm vào yên tĩnh như chết ha 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 ngũ sư huynh ngươi đừng nóng giận đây quả thật là viên thanh tâm đan chính là ta thêm một chút thu thu lá cây mắt thấy quan vân duyên sắc mặt càng ngày càng lục Thịnh Ninh một bên cười ha hả, một bên trốn ở Lục Thanh An sau lưng. Dụ Dã lúc này không còn nín cười, tại chỗ cười đến gãy lưng rồi, tiểu sư đệ ngươi dặm này bộ dáng tựa như, tựa như bí cảnh bên trong lục bọ ngựa, hắn không nói lời này còn tốt. Quan Vân Xuyên nghe xong hắn chế giễu, lúc này cầm lên gát linh, cũng không nói lời nào một câu, trực tiếp ấn hạ cò súng. Dụ Dã dọa đến tại chỗ chửi mẹ, đối với hắn trong tay gát linh tránh không kịp, có chuyện thật tốt nói, động thủ cái gì? huống chi cái này dược hiệu đi qua nói không chừng nhan sắc liền lui người đánh ta làm cái gì người đánh luyện đan người quan vân xuyên khí thái dương nổi gân xanh nghe vậy hắn dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn trốn ở lục thanh an sau lưng thịnh ninh càng thêm dùng sức bóp cỏ súng cũng may cái này bôi lục tuyệt không tiếp tục quá lâu thịnh ninh nhìn xem quan vân xuyên dần dần khôi phục sắc mặt lúc này chạy đến bên cạnh hắn xin lỗi ngũ sư huynh ta không phải cố ý nàng cũng không có nghĩ đến thu thu lá cây có thể nhuộm màu mắt thấy quan vân xuyên còn tại nổi nóng nàng chỉ dám ngoan ngoãn đưa tay kéo kéo một cái ống tay áo của hắn. Quan Vân Xuyên biết trên mặt lục sắc sẽ rút đi, nhưng việc này liên quan nam nhân mặt mũi, không có nam nhân thích lục sắc, dụ dã tên kia không thật dễ nói chuyện thì thôi, còn dám cho cười hắn. Quan Vân Xuyên cắn chặt răng, không sao tiểu sư muội, sư huynh không hề tức giận. Cuối cùng vẫn là Tô Đại Uyên bất đắc dĩ nâng chán ra mặt giải quyết cuộc nháo kịch này. Cũng chính là lần này dung nhập, hắn triệt để minh bạch mấy vị sư đệ thích tiểu sư muội nguyên nhân. Dám đánh dám liều, dám làm dám chịu, trừ đầu óc linh hoạt chút, để người cầm nàng không có biện pháp. xác thực có bọn hắn vô địch tông tác phong, không ngày sau chính là tông môn thi đấu. tiểu sư muội, đến lúc đó người có dám ra sân? không còn sớm sủa, lục thanh an bốn người đều bị chạy về trong viện tu luyện. tô đại uyên một mình lưu lại, vì không để thịnh ninh khẩn trương, hắn tại sau khi nói xong lời này, lúc này nói bổ sung: nếu là người sợ hãi, chúng ta có thể chờ lần sau. dù sao ngươi tiến bộ tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng gây nên người khác đấu kỳ. Thịnh Ninh lắc lắc đầu, ngước mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kiên định, ta không sợ, tông môn thi đấu đại biểu tông môn mặt mũi. Lúc trước vô địch tông tổng bị Thái Hư tông giẫm tại dưới chân, thế nhưng là các sư huynh cũng không so những người khác kém, ta cũng không thể cho các sư huynh cản trở. Đến lúc đó còn cần đại sư huynh nhiều hơn thay ta giải đáp nghi vấn giải hoặc mới là. Nàng tiếng nói ôn nhuận, không kiêu ngạo không tự ti thái độ làm cho Tô Đại Uyên đôi mắt hơi gấp. Chỉ gặp hắn đưa tay tại đỉnh đầu nàng vỗ nhẹ, Ôn Nhu mở miệng nói: sớm đi nghỉ ngơi ngày mai sư huynh mang ngươi tu tập vô địch tông tâm pháp tông môn thi đấu tiến đến trước thịnh ninh một mực đợi tại vô địch tông đi theo mấy vị sư huynh sau lưng học tập nàng sinh thông minh lại sẽ suy một ra ba đợi đến ra đến phát ngày ấy lục thanh an năm người nghĩ đến nàng trúc cơ bảy tầng tu vi cảm thấy lập tức bị tự hào lấp đầy cho dù là môn phái nhỏ vô địch tông cũng có mình thống nhất phục sức đợi đến thịnh ninh mặc một thân nguyệt bạch váy dài đi ra tiểu viện lúc nhìn thấy chính là năm vị sư huynh thần sắc khác nhau đứng tại mình cửa sân trước làm sao rồi tu sĩ ngày bình thường quần áo không nhiều bọn hắn phần lớn chỉ cần bóp cái thanh bụi quyết là có thể đem toàn thân mình trên dưới dọn dẹp sạch sẽ thịnh ninh cũng là đời trước là cái nghiên cứu khoa học chó nàng cả ngày mặc một thân áo khoác trắng đi ra ngoài họp dự thi liền đổi mặc đồ tây cũng may mà dung mạo của nàng đẹp mắt là cái móc áo nếu không chỉ mặc kia mấy bộ quần áo chó đều ngại bây giờ đi vào vô địch tông mấy tháng nàng trong tủ treo quần áo quần áo ngược lại là nhiều mấy bộ chỉ là nàng bình thường bận bịu tu luyện căn bản không có tinh lực tốn thời gian cách ăn mặc. bởi vậy tại vô địch tông thời điểm, nàng phần lớn đều là xóa tóc dài, mặt kia thân trước đó lục thanh an mua cho nàng hồ lam váy dài. ngẫu nhiên nàng cũng sẽ dùng dây cột tóc đem tóc dài tùy ý ghim lên, lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. lục thanh an bọn hắn sớm thành thói quen nàng lôi thôi bộ dáng. bây giờ thấy được nàng mặc vô địch tông tông phục, lại thấy nàng đem tóc dài thật cao ghim lên, lộ ra chân bóng cái chán không nói. tấm kia không thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ cũng là tuyệt sắc chi tư tu chân giới không có sửu nhân, mọi người trải qua tu luyện tẩy tinh phạt tủy, bộ dáng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lệch Thịnh Ninh lại cùng tu sĩ khác khác biệt. Nàng cả người nhìn qua nho nhỏ một con, ai có thể nghĩ tới lúc trước nàng có thể nổ thái hư tông chủ phong bốn cánh cửa, còn có thể từ từng cái tông môn trong tay cướp đi yêu thú nội đan đâu. Loại này tương phản cảm giác, Lục Thanh An mấy người điên cuồng nuốt nước miếng, tiểu sư muội người có muốn hay không đem mặt che vừa che. Dụ dã từ trong ngực móc ra một phương khăn đưa tới trước mặt nàng, người làm sao, trưởng thành dạng này rồi liền này bình thường nhất sáng sủa gắt gỏng dụ dã khi nhìn đến thịnh ninh tấm kia khuôn mặt nhỏ lúc cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần rõ ràng lúc trước nàng vừa tới vô địch tông thời điểm như vậy một chút điểm gầy yếu gió thổi qua liền có thể thổi bay làm sao hiện tại liền trưởng thành dạng này đây thịnh ninh đưa thay sờ sờ mặt không hiểu lớn lên hình dáng ra sao rồi rất xấu tô đại uyên lắc đầu rất đẹp so với bọn hắn thấy qua nữ tu sĩ đều đẹp Nghĩ lại nàng là bọn hắn một tay dưỡng thành dặm này, Lục Thanh An mấy người cảm thấy lại chảy xuôi qua tự hào. Tô Đại Uyên nhìn xem bọn hắn từng cái không cố gắng bộ dáng, đã biến trở về đã từng cái kia ôn nhuận hắn, mở miệng cười, thời gian không còn sớm, đi thôi. Bởi vì lần này là 6 người xuất hành, tông môn thi đấu địa điểm định tại một tòa tên là Vô Vọng đảo cỡ lớn trên đảo nhỏ, Tô Đại Uyên cố ý thuê một chiếc phi thuyền. Đến Vô Vọng đảo thời điểm khoảng cách tông môn thi đấu còn có 2 ngày mới bắt đầu. Vô Vọng đảo đã tồn tại vạn năm. Mỗi giới tông môn thi đấu đều tại đây cử hành. Nghe đồn nơi này từng là thượng thần hậu hoa viên, bởi vì thượng cổ thần yêu đại chiến, nơi này cuối cùng lưu lạc thành một tòa hoang đảo. Nhưng cho dù là hoang đảo, nơi này tài nguyên phong phú, bị tu sĩ phát hiện nơi này mỗi 3 năm liền sẽ mở ra một lần bí cảnh về sau, liền đem nó định là tông môn thi đấu chi địa. Mỗi lần tông môn thi đấu đều là một lần tông môn ở giữa lẫn nhau tranh mặt mũi thời điểm. Bốn đại tông môn tài nguyên phong phú, đệ tử cũng ưu tú, thường thường mỗi giới thứ nhất đều là tại bốn đại tông môn chúng tuyển một môn phái nhỏ chẳng qua đều là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Càng đừng đề cập một chút tán tu, chẳng qua nếu là tán tu đầy đủ ưu tú, liền có thể bị bốn đại tông môn đặt vào trong đó. Dạng này truyền thống đã kéo dài mấy trăm năm lâu, mọi người sớm đã thành thói quen. Cũng tại tông môn thi đấu mở ra lúc, bắt đầu áp chú định thắng thua. Năm nay thi đấu tất nhiên lại là Thái Hư Tông đoạt được thứ nhất, Tần Xuyên đã nguyên anh viên mãn, dù là thứ nhất so không thể cầm thứ nhất, thứ hai so tiến vào bí cảnh. Cũng có thể vượt qua những tông môn khác, không tin, Phi Hoa Tông hai năm này tuyển nhận một nhóm đệ tử mới, nghe nói trong đó có mấy cái đặc biệt ưu tú, ta ép Phi Hoa Tông. Ai, các ngươi nói không vô có thể sẽ xuất hiện. Hắn dù giết chống trơn đại sư, nhưng cũng không có ngồi lên Liên Hoa Tông vị trí tông chủ. Nói không chừng lần này là Liên Hoa Tông đoạt được thứ nhất. Không vô, cái kia Phật tu lại giết người vô số tên điên, hắn nếu là thật sự ra sân, sợ là không người có thể địch hắn. Chấm, Thịnh Ninh đứng tại bên đường, hai tay vòng ngực nghe bên đường tán tu nghị luận có lẽ là nàng khom lưng biên độ quá lớn, quấy nhiễu mấy vị tu sĩ, gặp bọn họ dừng lại thảo luận, nàng chẳng những không có đỏ mặt, còn không nhanh không chậm để bọn hắn tiếp tục. Làm sao không nói tiếp rồi, vì cái gì tông môn thứ nhất không thể là môn phái nhỏ đoạt được. Môn phái nhỏ cũng có rất nhiều đệ tử ưu tú, mấy cái tu sĩ phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Bọn hắn đầu tiên là mắt nhìn Thịnh Ninh trên người Nguyệt Bạch tông phục, sau đó mới lắc đầu cười nói, "Vô tri tiểu nhi, người có biết môn phái nhỏ tài nguyên không kém nói?" mỗi cái môn phái nhỏ bên trong có thể ra một cái kim đan tu sĩ đã không tầm thường. Thậm chí rất nhiều môn phái nhỏ tông chủ, chính mình cũng chỉ có kim đan kỳ tu vi. Liền dạng này tu vi, kia cái gì cùng bốn đại tông môn so đấu. Thịnh ninh nghe vậy lông mày gảy nhẹ. Nàng quay đầu mắt nhìn ngay tại phiên chợ bên trên mua các loại vật phẩm mấy vị sư huynh, vạn lông mày nói, không thể đi, kim đan cũng không phải cái gì gây gớm tu vi. Tu sĩ kia nhất thời bị tức cười. Hắn đằng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thịnh ninh, một cái nho nhỏ chúc cơ cũng dám nói bừa, kim đan cũng không phải cải trắng, ngươi cho rằng nói có liền có thể có. Sao? Thịnh Ninh nghe hắn càng ngày càng thấp giọng điệu, mày liễu vặn lên, cái gì? Liền nghe tiếng nói của nàng vừa rớt, một cánh tay khoác lên đầu vai của nàng, "Tiểu sư muội, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Là Lục Cảnh Thâm, Thịnh Ninh quay đầu lại, liền gặp mới còn tại cùng phiên chợ bán hàng rong cò kè mặc cả mấy vị sư huynh, chẳng biết lúc nào đi vào phía sau nàng. Khó trách tu sĩ này không còn dám đối nàng nói chuyện lớn tiếng. Khóe miệng nhấp nhẹ, nàng nhìn xem mấy vị sư huynh, sư huynh, kim Đan rất đáng gờm sao. Nàng vừa tới đến thế giới này, liền gặp được Tần Xuyên cùng Lục Thanh An. Tăng thêm tham gia yêu thú triều dân, kim đan kỳ tu sĩ nàng xác thực gặp qua không ít. Nhưng nàng trước đó nhìn thấy đám kia kim đan tu sĩ, không sai biệt lắm đã là toàn bộ đại lục ở bên trên 2 phần 3 kim đan tu sĩ. Lục Thanh An đưa tay khoác lên nàng một cái khác đầu vai, cười nói, kim đan. Kim đan có gì đặc biệt hơn người? Lục cảnh thâm mấy người đồng dạng đi theo gật đầu, Kim đan kỳ không phải có ngộ tính là được, vị đạo hữu này, chính ngươi không được, cũng không thể nói người khác cũng không được. Dụ dã mắt, nhìn mấy vị tu sĩ bên chân bày biện vài rách, phát hiện bọn hắn tại áp chú lúc, khóe môi có chút dương lên. Muốn hay không đánh cược một lần? Tu sĩ kia nơi nào có thể nghĩ đến, một cái trúc cơ kỳ môn phái nhỏ tu sĩ, vậy mà có thể đưa tới nhiều như vậy kim đan kỳ. Nhìn tư thế, có hai vị thậm chí đã đến nguyên anh. Cố nén như nhũn ra hai chân, tu sĩ khàn giọng mở miệng, đánh cược gì? lục thanh an khóe môi dương lên thư hùng chớ biện mặt để người thấy cảm thấy hoảng hốt liền cược bốn đại tông môn cầm không được thứ nhất nếu như nói thịnh ninh cho rằng bốn đại tông môn cầm không được đệ nhất tất nhiên sẽ có vô số người chế giễu nàng vô tri nhưng bây giờ nói chuyện chính là lục thanh an trong sáu người chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ tu chân giới vốn là cường giả vi tôn mười mấy cái trúc cơ viên mãn đánh không lại một cái kim đan kỳ tu sĩ là lại phổ biến chẳng qua sự tình một cái nguyên anh cho dù là mới tiến cấp không lâu nguyên anh cũng đủ để lật tung cái này cả con đường. Tu sĩ nghe nói lập tức thu liễm lại vừa rồi chế diễu Thịnh Ninh bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh An, mặt lộ vẻ khó xử. Vị đạo hữu này, người có biết lần này Thái Hư Tông thân truyền đại đệ tử Tần Xuyên sẽ đến? Liên Hoa Tông không vô cũng tới. Lục Thanh An nhướng mày, cho nên môn phái nhỏ liền nhất định sẽ thua. Tu sĩ chưa bao giờ thấy qua dạng này ngạo khí môn phái nhỏ, trên người bọn họ tông môn là hắn chưa bao giờ thấy qua. Cho dù bọn hắn năng lực mạnh hơn khẳng định cũng đánh không lại Thái Hư Tông như thế đại tông môn. Cắn răng nhận định bọn hắn là nói khoác lác, tu sĩ chỉ vào dưới chân vải rách, trầm giọng nói, đã các ngươi nhận định mình sẽ thắng, áp bao nhiêu? Sự tình chuyển biến quá nhanh, giết đến Thịnh Ninh bất ngờ. Nàng chính là tới nghe cái bắt quái mà thôi, ai muốn đặt cược. Nhìn thấy dụ dã muốn móc túi giới tử, nàng lúc này tiến lên ngăn lại động tác của hắn, chúng ta không. 500 viên thượng phẩm linh thạch, ta áp vô địch tông thắng. Thịnh Ninh không có một khắc không ở phía sau hối hận mình vì cái gì không sinh ra tám cánh tay. Nàng cái này vừa ngăn lại dụ dỗ động tác, bên kia Quan Vân Xuyên liền móc ra túi giới tử. Nàng biết Vô Địch Tông có tiền, mặc dù không biết tiền là từ chỗ nào đến, nhưng cũng không thể dạng này tùy ý tiêu xài. Có Quan Vân Xuyên một cái, liền sẽ có cái thứ hai. Lục Cảnh Thâm móc ra túi giới tử trong chớp mắt ấy, Thịnh Ninh trước mắt một trận đen, Tam sư huynh, Ngũ sư huynh không hiểu cũng coi như người làm sao? lục cảnh thâm uốn lên khóe môi đem túi giới tử vứt xuống về sau đưa tay tại đỉnh đầu nàng xoa nhẹ là tiểu sư muội dạy dỗ chúng ta phải dũng cảm không phải sao dũng cảm cùng oan đại đầu là hai cái giống loài nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch đều đủ bọn hắn khắp thế giới mở phi thuyền tuyên truyền vô địch tông cho vô địch tông chiêu sinh bọn hắn xài như thế nào tiền không tốt cược nhưng dính không được trong đó tỉnh táo nhất phải kể tới tô đại uyên hắn nhìn xem thịnh ninh một mặt sụp đổ bộ dáng mở miệng cười tiểu sư muội đối tác sư huynh không có lòng tin làm sao lại không có lòng tin nàng rất tin tưởng bọn họ thế nhưng là đánh bạc có phong hiểm vạn nhất thái hư tông bọn hắn mánh khóe đằng sau làm sao bây giờ yên tâm các sư huynh có chừng mực liền lục thanh an cũng nói như vậy thịnh ninh nhếch khóe môi đột nhiên ngẩng đầu hướng bọn hắn xòe bàn tay ra lấy ra cái gì năm người không hiểu đương nhiên là các ngươi trang linh thạch túi giới tử tiền không phải gió lớn thổi tới không thể phung phí các ngươi đem túi giới tử cho ta ta cho các ngươi trông coi tiền năm người nhìn xem nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ lo lắng bộ dáng cũng không phản kháng cười móc ra túi giới tử nhét vào trong ngực của nàng một bên tu sĩ nhìn ngốc bọn hắn tại vô vọc đảo ngốc lâu như vậy mỗi ba năm liền sẽ nhìn thấy mấy cũ gương mặt đi vào trên tòa đảo này những tu sĩ kia bên trong thấp tu vi tu sĩ cái nào không phải đối cao tu vi tu sĩ xung xoe liền vừa rồi đi qua một đám thái hư tông đệ tử bên trong liền có mấy cái trúc cơ tu sĩ còn quấn một cái kim đan kỳ nữ tu sĩ trên mặt định nọt cười đều nhanh liệt đến sau tai cây trái lại cái này tông môn đệ tử, làm sao, bọn hắn ngược lại càng nghe tiểu sư muội, còn có bọn hắn tông môn kêu cái gì vô địch tông. Bọn hắn sẽ không coi là tông môn danh tự càng bá khí, phần thắng lại càng lớn đi. Trước đó có cái gọi Bá Thiên Tông tông môn, mới vừa lên thi đấu đài liền bị người đạp bay ra ngoài, thực sự có lỗi với bọn họ tông môn danh tự. Tu sĩ không dám đem nội tâm nhà rãnh nói ra, dù sao cái này gọi vô địch tông đệ tử thật có như vậy mấy phần thực lực. Có lẽ, bọn hắn thật có thể đoạt được thứ nhất cũng khó nói thịnh ninh như cái tiểu quản gia bà giống như cất kỹ mấy vị sư huynh túi giới tử bọn hắn đã định tốt khoảng thời gian này ở lại tử lâu vì lấy trạng thái tốt nhất nên đón hai ngày sau tông môn thi đấu tô đại uyên cố ý cho bọn hắn thả cái giả dưới mắt bọn hắn túi giới tử đều tại thịnh ninh trên tay hai ngày này lớn như vậy vô vọng ở trên đảo liền có thể nhìn thấy mấy cái thân mang nguyệt bạch trường bào thân ảnh một mực truy tại một vòng cùng màu trường bào nữ hài nhi sau lưng chạy khoảng cách tông môn thi đấu bắt đầu một ngày trước ban đêm Thịnh Ninh theo thường lệ chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, không nghĩ nàng phải nhốt cửa lúc, một cái tay nhỏ ngăn trở nàng đóng cửa động tác. "Tiểu sư muội, không mời sư tỷ đi vào ngồi một chút sao?" "Sư Nguyệt sao?" Thịnh Ninh không có động tác, híp mắt mảnh hai con ngươi xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía người ngoài cửa. Thấy đối phương là tự mình một người đến thời điểm, nàng vừa rồi kéo cửa phòng ra, người làm sao ở chỗ này? Biến dạng phù hiệu dụng đã tán đi, Sư Nguyệt Dao lại biến thành trước đó bộ kia thanh tú bộ dáng. Thịnh Ninh hai tay vòng ngực sắp vào chạm tại trên khung cửa, gặp nàng không chào hỏi liền phải vào nhà, lúc này đưa tay ngăn lại cước bộ của nàng, người đã không phải là vô địch tông đệ tử. Tiến ta phòng làm cái gì? Lần này Sư Nguyệt Giao thay đổi trước đó luôn luôn dễ giận gắt gỏng bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một trận quỷ dị quang về sau, điểm miệng son khóe môi dơ lên, làm sao lại thế, sư phụ tuyệt không đem ta khu trục sư môn không phải sao? Vẫn là nói tiểu sư muội trang đều không nghĩ trang, nhận định mấy vị sư huynh chỉ cưng chiều ngươi, nghĩ hiện ra ti tiện nguyên hình rồi. Thịnh Ninh nghe trong miệng nàng nói hưu nói vượn, lúc này vặn lên lông mày, người tại nói mò gì đâu. Sư Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, nàng tiến lên một bước, nhìn thấy Thịnh Ninh đáy mắt lóe lên phòng bị về sau, khóe miệng ý cười càng tăng lên, tiểu sư muội, người không thể quá đắc ý, không phải sẽ buồn từ đó đến Úc. Bởi vì tiếp qua không lâu, vô địch tông liền phải bị diệt môn, mà ngươi vốn không nên cuốn vào trận này diệt môn bên trong, thật sự là đáng tiếc. Nói xong lời nói này về sau, Sư Nguyệt Giao nhìn chằm chằm Thịnh Ninh tinh xảo dung mạo, cảm thấy hiện ra một vòng ghen tị về sau, nàng cố nén muốn đem thịnh ninh mặt tại chỗ vạch nát xúc động tại chỗ che miệng cười liền muốn rời khỏi sư đạo hữu thịnh ninh bỗng nhiên mở miệng kêu dừng cước bộ của nàng người cười quá khó nghe về sau vẫn là đừng cười còn có ta không biết ngươi từ chỗ nào biết được hoang đường như vậy thuyết pháp vô địch tông nếu là sẽ diệt môn ta sẽ tại bất luận trả bất cứ giá nào điều kiện tiên quyết đem ngươi cùng một chỗ mang đi vừa rồi ngươi cũng nói sư phụ tuyệt không đem ngươi khu trục xuất sư môn không phải sao thịnh ninh hướng về phía bóng lưng của nàng liếc mắt cũng không đợi đối phương lại xoay người, nàng trực tiếp lui lại một bước, dùng sức khép cửa phòng lại. Sư Nguyệt Giao đứng ở trong hành lang, thậm chí mơ hồ nghe được trong miệng nàng chửi mình bệnh tâm thần. Hai tay dùng sức đập vào hành lang trên lan can, chất gỗ tay vị nháy mắt hóa thành bột phấn. Thịnh Ninh, nhất định phải từ nàng tự mình đến giết. Trên lầu đạo hữu, người đây là tại phá hư tửu lâu trang trí, mời xuống lầu tính tiền. Vang lên bên tai quát chói tay âm thanh để Sư Nguyệt Giao hoàn hồn, nàng trong mắt nhìn về phía dưới lầu, cặp con mắt kia bên trong lại lần nữa hiện lên quỷ dị ánh sáng. Chỉ là lần này trong con ngươi của nàng, còn nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Dưới lầu tử lâu trưởng quỹ thấy thế, dọa đến lúc này trốn đi. Một màn này tuyệt không rơi vào thịnh ninh trong mắt, bởi vì ngày thứ hai chính là tông môn thi đấu giai đoạn thứ nhất, nàng gần như tại đóng cửa lại sau liền mê đầu ngủ say. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa vang lên lục thanh an tiếng gõ cửa của bọn họ. Từ tràn ngập điểm sáng nhỏ không gian bên trong tỉnh táo lại, Thịnh Ninh vừa mới mở cửa phòng, liền thấy mấy vị sư huynh chen tại hành lang bên trên một chỗ. Nàng đi ra phía trước, nhón chân lên nhìn thấy trên lan can xấu một chỗ, mở miệng phá hư phần này yên tĩnh. Sư huynh, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thịnh Ninh Nguyên cho là bọn họ sẽ nói chỗ này bị phá hư lan can có cái gì chỗ huyền diệu. Lại nghe Quan Vân xuyên nhíu mày trầm giọng mở miệng, từ lâu này ăn uống, liền tay vịt đều là xấu. Dụ Giá đi theo một bên gật đầu phụ họa, tay vịn xấu, vạn nhất có người đi qua nơi này không cẩn thận té xuống lầu làm sao bây giờ? vạn nhất người kia chính là tiểu sư muội sư huynh đệ hai người song song liếc nhau bồi thường tiền thịnh ninh trên trán treo một cái to lớn dấu chấm hỏi không phải bọn hắn có thể ngóng trông nàng điểm được không vô vọng đảo ba năm mở ra một lần có thể lên đảo thấp nhất cũng là trúc cơ trúc cơ đã có thể ngự kiếm phi hành làm sao lại có người từ nơi này té xuống huống chi từ lầu hai té xuống cũng quăng không chết người dụ dã hai người lần thứ nhất sóng điện não nhất trí lúc này liền bước nhanh xuống lầu tìm rượu lâu trưởng quỹ đi ngược lại là tô đại uyên cùng lục thanh an huynh đệ hai người cau mày một bộ bộ dáng nghiêm túc là ma tu không sai cấp trên ma khí dù nhạt nhẽo nguyên anh trở xuống tu sĩ khó mà cảm thấy tô đại uyên không nghĩ tới vô vọng ở trên đảo thế mà lại xuất hiện ma tu lục thanh an thì xoay người sang chỗ khác nhìn về phía thịnh ninh tiểu sư muội tối hôm qua ngươi nhưng nhìn thấy thần thái quái dị người thần thái quái dị người thịnh ninh lắc đầu ngược lại là sư đạo hữu từng tới tìm ta muốn thật nói kỳ quái lời nói sư nguyệt giao xác thực rất kỳ quái nàng thân là trong quyển sách này nữ chủ thế mà biết vô địch tông bị diệt môn sự tình thịnh ninh vốn nghĩ tìm một cơ hội đơn độc cùng sư nguyệt giao tâm sự hiện tại các sư huynh nói căn này gãy mất trên lan can có ma khí hít sâu một hơi nàng ngước mắt đối đầu ba vị sư huynh cảnh giác ánh mắt tối hôm qua nàng đến nói cho ta nói cho ngươi cái gì lục thanh an tiến lên một bước giữa lông mày viết tan không ra lệ khí sư nguyệt giao không hào hào đi chính đạo tu luyện nhập ma tu Nghĩ tới chỗ này, Lục Thanh An trong lòng ba người phòng bị càng thêm mãnh liệt. Thịnh Ninh đem tối hôm qua Sư Nguyệt giao cùng lời nàng nói thuật lại một lần, lệch nàng còn không thể biểu hiện ra mình là cái biết nguyên kịch bản, chỉ có thể nhíu mày hỏi bọn hắn, "Sư huynh, nàng nói là giả?" Đương nhiên là thật, nguyên tắc bên trong Vô Địch Tông đệ tử chết quá thảm, cái này nếu là vẽ ra đến, đều là vô cùng thê thảm tình cảnh. Lục Thanh An ba người nghe nàng nói hết lời về sau, sắc mặt nhau nhau trầm xuống. Ba người ánh mắt va chạm, phân biệt tại riêng phần mình trong mắt đọc lên ý tưởng giống nhau. Sư Nguyệt Giao cũng sống lại, cho dù không phải sống lại, kia nàng tại nhập ma tu thời điểm, tất nhiên cũng biết một chút cái gì. Tô Đại Uyên nhếch khóe môi, quanh thân nhiệt độ lần nữa giảm xuống, bất luận như thế nào, nhất định phải cẩn thận Sư Nguyệt Giao. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Lục Thanh An liếm liếm cánh môi, hít mắt mảnh trong hai con người hiện lên khát máu sát ý. Lục Cảnh Thâm từ túi giới tử bên trong móc ra mấy bình đan dược, nhét vào Thịnh Ninh trong ngực, tiểu sư muội, những đan dược này nhưng tại ngươi bị thương nặng lúc bảo đảm ngươi thần hồn, nhớ lấy. Gặp được sư nguyệt giao không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thịnh Ninh tiếp nhận đan dược, nhìn xem mấy vị sư huynh nặng nề sắc mặt, lúc này nhu thuận gật gật đầu. Bốn người xuống lầu, dụ dã hai người đã từ Tửu lâu trưởng quỹ chỗ ấy gõ hai viên thượng phẩm linh thạch. Gặp bọn họ xuống lầu, lúc này đưa tay chào hỏi Thịnh Ninh, tiểu sư muội mau tới, sư huynh vừa kiếm một chút tiền trinh, mời ngươi ăn mứt quà. Tửu lâu trưởng quỹ nghe vậy khóe mắt trùng điệp co lại mẹ nói chuyện này là sao? Tối hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy tay vịn bị phá hư, muốn bồi thường không có cầm tới một lông linh thạch. Sáng ngày thứ hai còn bị dọa dẫm hai viên thượng phẩm linh thạch. Hiện tại tu sĩ đều vô sỉ như vậy sao? Bọn hắn còn bắt hắn tiền đi mua mứt quả. Trưởng quỹ đưa tay hung hăng bóp ở người trung thượng, lúc này mới không có để cho mình té xỉu đi qua. Chờ Thịnh Ninh sáu người cắn mứt quả vào sân thời điểm, hiện trường đã đến không ít tông môn đệ tử. Chẳng qua bốn đại tông môn còn chưa ra trận, dù sao cũng là bốn đại tông môn, giá trị cao, khả năng gây nên người chú ý. Thịnh Ninh sáu người chuyên môn tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, còn chưa ngồi xuống, liền nghe có người sau lưng đang đàm luận Thái Hư Tông. Lông mày của nàng vẩy một cái, cả người vành tay, hướng về sau ngang nhiên xông qua. Dụ giá cùng quan vân xuyên cũng là, liền lục thanh an thấy thế cũng đi theo. Ngoặc kép chấm, kia tân thu thân truyền đệ tử nghe nói đã đến Kim Đan Kỳ, 18 tuổi Kim Đan, năm đó Thái Hư Tông đại đệ tử Tần Xuyên, cũng là 17 hàng năm Kim Đan. Lại là một Kim Đan, vậy chúng ta những cái này môn phái nhỏ đệ tử còn có cái gì tham dự cảm giác hàng năm đều là tạ ơn tham dự một điểm ý tứ đều không có năm nay kim đan có phải là hơi nhiều cùng rau cải trắng giống như trước đó yêu thú chiều dâng thời điểm ta có thấy cái môn phái nhỏ đệ tử từng cái đều là kim đan mấy vị đạo hữu không phải các người ngồi ta trong ngực nghe như thế nào mấy cái tu sĩ tiếng nghị luận bỗng nhiên dừng lại chợt cúi đầu nhìn về phía càng phát ra đến gần thịnh ninh mấy người bởi vì trận đầu giao đấu cũng không tại bí cảnh bên trong, mà là tại một cái cùng loại với La Mã đấu thú trường sân thi đấu bên trên. Người xem đài sắp đặt bậc thang, thịnh ninh 6 người liền ngồi tại thấp nhất trên bậc thang. Mà bây giờ, bọn hắn đã leo đến tầng thứ 3 bậc thang, khoảng cách nghị luận thái hư tông mấy vị tu sĩ chỉ kém cấp một bậc thang. Bị phát hiện nghe lén thịnh ninh nửa chút cũng không xấu hổ. Nàng cười ha hả há mồm cắn xuống mứt quả, vị đạo hữu này không cần phải khách khí, ta ngồi chỗ này là được. Tu sĩ kia ghé mặt giật một cái, hắn khách khí sao hắn rõ ràng là đang chỉ trích nàng nghe lén thì thôi còn làm rõ ràng như vậy chẳng qua vị đạo hữu này nói thái hư tông đệ tử mới thu thế nhưng là nữ tu thịnh ninh hỏi người thế nào biết tu sĩ lông mày nhíu lại cười nói nghe nói vị kia nữ tu từng tại nguyên tông môn chịu đủ tha mài cũng may nàng kịp thời thoát ly khổ hài đi thái hư tông như thế đại tông môn thái hư tông tài nguyên tốt lại có các đại trưởng lão chỉ đạo tu luyện đáng tiếc thiên phú của ta kém chút không phải ta cũng muốn tiến đại tông môn làm đệ tử cho dù là ngoại môn cũng được. Thái hư tông ngoại môn đệ tử chó đều không làm, thịnh ninh nội tâm liếc mắt, nghe được hắn gật đầu thừa nhận đệ tử mới là nữ tu về sau, nàng liền biết người kia là sư nguyệt giao. Chẳng qua sư nguyệt giao cùng thái hư tông cũng thật là vô gì. Nếu không phải nàng còn đứng ở chỗ này, nghe được tu sĩ kia trong miệng sư nguyệt giao biên soạn kịch bản lúc, nàng đều muốn hoài nghi sư nguyệt giao có phải là trong đầu chỉ có một cái kia kịch bản. Dùng vẫn là nàng kịch bản, nguyên chủ bị thái hư tông tha mai chó cũng không bằng, đói dừng lại no bụng dừng lại, đợi đến nàng vừa đến, cùng ngày thoát ly Thái Hư Tông, lại chạy tới vô địch tông hưởng thụ sinh hoạt. Sư Nguyệt giao đây không phải lấy trộm nàng kịch bản là cái gì? Nàng cho nàng bản quyền phí sao? Thịnh Ninh tức giận, chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, Sư Nguyệt giao nhập Ma Tu sau nhảy lên thành Kim Đan không nói, thế mà còn gia nhập Thái Hư Tông như thế chính thống môn phái. Phải biết Thái Hư Tông loại này sĩ diện lớp vài lót đại tông môn, thế nhưng là nhất tâm ghét Ma Tu yêu tu. Nhưng Sư Nguyệt giao vậy mà trà trộn vào đi, hoàn thành Thái Hư Tông thân truyền quả nhiên thái hư tông người đều là mù lòa đồ đần lớn ngu ngốc thịnh ninh bên này còn đang suy nghĩ lấy sư nguyệt giao sự tình liền nghe sau lưng mấy cái tu sĩ lên tiếng kinh hô đến đến thái hư tông cùng phi hoa tông cùng một chỗ đến rồi nghe nói hai tông năm nay lại thành hai cọc việc vui thái hư tông thống nhất bốn đại tông môn chắc hẳn ở trong tầm tay chính là thái hư tông tông phục khi nào có thể thay đổi cái này nhan sắc thấy ta hốt hoảng sân thi đấu cửa chính liền gặp hai đội nhân mã lẫn nhau khách khí hướng bên trong đi tới lần trước tại yêu thú triều dâng bên trên, Thịnh Ninh đã gặp bốn đại tông môn tông phục. Phi Hoa Tông chính là màu trắng tông phục, tông phục bên trên thêu lên mẫu đơn ám văn, trong tông môn cũng đều là nữ tu sĩ, nhìn xem mười phần đẹp mắt. Trái lại Thái Hư Tông lục sắc tông phục, dù là đã không phải lần đầu tiên gặp, Thịnh Ninh vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Sư Nguyệt giao quả nhiên ngay tại trong đó, nàng lúc này thay đổi ngày bình thường bộ kia yếu đuối có thể lấn tiểu bạch hoa bộ dáng. Mặc vào lục sắc tông phục nàng, tựa như mạnh lên không ít. Nhếch khóe môi, Thịnh Ninh cố nén ý cười, quay đầu cùng bên người Tô Đại Uyên mở miệng, "Đại sư huynh, người có thể nhìn ra trên người nàng phải chăng có ma khí rồi?" Ma tu trên thân quanh năm quanh quẩn ma khí, bất luận dùng biện pháp gì đều che giấu không được. Nhưng Tô Đại Uyên lại không cảm giác được sư nguyệt giao trên thân có mảy may ma khí. Mày kiếm nhíu chặt, hắn trầm giọng mở miệng, "Cũng không." Vậy liền kỳ quái. Vô vọng trên đào tử lâu khách sạn rất nhiều, căn bản không giống yêu thú cuồng chiều lần kia đồng dạng, giữa các tu sĩ căn bản không cần đoạt gian phòng bọn hắn hiện đang ở tửu lâu vị trí vắng vẻ, toàn bộ trên tử lâu hạ trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mặt khác ba người trúc cơ kỳ môn phái nhỏ tu sĩ. Mà lại theo trưởng quỹ nói, kia tay vịn rõ ràng là sư nguyệt giao làm hư, nàng bây giờ trên thân làm sao lại không có ma khí. Thịnh ninh sáu người ánh mắt đồng thời rơi vào sư nguyệt giao trên thân. Ánh mắt của bọn hắn quá mức rêu dao cái sau nháy mắt phát giác được, ngẩng đầu sau sông sáu người mỉm cười. Bên cạnh nàng đứng cổ trác cùng tần xuyên, đi ở phía trước thì là lần này thái hư tông dẫn đội trưởng lão, tiền trưởng lão. Tông môn thi đấu cùng yêu thú triều dâng khác biệt, nơi này cần phải có phán định cho điểm, bốn đại tông môn sẽ phái ra bốn tên trưởng lão ra mặt cho điểm. Điểm này đối với những tông môn khác tu sĩ đến nói 10 phần bất công. Nhưng mà bọn hắn không thể phàn nàn, bởi vì phàn nàn về sau, có lẽ sẽ mất đi lần tiếp theo thi đấu tư cách dự thi. Tư bản ép đầu, ép tới đám này tu sĩ sớm thành thói quen cúi người, quen thuộc đi lấy lòng bọn hắn. Không nghĩ tới tu chân giới cũng có một bộ này. Thịnh Ninh cảm thấy thứ vô số lần cảm khái, nếu để cho Thái Hư Tông còn như vậy phát triển tiếp, sợ là toàn bộ đại lục đều phải nghe bọn hắn. Lúc này liền phải có người phấn khởi phản kháng, nàng phấn khởi không được, phản kháng nha. Hướng về phía hướng bên này xem ra Tần Xuyên câu môi cười một tiếng, Thịnh Ninh bờ môi khẽ nhúc nhích, suýt nữa để dưới đáy cùng đội Tần Xuyên xông về phía trước. Nàng nói, Tần đạo hữu, bong, cũng may nhiều năm qua tố dưỡng để hắn đè xuống nội tâm lửa giận, hắn quay đầu đi đối đầu Sư Nguyệt giao ánh mắt, trầm giọng nói, nhập bí cảnh về sau, trước thu thập Thịnh Ninh đừng tưởng rằng trước đây không lâu thái hư tông bốn đại môn bị nổ thịnh ninh một mực chưa ra mặt hắn cũng không biết kẻ đầu tiêu là ai cũng bởi vì bốn đại môn bị nổ hắn thân là đại sư huynh bị trưởng môn phạt quỳ lúc này ngoại giới đều đang cười nhạo hắn thái hư tông vô năng nắm chặt trong tay ngọc linh tiêu đạt được sư nguyệt giao gật đầu khẳng định tần xuyên ngẩng đầu lạnh lùng mắt nhìn thịnh ninh cái sau ngẩng đầu nhìn trời đối phản dặm không mây thiên không huýt sáo mẹ nó muốn đánh người đợi đến hai cái tông môn ngồi tại trên vị trí của mình Ngồi tại Thịnh Ninh sáu người sau lưng mấy cái tu sĩ lúc này mới thu hồi ánh mắt hâm mộ. "Đúng, có chuyện các ngươi cách xa, khẳng định không biết." Thịnh Ninh nghe vậy lúc này lùi ra sau dựa vào thân thể. Một màn này rơi vào mấy cái tu sĩ trong mắt, mấy người tập thể kéo ra khóe miệng. "Vị đạo hữu này, không phải ngươi, đã vị đạo hữu này Thịnh Tình mời, vậy ta liền không khách khí." Không đợi đối phương nói hết lời, Thịnh Ninh lúc này đứng dậy ngồi tại bên cạnh bọn họ, nói đi, chuyện kia là liên quan tới Thái Hư Tông sao? Bọn hắn gặp qua thích nghe bát quái chưa thấy qua như thế thịnh ninh như thế thích. Tu sĩ im lặng qua đi tu liễm suy nghĩ, hắn hắng giọng một cái, nhìn chằm chằm thịnh ninh sáu người ánh mắt nóng bỏng. Đem đoạn thời gian trước Thái Hư tông chủ phong bốn đại tông môn bị nổ một chuyện nói ra. Chuyện này các ngươi nhưng phải giữ bí mật, nếu để cho Thái Hư tông đệ tử nghe được, tất nhiên. Hắn làm cái cắt cổ động tác, nhìn qua mười phần dọa người. Ngược lại là thịnh Ninh, một mặt không hăng hái lắm bộ dáng. Tu sĩ kia thấy thế lập tức không vui lên, vị đạo hữu này, muốn nghe bắt quái chính là ngươi, làm sao nghe đến đó ngươi ngược lại không có phản ứng rồi. Đại môn kia chính là nàng nổ, nàng có thể có phản ứng gì, hiện trường cho bọn hắn nổ một cái sao, thịnh ninh mỉm cười âm thanh, các ngươi biết đại môn kia là ai nổ sao. Gặp bọn họ lắc đầu, thịnh ninh lúc này đưa tay chỉ mình chóp mũi, ta, dừng, khoác lác đi, liền ngươi một cái chút cơ, ngươi nếu nói là ngươi mấy vị này sư huynh chúng ta tạm thời tin tưởng. Đạo hữu ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, trên trời phiêu phải đều là ngươi thổi lên châu xem đi, liền nói nàng nói thật khẳng định không ai tin. Thịnh Ninh nhún vai, cảm thấy không có ý nghĩa, một lần nữa trở lại mấy vị sư huynh bên người. Sam Sam nhan sành, đợi đến Định Thiên Tông cùng Liên Hoa Tông khoan thai tới chậm thời điểm, nàng lại nhìn thấy không vô người kia. So với tại yêu thú chiều dâng lúc, không vô khí tức trên thân càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, chắc là lại thăng cấp. Trong tay hắn vẫn như cũ nắm lấy này chuỗi xá lợi tử, yêu giá con người màu đỏ trung gian kiếm lời ngậm đối thế gian vạn vật thương xót thịnh ninh còn nhớ rõ lúc trước tiến vào hắn thần thức không gian lúc tràng cành sau khi trở về nàng nghĩ thật lâu cũng không thể nghĩ rõ ràng vì cái gì không vô loại này giết người phật tu thần thức không gian vậy mà là một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng lấy hắn giết qua nhiều người như vậy quá khứ nội tâm của hắn không nên là chống rỗng hắc ám sao phát giác được một vòng ánh mắt rơi trên người mình thịnh ninh lấy lại tinh thần thấy đối phương là không vô về sau nàng chân mày cau lại cái sau không quá mức phản ứng chỉ là dừng bước lại chắp tay trước ngực sông nàng niệm câu phật hiệu tiểu sư muội yên tâm, không vô sẽ không tiến nhập bí cảnh. Không vô tu vi đã cùng tiền trưởng lão bọn hắn không sai biệt lắm, lần này hắn sẽ ngồi tại ghế giám khảo bên trên, cho tu sĩ cho điểm. Mỗi một giới thi đấu nội dung đều không khác mấy, luyện đan luyện khí vẽ bùa luận võ, bởi vì vô địch tông không có kiếm tu, chỉ có thể từ thịnh ninh ra sân. Còn sót lại đan tu lục cảnh thâm, phù tu dụ dã khí tu quan vân xuyên, đều không là vấn đề. Coi như đây là vô địch tông lần thứ nhất lấy nhà mình tông môn danh nghĩa đi vào tông môn thi đấu trước đó không có sư nguyệt giao thời điểm, bọn hắn đối loại này thi đấu không có hào hứng. Có sư nguyệt giao thời điểm, bởi vì sư nguyệt giao khổ sở cầu khẩn, bọn hắn liền tới thay thế Thái Hư Tông đệ tử danh hiệu, thay Thái Hư Tông ra sân đoạt được thứ nhất. Trận đấu thứ nhất là từ mấy trăm tên phù tu bên trong tuyển ra trước mới tiếp tục dự thi. Cái thứ nhất ra sân dụ dã trà sát có chút đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, thấp giọng nói, tiểu sư muội ta có chút khẩn trương. Thịnh ninh nhìn hắn một cái, từ túi giới tử bên trong móc ra một con phúc túi, đây là ta chuyên môn cho sư huynh hoặc phù, có thể phù hộ sư huynh nhất định đoạt được thứ nhất. Màu vàng phúc túi tại ánh nắng dưới đáy có chút chói mắt. Dụ Giá đưa tay tiếp nhận, nội tâm tràn đầy cảm động, tiểu sư muội, người thật tốt. Thịnh Ninh hướng hắn câu môi cười một tiếng, đưa tay tại hắn đầu vai vỗ nhẹ, "Tứ sư huynh, cố lên." Đợi đến Dụ Giá lòng tràn đầy cảm động bên trên đài thi đấu thời điểm, Quan Vân Xuyên thực sự nhịn không được, quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu sư muội. "Tiểu sư muội, Dụ Giá có cái kia, ta cũng có sao?" Thịnh Ninh nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn, ngũ sư huynh đối với mình cũng không có lòng tin sao? Dĩ nhiên không phải, Quan Vân Duyên không chút suy nghĩ trực tiếp phủ nhận, hắn luyện khí năng lực không thể so đại tông môn tông sư kém, thượng phẩm linh khí nói luyện thành luyện. Không phải lúc trước sư nguyệt giao làm sao lại để hắn thay thái hư tông đệ tử ra sân? Mấp máy khóe môi, Quan Vân Xuyên không được tự nhiên cảm giác lại đi tới. Hắn chính là muốn cái kia phúc túi, dụ dã đều có, dựa vào cái gì hắn không có. Thịnh Ninh không cách nào, đành phải móc ra một cái giống nhau như đúc phúc túi đưa cho hắn, ngũ sư huynh, người cũng nhất định có thể thành công. Đạt được phúc túi quan vân xuyên cười ngây ngô, ngũ sư huynh nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Phúc túi bên trên cũng không linh lực ba động, lấy dụ giá cùng quan vân xuyên tu vi, nơi nào có thể nhìn đoán không ra đây là tiểu sư muội tại cầm phúc túi tại hống bọn hắn. Chẳng qua cầm tới phúc túi trong chớp mắt ấy, bọn hắn cảm thấy bối rối nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một mảnh an tâm. Bọn hắn đã từng tới tham gia qua tông môn thi đấu chỉ có điều không phải lấy vô địch tông danh nghĩa, đã từng bọn hắn ngốc ngốc coi là đây là một cái cưng chiều sư muội sư huynh nên làm sự tình. Đời trước sư Nguyệt Giao đối bọn hắn làm hết thầy, lại hung hăng phiến hai người bọn họ bàn tay. Thịnh Ninh nói đúng, vô địch tông nếu là không muốn bị đánh bại, nhất định phải đứng lên. Bọn hắn bị dẫm tại dưới chân nhiều năm như vậy, sớm nghĩ phấn khởi phản kháng, nhưng trên người bọn họ nô tính không cho phép bọn hắn đứng dậy. Nhưng nếu là lại tiếp tục như vậy xuống dưới, tiếp theo sẽ có bao nhiêu cái vô địch tông bị diệt môn, lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị tàn nhẫn sát hại. Bởi vì vòng thứ nhất thi đấu là vì khảo nghiệm mỗi cái tông môn tu sĩ ngày bình thường thành quả tu luyện. Bọn hắn càng là có thể luyện ra vẽ ra ưu tú tác phẩm, đạt được phân cũng sẽ cao hơn. Vì tính công bình, mỗi một trận đấu bên trong mỗi cái tông môn chỉ có thể phái ra một vị đệ tử. Dụ Giá ra sân thời điểm, liếc mắt liền thấy đứng tại bên cạnh mình kia Bôi Lục. Thái Hư Tông cũng có phù tu, chẳng qua bởi vì phù tu quá khó tu luyện, cho nên số lượng cực ít lại bởi vì phù tu hoặc phù cũng không phải là mỗi một chương đều có thể thành công, bồi dưỡng một cái phù tu, không chỉ có muốn chuẩn bị cho hắn lá bùa lang hào, càng muốn có vô cùng tận bổ linh đan. Phù tu vẽ bùa lúc cực kỳ tiêu hao linh lực, thịnh ninh một trận hoài nghi tới dụ giá tinh thần lực đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào, vậy mà có thể tại một đêm vẽ ra một sấp phù lục. Chẳng qua dụ giá cũng là thiên tài, 17 tuổi đi vào kim đan, bây giờ đã là kim đan trung kỳ, có thể họa nhiều như vậy, phù lục hẳn là cũng tính bình thường. Tu sĩ con mắt có thể nhìn rất xa, Thịnh Ninh liếc mắt liền bắt được đài thi đấu bên trên dụ giá thân hình. Tranh tài theo một trận cảnh đồng âm thanh chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt đó, đài thi đấu bên trên bộc phát ra bảng bạc linh lực, suýt nữa đem Thịnh Ninh xông bay ra ngoài. Tốt trên khán đài rất nhanh dựng thẳng lên một đạo màn ngăn, cam đoan tu sĩ khác an nguy. Người tứ sư huynh lúc trước vẫn là tên ăn mày nhỏ thời điểm, tính tình liền gắt gòng. Vang lên bên tay Lục Thanh An nhàn nhạt tiếng nói chuyện. Thịnh Ninh quay đầu nhìn sang, liền gặp Lục Thanh An khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào rụ dã trên thân. Hắn không biết mình cha mẹ là ai, thuở nhỏ bị một cái lão ăn mày dùng nước cháo nuôi nấng lớn lên. Đói dừng lại no bụng dừng lại, cũng không biết hắn là làm thế nào sống sót. Ta tại trong miếu đổ nát phát hiện hắn thời điểm, hắn ngay tại điều khiển trong miếu tảng đá nện cái khác khi dậy hắn tiểu ăn mày. Tất cả mọi người mang hắn là cái quái nhân tên điên, hắn khan cả giọng gầm thét mình không phải, giống xong tiếp tục điều khiển linh lực dùng tảng đá nện người. Thời điểm đó dụ dã còn không biết mình là một thiên tài thể chất của hắn đặc thù, thổi nhỏ tay thanh mắt sáng, tựa như vừa ra vốn liền tự mang linh lực. Lão ăn mày không chiếm được nước cháo thời điểm, hắn đói cũng không khóc, vừa sẽ bỏ liền mang theo lão ăn mày đi trên núi tìm những cái kia lạc đàn dã thú. Sam sam nhan sảnh, lão ăn mày đi sớm, không ai bảo hộ dụ dã bị bắt nạt thật lâu sau mới phấn khởi phản kháng, cũng là khi đó hắn mới biết mình có thể điều khiển bên người đồ vật. Tinh thần lực của hắn cường hãn, lại đối lang hào cảm thấy hứng thú, ta đem hắn mang về vô địch tông sau tìm sư phụ muốn cơ bản phù tu nhập môn tâm pháp, kết quả ngươi đoán như thế nào? Lục Thanh An nhớ lại chuyện cũ thời điểm, cảm thấy vô số cảm khái, hắn chỉ dùng hai ngày liền vẽ ra định thân phù, hắn là một thiên tài. Dụ giá trí nhớ cũng không kém, phàm là hắn nhìn qua phù lục, đều có thể tại ghi lại sau vẽ xuống tới. Chính là như vậy một đôi mắt, đời trước bị thái hư tông cắm hai kiếm, cũng không biết thời điểm đó dụ giá nên có bao nhiêu đau. Thịnh Ninh biết dụ giá là Lục Thanh An từ trong miếu đổ nát kiếm về nhưng không có nghĩ qua thân thế của hắn dạng này thê thảm. Nàng quay đầu lại nhìn về phía đài thi đấu bên trên ngay tại ngưng thần vẽ bùa dụ giá. Tại khẩn trương như vậy hoàn cảnh dưới, hắn lại còn có rảnh rỗi ngẩng đầu lên, xong nàng nhếch miệng cười một tiếng. Hắn dù tí sao hát khí nóng này, nhưng cũng giảng nghĩa khí. Nếu không đời trước hắn xuất quan lúc, cũng sẽ không trong cơn tức giận chạy tới báo thù cho bọn họ. Cho nên bất luận là sư Nguyệt Giao vẫn là Thái Hư Tông, đều đáng chết. Vòng thứ nhất đấu vòng loại cũng không khó, dụ dã dạng này phù tu nhắm mắt đều có thể qua. Tại tranh tài trong lúc đó, có tu sĩ bởi vì tu vi không đủ, trên thân lại không có bổ linh đan tình huống dưới, té xỉu tại chỗ trên mặt đất, bị thủ tiêu tiếp tục tranh tài tư cách. Cuối cùng có thể thẳng tắp sống lưng đi xuống đài thi đấu, 10 cái ngón tay đầu đều có thể đếm được. Dụ dã khác biệt, dụ dã là chạy xuống đài. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng thịnh ninh bọn hắn chia sẻ mình thành quả. Không nghĩ hắn vừa chạy đến nửa đường, liền bị một cái tay ngăn lại bước chân ngước mắt nhìn về phía đứng tại trước mặt sư Nguyệt Giao, dụ dã trên mặt ý cười biến mất hầu như không còn. Người là chó sao? Lão nghe mùi vị liền phải quấn lấy ta không thả. Dụ dã cảm thấy mình thật sự là sông quỷ. Đời trước sư Nguyệt Giao một mực đuổi theo hắn không thả, đời này vẫn là hắn nhìn qua rất dễ nói chuyện sao? Không phải hắn không muốn cả nhan đan. Lần trước hắn họa biến dạng phù hiệu quả không tệ. Nếu là hắn biến dạng điểm, sư Nguyệt Giao có phải là liền sẽ không quấn lấy hắn không thả rồi? Sư Nguyệt Giao không biết hắn suy nghĩ trong lòng nàng chỉ là nghe được lời hắn nói liền khí giận sôi lên cố nén hạ muốn động thủ xúc động sư nguyệt giao trầm giọng mở miệng tứ sư huynh ngươi không hối hận sao dụ ra im lặng ta hối hận cái gì ta chỉ hối hận không có sớm một chút đem ngươi đá ra vô địch tông sư nguyệt giao ngươi ra mặt đến cùng làm sao dài dày như vậy không phải ngươi kéo xuống đến dán trên mặt ta ta cũng muốn thử xem ra mặt dày cảm giác sư nguyệt giao đối với hắn sắc bén ngôn ngữ khí suýt nữa cắn nát một hơi răng hàm hai tay của nàng nắm chắc thành quyền khóe miệng chợt giơ lên một vòng cười, không hối hận liền tốt, chỉ hy vọng Vô Địch Tông bị diệt môn lúc, tứ sư huynh cũng có thể không hối hận. Có ý tứ gì, nàng tìm tiểu sư muội nói những lời kia, lại tìm hắn nói, kịch bản sớm báo trước, dụ dã vặn lên lông mày, rất muốn hỏi nàng một câu, không có sao chứ? Coi như bọn hắn đánh không lại Thái Hư Tông, cũng trốn lên. Càng không nói đến bọn hắn tu vi không thấp, Thái Hư Tông coi như muốn đem Vô Địch Tông diệt môn, cũng phải trước hết nghĩ nghĩ bọn hắn thực lực. Ngươi, cũng chính là miệng có chút dùng, nghe ta lần sau đừng tổng làm cái kia dễ thấy bao, trực tiếp động thủ được không? Người đều chậm trễ ta cùng tiểu sư muội nói chuyện thời gian, đáng ghét. Đẩy ra ngăn tại bên người sư Nguyệt Giao, dụ giá cũng không quay đầu lại hướng phía khán đài chạy tới. Lưu lại sư Nguyệt Giao một người, sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Dụ giá biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, đến mức bất luận là nhìn trên đài người xem, vẫn là đài thi đấu bên trên tuyển thủ dự thi, ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Đây chính là Nguyệt Giao sư muội đã từng chỗ tông môn phù tu năng lực không tầm thương, nói chuyện chính là Thái Hư Tông thân truyền ngũ đệ tử, Tịch chấn. Mới chính là hắn đứng tại dụ giá bên người, hắn cũng là cái kim đan kỳ phù tu, nhưng hắn vẽ bùa tốc độ còn kém rất rất xa dụ giá. Vì có thể đoạt được thứ nhất, hắn dốc hết toàn thân linh lực rót vào lang hào, hỏa một đạo thất sát phù, họa cho tới khi nào xong thôi hắn suýt nữa bởi vì linh lực bị móc sạch mà ngã xuống. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đứng ở bên cạnh hắn dụ giá từ đầu đến cuối một bộ khí định thần nhan bộ dáng thậm chí còn có thời gian nhìn về phía khán đài, hướng hắn tông môn sư huynh đệ phất tay chào hỏi. Trong nháy mắt đó, Tịch Trấn chỉ cảm thấy mình phù tu kiếp sống gặp vũ nhục. Phù tu vẽ bùa lúc cần phải tâm vô tạp niệm, bảo trì sáu chỉ toàn. Dụ dã ngược lại tốt, chỗ này sờ sờ chỗ ấy sờ sờ, sắp đến nhanh ngừng bút thời điểm, mới cúi đầu xuống vẽ ra tấm phù. Hắn vốn cho rằng dụ dã hoặc chẳng qua là nhập môn phù lục. Không nghĩ hắn dư quang thoáng nhìn, liền làm cho đối phương hoặc phù lục và kinh định trụ thân thể. Vãi Đậu thành binh phù, dạng này phù lục tịch trấn chỉ ở tàng thư các tầng cao nhất gặp một lần. Bởi vì đây là đỉnh cấp phù lục, cho đến tận đây toàn bộ Thái Hư Tông không một người có thể vẽ ra vãi đậu thành binh phù. Hắn đã từng thử qua mấy lần, mỗi lần đều là bởi vì linh lực giữa đường hao hết mà thất bại. Dụ Giá thân là một cái môn phái nhỏ đệ tử, vậy mà dễ dàng như vậy vẽ ra đỉnh cấp phù lục. Tịch trấn ăn tiếp một cái bổ linh đan xuống đài, nhìn xem Dụ Giá nhún nhảy một cái hướng khán đài đi, cái này người, giữ lại không được tiền trưởng lão thuận hắn ánh mắt nhìn sang, liền gặp sáu cái thân mang nguyệt bạch tông phục tu sĩ chen thành một đoàn, trên mặt ý cười so đỉnh đầu ánh nắng còn muốn chói mắt. Tiền trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nho nhỏ tông môn, không đáng nhắc đến, người như thực sự lo lắng, tại bí cảnh bên trong. Mọi người đều biết, bí cảnh bên trong tu sĩ ngoài ý muốn tử vong, tông môn sẽ chỉ thương tâm, lại không có cách nào báo thù. Thái hư tông vốn sẽ phải đối thịnh ninh động thủ, thêm một cái là giết, thiếu một cái cũng là giết. Tịch chấn thu hồi rơi vào Thịnh Ninh sáu người trên người ánh mắt, trầm giọng ứng tiếng. Dụ Dã cầm tới thứ nhất thời điểm, Thịnh Ninh mấy người đều không có chút nào ngoài ý muốn. Bằng không trước đó Sư Nguyệt Giao cũng sẽ không gọi hắn tiến đến thay thế Thái Hư Tông phù tu vị trí. Nàng mấy cái sư huynh năng lực không tầm thường, cho dù là Tần Xuyên ra sân, đều không nhất định có thể đấu qua được đại sư huynh Tô Đại Uyên. Khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười, Thịnh Ninh khi nhìn đến tầm mắt mọi người nhìn sang lúc, nhếch miệng cười thấy răng không gặp mắt dụ giá còn là lần đầu tiên đạt được nhiều người như vậy chú mục nguyên bản tí sau hát khí nóng này hắn nhất thời ngượng ngùng đưa tay gãi đầu một cái khiêm tốn một chút ta chính là tùy tiện vẽ tranh lúc nào đỉnh cấp phù lục đều có thể tùy tiện vẽ tranh rồi hắn kia là tùy tiện vẽ tranh vậy bọn hắn hoặc chính là cái gì cứt chó sao dụ giá còn không biết mình gây nên công phẫn hắn chính là sử dụng tiểu sư muội trước đó nhất quán thích nói mà thôi huống hồ bọn hắn đều chưa thấy qua tiểu sư muội nghịch thiên tu vi hắn chỉ là vẽ ra tấm đỉnh cấp phù lục làm sao rồi? Hắn tiểu sư muội còn có thể luyện đan, là kiếm tu đâu? Dụ Dã nghĩ tới đây, nhìn không được quay đầu mắt nhìn bên người bởi vì mình thu hoạch được thứ nhất mà cao hứng thịnh ninh. Hắn ôm lấy khóe môi, vung tay lên, tiểu sư muội thích kia phù lục sao? Thích liền đưa ngươi, cái gì gia đình, đỉnh cấp phù lục nói đưa liền đưa. Hắn coi là cái đồ chơi này cùng ven đường cỏ đuôi chó đồng dạng phổ biến sao? Ngồi tại sáu người sau lưng tu sĩ nhau nhau hộp máu vừa rồi bọn hắn còn chưa tin thịnh ninh 6 người thực lực, hiện tại xem ra là bọn hắn cách cục nhỏ. Vòng thứ nhất thi đấu so tài cử hành rất nhanh, gần như chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền triệt để kết thúc. Hết thảy năm hạng thi đấu, vẽ bùa, luyện đan, luyện khí, kiếm tu đại loạn đấu cùng thuật tu đại loạn đấu. Trừ thịnh ninh cái này bị ép ra sân kiếm tu, chỉ cầm tới thứ tư thành tích, còn sót lại tô đại uyên 4 người đều cầm tới không sai thành tích. Thịnh Ninh nghĩ tới mình tại đài thi đấu bên trên sẽ gặp được Sư Nguyệt Giao nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp xông nàng mà tới. Trong tay nàng bắt tinh côn ngô kiếm vẫn là từ tu sĩ khác chỗ ấy giành được, nhìn thấy sư nguyệt giao rút kiếm hướng mình mặt đâm tới nháy mắt, nàng lúc này rút kiếm vẫy lui kiếm của đối phương. Cảm nhận được sư nguyệt giao trên thân khác biệt dĩ vãng khi thế, thịnh ninh nhìn xem nàng câu lên khóe môi, sư đạo hữu đi lên cứ như vậy hung, bệnh chó giải phạm rồi. Sư nguyệt giao trước đây không lâu bị dụ giá khí không nhẹ tức giận đến nàng tại chỗ tìm tới tiền trưởng lão, yêu cầu kiếm tu thi đấu thời điểm, mình muốn lên sàn tiền trưởng lão nể tình nàng đã đi vào kim đan phân thượng, lúc này mới đáp ứng yêu cầu của nàng. Không nghĩ tới sư nguyệt giao vừa vào sân, cái khác kiếm tu nàng đều không để vào mắt. Đơn độc nắm lấy thịnh ninh không thả, thanh tú ngũ quan bởi vì thịnh ninh nói bừa mà trở nên vặn vẹo. Liền nghe sư nguyệt giao nhạy giọng mở miệng nói, hy vọng tiểu sư muội đang bị đâm xuyên nội đan lúc, cũng có thể cười ra tiếng. Dứt lời, liền gặp nàng cầm lên linh kiếm hướng phía thịnh ninh bụng dưới đâm tới. Thịnh Ninh đương nhiên sẽ không để cho nàng tùy ý đâm, mắt lạnh nhìn đối phương bay thẳng tới mình, nàng lại tại giai đoạn khẩn yếu nhất nhắm lại hai con ngươi. Tiểu sư muội đang làm cái gì? Chờ chết sao? Cho dù tính cách trầm ổn như Tô Đại Uyên cùng Lục Thanh An, khi nhìn đến Thịnh Ninh nhắm lại hai con ngươi thời điểm, vẫn là không nhịn được hai tay nắm chắc thành quyền. Dụ dã chố mắt muốn nứt, nếu không phải Quan Vân Xuyên cùng Lục Cảnh Thâm đè ép hắn, hắn sớm đã xông lên phía trước bảo hộ tiểu sư muội. Ngồi tại bọn hắn phía sau mấy vị tu sĩ ánh mắt cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên đài Thịnh Ninh không thà dù sao trước đây không lâu Thịnh Ninh còn nói qua, là nàng nổ Thái Hư Tông đại môn. Có khả năng như thế trúc cơ tu sĩ, nếu như không phải khoác lác, bọn hắn rất tình nguyện thấy được nàng đoạt được thứ nhất. Đáng tiếc, kiếm tu thi đấu vừa mới bắt đầu, Thịnh Ninh liền bị Kim Đan kỳ sư Nguyệt Dao để mắt tới. Nàng bây giờ không phản kháng cũng coi như, lại còn đứng tại chỗ, tùy ý sư Nguyệt Dao đánh giết. Trúc cơ đánh Kim Đan, các ngươi tiểu sư muội sợ là biết mình cách cái chết không xa, trước chuẩn bị sẵn sàng rồi sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện để Tô Đại Uyên năm người nhau nhau quay đầu. Dụ dã Thần Kinh vốn là khẩn trương cao độ, nghe nói như thế thời điểm, trực tiếp lấy ra cấm ngôn phù dán tại đối phương ngoài miệng. Ngậm miệng, lão già, tu luyện trăm năm cũng chỉ là người chúc cơ tu sĩ. Mẹ nó bị một tên mau đầu tiểu tử vũ nhục. Ngay tại dụ dã năm người nhanh chóng quay đầu lại, cũng tại mọi người coi là thịnh ninh muốn bị một kiếm đâm thủng qua thời điểm. Nguyên bản đứng tại chỗ kia bôi nguyệt bạch thân ảnh nhưng không thấy dụ dã năm người tâm lập tức nâng lên cổ họng chuyện gì xảy ra tiểu sư muội người đâu người đâu làm sao bỗng nhiên không gặp rồi ẩn thân phù các người nhìn nàng tại cái kia kim đan sau lưng đột nhiên yên lặng lại nhìn trên đài lần nữa bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô bởi vì bọn hắn tất cả mọi người coi là sư nguyệt giao sẽ một kiếm đâm bảo thịnh ninh nội đan kết quả thịnh ninh lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa một giây sau lại xuất hiện tại sư nguyệt giao sau lưng mà trên đài sư nguyệt giao hiển nhiên cũng không có từ một màn này bên trong lấy lại tinh thần. Nàng một kiếm này đâm mãnh, cả người đều hướng phía trước đánh tới. Nhưng mà nàng lại vô hụt, mới còn đứng ở trước mắt nàng Thịnh Ninh, không gặp. Ngay tại ánh mắt của nàng trên khán đài tìm kiếm khắp nơi Thịnh Ninh thân ảnh lúc, một đạo hà hơi âm thanh tại nàng sau đó vang lên, kích thích nàng cả người nổi da gà lên. Sư đạo hữu, quá chậm rồi. Sau lưng vang lên tiếng nói chuyện để sư nguyệt giao con người đột nhiên co lại. Tại sao có thể như vậy? Thịnh Ninh là khi nào chạy đến phía sau nàng đi. Không đợi nàng lấy lại tinh thần rút kiếm hướng về sau công kích, Thịnh Ninh trong tay cái kia thanh bát tinh côn ngô kiếm mũi kiếm đã chống đỡ tại cằm của nàng chỗ. Chỉ cần Thịnh Ninh thủ đoạn dùng lực, kiếm trong tay của nàng liền có thể đâm xuyên nàng cả viên đầu. Cổ họng nhấp nhô, Sư Nguyệt Dao toàn thân tóc gáy dựng lên, Thịnh Ninh. Nàng quát chói tay âm thanh chẳng những không có để người sau lưng khẩn trương, ngược lại gọi nàng càng thêm hưng phấn lên. Sự đạo hữu, người chịu thua chưa? Nhận thua, muốn để nàng hướng Thịnh Ninh nhận thua. Đây là cái gì chuyện cười lớn." Sư Nguyệt Dao hừ nhẹ một tiếng, còn không đợi nàng mở miệng chào phúng, một đạo hơi lạnh trơn nhắn xúc cảm bỗng nhiên dán lên cổ tay của nàng. Nàng nghĩ trong mắt đi xem, bất đắc dĩ hạ ba bên trên còn có Thịnh Ninh kiếm. Có thể cảm giác được cái kia đạo xúc cảm ngay tại thuận lấy cánh tay của mình đi lên kéo lên, thậm chí đã chạm đến đầu vai của nàng. Cảm giác buồn nôn đánh tới, Sư Nguyệt Dao sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, "Thịnh Ninh, ngươi đang làm cái gì?" Thanh âm của nàng mang theo rung động, nếu không phải trên cầm mũi kiếm lúc này nàng sợ là sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thịnh Ninh cố nén cười mắt, nhìn bởi vì xấu hổ mềm không thành hình thu thu. Sau đó nàng gần sát sư Nguyệt giao thân thể về sau, tiếp tục tại bên tai nàng mở miệng, "Sư đạo hữu, người thế mà xuyên đỏ chót cái yếm, chậc chậc." "Thịnh Ninh ngươi, vô sỉ." Cho dù Thịnh Ninh cũng là nữ tử, nhưng từ trong miệng nàng nghe được lời nói này thời điểm, Sư Nguyệt giao tái nhật sắc mặt vẫn là thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Nàng sao có thể dạng này? Nàng thế mà, thế mà, Thịnh Ninh chính là tùy tiện đoán một chút, không nghĩ tới mình thế mà đoán đúng. Lại nói Thu Thu cũng sẽ không nói lời nói, làm sao có thể nói cho nàng, nàng cái yếm nhan sắc. Khóe miệng ý cười càng thêm làm càn, Thịnh Ninh đáy mắt hiện ra một vòng giảo hoạt, sư đạo hữu cũng không nghĩ để mọi người thấy đi, cho nên, ngươi nhận thua sao? Dĩ vãng kiếm tu thi đấu bên trên, tất cả mọi người là đàng hoàng so kiếm so tu vi. Chưa hề có ảnh hình người Thịnh Ninh như vậy, đào nữ kiếm tu quần áo, còn nói. Còn nói, sư Nguyệt Giao vừa tức vừa xấu hổ, nếu không phải hiện tại bị quản chế nàng, nàng tất nhiên muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Thịnh Ninh gặp nàng không nói lời nào, cũng không nóng nảy, chỉ là tại bên tai nàng tiếp tục mở miệng. Người nói Vô Địch Tông chẳng mấy chốc sẽ diệt môn, là người biết cái gì? Đã người biết nhiều như vậy, có hay không nghĩ tới một điểm? Sư Nguyệt Dao cố nén kia cỗ trơn trượt cảm giác tại trên cánh tay mình tán loạn, đang nghe Thịnh Ninh nói lời về sau, sắc mặt nàng lại lần nữa khó nhìn lên. Cái gì? Ở trong mắt nàng, Vô Địch Tông tóm lại là phải bị diệt môn, chỉ là sớm tối vấn đề mà thôi. Thịnh Ninh ôm lấy khóe môi, thấp giọng mở miệng, vô địch tông sớm đã không giống lúc trước như thế, người đoán các sư huynh vì cái gì thái độ đối với người 180 độ lớn chuyển. Người có thể biết vô địch tông bị diệt môn, vì sao các sư huynh không thể biết. Úc ta biết, người kế hoạch muốn giết chúng ta. Nàng dùng truyền âm, người bên ngoài căn bản nghe không được lời nàng nói. Đơn độc sư nguyệt giao một người, mới vừa lên trận không đến một khắc đồng hồ thời gian, sắc mặt liền đã biến đen đổi xanh biến bạch biến đỏ. Rất giống một khối điều sắc bàn. Đúng vậy, vì cái gì vô địch tông thái độ đối với nàng sẽ bỗng nhiên chuyển biến. Rõ ràng tại Thịnh Ninh xuất hiện trước đó, Lục Thanh An bọn hắn đều đối nàng thật tốt. Sắc mặt giữ tợn một cái chớp mắt, Sư Nguyệt Dao cắn răng trầm giọng mở miệng, người đến tột cùng là ai? Dựa theo Thịnh Ninh năng lực, không nên bị Thái Hư Tông đuổi tới ngoại môn làm cái tạp dịch. Nhưng nàng không những tại ngoại môn, còn suýt nữa bị chết đói. Vẫn là Lục Thanh An đem nàng nhặt về đi, mới khiến cho nàng sống tới. Cho nên nhất định là Thịnh Ninh biết cái gì, cho nên các sư huynh mới có thể đối nàng thái độ chuyển biến. Lấy Thịnh Ninh thông minh, sớm đã đem vô địch tông các sư huynh thái độ chuyển biến nguyên nhân đoán 7, 8 phần. Nhưng sư Nguyệt Dao vẫn là không hiểu rõ, đem nguyên nhân vung ở trên người nàng. Khóe miệng tràn ra một đạo cười lạnh, Thịnh Ninh rút về kiếm lui lại một bước, liền nghe đài thi đấu bên trên vang lên một đạo thanh thúy êm tai tiếng quát. Quỳ xuống, bên trên một cái chớp mắt, còn đứng tại chỗ sư Nguyệt Dao đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Mà nàng quỳ lại phương hướng, chính là Tô Đại Uyên năm người chỗ khán đài vị trí sư nguyệt giao ngươi có biết mỗi một người bọn hắn đều là thực tình đợi ngươi ngươi lại đem bọn hắn xem như bụi bặm đem bọn hắn trả giá cho rằng đương nhiên cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi như thế nào làm người vậy ta hôm nay liền thay bọn hắn dạy ngươi cho ta đập liền nghe đông một tiếng quỳ gối đài thi đấu bên trên sư nguyệt giao bỗng nhiên khom người xuống cái chán hung hăng đập trên mặt đất liên tiếp dập đầu ba cái sư nguyệt giao sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt nàng hàm răng cắn chặt môi dưới rốt cục ba cái khấu đầu kết thúc hai mắt của nàng lật một cái té xỉu ở trên đài. Cuối cùng kiếm tu thi đấu bên trên, Thịnh Ninh lấy năng lực chính mình không đủ lấy cớ cự tuyệt định Thiên Tông mặt khác ba đại tông môn giao đấu, dẫn theo kiếm chậm rãi xuống đài. Sư Nguyệt giao thua, Thái Hư Tông thua, giới trước tông môn thi đấu bên trên, mỗi năm cầm thứ nhất Thái Hư Tông, lần này lại chỉ cầm thứ năm thành tích. Thái Hư Tông bị một cái môn phái nhỏ dẫm tại dưới chân, đối phương vẫn chỉ là người trúc cơ tu sĩ. Mà Thái Hư Tông lên đài thì là Kim Đan kỳ tu sĩ. Thịnh Ninh xuống đài thời điểm, tình cảnh có thể nói là vạn chúng chú mục. Ngay trong bọn họ có người đã từng làm qua khiêu chiến vượt cấp. Nhưng chúc cơ khiêu chiến kim đan, còn thắng, điểm này hiếm có người có thể làm đến. Thịnh Ninh mang theo cười trở lại trên vị trí của mình. Còn chưa ngồi xuống, liền bị mấy vị sư huynh bao bọc vây quanh. Có bị thương không? Sư Nguyệt Giao vừa mới đều đối ngươi làm cái gì? Lục Thanh An lôi kéo trên tay của nàng hạ xem xét. Người màu đưa các sư huynh hù chết, kiếm của nàng đều đâm đến trên người ngươi, ngươi cũng không biết tránh một chút, nếu như bị đâm xuyên làm sao bây giờ, Hà, Dụ giã đại lực đập bộ ngực, vừa mới một màn kia kém chút đem hắn dọa nước tiểu. Nhanh tọa hạ uống miếng nước, có mệt hay không? Ăn viên linh quả bồi bổ thân thể, lục cảnh thâm từ quan vân xuyên trong tay đoạt lấy thượng phẩm linh quả, nhét vào trong tay nàng. Bị chen đi ra quan vân xuyên cùng tô đại uyên, ba người các ngươi, lễ phép sao? Không giống với những tông môn khác đệ tử trở lại nhà mình tông môn khán đài như vậy, thịnh ninh bị mấy vị sư huynh toàn phương vị chiếu cố, rước lấy không ít người mắt đỏ cái này môn phái nhỏ tựa như là gọi vô địch tông tới, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, thế mà như vậy không cho bốn đại tông môn mặt mũi, về sau sợ là có nếm mùi đau khổ. Chính là chính là, Thái Hư tông lớn như vậy, trêu chọc Thái Hư tông khẳng định không có quả ngon để ăn. Đáng tiếc mấy cái này đều là thiên tài, cái này nếu là đặt ở Thái Hư tông, bao nhiêu cũng có thể làm cái thân truyền đệ tử. Làm gì nghĩ quẩn cùng bọn hắn đấu? Chấm, chung quanh vang lên nghĩ linh tinh đều rơi vào thịnh ninh sáu người trong tay. Dĩ vãng loại thời điểm này, Tô Đại Uyên bọn hắn sẽ chỉ tùy ý đối phương nói. Nhưng hiện tại bọn hắn ở trong có thêm một cái thịnh ninh. Chỉ gặp nàng nâng lên một đôi trắng thuần tay, đẩy ra cản ở trước mặt mình Lục Thanh An hai người, sau đó thò đầu ra đi. Các vị đạo hữu có quan niệm của mình không sai, nhưng các người quỳ thời gian lâu dài, xương cốt mềm, liền tự mình thụ lấy. Nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn không có ngày bình thường bộ kia vui cười bộ dáng. Chúng ta vô địch tông muốn đứng lên, lạc hậu quy xuống đều phải bị đánh, chúng ta không muốn bị đánh, cho nên chúng ta muốn đứng lên. Thịnh Ninh gần như đắc tội toàn trường môn phái nhỏ, bởi vì bốn đại tông môn đặt chân ở đại lục, ở bên trên hồi lâu, lâu đến tất cả mọi người nhanh quên bốn đại tông môn là lúc nào xuất hiện. Bọn hắn sớm thành thói quen tính sùng bái bốn đại tông môn, hướng bốn đại tông môn chịu thua quỳ xuống. Giống như đây mới là bọn hắn nên làm sự tình, nhưng Thịnh Ninh mới vừa nói kia lời nói lại vi phạm bọn hắn những năm gần đây thói quen. Làm sao lại có buồn cười như vậy cho cười, một cái nho nhỏ tông môn thế mà muốn đánh bại bốn đại tông môn trèo lên trên. Đến cùng là ai cho dũng khí của bọn hắn? Thịnh Ninh vốn là phản đối bọn hắn không có cốt khí. Gặp bọn họ từng cái trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nàng cũng không có gì phản ứng, quay đầu lại tiếp tục cùng các sư huynh nói tại đài thi đấu bên trên chuyện phát sinh. Không ngờ nàng vừa có động tác, sau lưng liền bị vỗ một cái. Là cái kia mời nàng vào lòng nghe bát quái tu sĩ. Thịnh Ninh nhấn mày, cười nói, vị đạo hữu này, có việc. Liền gặp tu sĩ kia hai tay nắm chắc thành quyền, một gương mặt đỏ bừng lên. Thịnh Ninh gặp hắn một bộ táo bón bộ dáng, hào tâm từ túi giới tử bên trong móc ra một viên linh quả ném cho hắn người đã nhập trúc cơ cũng đã tích cốc mới là chẳng qua nếu là thân thể khác thường vẫn là không muốn giấu bệnh sợ thầy có nhiều thứ vẫn là bài trừ đến mới có thể để cho người thoải mái tu sĩ nghe xong lời này cho là nàng là đang khích lệ mình có lời cứ nói nàng thậm chí còn cho hắn đưa viên linh quả muốn hắn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nàng người còn trách tốt liệt đưa tay dùng sức gãi đầu một cái liền nghe nhân cao mã đại tu sĩ ngượng ngùng gãi đầu một cái ta là cảm thấy ngươi nói rất tốt, mặc dù bốn đại tông môn rất khó đánh, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ngồi tại bên cạnh hắn áo trắng tu sĩ đi theo gật đầu phụ hòa. Những năm này Thái Hư tông chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đệ tử quá nhiều, dưới đáy không ít môn phái nhỏ qua khổ không thể tả, nhưng tất cả mọi người không dám phản kháng. Bởi vì vừa phản kháng, ngày thứ hai cái kia môn phái nhỏ liền sẽ biến mất. Nguyên lai Thái Hư tông đã sớm đối dưới đáy môn phái nhỏ bắt đầu động thủ. Chẳng qua bởi vì Vô Địch tông là sư nguyệt giao trước đó chỗ tông môn, có sư nguyệt giao tải, cho nên chuyện này cố ý bị làm lớn chuyện. Tất cả mọi người đang chê cười vô địch tông, lại không người dám đứng ra thay bọn hắn nói chuyện. Thịnh Ninh hiểu qua tình huống về sau, có chút dơ lên cầm, chúng ta sẽ... Sam Sam nhan sảnh, mấy cái này tu sĩ nhìn xem nàng một bộ khí định thần nhan bộ dáng, mặc dù nàng chỉ là người trúc cơ, vẫn như cũ để bọn hắn sinh lòng ra yên ổn tới. Nói không chừng đâu, đại lục liền sẽ một lần nữa tẩy bài, những cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, cũng không còn có thể tiếp tục đi ngang mấy cái tu sĩ nhìn xem tiếp tục cùng mấy vị sư huynh đùa dẫn tiểu nữ, khóe môi dơ lên một vòng cười nhạt. Vòng thứ nhất thi đấu tổng điểm 100 điểm, mỗi vòng đấu thứ nhất 20 phân, thứ hai 10 điểm, thứ ba 5 phân, thứ tư 3 phân, thứ năm 1 phân. Vô địch tông trừ thịnh ninh cầm cái thứ tư, Tô Đại Uyên cùng Tần Xuyên đánh cái ngang tay trung thu được đệ nhất bên ngoài, dụ giá ba người phân biệt cầm xuống thứ nhất. Trước mắt tổng điểm, vô địch tông thứ nhất 83 phân, thái hư tông thứ hai 51 phân, định thiên tông thứ ba thứ một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc nghỉ ngơi một đêm mới tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ hai cần tiến vào bí cảnh, bí cảnh ở trong nguy hiểm trung điệp. Bốn đại tông môn đều có trưởng lão mang đội, khi tiến vào bí cảnh trước đó, tông môn cũng đều vì bọn hắn chuẩn bị kỹ càng các loại phòng thân đạo cũ. Cho dù là môn phái nhỏ, cũng có có kinh nghiệm tu sĩ dẫn đầu đệ tử mới đến đây, bọn hắn cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt các loại đạo cụ để phòng vạn nhất. Ở trong đó trừ vô địch tông, tất cả mọi người đã tại an tâm chờ đợi tiến vào bí cảnh sau tranh đoạt tài nguyên tiểu sư muội người nói chúng ta cứ như vậy đi vào có thể hay không quá rêu rao rồi thịnh ninh gian phòng bên trong dụ dã ngồi tại trước bàn bám lấy đầu nhìn xem ngay tại an ủi nhánh cây tiểu sư muội một cây nhánh cây nhỏ còn có thể xấu hổ một hại xấu hổ chính là cả ngày dụ dã mới vừa rồi còn tò mò đùa bỡn qua nhánh cây kia kết quả liền gặp kiên cường lên một điểm nhánh cây lại xấu hổ mềm xuống dưới tiểu sư muội trách hắn không có việc gì làm trở ngại chứ không giúp gì để hắn ngồi xa một chút tóm lại đợi cũng là đợi dụ dã đi theo thịnh ninh sau lưng ở lâu cũng nghẹn không ra cái tốt cái dám tới thịnh ninh còn tại hống xấu hổ thu thu nghe vậy ngước mắt nhìn hắn một cái người muốn đổi phó hình dạng đi vào cây to đón gió bọn hắn hôm nay mới vừa ở thứ một vòng đấu bên trên cầm cái thứ nhất mặc dù rất lợi hại nhưng khẳng định đã có không ít tông môn để mắt tới bọn hắn nhất là thái hư tông khẳng định sẽ tại bí cảnh bên trong đối bọn hắn động tay chân có thể tránh liền tránh đây không phải tiểu sư muội ngươi nói nha dụ giá cười hì hì móc ra một sấp trở mặt phù, lần lượt đưa tới mấy vị sư huynh đệ trong tay. Phù này là ta mới nghiên cứu, các vị cho chút thể diện thử xem hiệu quả. Trên mặt hắn nịnh nọt cười, thật giống như cái gian thương. Quan Vân Xuyên nhìn cũng không nhìn trong tay phù lục, lúc này ném đến một bên, không muốn. Sư Nguyệt Giao liền đã từng thử qua hắn cho biến dạng phù. Hiệu quả kia, chó dùng đều lắc đầu. Dụ giá gặp hắn dạng này không phối hợp, nhất thời khí rơi chân, dựa vào cái gì ta vẽ ra phù lục ngươi không cần, tiểu sư muội luyện đan dược, người một hơi nuốt. Vô tội nằm thương thịnh ninh ngẩng đầu, đang muốn để dụ dã im lặng không nên nói lung tung, liền thoáng nhìn quan vân xuyên sắc mặt một chút lục. Đáy lòng ám đạo một câu hỏng bét, thịnh ninh còn chưa kịp chạy, liền nghe vang lên bên tay một trận thình thịch âm thanh. Ôi ta gỗ tử đàn cửa gỗ, các vị thần tiên đừng đánh, ta chỗ này tiểu điếm chịu không được thần tiên đánh nhau. Dưới lầu tử lâu trường quỹ tiếng kêu rên thuận bị đánh xuyên ngoài cửa phòng truyền đến. Quan vân xuyên lục nghiêm mặt nhìn về phía dụ dã cắn răng mở miệng, người nói lại lần nữa. Dụ giá không nghĩ tới hắn lại còn nói động thủ liên động thủ, khí dơ chân, quan vân xuyên, người không giảng võ đức. Liền nghe quan vân xuyên cười lạnh một tiếng, sắc mặt xanh lục đến mức phát sáng, ta còn có càng không giảng võ đức, người có muốn thử một chút hay không? Tô Đại Uyên vẫn còn có chút không quen đã từng tương thân tương ái các sư đệ, bây giờ biến thành nói động thủ tuyệt không nói chuyện người. Chỉ gặp hắn hai ngón tay ngăn chặn nóng lên họng súng, chầm mặt mở miệng nói, tốt, thu tay lại. Đêm nay mọi người liên tại tiểu sư muội gian phòng đà tọa, hai ngày này chúng ta quá mức rêu rao, nói không chừng trong đêm sẽ có khách không mời mà đến. Chúng ta toàn bộ lưu lại bảo hộ tiểu sư muội. Vân Xuyên, người đi đem phá hư phí giao một chút. Lầu dưới tử lâu trường quỹ còn tại kêu cha gọi mẹ. Hắn nghĩ lên lâu đòi nợ, thế nhưng là hắn tu vi thấp, căn bản đánh không lại Tô Đại Uyên mấy cái này nguyên anh kim đan. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cầm cái loa ngồi tại trên cầu thang khóc. Đây là ta thật vất vả từ Nam Hải kéo trở về gỗ tử đàn. Ngàn năm mới có thể trưởng thành vật liệu gỗ, ta cái này làm ăn dễ dàng nha, đã chịu lấy khi dễ, còn muốn nuôi sống một nhà lão tiểu, một nhà bảy thanh, bé con đều còn tại vào khóc đòi ăn. Trường Quý còn chưa kêu khóc xong, một con túi giới tử liền rơi vào trong ngực của hắn. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn liền vang lên quan Vân xuyên không kiên nhẫn tiếng nói chuyện. Đừng khóc, một khối gỗ mục căn bản không phải tử đàn, người lại muốn khóc, nhiễu ta tiểu sư muội nghỉ ngơi, ta liền đem ngươi cả tòa tử lâu đều nổ. cầm tới bồi thường Trường Quý tại chỗ trở mặt vừa cười nói, tốn kém, một bên xuống lầu thời điểm thuận tay thoát vớ dày. Sợ nhau nhau đến trong miệng hắn, tiểu sư muội nghỉ ngơi. Bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, không phải xương độc, chính là độc vật. Thịnh ninh mấy người dậy thật sớm, đợi bọn hắn đến hiện trường thời điểm, hiện trường sớm đã kín người hết chỗ. Theo như đồn đại vô vọng đảo từng là thượng thần hậu hoa viên điểm này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Vô vọng đảo phía đông có một mảnh rừng rậm, mỗi ba năm mới xuất hiện một lần. Mỗi lần mở ra về sau, đi vào trong đó người luôn có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng cái này cũng phải có mệnh cầm. Giới trước tông môn thi đấu bên trong luôn có tu sĩ bởi vì lòng tham mà chạy tới bí cảnh chỗ sâu, cuối cùng đem mệnh nhét vào bên trong, không còn có ra tới. Chờ một lúc chúng ta trở ra liền đi theo Thái Hư Tông sau lưng, bọn hắn phòng bị đạo cụ khẳng định nhiều, chúng ta trước đi theo vào lại nói. Thái Hư Tông lục sắc tông phục quá mức dễ thấy, đến mức tại nhiều người như vậy bên trong, Thịnh Ninh liếc mắt liền nhìn thấy bọn hắn. Thân là tu tiên văn lão lão mọt sách, Thịnh Ninh âm hiểu sâu, ôm đùi, ý tứ. Bí cảnh bên trong tông môn đệ tử ở giữa không thể bên ngoài giết người, bọn hắn chính là đi theo Thái Hư tông đi vào, chờ đến lúc đó liền chạy. Tô Đại Uyên năm người không có tiến vào bí cảnh, nghe vậy năm người nhao nhao quay đầu đi nhìn về phía Thái Hư tông đệ tử, năm tấm trên mặt phân biệt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Trùng hợp lúc này Thái Hư tông đệ tử xoay đầu lại, nhìn thấy năm người trên mặt ghét bỏ về sau, một cái kích thước đỉnh dấu chấm hỏi. Bọn hắn tại ghét bỏ cái gì? liền hỏi bọn hắn tại ghét bỏ cái gì, nếu không phải lúc này cấm chỉ đùa giỡn, nếu không sẽ bị phán bị loại, liền tiến bí cảnh tư cách đều sẽ bị hủy bỏ. Bọn hắn tất nhiên muốn rút kiếm tìm đối phương đòi hỏi cái thuyết pháp mới được. Tiểu sư muội, ngươi nói nhầm rồi, tại sao chúng ta phải đi theo phía sau bọn họ? Phòng bị đạo cụ các sư huynh cũng có, không nói đến dụ giá chỗ này có đếm không hết phù lục. Lục cảnh thâm có đếm không hết đan dược, quan vân xuyên có đếm không hết linh khí. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều là nguyên anh bọn hắn còn cần đi theo Thái Hư Tông sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt. Hai tông ở giữa cừu hận giá trị đã sớm bị kéo căng. Mọi người lẫn nhau ghét bỏ. Thịnh Ninh minh bạch các sư huynh ý tứ, nhưng có tiện nghi không chiếm, đó chính là Vương Bát Đàn. Thịnh Ninh kéo qua năm vị sư huynh, sáu người đầu chen tại cùng một chỗ. Ba bốn ngũ sư huynh, các người luyện đan vẽ bùa luyện khí đều cần hao phí linh lực tinh lực. Dụ giá ba người gật đầu, chẳng qua tiểu sư muội cái này, ba bốn ngũ sư huynh, có phải là quá ngắn gọn một chút, Thịnh Ninh gặp bọn họ gật đầu, tiếp tục nói, nhưng Thái Hư Tông không giống. Người là đại tông môn, để chúng ta từ từ làm sao rồi? Có thể bớt thì bớt, tương lai chúng ta nhưng là muốn trở thành đại tông môn, trong tay tài nguyên phải tỉnh. Dụ dã năm người, mặc dù bọn hắn rất mạnh, nhưng tiểu sư mỗi lần giải thích này giống như rất có đạo lý. Có thể sử dụng Thái Hư Tông tài nguyên, vì cái gì còn muốn dùng mình? Đời trước Thái Hư Tông thiếu bọn hắn, dùng cái gì còn? Đã còn không được, vậy bọn hắn dùng điểm bọn hắn tài nguyên, cũng là chuyện đương nhiên năm người liếc mắt nhìn nhau, phân biệt tại đối phương đáy mắt nhìn thấy tán đồng thần sắc về sau, tâm tình lúc này liền tốt. Bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thái Hư Tông mấy vị đệ tử trên đầu, ánh mắt hòa ái. Buổi trưa ba khắc, bí cảnh mở ra, tất cả mọi người tràn vào bí cảnh, đơn độc Thái Hư Tông đệ tử. Tịch Trấn mắt lạnh nhìn đi theo phía sau bọn họ Thịnh Ninh sáu người, thái dương gân xanh nổi lên, các ngươi vì cái gì không đi vào? Tất cả mọi người đi vào, bọn hắn còn đợi tại bên ngoài làm cái gì? Dụ Giá nghe vậy miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắn một cái, sặc âm thanh nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đây là Thái Hư Tông điện giới sau ngươi liền quản? Hắn đứng tại kết giới bên cạnh, một chân bước vào kết giới sau lại cấp tốc rút về, ai, ta liền không đi vào, ai ta đi vào, ta lại ra tới. Dụ Giá bộ dáng thực sự quá thiếu ăn đòn, đến mức Thịnh Ninh năm người nhìn cũng nhịn không được quay đầu đi không dám nhìn hắn. Tô Đại Uyên hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm nghĩ đạp người xúc động, xong tần xuyên làm cái, mời, thủ thế. Tần đạo hữu mời. Bí cảnh mở ra thời gian hơi ngắn, bọn hắn lại không đi vào lại phải đợi 3 năm. Tần Xuyên cố nén muốn động thủ xúc động, dẫn theo 5 vị sư đệ sư muội tiến vào bí cảnh. Thịnh Ninh 6 người thấy thế, đuổi đi theo sát, Thái Hư Tông 6 người, mẹ nó có bị bệnh không? Bí cảnh cực lớn, lớn căn bản không nhìn thấy bờ giới. Từng có tu sĩ thử qua ngự kiếm phi hành, kết quả bay 2 ngày cũng không từng bay đến bí cảnh biên giới. Nếu như lúc ấy Thịnh Ninh tại chỗ, tất nhiên sẽ nói cho đối phương biết, hắn kia là gặp quỷ đà tường. Nhớ năm đó nàng ở quốc gia kia, đất rộng của nhiều, ngồi lên máy bay từ tận cùng phía bắc bay đến nhất phía nam cũng không cần hai ngày. Nơi này chỉ là một cái bí cảnh, làm sao có thể lớn đến như thế không hợp thói thường trình độ. Thẳng đến nàng một chân bước vào bí cảnh, khí thế bằng bạc đánh thẳng vào mặt của nàng. Không giống với ngoại giới trong không khí mỏng manh linh khí, nơi này linh khí nồng đậm đến khiến người ngạt thờ. Đương nhiên trong đó còn lộn xộn lấy rất nhiều tạp chất, nếu như tu sĩ hút quá nhiều những linh khí này, không điên cũng sẽ thành ma ở đây ngoài giới khó gặp một lần băng ngưng cỏ là ven đường khắp nơi có thể thấy được cỏ dài tất cả động thực vật đều bởi vì lâu dài hút tạp linh khí mà trở nên dị thường cao lớn cùng gắt gỏng liền giống với giờ phút này bọn hắn gặp một con chuột bự chuột chừng hai cái phổ thông người trưởng thành một loại cao lớn hai viên răng tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh thịnh ninh nhìn xem nó hai con phiếm hồng đậu đỏ mắt biết đây là chỉ nhập ma chuột lúc này sông tần xuyên sáu người mở miệng tần đạo hữu lên giúp đỡ chính nghĩa cứu vớt thương sinh biểu hiện mình thời điểm đến tịch chấn thái dương gân xanh nhảy lại nhảy rốt cục hắn cũng nhịn không được nữa hai tay nắm chắc thành quyền đứng tại thịnh ninh sáu người trước mặt các ngươi vì cái gì không lên thịnh ninh trừng mắt nhìn nàng sinh xong cặp mắt đào hoa như nước trong veo giờ phút này làm ra vô tội bộ dáng thiếu để tịch chấn hận đến nghiến răng tịch đạo Hữu lại tại nói đùa chúng ta vô địch tông cứ như vậy sáu cái dòng độc đinh miêu ai thụ thương sư phụ đều sẽ thương tâm huống hồ Thái Hư Tông không phải tự xưng là lòng mang thiên hạ kiêm tế thương sinh, nàng chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ năm vị sư huynh. Chúng ta cũng là thương sinh bên trong sáu cái. Tịch chấn, móa, các người tụ thương sư phụ sẽ thương tâm, chúng ta liền không có sư phụ sao? Thịnh Ninh tiếp tục chớp mắt, vô tội bộ dáng tựa như đang nói, các người có sao? Hắn nhịn không được, hắn hiện tại liền phải đem vô địch tông mấy người này giết. Ngay tại tịch chấn chuẩn bị móc ra phù lục đối thịnh ninh 6 người động thủ thời điểm, bên cạnh một đạo quát chói tay âm thanh đánh gãy động tác của hắn. Liền gặp Tần Xuyên tay cầm Ngọc Linh Tiêu, nhìn về phía Thịnh Ninh sáu người ánh mắt phức tạp, gọi người thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Vô Địch Tông, rất tốt. Thịnh Ninh nhe răng, Tần đạo hữu khách khí, Vô Địch Tông một mực rất tốt, chúng ta răng lợi tốt khẩu vị tốt, ăn ngon ngủ tốt. Trầm ổn như Tần Xuyên, đang nghe Thịnh Ninh lần này vô sỉ về sau, cũng bị nghẹn một chút. Để sư Nguyệt Dao đem tịch trấn kéo trở về, Tần Xuyên mấy người cùng nhau đối con chuột lớn kia động thủ kia chuột gặp bọn họ đồng loạt đối tự mình động thủ, nhất thời nổi giận, huy động so với người đùi còn thô cái đuôi ý đồ đem bọn hắn đập bay. Thịnh Ninh sáu người tránh thoát chuột cái đuôi công kích, bọn hắn không biết từ chỗ nào đào một tay hạt dưa, đứng ở bên cạnh bên cạnh gặm hạt dưa, vừa nhìn bọn hắn động thủ. Dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía bên này tịch trấn mấy người. Mẹ nó, bí cảnh bên ngoài sân thi đấu bên trên, bởi vì mỗi cái tông môn nhiều nhất chỉ có thể phái ra 6 người đệ tử tiến về bí cảnh. Còn sót lại đệ tử trưởng lão chỉ có thể lưu tại bên ngoài sân chờ mà đài thi đấu vốn là một khối lớn ảnh lưu niệm thạch mỗi cái tông môn đệ tử tiến vào bí cảnh đều sẽ bị ghi vào bởi vậy bên ngoài sân người cho dù không có tiến vào trong đó cũng vẫn là có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong phát sinh tình huống ban sơ tiến vào bí cảnh đệ tử đã bốn phía phân tán tìm kiếm lên bí cảnh bên trong bảo vật tới dùng thịnh ninh đến tổng kết vòng thứ hai thi đấu đây chính là cái tầm bảo trò chơi ai tìm tới bảo vật càng nhiều đạt được càng cao bảo vật càng trâu đem đối ứng phân cũng càng cao tất cả mọi người không nghĩ nhét chung một chỗ tranh đoạt một cái bảo vật, tự nhiên khi tiến vào bí cảnh sau liền sẽ tách ra. Ở trong đó lại không bao gồm vô địch tông. Bọn hắn đi theo Tần Xuyên bọn hắn làm cái gì? Nhìn trên đài, tiền trưởng lão thấy Thịnh Ninh sáu người một mực đi theo Tần Xuyên phía sau bọn họ chạy, tại chỗ khí dựng dâu trừng mắt. Bên cạnh Phi Hoa Tông Nguyễn trưởng lão thấy thế mỉm cười, có lẽ là coi trọng Tần Xuyên, dù sao Tần Xuyên như thế ưu tú, không thiếu nữ đệ tử đều đối với hắn bày ra qua tốt. Tiền trưởng lão nghe vậy con mắt lập tức trừng phải càng lớn, không có khả năng tuyệt đối không có khả năng, đoạn thời gian trước yêu thú chiều dâng sự tình hắn đều nghe nói. Cái kia tên là Thịnh Ninh vô địch tông đệ tử, mang theo nàng mấy cái sư huynh ăn cướp Thái Hư tông không nội dung hạch. Cứ như vậy cũng có thể để thích Tần Xuyên, chẳng lẽ nàng nghĩ lấy loại phương thức này gây nên Tần Xuyên chú ý? Định Thiên Tông phó trưởng lão thấy thế xì khẽ một tiếng, người nói bọn hắn là theo chân Thái Hư Tông chính là rồi. Nói không chừng người ta chỉ là đi ngang qua. Định Thiên Tông cùng Thái Hư Tông có chút không hợp nhau tiền trưởng lão nghe ra hắn lời nói ở giữa trào phúng, lúc này vỗ bàn đứng dậy. Người tông môn đệ tử tốt nhất đừng đụng bên trên nàng, nếu không nàng chắc chắn lừa bịp ngươi định thiên tông quần cộc tử đều không thừa. Tiền trưởng lão nói chuyện quá gấp, nói xong bị nước bọt sặc ngay cả lời đều nói không nên lời. Phó trưởng lão mắt nhìn đài thi đấu, khóe miệng khinh thường càng thêm thâm thúy, một cái môn phái nhỏ, có thể lật lên cái gì bọt nước. Nguyễn trưởng lão đi theo một bên khi cùng sự tình lão, đơn độc liên hoa tông từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì người hầu trưởng lão nhìn xem trên đài thịnh ninh, lại sẽ ánh mắt rơi vào không vô trên thân, A-di-đà Phật. Tiền trưởng lão lúc này trừng hắn, lão lừa chọc, người nói cái gì mồi châm chọc đâu. Trên đài xem náo nhiệt đệ tử, không giống với bốn đại tông môn trưởng lão ẩm ý. Nhìn trên đài đệ tử khác khi nhìn đến thịnh ninh sáu người đi theo tần xuyên sáu người lúc, lập tức trong bụng nở hoa. Sáu người này là cái nào tông môn đệ tử, thái hư tông cùng bọn hắn có thù sao? Ta đi, cái kia nữ tu sĩ vậy mà sai sử tần xuyên đi giết chuột, tần xuyên lại còn thật đi, cái này nữ tu sĩ, Nhiêu Xoa. Mau nhìn Thái Hư Tông sáu người mau tức chết, lại không thể giết người dáng vẻ, chết cười ta ha 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 ha. Mấy người này ta có ấn tượng, nhất là cái kia nữ tu sĩ, nàng lúc ấy tại yêu thú triều dâng bên trên dường như sử xuất, xúc địa thành thốn, đây chính là thượng cổ tâm pháp. Đáng tiếc vị này tu sĩ thanh âm quá nhỏ, rất nhanh liền bao phủ tại đám người tiếng hoan hô bên trong. Bởi vì tần xuyên sáu người đem chuột diệt, mà tại đài thi đấu bên trên, Thái Hư Tông hai điểm số vô cùng dễ thấy. Thịnh Ninh không nhìn thấy điểm số, không phải nàng tất nhiên sẽ thừa dịp Tần Xuyên sáu người không chú ý thời điểm, đem chuột bự thu nhập mình túi giới tử bên trong. Sáu người thấy Tần Xuyên bọn người bận rộn kết thúc, lúc này mới vỗ vỗ tay bên trên mảnh vụn đi ra phía trước. Tần Đạo hiểu, vất vả, một con chuột cũng không khó đánh. Khó khăn là con chuột này nhìn như to lớn, kỳ thực tứ chi linh hoạt, gần như đem Tần Xuyên sáu người làm khỉ đùa nghịch. Thịnh Ninh sáu người đứng ở bên cạnh gặm hạt dưa không lên trước hỗ trợ thì thôi, còn muốn nói hai câu ngồi châm chọc, càng muốn động thủ chỉ huy bọn hắn nên như thế nào đánh. Thân là tông môn thân truyền, bọn hắn đương nhiên biết như thế nào diệt một con chuột. Nhưng thịnh ninh sáu người một mực đang bên cạnh nói không ngừng, làm cho bọn hắn cảm thấy bực bội, liền kiếm pháp thân pháp đều loạn. Thật vất vả giết chuột, tịch chấn lúc này vọt tới thịnh ninh trước mặt, các người có thể đi rồi sao? Hắn sắp nhịn không được, hắn lập tức liền phải giết người. Thịnh ninh lông mày gảy nhẹ, dơ lên đầu nhìn hắn, tịch đạo hiểu, người hơi cong cong eo. Tịch trấn nhíu mày nhìn xem nàng, thân eo có chút cúi xuống. Cái này đúng, một mực ngửa đầu nói chuyện cùng ngươi thật mệt mỏi. Thịnh Ninh vỗ vỗ đầu vai của hắn, khóe miệng ngầm lấy ý cười, người trẻ tuổi tổng sinh khí là nóng tính vượng dẫn đến, dạng này, ta chỗ này có viên thanh tâm đan, thượng phẩm đan dược. Cam đoan ngươi một viên xuống dưới thuốc đến mệnh trừ, a à không phải, thuốc đến bệnh trừ, ta chỗ này chỉ có một viên, ngươi có muốn thử một chút hay không? Liền gặp Thịnh Ninh từ túi giới tử bên trong móc ra một con mảnh cái cổ bình sứ, khi nhìn đến nguyên bản nhuận bạch bình sứ biến thành lục sắc về sau, khóe mắt của nàng mấy không thể cha run dày một chút. Đứng ở sau lưng nàng Tô Đại Uyên năm người khóe mắt càng là co giật lợi hại. Dụ dã nhét khóe môi, cô nén hạ ý cười nhìn về phía quan vân duyên. Nhìn thấy quan vân duyên sắc mặt đổi xanh về sau, dụ dã rốt cuộc nhịn không được, che miệng xoay người sang chỗ khác. Bởi vì tại nén cười nguyên nhân, thân thể của hắn co lại co lại, nhìn qua tựa như đang khóc. Hắn tại không nỡ viên đan dược kia, tịch trấn không phải người ngu, mới không tin thịnh ninh hảo tâm hắn nhíu mày nhìn về phía bình xứ trong tay của nàng trầm giọng nói ta không cần thịnh ninh khuôn mặt nhỏ vặn thành một đoàn ngươi không tin ta ta ngũ sư huynh nếm qua dược hiệu so phổ thông thanh tâm đan tốt hơn mấy lần nói xong nàng lúc này quay đầu nhìn về phía quan vân xuyên đúng không ngũ sư huynh thân là một cái duy nhất nếm qua tiểu sư muội luyện chế thanh tâm đan người quan vân xuyên còn phải mạnh treo lên ý cười gật đầu xác thực như thế tịch trấn vẫn như cũ không tin bọn hắn trong đội ngũ cũng có đan tu hắn đưa tay đoạt lấy con kia bình xứ lại đem đan tu bắt tới cho đối phương nhìn tại đối phương bảo đảm qua cái này thuốc không có vấn đề về sau rồi mới đem thanh tâm đan ném vào miệng bên trong vô địch tông tại yêu thú triều dâng bên trên đoạt thái hư tông nhiều như vậy yêu thú nội hạch hắn chính là ăn viên bọn hắn thanh tâm đan làm sao rồi ngoặc kép chấm chỉ là viên này thanh tâm đan có chút lục đan tu miệng bên trong lời còn chưa nói hết liền gặp tịch trấn vẫn như cũ đem đan dược ném vào miệng bên trong cái sau nghe vậy sửng sốt một chút chợt quay đầu chừng đối phương liếc mắt, người làm sao không nói sớm. Tịch chấn ngẩng đầu, đang muốn hỏi cái này viên thanh tâm đan vì sao lại là lục sắc, liền gặp Nguyên Bản đứng ở trước mặt hắn Thịnh Ninh sáu người sớm đã không biết tung tích. Tịch sư huynh, mặt của ngươi, hai ngày này sư nguyệt giao một mực rất yên tĩnh, liền vừa rồi tiến vào bí cảnh lúc cũng không có kiếm chuyện. Bây giờ thấy Tịch chấn sắc mặt đột biến, nàng thực sự không có đình chỉ mở miệng. Mặt của ta, làm sao rồi? Tịch chấn đưa tay lau một cái mặt, không có bất cứ vấn đề gì, thẳng đến sư nguyệt giao móc ra một gương soi mặt nhỏ nâng tại trước mặt hắn một tấm xanh mơn mờn mặt thình lình xuất hiện tại tấm gương ở trong vậy mà cùng thái hư tông phục sức còn có chút tôn lên lẫn nhau thịnh ninh đừng để ta bắt đến ngươi nếu không ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh nương theo lấy tịch chấn tiếng giống giận dữ trước đó nghỉ ngơi giữa khu rừng phi cầm nhận quấy nhiễu lúc này hướng về phía âm thanh nguyên bay đi sam sam nhan sảnh, trong lúc nhất thời thái hư tông sáu người còn chưa kịp sinh khí bị buộc chỉ có thể móc ra trong tay linh khí, trước đối phó lên biến dị phi cầm tới. Đợi đến tần xuyên 6 người giải quyết phi cầm về sau, thịnh ninh 6 người đã sớm chạy không thấy. Đại khoái nhân tâm, liền tô đại uyên chuyện này tự không lộ ra ngoài người, tại bị tiểu sư muội kéo túm lấy chạy trốn nháy mắt, khóe môi đều ngăn không được trên mặt đất dương. Thẳng đến chạy đến một chỗ trốn không người, thịnh ninh 6 người mới dừng bước lại. Ha 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 ha, sáu cái sư huynh muội không nhịn được cười. Thịnh ninh cười hai con người cong cong, bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh nguyên nhân, con mắt của nàng còn hiện ra ánh sáng. Không giống với Lục Thanh An bốn người không có hình tượng chút nào phình bụng cười to. Tô Đại Uyên nhìn xem dáng dấp của nàng, nhìn không được đưa tay tại đỉnh đầu nàng xoa nhẹ, "A à Ninh, làm tốt lắm." "Tạ ơn đại sư huynh khích lệ." Thịnh Ninh nghe vậy lông mày nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý biểu lộ không chút nào che lấp. Lục Thanh An cười đủ nâng người lên thân, thấy Tô Đại Uyên khen Thịnh Ninh, hắn lúc này tiến lên đưa tay thông đồng tại đầu vai của nàng. "Đại sư huynh, ta nói qua tiểu sư muội nàng là không giống. Đáy mắt của hắn còn ngậm lấy ý cười, bởi vì rất cao hứng nguyên nhân, hắn trực tiếp đưa tay làm loạn mái tóc dài của nàng. Thịnh Ninh vốn là chỉ là tìm cọng mang buộc chặt tóc dài, lúc này bị hắn làm loạn kiểu tóc, lúc này ngước mắt nhìn kẻ đầu tiêu liếc mắt. Nhị sư huynh, tóc ta làm loạn. Lục Thanh an thủ hạ động tác dừng lại, lúc này giải nàng dây cột tóc, một lần nữa cho nàng đem tóc dài đóng tốt, ta chỉ là cao hứng. Tại Thịnh Ninh xuất hiện trước đó, vừa sống lại hắn thậm chí đã làm tốt một mình tiến về Thái Hư Tông chuẩn bị. Hắn biết tự mình một người tất nhiên đánh không lại Thái Hư Tông nhiều đệ tử như vậy. Có thể lên đời thù diệt môn hắn không thể không báo. Hắn muốn cho các sư huynh đệ đòi hỏi thuyết pháp, muốn báo thù cho bọn họ. Thẳng đến hắn đem Thịnh Ninh mang về Vô Địch Tông, mọi chuyện đều phảng phất rộng mở trong sáng. Bọn hắn hiện tại đánh không lại Thái Hư Tông, vậy liền về sau có thể có năng lực lại đánh. Hiện tại chỉ cần đem Thái Hư Tông làm cái bóng đá đến đá vào đùa bỡn một phen liền có thể để hắn hả giận ngày sau chờ bọn hắn năng lực tăng lên đầy đủ đánh bại thái hư tông lại sẽ là như thế nào sảng khoái loại cảm giác này chỉ có tại tự mình trải qua sau mới có thể có biết cho nên hiện tại không riêng gì hắn bốn vị khác sư huynh đệ cũng đang liều mạng tu luyện vì chính là một ngày kia bọn hắn có thể triệt để vì đời trước mình báo thù cũng là vì có thể cho cái khác bị thái hư tông khi dễ môn phái nhỏ một phần công bằng lục thanh an khóe miệng ý cười từ đầu đến cuối không có rơi xuống Hắn nhìn về phía Thịnh Ninh trong ánh mắt không chỉ có cưng chiều, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Thịnh Ninh không nhìn thấy phần này cảm kích, nàng chỉ thấy sông bên này một đóa to lớn hoa ăn thịt người, nàng biết bí cảnh bên trong giống loài sẽ biến lớn, nhưng không nghĩ tới thế mà lại trở nên lớn như vậy. Kia đóa hoa ăn thịt người mở ra bồn máu miệng lớn, cánh hoa bên trên còn mọc ra răng nhọn. Chỉ còn chờ đem con mồi nuốt sau cầm răng nhọn xoắn nát con mồi, có thể tốt hơn tiêu hóa. Các sư huynh, chúng ta điểm số đến rồi liền gặp Thịnh Ninh nhanh chóng hướng trên người mình dán trương gia tốc phù. Còn không đợi Tô Đại Uyên năm người đem nàng ngăn ở phía sau, chính nàng trước hết liền xông ra ngoài. Thịnh Ninh thừa nhận mình có chút xúc động, nàng chỉ là không kịp chờ đợi muốn thử xem mình đoạn thời gian trước vừa họa phù lục. Liền gặp nàng nhanh chóng lèn đến hoa ăn thịt người trước, cự hình hoa ăn thịt người đứng lên rễ cây chừng 10 cái Thịnh Ninh cao như vậy. Nhìn thấy Thịnh Ninh một cái trúc cơ cũng dám một mình tiến lên khiêu khích mình, hoa ăn thịt người lúc này chống ra bồn máu miệng lớn. Giống, kém chút bị phun một đầu mang tính ăn mòn nước bọt thịnh ninh nhanh chóng trốn xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra một vòng ghét bỏ, người ăn xong đồ vật đánh răng chưa? Khoang miệng sạch sẽ rất chọc yếu, không phải người sẽ sâu răng. Hoa ăn thịt người không có trí thông minh, chỉ có man lực, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ biết nàng tránh thoát công kích của mình. Sam Sam nhan sảnh, tức giận không thôi hoa ăn thịt người lần nữa gào thét một tiếng, vùng vẩy thân thân lần nữa hướng về phía thịnh ninh đi. Làm sao thịnh ninh còn nhỏ cũng linh hoạt, không ngừng mà tại từng cái đại thụ che trời trên nhánh cây vọt. Hoa ăn thịt người bị nàng quấn hoa mắt, đợi kịp phản ứng về sau, mới phát hiện mình đã tại mấy quả đại thụ bên trong vòng quanh. Ngay ngắn rễ cây đều quấn tại đại thụ gốc rễ, giống, Thịnh Ninh chờ chính là lúc này. Nàng nhìn thấy hoa ăn thịt người đang lui về phía sau, ý đồ đem giải khai quấn quanh ở đại thụ gốc rễ rễ cây lúc, khóe miệng giơ lên một vòng tình thế bắt buộc cười tới. Lấy ra trước đó liền chuẩn bị tốt phù lục, Thịnh Ninh lấy tốc độ cực nhanh hướng dưới cây lao xuống nghe được động tĩnh hoa ăn thịt người lúc này dừng lại động tác, mở ra miệng to như chậu máu nháy mắt, nàng kia mọc ra răng nhọn cánh hoa bên trên bị dán lên một tấm bùa chú. Thịnh Ninh khóe miệng ý cười làm sâu sắc, điểm số, ta. Liền nghe nàng tiếng nói vừa rớt, nguyên bản so Thịnh Ninh cả người đều lớn hoa ăn thịt người đột nhiên thu nhỏ. Động tác của nàng quá nhanh, đến mức Tô Đại Uyên mấy người chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là tiểu sư muội thu phục hoa ăn thịt người trang cành. Chỉ là cái này thu phục, cùng bọn hắn thu phục, dường như có chút không giống. Quan Vân Xuyên đi ra phía trước, kia hoa ăn thịt người dễ cây so bắp đùi của hắn đều thô. Nhưng hoa ăn thịt người đóa hoa, Quan Vân Xuyên lấy ra nắm đấm so sánh một chút, nhìn thấy hoa ăn thịt người tức giận xông mình há miệng muốn cắn mình, hắn cấp tốc thu hồi nắm đấm. Tiểu sư muội, đây là cái gì? Thịnh Ninh trên mặt hiện ra vẻ mặt bối rối, đây là ta vẽ ra thu nhỏ phù, chỉ là không nghĩ tới hiệu quả. Hiệu quả kém như vậy, nàng coi là thu nhỏ phù hội làm cho cả hoa ăn thịt người đều thu nhỏ. Nhưng sự thật lại làm cho nàng nhìn mắt trợn tròn, hoa ăn thịt người đúng là thu nhỏ, kia đóa miệng to như chậu máu đóa hoa trở nên không đủ một người nắm đấm lớn. Nhưng thân dễ của nó vẫn là rất thô rất lớn, căn bản không có thu nhỏ. nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Thịnh Ninh sáu người nhìn xem không đứng ở mặt đất gật gù đắc ý, ý đồ đem bọn hắn sáu người đều ăn. làm sao nó trở nên quá nhỏ? đừng nói đem người ăn, hiện tại nó liền bí cảnh bên trong một con chuột đều ăn không vô. dụ giá được chứng kiến Thịnh Ninh cuồn cuộn phù, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thu nhỏ phù. mặc dù hiệu quả tạm được nhưng hắn vẫn là không nhịn được dơ lên khóe môi, tiểu sư muội, người thật đúng là một thiên tài. Dụ Dã Nguyên coi là đầu của mình tử đã đủ linh hoạt. Thẳng đến hắn gặp Thịnh Ninh, cái gì ăn có thể khiến người ta đổi xanh đan dược? Để người lăn, còn có thể thu nhỏ phù lục, còn có gát linh tiểu địa lôi. Hắn càng phát ra hiếu kỳ tiểu sư muội về sau sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ. Trà sát đôi thủ trưởng tâm, Dụ Dã cười nói, cái này thu nhỏ phù, người còn gì nữa không? Thịnh Ninh lắc đầu, thời gian khẩn cấp, nàng kiếp trước mặc dù là kiểu mới nghiên cứu vũ khí viên, nhưng là nhân sinh khó tránh khỏi có lần thứ nhất. Nhìn văn thời điểm nàng cảm thấy nhân vật chính vẽ bùa luyện đan tiện tay nhặt ra. Làm chính nàng chân chính chấp hành lên lại lại là một chuyện khác. Khoảng thời gian này nàng một mực dừng lại tại vẽ bùa nhập môn, những cái kia nhập môn phù lục nàng đã nắm giữ. Cuồn cuộn phù là chính nàng nghiên cứu ra được, thu nhỏ phù so cuồn cuộn phù càng khó. Bởi vậy thu nhỏ phù chỉ có như thế một tấm. Dụ giá thấy thế nói thẳng đáng tiếc, cái này nếu là đem tấm này phù dán tại sư nguyệt giao hoặc là tần xuyên trên đầu để bọn hắn đầu thu nhỏ được nhiều đẹp mắt bí cảnh bên ngoài đài thi đấu trước tiền trưởng lão tại nghe nói như thế về sau ngũ quan đều tại run dày làm can lớn mật đại nghịch bất đạo bọn hắn vô địch tông tính là thứ gì cũng dám đối với hắn thái hư tông thân truyền động thủ thịnh ninh bên này vừa đem hoa ăn thịt người thở hồn hền thở hồn hền thu liền gặp được cái người quen biết cũ không vô bên người không có một ai bởi vì phật tu không sát sinh nguyên nhân Liên Hoa Tông Phật tu đệ tử đều là tại bí cảnh bên trong thu thập linh thực, hoặc là bắt chút tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn thú loại mang về trong tông môn thuần hóa. Mà giờ khắc này không vô trên tay lại dẫn theo một con yêu thú đầu, cặp kia nắm lấy xá lợi, trắng thuần tay áo dáng dấp trên tay, có máu tươi chính thuận đầu ngón tay của hắn hướng xuống nhỏ xuống. Hóa ra là Thịnh thí chủ, A Di Đà Phật. M, mỗi lần thịnh Ninh nhìn thấy Không Vô đều sẽ cảm giác phải toàn thân không thoải mái. Đối phương rõ ràng là cái Phật tu, lại giết chóc quen tay, cặp kia mắt đỏ tựa như có thể xem thấu thế gian vạn vật, gọi người không dám nhìn thẳng hắn. Khóe môi có chút nhấp nhẹ, Thịnh Ninh khẽ gật đầu hướng hắn bắt chuyện qua. Không muốn cùng không vô có quá nhiều liên lụy, nàng hướng hắn bắt chuyện qua về sau, lôi kéo dụ dã bọn hắn liền muốn rời khỏi. Thịnh thí chủ, không bằng cùng một chỗ. Thịnh Ninh thân thể đều không có chuyện, không vô liền đoán được nàng muốn làm cái gì. Nàng kiên trì ngẩng đầu, cười ngượng ngùng một tiếng nói, "Không vô đại sư không cần bảo hộ sư huynh đệ sao?" Không vô đều đã đem tông chủ chống trơn đại sư giết, mình nhưng không có ngồi lên tông chủ vị trí. Mà là từ đầu đến cuối lấy liên hoa tông đệ tử tự cho mình là. Có thể thấy được trong lòng đối phương có bao nhiêu biến thái, đổi lại người bên ngoài sớm đã ngồi lên vị trí tông chủ, hắn ngược lại tốt, còn muốn làm người đệ tử mang đội tiên bí cảnh. Thịnh Ninh càng nghĩ, càng thấy phải cách hắn xa xa, ngượng ngùng chúng ta sư huynh muội sợ người lạ, liền không cùng Không vô đại sư cùng một chỗ. Đại sư tự tiện, nhanh chóng nói xong những cái này Thịnh Ninh cũng không quay đầu lại, lôi kéo dụ dã mấy người tại chỗ liền chạy. Lưu không có một ai đứng tại chỗ, nhìn xem mấy người chạy xa bóng lưng, cầm lên trên tay châu xuyên sau niệm câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, câu này Phật hiệu như có lực xuyên thấu, thẳng tắp đâm vào Thịnh Ninh chán. Dưới chân bước chân càng phát ra nhanh, thẳng đến thoát đi không vô, Thịnh Ninh lúc này mới chậm hạ bước chân. Tiểu sư muội, người cùng không vô đại sư có thù. Lục Thanh An năm người đối không vô cũng chỉ là sơ giao. Đời trước bọn hắn trước khi chết, không vô liền đã giết liên hoa tông tông chủ, chống trơn đại sư. Vô địch tông tông môn quá nhỏ, tăng thêm sư phụ sợ thấy người sống, bọn hắn cũng không có tiến về phúng viếng. Có thể cùng không vô có sơ giao cơ hội, vẫn là lần này yêu thú chiều dâng bên trên. Đối phương dường như cùng tiểu sư muội hữu duyên, tiện thể lấy bọn hắn đều cùng hắn nhẹ gật đầu. Thịnh ninh cắn xuống một hơi linh quả giải khát, nghe nói lắc đầu, không có, ta chính là không thích hắn. Vừa rồi nàng nhiều đứng tại không vô trước mặt liếc mắt, đối phương tượng như là muốn đem nàng xem thấu cái loại cảm giác này thật giống như hàng ngàn hàng vạn con con kiến ở trên người bò. Để nàng khó chịu nhăn đầu lông mày, dụ dã gặp nàng trên mặt lộ ra không an thần tình, cảm thấy run lên, lúc này đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng. Đã không thích, ta về sau gặp được hắn liền chạy, đến, cho tứ sư huynh cười một cái. Thịnh ninh, tạ ơn tứ sư huynh, ta tốt hơn nhiều. Bí cảnh ba ngày vì một cái chu kỳ, hết thảy ba cái chu kỳ. Mỗi qua một vòng kỳ, toàn bộ bí cảnh đều sẽ phát sinh thay đổi trong đó động thực vật cũng sẽ đi theo làm ra thay đổi. Thịnh Ninh ngước mắt nhìn xem đỉnh đầu sắc trời, trầm giọng mở miệng, tiếp qua không lâu sau đó bí cảnh bên trong có lẽ sẽ nghênh đón một trận bão cát, sư huynh, chúng ta phải tăng tốc tiến trình. Tô Đại Uyên năm người mắt nhìn bốn phía nhìn không thấy bờ rừng rậm, không hiểu, thế nhưng là xung quanh đều là đại thủ. Có nhiều như vậy cây tải, làm sao lại có lớn diện tích bão cát xâm nhập? Tô Đại Uyên năm người lúc trước tuyệt không tiến vào bí cảnh. Nhưng Thịnh Ninh biết bí cảnh bên trong hoàn cảnh, ba ngày một đổi hoàn cảnh, rất nhanh liền sẽ để cho chung quanh đại thụ biến thành sa mạc. Trong nguyên tác cũng chính là tại trận này bão cát qua đi, Sư Nguyệt giao dẫn theo Thái Hư Tông mấy người trong sa mạc ngoài ý muốn phát hiện một cái thượng cổ thần tiên lưu lại hang bảo tàng. Mượn cái này hang bảo tàng, Thái Hư Tông tại tông môn thi đấu bên trên cầm xuống thứ nhất không nói. Tần Xuyên mấy người càng là ở trong đó đạt được truyền thừa. Nơi này nội dung cũng đặt vững về sau Thái Hư Tông nhất thống tu chân giới cơ sở. Thịnh Ninh không chỉ có để Tô Đại Uyên năm người nhăn đầu lông mày càng làm cho trên khán đài tiền trưởng lão nhíu mày, bởi vì Thịnh Ninh nổ Thái Hư Tông đại môn nguyên nhân, thanh danh của nàng sớm đã tại Thái Hư Tông lan truyền lớn. Theo lý thuyết Thịnh Ninh trước đó là Thái Hư Tông ngoại môn, vẫn là tạp dịch, nên cái gì cũng không biết mới là. Nhưng nàng biểu hiện bây giờ, không so với tiến lên qua mấy lần bí cảnh đệ tử đến lạ lắm. Cau mày, tiền trưởng lão đem ánh mắt chuyển hướng tần xuyên 6 người vị trí. Thịnh Ninh, quả thật giữ lại không được, bí cảnh trước 3 ngày, Thịnh Ninh 6 người dùng thần thức tránh đi phần lớn tu sĩ, trong tay bọn họ có gắt linh lại có tiểu điện lôi dụ dã trên thân còn có các loại phù lục gặp được phổ thông yêu thú biến dị hoặc là linh thực đều không đáng kể bóng đêm hơi lạnh có gió phất qua thịnh ninh hai gò má nguyên bản đang tĩnh tọa nàng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sáng ngời đến cái gì đến rồi dụ dã chính ngồi dựa vào ở trên nhánh cây nghỉ ngơi nghe vậy lập tức bay xuống cây thần thức tản ra phát hiện cái gì cũng không có phía sau mới thu tầm mắt lại tiểu sư muội cái gì đến rồi dụ dã thanh âm quá vang rồi đến mức ngồi ở một bên tĩnh tọa tô đại uyên mấy người cũng đi theo mở ra hai con ngươi thịnh ninh ngón tay tại trên đầu gối gõ nhẹ báo cát tiếng nói của nàng vừa rơi xuống tô đại uyên năm người nhất thời đi vào trước mặt của nàng đưa nàng vây quanh báo cát ta làm sao cái gì cũng không có cảm nhận được lục cảnh thâm nhíu mày ngược lại là có khách quý đến đây đạo hữu làm gì núp trong bóng tối không bằng ra tới một lần tô đại uyên nhếch khóe môi ánh mắt tối sầm lại bốn phía nhiệt độ thoáng chốc giảm xuống Thịnh Ninh bị mấy vị sư huynh che chở, cũng vẫn là từ khe hở bên trong nhìn thấy cách đó không xa chậm rãi hướng bên này đi tới. Mấy bôi thân ảnh màu xanh lục, Thái hư tông, sáu người lông mày dương lên, trên mặt biểu lộ lại không chút nào buông lỏng. Mấy vị sư huynh đã lâu không gặp, sư Nguyệt Giao đi lên phía trước, đống lửa lắc lư, chiếu nàng ngũ quan sáng tối xen lẫn. Phía sau của nàng, Tần Xuyên Tịch trấn năm người tay cầm linh khí, khóe môi nhếch. Kẻ đến không thiện, Thịnh Ninh vừa muốn đứng người lên, liền bị dụ dã đè lại bả vai lại ngồi trở lại gốc cây bên trên ngước mắt cùng cái sau bốn mắt nhìn nhau thịnh ninh gặp hắn lắc đầu ngón tay khẽ động một viên tiểu địa lôi liền rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong nha không nghĩ tới là thái hư tông đệ tử đến không có từ xa tiếp đón dụ dã nhìn xem tần xuyên sáu người ánh mắt từ đầu đến cuối không có rơi vào sư nguyệt dao trên thân tựa như căn bản không có đem nàng để vào mắt sư nguyệt dao tức giận vô cùng một hơi răng hàm suýt nữa cắn nát các ngươi muốn đối chúng ta động thủ không sợ bị đá ra khỏi cục, bí cảnh bên trong cấm chỉ tu sĩ đánh nhau, nếu là bị thiên đạo phát hiện, liền sẽ bị đá bị loại. Cùng lúc đó, cái kia tông môn điểm số cũng sẽ bị không tính số lẻ. Bí cảnh bên trong ngầm xoa xoa động thủ sớm đã là cái quy định bất thành văn. Thái hư tông bây giờ lại quang minh chính đại tới, từng cái liền kém đem giết chữ viết lên mặt. Bọn hắn đây là, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn diệt vô địch tông rồi. Thù mới hận cũ thêm tại cùng một chỗ. Tại tần xuyên mấy người tiến lên trước lúc, Tô Đại Uyên năm người cũng đã vận sức chờ phát động. Sư Nguyệt giao liếc mắt liền nhìn thấy bị Tô Đại Uyên năm người quay lại bảo hộ Thịnh Ninh. Trong con người hiện lên một vòng hồng quang, nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một bộ ngạo khí bộ dáng, mấy vị sư huynh nói đùa. Chúng ta chỉ là nghe nói Vô Địch Tông rất lợi hại, cố ý đến tìm mấy vị sư huynh so tay một chút mà thôi. Tốt một cái so tay một chút, nếu như bọn hắn đáy mắt không có sát ý, Thịnh Ninh sáu người sợ là nên tin. Dụ dã năm người cũng không phải người ngu, nghe xong sư nguyệt giao nói lời về sau liền nghe dụ dã xì khẽ một tiếng thật chỉ là khoa tay vậy chúng ta vô địch tông nhận thua các người thái hư tông mới là thứ nhất là lão đại câu này thứ nhất nháy mắt nhói nhói tần xuyên mấy người giới trước tông môn thi đấu bên trên thái hư tông chưa hề cầm qua thứ hai thành tích nếu không phải là bởi vì có thịnh ninh biến số này tại bọn hắn làm sao đến mức bị định thiên tông cho cười lâu như vậy hai tay nắm chặt sau bị bóp vang lên kèn kẹt khớp xương càng là nổi lên trắng Tịch trấn trầm giọng mở miệng, bớt nói nhiều lời, ta không cho phép các ngươi nhận thua. Bên ngoài sân từng cái tông môn đệ tử thấy thế nhất thời kinh. Tình huống như thế nào? Thái Hư Tông muốn tại ngoài sáng bên trên đối môn phái nhỏ động thủ rồi. Liền bởi vì bọn hắn không có lấy thứ nhất, cảm thấy mặt mũi bị hao tổn rồi. Tần Xuyên thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại là Thái Hư Tông thân truyền đại đệ tử, không lên trước ngăn cản cũng liền thôi, lại còn muốn cùng đồng môn cùng nhau khi phụ môn phái nhỏ. Khinh người quá đáng đại tông môn liền có thể tùy ý khi dễ môn phái nhỏ sao? Bọn họ có phải hay không cảm thấy môn phái nhỏ không ai? Dĩ vãng tông môn thi đấu thời điểm, môn phái nhỏ đều là bồi chạy tồn tại. Nếu không phải là bởi vì tiến vào bí cảnh sau lấy được thiên địa linh bảo có thể mang về tông môn, bọn hắn đều không vui lòng đến ném khỏi đây người. Hiện tại thật vất vả có cái môn phái nhỏ siêu việt bốn đại tông môn, siêu việt thái hư tông. Kết quả bốn đại tông môn lại thua không nổi, muốn đem thịnh ninh sáu người diệt khẩu. Nhìn trên đài một mảnh tiếng kháng nghị vang lên, tiền trưởng lão bốn người cũng là lần đầu tiên gặp được loại trang diện này, cảm thấy bối rối nháy mắt. Lúc này đưa tay dùng linh lực áp chế bọn hắn, ngậm miệng, nhưng mà vô dụng, tiền trưởng lão cái này đạo linh lực áp chế chẳng những không có để nhóm này tu sĩ dừng lại, ngược lại để bọn hắn huyên náo càng phát ra lợi hại. Có người thậm chí mưu toan rút kiếm đối bốn đại tông môn động thủ. Nếu không phải bốn vị trưởng lão kịp thời ra tay, chỉ sợ hiện trường đã xoay đánh thành một đoàn. Không giống với bên ngoài sân làm ầm ĩ, bí cảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mới gió nhẹ dần dần biến thành gió lớn, thổi loạn thịnh ninh mấy người tóc dài. Dụ dã hít mắt mảnh hai con người nhìn người trước mắt, khóe miệng giơ lên một vòng diễu cợt, người nói không cho phép thì không cho, người là cha ta à vẫn là mẹ ta. Vô địch tông đều biết dụ dã từ nhỏ không cha không mẹ, duy nhất nuôi hắn lão ăn mày từ lâu mất đi. Nhưng tịch trấn bọn người không biết, nghe được dụ dã không sợ chết phát biểu, tăng thêm trước đó hắn tại đài thi đấu bên trên nhẹ nhõm liền thắng chính mình. Tịch trấn cổ họng nhấp nhô, đưa tay liền phải đem trong tay phủ lục ném ra bên ngoài. Tịch Trấn, Tần Xuyên đưa tay ngăn lại động tác của hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thịnh Ninh thấy thế đoán được bọn hắn là muốn tại hoàn cảnh chung quanh thay đổi lúc đối vô địch tông động thủ. Bởi vì lúc kia thiên đạo sẽ không phát hiện có người tại bí cảnh bên trong đánh nhau ẩu đà. Trước đó có không ít tu sĩ chết tại bí cảnh, đều là tại hoàn cảnh chuyển đổi sau khi chết ly kỳ chết đi. Kia thời điểm đài thi đấu bên trên ảnh lưu niệm thạch mất đi hiệu lực, bọn hắn khổ vì không có chứng cứ, chỉ có thể tùy theo tông môn đệ tử uổng mạng. Ngước mắt mắt nhìn sắc trời, Thịnh Ninh câu môi khẽ cười, "Tần Đạo Hữu, người nhìn đêm nay sắc trời như thế nào?" Tần Xuyên gặp nàng đột nhiên chuyển đổi chủ đề, cho là nàng là khẩn trương, tuyệt không trả lời vấn đề của nàng. Ngược lại là bên cạnh hắn mấy cái Thái Hư Tông thân truyền nhịn không được xì khẽ lên tiếng. "Cái này đến lúc nào rồi, còn tại nhìn sắc trời, thật sự là không biết sống chết." "Nhiều để nàng xem một chút đi, đêm nay về sau, nàng liền lại cũng không nhìn thấy." Liền Sư Nguyệt Giao cũng coi là Thịnh Ninh là cùng đường mặt lộ, ôm lấy khóe môi nhìn về phía Thịnh Ninh ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Thẳng đến bên chân có chấn cảm đánh tới, linh khí bốn phía cũng từ nồng đậm mộc hệ linh khí, dần dần bị thổ hệ bao phủ. Các sư huynh lấy xuống dây cột tóc che mắt, Thịnh Ninh dùng truyền âm nhắc nhở Tô Đại Uyên năm người, liền gặp bọn hắn nhau nhau lấy xuống dây cột tóc, che khuất hai con ngươi. Tu sĩ tu vi càng cao, liền có thể nhìn càng xa. Mọi người sớm thành thói quen tính ỉ lại hai con ngươi cùng lỗ tai, lại không có nghĩ qua, tại che đậy một cảm giác về sau, thính giác liền sẽ càng thêm linh mẫn sư nguyệt giao mấy người nhìn thấy thịnh ninh mấy người cầm lấy dây cột tóc che khuất hai con ngươi thời điểm cảm thấy khinh thường đại sư huynh bọn hắn tất nhiên là sợ hãi nhìn thấy huyết tinh mới che mắt canh giờ tới rồi sao chúng ta có thể động thủ sao tịch trấn có chút không kịp chờ đợi hắn tại thái hư tông thời điểm tự xưng là thiên tài toàn bộ phù tu đỉnh núi độc thiên phú của hắn tối cao thẳng đến hắn nhìn thấy rụ rã cái kia tại cái khác phù tu sát chán mồ hôi lạnh vẽ bùa lúc hắn còn tại dễ dàng cùng nhìn trên đài sư huynh muội chào hỏi phút cuối cùng tiện tay liền vẽ ra tấm vãi đậu thành binh phù, tùy tiện đem hắn nghiền ép. Phù tu khí tu đan tu trên đại lục đều là hiếm có. Bởi vì ba đều cần cường đại tinh thần lực, bọn hắn không giống kiếm tu như thế có thể sử dụng kiếm, giống võ tu như thế thân thủ phải. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào phù lục đan dược và khí linh bảo hộ. Ba bên trong nếu là cao dai còn có thể tu được người tôn trọng, cấp thấp lại càng dễ chết yếu. Tịch chấn chính là cái kia cao giai phù tu, bất luận tại Thái Hư Tông vẫn là những tông môn khác, hắn đều là bị người kính trọng cái kia. Đều là dụ dã xuất hiện, đánh vỡ mọi người đối với hắn sùng kính. Về sau mọi người nâng lên tịch chấn thời điểm, sẽ chỉ nói hắn là tại tông môn thi đấu bên trên thua một cái môn phái nhỏ phù tu kẻ bài. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, tịch chấn liền cảm giác hô hấp khó khăn, trong cổ cảm thấy chát. Dưới mắt ba ngày một đổi hoàn cảnh bí cảnh liền phải phát sinh thay đổi. Bọn hắn chỉ cần ở thời điểm này đem vô địch tông sáu người giết, chấm dứt hậu hoạn. Bốn phía cát bụi càng ngày càng nhiều thị giác bị che đậy thịnh ninh mấy người, bắt đầu dùng lỗ tai cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Tại cảm thấy được tần xuyên sáu người ngon ngoe muốn động về sau, bọn hắn sáu người thần kinh cũng đi theo căng cứng. Rốt cục đang nghe tần xuyên nói câu, liền hiện tại, về sau, đài thi đấu bên trên hình ảnh đột nhiên ngầm xuống dưới. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong hai nhóm nhân mã tướng đụng vào nhau. Tần xuyên là âm công, thịnh ninh cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn chi kia ngọc linh tiêu. Quay đầu nhìn về phía bên người tô đại uyên, thịnh ninh trầm giọng mở miệng, đem hắn ngọc linh tiêu đóng băng chỉ cần non nửa khác loại hoàn cảnh liền sẽ chuyển đổi thành công đến lúc đó hắn không còn dám động thủ tô đại uyên nghe vậy nhanh chóng nhào về phía đã móc ra ngọc linh tiêu tần xuyên tần xuyên biết tô đại uyên là cái thủy hệ thuật tu hai người tại đài thi đấu bên trên trạm qua một lần năng lực lực lượng ngang nhau ngay tại hắn coi là tô đại uyên muốn dùng thủy hệ linh lực đối với mình khởi xướng tiến công lúc trong tay hắn ngọc linh tiêu bị toàn bộ đông cứng ngay tiếp theo hắn nắm chặt ngọc linh tiêu tay cũng bị hàn băng đóng băng nương theo lấy vang lên bên tai, răng rắc, rung động âm thanh, tần xuyên đáy mắt hàn quang tăng lên. Không có người nói cho hắn, Tô Đại Uyên vậy mà từ thủy hệ thuật tu biến dị thành băng hệ. Vận dụng linh lực ý đồ phá hủy trên người Hàn Băng, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một bên tịch trần mấy người, lại gọi trước mắt một màn này cả kinh con người một trận. Chỉ thấy vô địch tông trừ Tô Đại Uyên cùng Thịnh Ninh bên ngoài, còn sót lại Lục Thanh An bốn người nhân thủ một con cải tiến bản gắt linh. Chỉ cần tịch trấn bọn hắn khẽ dựa gần, trong tay bọn họ gắt linh liền thình thịch cái không xong cho dù tịch chấn mấy người đều đã đi vào kim đan, trên tay cũng có phòng thân đồ vật. Nhưng không chịu nổi gát linh xạ tốc nhanh, đạn nhiều. Bọn hắn trốn được một viên đạn, nhưng tránh không khỏi một phút đồng hồ 1200 phát đạn, trên dưới trái phải không góc chết điên cuồng bắn phá. À các người có năng lực chính diện cùng chúng ta vừa, vậy các người cái kia phá vũ khí có gì tài ba? Tịch chấn rốt cục chịu không được, hắn trố mắt muốn nứt, hoàn toàn không để ý tới hạt cát vào mắt khó chịu. Cầm trong tay hắn một đạo kim cương phù, theo lý thuyết có thể chống cự gát linh đạn, nhưng Lục Thanh An bốn người trong tay gắt linh, toàn bộ đều là trải qua quan vân xuyên cải tiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là thượng phẩm linh khí. M, đạn nện ở kim cương phù bên trên chấn động đến toàn thân hắn run lên, muốn đem trên thân cái khác phù lục ném ra bên ngoài thời điểm, dụ dã động tác nhanh hơn hắn. Tốt, chúng ta đổi loại phương thức so đấu, tiếng nói của hắn vừa rớt, mấy chục tấm bảo tạc phù ném đến trước mặt bọn hắn. Thái Hư Tông lần này tiến đến trừ phù tu đan tu, cùng sư nguyệt giao cái này kiếm tu bên ngoài, còn có hai tên kiếm tu. Kiếm tu âm hiểu dùng kiếm, giờ phút này trong tay bọn họ kiếm lại toàn bộ dùng để chống cự gắt linh đạn. Từng cái bên ngoài thiên tri kiêu tử, rơi xuống vô địch tông trước mặt đều là một bộ bộ dáng chật vật. Tịch trấn trong tay cũng không ít phù lục, nhưng có thể giống dụ dã dạng này ném phù lục cùng không cần tiền, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Trong cổ dâng lên một cỗ ngay ngáy, tịch trấn khí chửi mẹ. Thịnh Ninh cảm giác mấy vị sư huynh khống chế lại tịch trấn mấy người, lại gặp sư Nguyệt giao ý đồ trộm đi, nàng giơ lên khóe môi, trong tay tiểu địa lôi bị nàng trên dưới ném động. Sư đạo hữu đây là nghĩ đi nơi nào? Khóe miệng của nàng có chút dương lên, màu xanh nhạt dây cột tóc theo gió phiêu diêu, nổi bật lên nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm linh động. Nghĩ từ phía sau lưng đánh lén Sư Nguyệt Dao thấy Thịnh Ninh hai mắt bị che cũng có thể phát hiện mình, cảm thấy không kiên nhẫn đồng thời, trong tay trường kiếm nháy mắt hướng nàng đâm đi qua. Thịnh Ninh, người đáng chết, tiếng xé gió lên thời điểm, Thịnh Ninh nắm thật chặt trong tay tiểu địa lôi. Sư đạo hữu, hay ghen tị nhưng không có lợi cho tu luyện. Hào tâm của nàng nhắc nhở cũng không có để sư nguyệt giao buông xuống trường kiếm mà là thôi động trong cơ thể linh lực hướng nàng khởi sướng càng hung mãnh thế công thịnh ninh lắc đầu khóe miệng tràn ra than nhẹ vừa lúc rơi vào sư nguyệt giao trong tay nếu như thế vậy ta liền đưa sư đạo hữu một kiện đồ tốt sư nguyệt giao lại lần nữa nhìn thấy nguyên bản đứng tại trước mắt mình thịnh ninh tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên biến mất tại trước mắt mình con người đột nhiên co lại nàng vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng lại ngay trước mặt của nàng vang lên một đạo tiếng cười khẽ sư đạo hữu ta ở đây nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một viên chĩu nặng đồ vật bị nhét vào sư nguyệt giao trong ngực ngay sau đó nàng liền nghe được bên tay lại lần nữa nhớ tới thịnh ninh tiếng cười khẽ vẫn là màu đỏ sư đạo hữu thật sự là yêu quý tại màu đỏ ý thức được thịnh ninh nói lời là có ý gì về sau sư nguyệt dao đại não thoáng chốc trống giống nàng cắn chặt răng muốn đối trước mắt người động thủ lúc đột nhiên ý thức được ngực mình là vật gì phía sau lưng tóc gáy dựng lên sư nguyệt dao dọa đến suýt nữa tại chỗ lên nhảy động tác cực nhanh đem trong ngực tiểu địa lôi móc ra, nàng đưa tay liền đem tiểu địa lôi hướng phía Thịnh Ninh vị trí ném qua đi. Nhưng nàng cũng không có chú ý tới mình giờ phút này chính diện hướng tịch trấn mấy người. Tiểu địa lôi bị ném ra ngoài đi nháy mắt liền nổ ra. uy lực của nó để tịch trấn mấy người đứng không vững gót chân, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Khụ khụ khục, thứ gì, là ai, lại là Thịnh Ninh, nhị sư huynh, đầu của ngươi. Cuồng phong cuốn sạch lấy cát bụi tình huống dưới, bốn phía đã sớm bị cắt vàng bao trùm năm mét bên ngoài không thể thấy vật thái hư tông mấy người đệ tử từ đầu đến cuối ở cùng một chỗ mới nhìn rõ đối phương bị nổ sau bồn cười bộ dáng hai gò má bị thuốc nổ nổ tối đen liên tiếp cọng tóc đều bị nổ tung nếu không phải trên người bọn họ còn mặc lục sắc tông phục lúc này sớm đã lẫn nhau không biết liên cách bọn họ có chút khoảng cách tần xuyên hai người đều cảm nhận được phần này chấn động ý thức được lại là thịnh ninh động thủ tần xuyên trong đầu lập tức nhảy ra trước đó thái hư tông tông môn bị nổ trang cảnh. hắn nghĩ lên tiến đến tìm tòi hư thực làm sao Tô Đại Uyên cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Chỉ cần hắn vừa vỡ mở trên người Hàn Băng, lập tức lại sẽ có mới một tầng băng bao trùm ở trên người hắn. Nhất là Ngọc Linh tiêu tiêu thân, nặng nề tầng băng cũng không phổ thông, hắn mấy lần thôi động linh lực cũng không thể đem nó phá giải. Biến dị linh căn so phổ thông ngũ hành linh căn cường hãn hơn. Tần Xuyên mắt lạnh nhìn Tô Đại Uyên, trầm giọng mở miệng, người muốn như thế nào? Tô Đại Uyên chưa từng nghe qua tốt như vậy, cười cho cười. Hắn muốn như thế nào? Lời này hẳn là hắn hỏi bọn hắn, đời trước vô địch tông bị diệt môn hắn thậm chí còn nhìn thấy dụ dã dáng người thẳng quỳ gối thái hư tông trước cổng chính hai mắt cắm trường kiếm từ trạng nhìn thấy mà giật mình những cái kia thái hư tông đệ tử lại vây quanh hắn thi thể chế diễu chế diễu hắn không biết tự lượng sức mình vậy mà dám một mình đến đây trả thù hắn mấy cái sư đệ nằm tại vô địch tông bên trong chết không nhắm mắt sư phụ vô cớ mất tích đã từng cái kia tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ vô địch tông máu chảy thành sông tần xuyên lại hỏi hắn hắn muốn như thế nào. Tô Đại Uyên mặt không thay đổi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong oán hận lệnh Tần Xuyên kinh hái. Ta không nghĩ như thế nào, ta chỉ là nghĩ Thái Hư Tông diệt môn mà thôi. Thái Hư Tông, đáng chết, dĩ vãng nói lời này đều là Thái Hư Tông đệ tử. Hiện tại phong thủy luân chuyển, Tô Đại Uyên lặng lẽ nhìn người trước mắt, nhưng trong lòng không nửa phần khoái cảm. Nói những lời này liền có thể để sư đệ của hắn nhóm không nhận bỏ mình nỗi khổ, liền có thể để sư phụ không vô cớ mất tích sao? Không thể, đã không thể, vậy liền để thái hư tông tất cả mọi người đi chết điên cuồng thôi động trong cơ thể linh lực tô đại uyên giữa lông mày nháy mắt nhiễm lên xương lạnh hắn muốn tần xuyên chết muốn thái hư tông tất cả mọi người vì đời trước vô địch tông chôn cùng tần xuyên kinh hãi với hắn đáy mắt hận ý cảm thấy một mảnh trầm tĩnh mắt thấy tần xuyên liền phải bị hàn băng từ đầu đông lạnh đến đuôi một vệt kim quang thoáng chốc từ bộ ngực hắn tràn ra chỉ là trong khoảnh khắc nguyên bản tre ở trên người hắn hàn băng nháy mắt vỡ vụn thành khối cũng là vào lúc này Thịnh Ninh bên kia cũng truyền tới một trận động tĩnh. Không để ý tới tiếp tục đối phó Tần Xuyên, Tô Đại Uyên cấp tốc hướng phía Thịnh Ninh mấy người chạy đi. Cùng lúc đó, quay chung quanh tại bọn hắn bốn phía cát bụi dần dần tán đi. Nhìn trên đài từng cái tông môn đệ tử, cũng rốt cục nhìn thấy bí cảnh bên trong trang cảnh. Thái Hư Tông thật đối môn phái nhỏ động thủ rồi, bọn hắn lại còn còn sống, đây chính là Tần Xuyên. Bọn hắn vậy mà tại Tần Xuyên dưới tay sống sót, ngay trong bọn họ có biến dị băng hệ linh căn tu sĩ, cái này môn phái nhỏ tên gọi là gì năng lực khó lường làm cắt bụi triệt để tán đi mọi người cũng triệt để thấy rõ hai đám nhân mã hiện trạng nhìn trên đài nháy mắt yên tĩnh trở lại tiếp theo một cái chớp mắt liền nghe một trận cười vang bộc phát tất cả mọi người chỉ vào đài thi đấu bên trên hình ảnh bên trong thái hư tông đệ tử đập chân cuồng tiếu bởi vì sư nguyệt giao ném tiểu điện lôi phương hướng thực sự quá mức chuẩn xác mới tiểu điện lôi trực tiếp tại tịch trấn mấy người đỉnh đầu nổ tung tiểu điện lôi uy lực không nhỏ Mấy người dù là miến cưỡng không có bị nổ tổn thương, cũng vẫn là bị nổ một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Cái này môn phái nhỏ là hiểu như thế nào làm giận? Có người chú ý tới trong tay bọn họ cầm vũ khí sao? Đó là vật gì, nhìn qua đen thui, không sắc bén, có thể hại người. Thái Hư Tông bên ngoài sân trường lão đệ tử đều tức điên, nhìn xem sắc mặt của bọn hắn, cười chết người. Không riêng Thái Hư Tông bên ngoài sân trường lão đệ tử tức điên. Bí cảnh bên trong tịch trấn mấy người cũng phải tức điên bọn hắn bóp chuẩn thời cơ muốn đem vô địch tông diệt, kết quả là lại biến thành như vậy bộ dáng. Ném tiểu địa lôi sư nguyệt giao cùng tần xuyên ngược lại là vô sự, chỉ có mấy người bọn họ bị nổ tổn thương đạt thành. Thậm chí viên kia tiểu điện lôi còn đem trên người bọn họ chỉ có thể sử dụng một lần phòng thân vũ khí cho sử dụng hết. Hai tay nắm chắc thành quyền, tịch chấn đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Thịnh Ninh, người thật đúng là tốt, Thịnh Ninh chưa từng đem cái này lời nói xem như trào phúng. Chỉ gặp nàng hai tay ôm quyền, có chút cúi người xuống, tịch đạo hữu quá khen tịch trấn hộp máu nguyệt giao sư muội không phải nói vô địch tông đều là chút dễ dàng nắm quả hồng mềm chỉ là thịnh ninh có chút khó đối phó dưới mắt hắn cùng thịnh ninh mấy lần giao thủ mới biết được nàng nào chỉ là khó đối phó cái này người quả thực đem không muốn mặt phát huy đến cực hạn tịch trấn không ngừng hít sâu cô nén muốn nắm tay động thủ xúc động rơi vào thịnh ninh đáy mắt cái sau vô cùng tốt tâm địa từ túi giới tử bên trong móc ra một con lục sắc bình xứ đạo ta thấy tịch đạo hữu hô hấp không khoái có phải là thân thể nơi nào không thoải mái ta chỗ này có hai viên thanh tâm đan, thịnh ninh miệng bên trong còn chưa có nói xong, liền gặp tịch chấn bóp lên một đạo phù lục hướng nàng trước mặt chạy thẳng tới, thịnh ninh, ta giết ngươi. Thịnh ninh hậu chi hậu giác nhớ tới mình trước đó giống như cũng cho qua hắn một viên thanh tâm đan. Viên đan dược kia dùng tu tu phiên lá nhuộm màu, tịch chấn nếm qua về sau sắc mặt trực tiếp đổi xanh. Nhưng hiện trên tay nàng cầm là tam sư huynh luyện thanh tâm đan. Vì phân chia đan dược, cố ý dùng lục sắc bình xứ trang tới. Thịnh ninh, a à a, à, âm thanh, đang muốn ngước mắt đối đầu tịch chấn trước mắt của nàng liền nhiều mấy bôi cao lớn thân hình bí cảnh bên trong cấm chỉ đánh nhau ẩu đả thái hư tông muốn hiện tại bị loại lục thanh an ngăn tại thịnh ninh đằng trước nắm lên nắm đấm thẳng bức tịch chấn bề ngoài dụ giã đi theo một bên nhịn không được rơi chân người cho rằng liền ngươi có phủ lục sao đến xem ai phù lục nhiều quan vân xuyên rơi lên trong tay gắt linh họng súng nhắm thẳng vào tịch chấn mặt lùi lại dám đụng đến ta tiểu sư muội một cọng tóc gáy ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Nguyên Anh tăng thêm kim đan uy áp ép tới tịch trấn tại chỗ không thở nổi. Thái Dương có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, thẳng đến tần xuyên một cái tay khoác lên đầu vai của hắn, tịch trấn mới có thể thở một ngụm. Dưới mắt bí cảnh bên trong tràng cảnh đã chuyển đổi thành công. Đài thi đấu bên trên cũng có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn, tốt nhất động thủ thời cơ đã qua. Dù là không có cam lòng, tần xuyên sáu người cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống kế hoạch. Trầm ổn như tần xuyên, khi nhìn đến Tô Đại Uyên mấy người che chở thịnh ninh một người lúc, đáy mắt cũng vẫn là không nhịn được hiện lên một vòng ngoan lệ. Sư Nguyệt giao đáy mắt càng là đầy tràn không che giấu được đố kỵ. Các vị còn muốn tiếp tục động thủ sao? Thịnh Ninh chính là ỷ vào mấy vị sư huynh bảo hộ, lá gan mới to lớn như thế. Nàng đem khiêu khích ánh mắt rơi vào Sư Nguyệt giao trên thân, thấy cái sau một mực chằm chằm nhìn mình, nàng lúc này nhoẻn miệng cười. Tốt như vậy, các sư huynh sư Nguyệt giao không muốn. Bây giờ thấy các sư huynh chỉ che chở một mình nàng, nàng lại sinh lòng đố kỵ. Như thế Xuân bỗng nhiên tính tình cũng có thể trở thành nữ chủ, còn bằng vào sức một mình hô hố nhiều như vậy thiện tâm sư huynh. Thịnh Ninh thật không biết lúc trước viết quyển sách này tác giả là ôm lấy cái dạng gì tâm tính, tại miêu tả cố sự này. Trong mắt che đậy hạ đáy mắt cảm xúc, Thịnh Ninh đưa tay giật giật Lục Thanh An ống tay áo, đã bọn hắn không động thủ, nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Bọn hắn phải thừa dịp lấy sư nguyệt giao còn không có tìm được cái kia hang bảo tàng, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh hơn tìm tới, sau đó cầm truyền thừa rơi đi. Dưới mắt rừng rậm triệt để biến thành mênh mông vô bờ sa mạc đỉnh đầu liệt nhật phẳng phất có thể đốt bị thương mắt người, đâm người mắt mở không ra. Đã tiểu sư muội đều lên tiếng, Lục Thanh An mấy người cũng không có ý định lại cùng Tần Xuyên mấy người rằng co nữa. Bởi vì sa mạc quá mức trống trải, nơi này có không ít cỡ nhỏ hang bảo tàng. Trước đó Lục Thanh An mấy người cũng không vào qua bí cảnh, vẫn là Thịnh Ninh nói cho bọn hắn. Thịnh Ninh sợ bọn họ không tin mình, thuận miệng bịa chuyện cái mình đã từng vẫn là Thái Hư Tông ngoại môn lúc, từ đệ tử khác trong miệng nghe được tin tức này. Lục Thanh An mấy người đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, tại chỗ liền muốn đi theo Thịnh Ninh cùng một chỗ rời đi. Đại sư huynh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu để Thịnh Ninh sáu người dừng bước lại về sau, động tác đồng loạt xoay người sang chỗ khác. Liền gặp đứng tại phía sau bọn họ sư nguyệt giao hai mắt đỏ ngầu, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết không cam lòng, đại sư huynh, các ngươi coi là thật nghe nàng, không nghe ta sao? Sư nguyệt giao vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng gia nhập vô địch tông nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen Tô Đại Uyên bọn hắn đi theo làm tùy tùng. Hiện tại thái độ của bọn hắn chuyển biến, để nội tâm của nàng hoảng loạn đồng thời cũng cảm thấy có đồ vật gì đang chậm rãi thoát ly thân thể của mình nàng còn muốn làm chút gì cũng không luận nàng làm cái gì vô địch tông từ trên xuống dưới đối nàng chỉ có một cái căm ghét thái độ tô đại uyên còn chưa mở miệng trả lời sư nguyệt giao liền nghe được bên chân vang lên mấy đạo tiếng vang trầm trầm dụ Giá tay cầm bạo tạc phù cùng quan vân xuyên nắm lấy gát linh đồng thời đối dưới chân của nàng triển khai công kích sư nguyệt giao cả kinh lui lại hai bước lại ngước mắt lúc nhìn thấy chính là đã từng đối với mình tốt mấy vị sư huynh chính một mặt căm ghét nhìn xem chính mình chúng ta nói rất nhiều lần vô địch tông lại không sư nguyệt giao cái này đệ tử tần xuyên người thân là thái hư tông thân truyền đại đệ tử có thể hay không quản tốt nhà ngươi tiểu sư muội đáng ghét sư nguyệt giao khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trở nên trắng bệch thân hình của nàng nhoáng một cái cả người hướng về sau ngã xuống dĩ vãng lúc này tịch chấn bọn hắn tất nhiên sẽ đưa tay nâng nàng nhưng lần này nàng đã té ngã trên đất cũng không có người tiến lên giúp nàng. Không chỉ có như thế, tịch trấn mấy người nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng không giống dĩ vãng như vậy si mê, mà là trầm mặt, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo suy nghĩ sâu xa. Sư Nguyệt Giao thấy thế cảm thấy hoảng hốt, nàng vội vàng đứng người lên chạy đến tần xuyên trước mặt, khóc rụt rùi mở miệng, đại sư huynh, ta chỉ là, chỉ thì không muốn thấy đã từng sư môn ngộ nhập lạc lối. Thịnh ninh người như vậy, chỉ làm cho vô địch tông chiêu chọc càng nhiều cưu địch. Tần xuyên tuyệt không chính diện trả lời nàng, mà là đem ánh mắt chuyển đến mênh mông vô bờ cồn cát bên trên trước người nói nơi này có một cái thượng cổ hang bảo tàng ở đâu tần xuyên mặt không biểu tình tra hỏi để sư nguyệt giao sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt nhưng nàng vừa nghĩ tới thịnh ninh nghĩ đến thái hư tông tài nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại khôi phục trước đó bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng đưa tay chỉ hướng một chỗ xa xôi cồn cát liền nghe nàng ôn nhu mở miệng nói ở bên kia sa mạc rất lớn lại bốn phía cảnh tượng giống nhau y hệt Thịnh Ninh Ngự kiếm phi hành hồi lâu cũng không thể đến biên giới, còn kém chút tìm không thấy mấy vị sư huynh vị trí. Đợi đến nàng trở lại mấy vị sư huynh bên người thời điểm, lại tại trong đó phát hiện mấy cái khách không mời mà đến. Định Thiên Tông trước kia danh tiếng vang xa, thậm chí do so Thái Hư Tông tình thế còn mạnh hơn mấy phần. Làm sao Định Thiên Tông một đám thuần thẳng nam, không có Thái Hư Tông đệ tử đến có tâm cơ, rất nhanh Định Thiên Tông liền thành bốn đại tông môn chi mạt. Xem chừng tiếp qua không lâu, liền sẽ có mấy tông môn thay thế Định Thiên Tông vị trí định thiên tông đám này đệ tử không có chút nào biểu hiện ra sốt ruột chi sắc, ngược lại còn bày ra một bộ nằm ngửa bộ dáng. Ngoặc kép chấm, người nói là Thái Hư Tông chuẩn bị cùng Phi Hoa Tông sát nhập, Phi Hoa Tông vui lòng. Dụ dã kinh ngạc giọng điệu tại vang lên bên tai. Thịnh Ninh vừa mới thu hồi kiếm, cái trước liền cảm thấy được nàng, sông nàng vẫy gọi, tiểu sư muội mau tới, có dưa ăn. Cùng Thịnh Ninh ở cùng một chỗ lâu, dụ dã cũng từ đã từng tính tình táo bạo biến thành hiện tại nóng lòng nghe bát quái tính tình đang cùng tô đại uyên mấy người trò chuyện nhàn định thiên tông mấy vị đệ tử khi nhìn đến thịnh ninh lúc lúc này nhận ra cái này người là ngày đó đoạt bọn hắn yêu thú nội đan người là ngươi thịnh ninh sờ sờ mũi trước đó tại vòng thứ nhất thi đấu bên trên các ngươi không nhận ra ta sao vòng thứ nhất thi đấu thời điểm từng cái tông môn đều chỉ chú ý nhà mình đệ tử thành tích nào có nhàn tâm nhìn những người khác định thiên tông phần lớn là kiếm tu tính cách cảnh trực tạ văn tuyên thân là thân truyền đại đệ tử lúc này tiến lên sông thịnh ninh mở ra bàn tay chúng ta nội đan đâu luyện hóa Thịnh Ninh lời nói này đương nhiên nghe được Tạ Văn Tuyên mấy người Thái Dương gân xanh nổi lên mắt thấy mấy người vừa muốn rút kiếm đối tượng mình động thủ nàng lúc này đưa tay làm cái móc lỗ tay thủ thế Lục Thanh An ở một bên thấy cảnh này hiếu kỳ áp sát tới tiểu sư muội người động tác này là đối bọn hắn xem thường sao như thế khinh mạn động tác Tạ Văn Tuyên mấy người gân xanh đều muốn bạo xuất đến nàng vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng Thịnh Ninh nghe vậy ngước mắt nhìn hắn một cái vặn lông mày nói móc lỗ tay quê nhà ta có cái thuyết pháp, người tại móc lỗ tay thời điểm không thể động. Lục Thanh An, ha, Thịnh Ninh lúc này nghiêm túc gật đầu, đây là văn bản rõ ràng quy định, có người tại móc lỗ tay thời điểm, những người khác không thể động nàng. Không chỉ có là Lục Thanh An, liên dụ giã bọn hắn, Định Thiên Tông 6 người, cũng chưa từng nghe nói qua loại thuyết pháp này. Cảm giác được mình bị trêu đùa, Tạ Văn Tuyên tại chỗ rút kiếm, nguyên nghĩ đến đám các ngươi cùng Thái Hư Tông đám kia tạp quái không giống, bây giờ xem ra. Các ngươi cùng Thái Hư Tông cũng không kém nơi đó đi yêu thú hội đan đã bị luyện hóa nếu như thế vậy cũng đừng trách chúng ta đoạt các ngươi thành quả bí cảnh bên trong mặc dù không thể chém chém giết giết nhưng lại có thể cướp đi người bên ngoài thành quả từ khi thái hư tông thanh danh ngày càng tăng vọt định thiên tông liền càng phát ra nằm ăn chờ chết cái này mấy lần tông môn thi đấu bọn hắn đều là tùy ý ra tay cầm cái thứ tư thành tích lại mang theo từ bí cảnh bên trong tìm tới linh thú linh thực cùng yêu thú biến dị nội đan trở về ngày hôm nay bọn hắn tìm được cướp đoạt lúc trước bọn hắn kém chút cầm tới yêu thú nội đan kẻ đầu tiêu đối phương nói nội đan đã luyện hóa. Kia thì không thể trách bọn hắn cướp đi bọn hắn ba ngày qua này lấy được các loại linh thú linh thực. Thịnh Ninh gặp bọn họ rút kiếm, từng cái đem mũi kiếm nhắm thẳng vào mình, khuôn mặt nhỏ vào thành một nắm. Nàng kéo qua bên người Lục Cảnh Thâm, thấp giọng hướng hắn lĩnh giáo một viên hợp thể kỳ yêu thú nội đan tác dụng là cái gì. Lục Cảnh Thâm sững sốt một chút, lúc này đạt tới, tác dụng đại khái là có thể để cho một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ phi thăng đến kim đan viên mãn, trong kim đan hậu kỳ phi thăng đến hợp thể kỳ đi. Tính như vậy đến, dạng này một viên nội đan tác dụng xác thực rất lớn. Chẳng qua nói cảm ơn bạn các ngươi cầm tới nội đan, tất nhiên không phải chỉ cung cấp một người phục dụng. Thịnh Ninh đột nhiên mở miệng để Tạo Văn tuyên mấy người sửng sốt một chút. Tạo Văn tuyên tay cầm trường kiếm, thân kiếm bắn ra hàn quang, ngươi có ý tứ gì? Cho dù ngươi lấy ra đan dược muốn đền bù, cũng bù không được một viên hợp thể kỳ nội đan. Chân chính lợi hại đan tu có thể luyện ra tái tạo cốt nhục cực phẩm đan dược. Vô Địch Tông chỉ có lục cảnh thâm một cái đan tu, hắn thân là kim đan kỳ đan tu, cũng chỉ có thể luyện ra thượng phẩm linh đan. Những cái kia linh đan định thiên tông cũng không ít, muốn cũng vô dụng. Thịnh Ninh gật đầu, xác thực, vậy ta nếu là dùng 50 viên thượng phẩm linh quả đổi với ngươi đâu? Tạ Văn Tuyên cầm trường kiếm chuôi kiếm ngón tay siết chặt, bao nhiêu? Thịnh Ninh cho là hắn ngại ít, khẽ cắn môi dựng thẳng lên ba ngón tay, lại thêm 30 viên, không thể lại nhiều. Thượng phẩm linh quả cùng yêu thú nội đan đồng dạng, đều là có tiền mà không mua được đồ vật. Yêu nội đan là bởi vì đẳng cấp quá cao, rất nhiều tu sĩ đều đánh không lại hợp thể kỳ trở lên yêu thú. Thượng phẩm linh quả thì là sinh trưởng hoàn cảnh quá hà khắc, một cái đại tông môn, một năm có thể tìm tới mười mấy 20 viên thượng phẩm linh quả, đã thuộc về khó lường trình độ. Thịnh Ninh há miệng chính là 80 viên linh quả, Tạ Văn Tuyên cắn răng, người nghĩ rằng chúng ta là loại kia có thể tùy ý dùng linh quả thu mua. Lại thêm 20 viên. Tạ Văn Tuyên đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, 100. 100 viên, phải biết Tạ Văn Tuyên dĩ vãng chỉ có tại biểu hiện tốt thời điểm sư phụ mới có thể khen thưởng hắn một viên thượng phẩm linh quả. Bí cảnh bên trong thượng phẩm linh quả nhìn như so ngoại giới nhiều, nhưng lấy được phương thức cũng phải so ngoại giới hung tàn. Tạ Văn tuyên tu luyện trăm năm thời gian, ăn linh quả không cao hơn 10 khỏa. Thịnh Ninh lại trực tiếp tăng giá đến 100 viên, dùng sức nuốt nước bọt, Tạ Văn tuyên thật lâu mới tìm về thanh âm của mình, không tin. Vô Địch Tông chỉ là cái môn phái nhỏ, nếu không phải xem ở bọn hắn trêu đùa Thái Hư Tông phân thưởng. Vừa rồi hắn cũng sẽ không tiến lên cùng bọn hắn đáp lời đại tông môn thượng phẩm linh quả cũng không nhiều, huống chi là vô địch tông cái này môn phái nhỏ đâu. Quan Vân Xuyên nghe được hắn nói, không tin, thời điểm, tính tình lập tức đi lên. Hắn nhíu mày nhìn về phía Thịnh Ninh, trầm giọng mở miệng nói, tiểu sư muội, không nên đem quả cho bọn hắn, cùng nó cho bọn hắn, không bằng cho Thu Thu. Một mực trốn ở Thịnh Ninh trong ngực, chẳng biết lúc nào từ trong ngủ mê tỉnh lại Thu Thu lúc này ngoi đầu lên, Thu Thu. Thịnh Ninh cúi đầu đem Thu Thu theo về trong ngực, nàng dùng trấn an ánh mắt mắt nhìn quan văn xuyên lại xông tạo văn tuyên vẫy tay người có thể nhìn xem ta túi giới tử ta chỗ này xác thực có không ít linh quả 100 viên không là vấn đề nhưng ta có một điều kiện tạ văn tuyên đi lên trước đưa tay dùng linh lực thăm dò thịnh ninh trong tay túi giới tử bên trong linh quả số lượng phát hiện túi giới tử bên trong linh quả xác thực chỉ nhiều không ít về sau hắn thoáng chốc trường lớn hai con ngươi 100 viên thượng phẩm linh quả cái này nhưng so sánh một viên yêu thú nội đan càng tốt hơn yêu thú trong nội đan linh lực không thuần, nhưng từ đan tu hoặc là khí tu luyện hóa về sau, trở thành đan dược hoặc là linh khí. Cứ như vậy, bất luận là ăn vào đan dược, vẫn là cầm linh khí tu sĩ, đều muốn bốc lên bị trong nội đan không thuần linh lực phản phệ nguy hiểm. Thượng phẩm linh quả lại không giống, linh quả tính ấm, bất luận cái gì tu sĩ ăn hết đều đối thân thể có ích vô hại. Hắn nếu là đem những này linh quả mang về, sư phụ tất nhiên phải thật tốt khích lệ hắn một phen. Thành giao, người nói, có điều kiện gì? Tạ văn tuyên đáp ứng quá dứt khoát thấy linh quả mắt mở, không có chút nào danh giới cuối cùng dáng vẻ để nhìn trên đài phó trưởng lão che con mắt. Không có mắt thấy, thực sự quá không có mắt thấy. Bọn hắn định thiên tông làm sao liền ra tạo văn tuyên như thế cái không có tiền đồ. Đứng tại thịnh ninh trước mặt tạo văn tuyên hoàn toàn không có cảm thấy mình thái độ chuyển biến quá nhanh có vấn đề gì. Một bộ không tâm nhãn dáng vẻ để đi theo phía sau hắn mấy tên đệ tử khác đau đầu nâng chán. Đại sư Huynh, người tùy tiện đáp ứng bọn hắn, vạn nhất bọn hắn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đâu. Sam Sam nhan sảnh, Tạ Văn Tuyên nghe vậy nhíu mày, bọn hắn có thể đưa ra cái gì quá phận yêu cầu để chúng ta đi đớp cứt sao? Nói xong, hắn xem nhẹ mấy cái sư đệ sư muội điên cuồng run rẩy hay gò má bộ dáng, xoay người đối mặt Thịnh Ninh ánh mắt. Người biết sao? Thịnh Ninh tại chỗ nghẹt một chút, nàng xem như Minh Bạch Định Thiên Tông thế lực vì cái gì ngày càng xa sút. Có Tạ Văn Tuyên đệ tử như vậy, Định Thiên Tông thực lực mạnh hơn cũng đấu không lại mỗi người dài 800 cái tâm nhãn Thái Hư Tông. Thịnh Ninh lắc đầu, dù là nàng đã không muốn mặt đến trình độ nhất định, đối mặt Tạ Văn Tuyên nói thẳng thẳng ngữ, vẫn còn có chút gánh không được. Gặp nàng lắc đầu, Tạ Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía mấy cái sư đệ sư muội, xem đi, nàng sẽ không để cho chúng ta đớp cứt. Định Thiên Tông mấy người đệ tử mặt như món ăn, một lời khó nói hết hướng lui về phía sau mấy bước. Trên mặt biểu lộ phảng phất đang nói, cái này không phải đại sư huynh của chúng ta. Thịnh Ninh mấy người bị Tạ Văn Tuyên chọc cười, nếu không phải dưới mắt sắc trời không còn sớm, nàng tất nhiên muốn xem thật kỹ một chút hắn não mạch kín đến tột cùng là thế nào dáng dấp vì không để thiên đạo cùng bên ngoài sân tất cả mọi người nghe được mình kế hoạch nàng hướng hắn ngoác ngón tay nói cảm ơn bạn người tới tạ văn tuyên ngoan ngoãn tiến lên một bộ bị người bán còn phải giúp người kiếm tiền bộ dáng lần nữa làm cho tất cả mọi người nâng chán thịnh ninh sợ sư nguyệt giao bọn hắn trước một bước tìm tới hang bảo tàng dù sao nàng không phải nhân vật nữ chính không có nữ chủ quang hoàn cùng số mệnh sa mạc lại lớn vô biên vô hạn vận khí không được nàng chỉ có thể dựa vào phương pháp đơn giản nhất tiểu sư muội nơi này có biến đan tu phù tu cùng khí tu thần thức ra muốn so tu sĩ khác đến rộng lớn. Thịnh ninh đẳng cấp không thể so lục cảnh thâm ba vị sư huynh, liền do ba vị sư huynh tràn ra thần thức, điều tra sa mạc tình huống chung quanh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hang bảo tàng là dưới đất. Thẳng đến lục cảnh thâm mang theo bọn hắn đi vào giữa không trung. Tạ văn tuyên giơ tay lên, vốn cho rằng ngón tay sẽ giống thường ngày xuyên qua không khí. Không ngờ ngón tay của hắn lại chạm đến một mặt tường. Kết giới, hẳn là nơi này không sai. Thịnh Ninh nhìn trước mắt một mảnh xanh thảm thiên không, trong lòng thầm nói sư nguyệt giao khí vận quá tốt. Dạng này một nơi cũng có thể làm cho nàng tìm tới, lại còn giúp lấy Thái Hư Tông cầm tới thượng cổ truyền thừa, để Thái Hư Tông càng ngày càng cương thinh. Chẳng qua bọn hắn nhiều người lực lượng lớn, lần này thượng cổ truyền thừa đến cùng ai lấy trước đến tay còn chưa nhất định đâu. Nhếch miệng lên, Thịnh Ninh quay đầu nhìn về phía dụ dã, tướng sư huynh, người có biện pháp mở ra kết giới sao?" Phù tu cũng tu trận pháp, dạng này kết giới tất nhiên sẽ không là phổ thông kết giới nếu là thượng cổ hang bảo tàng, liền nhất định có thượng cổ trận pháp. Thịnh Ninh trong tay còn lại một viên cuối cùng tiểu địa lôi, nếu là dùng tiểu địa lôi, uy lực của nó khẳng định sẽ khiến chung quanh tu sĩ chú ý. Dụ Giá chưa bao giờ gặp dạng này trận pháp, phá trận cần thời gian nhất định. Không phải chúng ta trực tiếp đem kết giới xé mở. Tạ Văn Tuyên không có nhiều như vậy, kiên nhẫn chờ đợi kết giới phá vỡ. Khi hắn nghe nói nơi này có cái hang bảo tàng, lại bên trong còn có lượng lớn bảo bối lúc, nội tâm của hắn hưng phấn đã trèo lên đỉnh phong phải biết bọn hắn trước đó cũng đã tới bí cảnh, trừ khổ nhe răng cùng yêu thú biến dị đối kháng, chính là từ yêu thú miệng to như chậu máu bên trong lấy xuống linh quả linh thảo. Một trận bí cảnh chờ đợi, mỗi người bọn họ đều mười phần chật vật. Hiện tại bọn hắn đi theo Thịnh Ninh cùng một chỗ, thế mà có thể tìm tới thượng cổ hang bảo tàng. Mà lại Thịnh Ninh nói bên trong bảo vật chia hai tám. Nếu quả thật chính là cái hang bảo tàng, Định Thiên Tông chỉ cầm hai thành cũng đầy đủ. Huống hồ Thịnh Ninh còn cho hắn 100 viên linh quả. Lấy tiền làm việc, Tạ Văn Tuyên ý đồ trực tiếp tay không đẩy ra trước mắt kết giới. Không nghĩ hắn vừa hướng trong kết giới rót vào linh lực, một vệt kim quang hiện lên về sau, liền đem hắn bắn ra thật xa. Tạ Văn Tuyên trừng lớn hai con ngươi, không tin tà lại thử mấy lần. Cuối cùng mỗi lần đều lấy bị bắn ra thật xa kết thúc. Dụ Giá bị hắn quấy rối phiền lòng, một bàn tay đập vào trên mặt của hắn, nói cảm ơn bạn, người có thể hay không đứng xa một chút, người cản trở ta khai bình. A à không phải, cản trở ta phá trận, hắn còn muốn tại tiểu sư muội trước mặt tú một đợt đâu. Tạ văn tuyên lão nhảy ra nhiễu loạn hắn suy nghĩ, đáng ghét, dụ dã mặc dù không có gặp qua dạng này trận pháp, nhưng hắn đã gặp qua là không quên được, lại sở trường tại vẽ bùa. Thử qua mấy lần đều cuối cùng đều là thất bại sau hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiểu sư muội ngươi chờ chút, ta thử lại lần nữa. Dụ giá tự xưng là tại tiểu sư muội trong mắt, mình là cái hết sức, yêu tú tứ sư huynh. Không nghĩ tới lần này hắn lại rơi dây xích, mấy lần mở không ra kết giới không nói, toàn thân linh lực đều muốn hao hết. Thật vất vả hắn từ trong trí nhớ tìm ra một chút đầu mối, liền nghe vang lên bên tay một đạo, thu thu, âm thanh. Từ khi thu thu bị thịnh ninh mang ra sùng ngô sơn về sau, căn này nhánh cây nhỏ liền luôn luôn đang ngủ say. Ngẫu nhiên tỉnh lại mấy lần, cũng là hút qua linh quả bên trong linh lực về sau, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu để cho tạo văn tuyên biết, hắn muốn 100 viên linh quả, kỳ thật đều là một cây nhánh cây nhỏ ăn vặt về sau, không biết có phải hay không là sẽ biến điên cuồng đồng dạng nghe được thu thu âm thanh còn có thịnh ninh mấy người chỉ thấy một mực trốn ở thịnh ninh trong ngực thu thu nhô ra hai cây dây leo thu thu thịnh ninh thấy thế lông mày gảy nhẹ người có thể mở ra thu thu thịnh ninh câu lên khóe môi ngước mắt nhìn về phía dụ dã tướng sư huynh người để thu thu thử xem dụ dã không nghĩ thoái vị cũng phải để hắn được chứng kiến thu thu năng lực tiểu sư muội có nó liền tương đương với nhiều hai cánh tay hiện tại nó lại muốn nếm thử mở ra hang bảo tàng kết giới không chỉ có dụ dã không tin Tạ Văn Tuyên cũng không tin. Nói đùa cái gì? Hắn một cái kim đan kỳ kiếm tu, bị kết giới bắn bay nhiều lần, có thể đánh chẳng qua một cây nhánh cây nhỏ. Nhưng sự thật lại hung hăng đánh hắn một bàn tay, bởi vì tu tu coi là thật đem kết giới mở ra. Mắt nhìn trước mắt xanh thảm thiên không bị phá ra một đường vết rách, đèn nhánh tựa như muốn đem người hút đi vào. Dụ giá cùng tạo văn tuyên song song liếc nhau, phân biệt tại trong mắt đối phương nhìn ra không thể tin. Duy chỉ có tịnh ninh một bộ tin tưởng vững chắc thu thu bộ dáng, thấy kết giới bị mở ra, nàng đưa tay sờ sờ Thu Thu dây leo. Hảo hai tử, chờ trở về lại nhiều ban thưởng hai ngươi viên linh quả. Thu Thu Thu, Thu Thu đỏ mặt, thịnh ninh trước một bước đi vào kết giới bên trong, thấy không có người đuổi theo chân mình bước, nàng xoay người hướng bọn hắn mở miệng. Sư huynh, nói cảm ơn bạn, không cùng lúc sao? Dụ dã mấy người lúc này đuổi theo cước bộ của nàng. Ngay tại mấy người cùng nhau tiến vào kết giới về sau, sau lưng vỡ ra khe hở tại chỗ khép lại. Cảnh tượng trước mắt lần nữa trở nên một mảnh đen kịt ngay tiếp theo bên ngoài sân đài thi đấu bên trên cũng lại không thịnh ninh hai đám người thân ảnh chuyện gì xảy ra bọn hắn người đâu định thiên tông phó trưởng lão gặp một lần nhà mình đệ tử đi theo thịnh ninh đi vào một đảo vết nứt bên trong liền biến mất không thấy gì nữa dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên liền nhìn trên đài những tông môn khác đệ tử thấy thế cũng không khỏi phải nhướng mày quái tai dĩ vãng bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này tông môn thi đấu khai triển đã bao lâu nay trừ tại hoàn cảnh phát sinh chuyển đổi thời điểm đài thi đấu bên trên hình tượng mới có thể biến mất nhưng bây giờ hoàn cảnh tuyệt không chuyển đổi, vừa rồi một màn kia thật giống như thiên không bị xé nứt một đường vết rách. Thịnh Ninh mấy người khi tiến vào về sau, liền như là bị thiên không thôn phề. Phó trưởng lão lo lắng đến giơ chân, hắn giờ phút này chỉ hận không được tự thân lên trận đi. Bên cạnh tiền trưởng lão thấy thế, sờ lấy dâu cá chê khuyên hắn, phó trưởng lão, an tâm chớ vội, nói không chừng chờ một lúc liền không sao nữa nha. Tình cảm đây không phải là người thái hư tông đệ tử, người đương nhiên cảm thấy không có việc gì. Phó trưởng lão chừng hắn, nếu như mắt đau có thể thực chất hóa. Tiền trưởng lão đầu sớm bị hắn gọt trăm tám mươi về. Chờ ngươi thái hư tông đệ tử đi vào, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Tiền trưởng lão, người hầu trưởng lão, A-di-đà Phật, lão lừa chọc câm miệng ngươi lại, phó trưởng lão ngay tại nổi nóng, ai tới khuyên đều không dùng được. Bí cảnh bên trong, tiến vào hang bảo tàng bên trong thịnh ninh trước một bước đi ở phía trước. Không giống với bên ngoài trong sa mạc oi bức khô giáo hoàn cảnh. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, lại hiện ra âm lãnh hoàn cảnh nhịn không được để người đánh dùng mình quan vân xuyên ngươi nói nơi này sẽ có quỷ sao dụ dã một tay nắm quan vân xuyên ống tay áo một tay nắm lấy bên người không biết là ai thủ đoạn hắn để đi tại hắn phía trước tạ văn tuyên im lặng hướng về phía đỉnh đầu lật cái gió ràng mắt liền nghe hắn trầm giọng mở miệng dụ đạo hữu ngươi đi ra ngoài là đem đầu óc quên ở tử lâu sao dụ dã ngươi có ý tứ gì muốn đánh nhau phải không nói cho ngươi ta cũng không sợ ngươi tạ văn tuyên im lặng chúng ta đều là tu sĩ, còn có thể đánh chẳng qua một con quỷ. hắn để dụ Giá Lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới vừa nghe cái sau mở miệng. các ngươi Định Thiên Tông là không có sách nhìn sao? nghe đồn thượng cổ không chỉ có Ma Tu Tà Tu yêu tu, càng có quỷ hơn tu. người có biết hay không món đồ kia phiêu lên liền có thể hù chết người. Định Thiên Tông đệ tử xác thực không thích đọc sách, bọn hắn mỗi ngày say đắm ở luyện kiếm, không phải tại lẫn nhau bị đánh trên đường, chính là tại lẫn nhau chịu chặt trên đường. về phần cái gì Ma Tu Tà Tu quỷ tu, chỉ cần bọn hắn đủ mạnh tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Tạ Văn Tuyên lười nhác cùng hắn nhiều lời, chỉ mở miệng nói, "Nhanh đi, ba người chúng ta rơi đội, nơi này cái gì đều nhìn không thấy, ta đều hoài nghi mình có phải là mù." Bên tai truyền đến nghĩ linh tinh từ từ đi xa, Dụ Giá lại rằng co tại nguyên chỗ không còn dám động đậy. Bên cạnh hắn Quan Vân xuyên cảm giác được hắn dừng bước lại, mở miệng hỏi hắn, "Làm sao rồi?" Liền nghe Dụ Giá đánh lấy dùng mình mở miệng, hắn vừa rồi nói, "Ba người chúng ta rơi đội rồi." Quan Vân Xuyên vặn lông mày gật đầu, đúng vậy, đại sư huynh bọn hắn đã sớm đi xa, chúng ta cũng nên tăng tốc bước chân. Không nhớ hắn âm tiết cứng rắn đi xuống, liền nghe được dụ dã đột nhiên khởi sướng điên tới. Ba người, vậy ta một cái tay khác sắt chính là ai? Có quỷ, tiểu sư muội cứu ta. Quan Vân Xuyên gặp hắn chạy nhanh chóng, nhìn không được tê cả ra đầu. Bởi vì hoàn cảnh nơi này thực sự là đen nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, hắn liền bản mệnh hồng liên hòa đều kêu gọi không ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng thần thức dò xét bốn phía mà lại bọn hắn vừa mới còn đem huỳnh thạch cho tiểu sư muội. Hiện nay dụ dã nói trong tay hắn còn nắm một người khác. Khóe môi căng cứng thành một đường thẳng, Quan Vân xuyên không chỗ ở nuốt nước miếng. Đột nhiên một trận lạnh gió phất qua hai má của hắn, con người của hắn đột nhiên co lại, sư huynh chờ ta. Tạ Văn Tuyên còn tại hướng phía Thịnh Ninh bọn hắn vị trí đi đến. Phát giác được phía sau có hai đạo tiếng thét chói tay vang lên thời điểm, vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền bị dụ dã hai người đâm đến tại nguyên chỗ chuyển ba vòng. Đợi đến hắn dừng bước lại, dụ dã hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phía sau tựa hồ có chút phát lạnh, Tạ Văn Tuyên vừa mắng vô địch tông đều là bệnh tâm thần, một bên bước nhanh hơn. Thịnh Ninh không nghĩ tới thượng cổ hang bảo tàng đen như vậy, cũng không phải là phổ thông ánh đèn có thể chiếu sáng đen. Bọn hắn càng là đi vào trong, bốn phía liền tựa như có một trận đập đặc xương đen dần dần đem bọn hắn bao bọc. Có lẽ là bởi vì hút bốn phía xương đen nguyên nhân, Thịnh Ninh rõ ràng cảm giác được nội tâm trở nên một ngạt lên. Tay nàng tầm huynh thạch, mắt thấy bốn phía tầm nhìn càng ngày càng nhỏ. Ngay trong bọn họ nhưng không có quan hệ linh căn tu sĩ. Ngay tại Tô Đại Uyên trong mấy người tâm cũng dần dần trở nên phiền não lúc, liền nghe trốn ở Thịnh Ninh trong ngực Thu Thu bỗng nhiên mở miệng. "Thu Thu, yên tĩnh đến liền tiếng bước chân đều bị xương đen nuốt hết hoàn cảnh dưới, thu thu cái này âm thanh kêu to là thật có chút kinh người." Thịnh Ninh vỗ ngực một cái, đem Thu Thu móc ra sau cảm giác được nó sau động coi là nó cũng là bị xương đen quấy nhiễu, lúc này móc ra một viên linh quả. Thu thu ngoặc, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới lối ra, người ăn trước viên linh quả lấp lấp bao tử có được hay không? Dáng dấp của nàng ôn nhu, hoàn toàn không giống trận đánh lúc trước thái hư tông lúc cuồng vọng bộ dáng. Bên cạnh gấp đi theo đám bọn hắn bước chân định thiên tông mấy cái tu sĩ, dù là đã từng gặp qua thu thu cường đại. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy thịnh ninh cầm linh quả ném cho ăn một cái nhánh cây thời điểm, vẫn là không nhịn được khóe mắt run dày. Vô địch tông đến cùng là lai lịch gì? vậy mà có thể cầm những tông môn khác đều ăn không nổi linh quả cho ăn một cái nhánh cây. Cho dù căn này nhánh cây năng lực không tầm thường, nhưng cũng không thể lãng phí một viên thượng phẩm linh quả. Nhưng Tu Tu lần này cũng không có ngoan ngoãn nghe Thịnh Ninh. Nó vẫn như cũ biểu hiện mười phần sao động, tựa như có đồ vật gì đang quấy rầy nó. Hoặc là, hấp dẫn nó, Thịnh Ninh sợ nó một cây nhánh cây nhỏ rớt xuống đất, tại chỗ liền có thể bị người giẫm gãy, chỉ có thể đổi một loại phương thức để nó an định lại. Người ngoan ngoãn đợi, dùng dây leo chỉ đường ngay tại thịnh ninh vừa dứt lời lúc trong tay nàng huỳnh thạch liền chiếu vào thu thu trên thân thu thu trên thân diễn sinh ra dây leo thình lình chỉ vào bọn hắn bên tay phải phương hướng vị trí kia bọn hắn vừa đi qua tạ văn tuyên còn không có theo tới định thiên tông đệ tử khác trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được bọn hắn đã vừa mới đi qua cái hướng kia nơi đó cái gì cũng không có đã như vậy bọn hắn còn muốn tiếp tục đi theo thịnh ninh đi sao thịnh ninh gặp bọn họ do dự lúc này dừng bước lại Chúng ta trước dừng lại chỉnh đốn một phen. Về sau chân chính tiến vào hang bảo tàng bên trong, tất nhiên còn có một trận ác chiến muốn đánh. Định Thiên Tông mấy vị đệ tử nghe nói, cảm thấy nhau nhau nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Đại Uyên mấy người sắc mặt cũng hiền lành rất nhiều. Cái này nếu là đổi lại Thái Hư Tông những tông môn kia, tất nhiên muốn vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Thịnh Ninh nói muốn dừng lại chỉnh đốn, chính là muốn chờ đại sư huynh trở về. Nghĩ tới đây, Định Thiên Tông mấy người đối vô địch tông đệ tử lại có đổi mới. Một bên khác, đã lạc hậu tạo văn tuyên đi hồi lâu cũng không từng tìm tới thịnh ninh bọn hắn cảm thấy nóng này hắn không ngừng thôi động trong cơ thể linh lực nhưng hắn phát hiện mình vừa khởi động linh lực liền sẽ có xương đen chui vào trong cơ thể của hắn nội tâm càng phát ra nôn nóng nhưng thủy chung đi không thoát khỏi tù đầy cảnh hắn trong đầu lập tức nhảy ra trước đây không lâu dụ giá kinh khiếu hình tượng hắn sẽ không phải là gặp được quỷ đà tường đi tóc gáy trên người dựng thẳng lên cùng lúc đó phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng nói chuyện dọa đến hắn kém chút hai mắt lật một cái dọa đến té xỉu trên đất. Tạ Văn Tuyên, Tống Bắc tiếng nói chuyện vang lên lúc, trong tay hắn huỳnh thạch vừa vặn chiếu vào Tạ Văn Tuyên trên mặt. "Má ơi, có quỷ!" Chỉ thấy Tạ Văn Tuyên sắc mặt trắng bệch căn bản không giống người nên có sắc mặt. Ánh mắt của hắn biến thành nhang mũi mắt, nếu không phải còn bận tâm chính mình là Định Thiên Tông thân truyền đệ tử thân phận. Xem chừng lúc này hắn còn có thể dọa được miệng sủi bọt mép. Đều nói người dọa người, hù chết người. Tống Bắc kém chút cầm trong tay huỳnh thạch nện ở Tạ Văn Tuyên trên mặt. Cũng may hắn nhịn xuống, chuyện gì xảy ra, định thiên tông đệ tử làm sao ở chỗ này, người không phải nói chắc chắn sẽ không có người biết nơi này sao. Tịch chấn tiếng nói chuyện ngay sau đó vang lên, tiếng nói của hắn vừa rớt, bên người mấy vị đệ tử liền đi theo hắn cùng một chỗ, đem huỳnh thạch đổi đến sư nguyệt giao trên mặt. Chuyện gì xảy ra, nàng làm sao biết chuyện gì xảy ra, có người nói cho nàng lần này bí cảnh có thể ra thượng cổ hang bảo tàng. Đối phương muốn nàng cầm tới hang bảo tàng bên trong một phần đặc biệt trọng yếu truyền thừa, còn sót lại hang bảo tàng bên trong đồ vật, nàng đều có thể tùy tiện cầm hiện tại định tiên tông đệ tử xuất hiện ở đây đó có phải hay không đại biểu thịnh ninh cũng tại sư nguyệt giao nhìn thấy tịch trấn mấy người trên mặt chất vấn nhìn mình tức dẫn đến nàng liền phải bỏ gánh không làm dọc theo con đường này tịch trấn mấy người đã đối nàng biểu hiện ra bất mãn nếu không phải đọc lấy thượng cổ truyền thưa nàng chỉ sợ đã sớm bị bọn hắn đá ra đội ngũ giấu ở tay áo lớn bên trong ngón tay nắm chặt trong tay một tấm không giống bình thường truyền tống phù sư nguyệt giao trong lòng hừ lạnh chờ một lúc nếu là tìm được thượng cổ truyền thưa nàng xem bọn hắn còn có thể đối nàng biểu hiện ra xem thường bộ dáng tới. Hàm răng cắn chặt môi dưới, trong lúc nhất thời không dám phát tác sư nguyệt giao chỉ có thể cưỡng chế nội tâm lửa giận, nhìn về phía tần xuyên trong hai con ngươi mang theo hơi nước. Đại sư huynh, ta cũng không biết, dọc theo con đường này sư nguyệt giao dẫn đầu bọn hắn tìm không ít linh thực, tần xuyên thấy được nàng giờ phút này một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, môi mỏng khẽ mờ. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới cửa vào, nói cảm ơn bạn, người là cùng ai đến đây? Tạ Văn Tuyên lúc này lắc đầu, đừng hỏi, hỏi cũng không biết, biết cũng không thể nói. Thịnh Ninh cho nhiều lắm, hắn biết rõ Thái Hư tông móc, chắc chắn sẽ không cho ra một trăm viên linh quả để hắn phản bội vô địch tông. Định Thiên Tông giảng nghĩa khí, hắn đã đáp ứng giúp Thịnh Ninh, liền sẽ không vào lúc này phản bội Thịnh Ninh. Tần Xuyên thấy thế vặn lên lông mày, vậy là ngươi mình một người tiến đến. thấy Tạ Văn Tuyên gật đầu thành cái sàng, Tần Xuyên mấy người nhẹ nhàng thở ra đồng thời tiếp tục mở miệng, ngươi có biết chỗ này lối vào ở đâu? Tạ Văn Tuyên lại lắc đầu nếu là hắn biết cửa vào ở đâu còn cần tiếp tục đứng ở chỗ này. Hắn sớm chạy tới cùng Thịnh Ninh bọn hắn tụ hợp, mà không phải ở chỗ này bị dọa đến kém chút té xỉu đi qua. Tạ Văn Tuyên tác dụng hoàn toàn vượt qua tần xuyên trong lòng dự tính. Cái này hỏi một chút mấy không biết kiếm tu, có lẽ là đánh bậy đánh bạ xông vào cái này thượng cổ hang bảo tàng. Trước mắt hang bảo tàng đã mở ra, chẳng biết lúc nào mới có thể ra đi. Tần Xuyên mấp máy khóe môi, đang muốn mở miệng, liền nghe Tạ Văn Tuyên rốt cục run run rẩy rẩy mở miệng. "Tần đạo hữu, ta có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ đi sao? Vừa rồi hắn là thật cảm nhận được, có một đôi lạnh buốt tay phất qua bàn tay của mình. Một khắc này hắn suýt nữa rút kiếm đem mình tay cho chặt. Cũng may Tần Xuyên mấy người xuất hiện, như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, Tạ Văn Tuyên nắm lấy Tần Xuyên ống tay áo không chịu buông tay. Tịch Trấn đứng ở một bên lúc này nhăn đầu lông mày, lớn mật, người có tư cách gì đụng đại sư huynh? Tạ Văn Tuyên tạm thời coi là nghe không được hắn quát chói tai, thấp giọng xong Tần Xuyên tiếp tục nói chuyện, ta đi theo các ngươi bên người, tam đoan không loạn động thứ gì. Đến lúc đó hắn tìm tới thịnh ninh thời điểm, lại mượn cơ hội chuồn êm đi qua là được. Nói không chừng còn có thể thuận hai cái thái hư tông tìm tới bảo bối cũng khó nói. Tạ văn tuyên nội tâm vì cơ chí của mình điểm cái tán. Đắc ý phía dưới, hắc hắc, cười âm thanh, để tịch chấn mấy người càng phát ra khó chịu. Đến cùng là bốn đại tông môn đệ tử, tần xuyên đối tạ văn tuyên vẫn là có lưu mấy phần chút tình mọn. Gật đầu đáp ứng tạ văn tuyên cùng đội, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi theo người sư nguyệt giao chỉ ấn hướng phía hang bảo tàng nội bộ đi đến gạch nối thịnh ninh bên này bởi vì trái phải đợi không được người chỉ có thể tạm thời lưu lại một định thiên tông đệ tử tại nguyên chỗ chờ còn sót lại mấy người thì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào hang bảo tàng ta đáp ứng các ngươi đại sư huynh muốn phân ngươi nhóm hai thành bảo bối ta không nuốt lời các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi còn sót lại bốn tên kiếm tu hai mắt nhìn nhau suy nghĩ một hồi về sau mới gặp bọn họ gật đầu bí cảnh chuyển biến nhiều nhanh, dưới mắt bọn hắn mặc dù vừa tiến hang bảo tàng. Nhưng con đường phía trước gian nguy, nói không chừng liền sẽ gặp được đột phát tình huống, từ đó chậm chế bí cảnh chi hành. Lần này dẫn đội phó trưởng lão, thế nhưng là đối bọn hắn cho kỳ vọng cao. Thỏa thuận qua đi, thịnh ninh đi ở phía trước, mang đội đi theo thu thu bước chân tiếp tục hướng phía trước đi. Dụ dã hai người lòng còn sợ hãi, lần này nói cái gì đều muốn đi ở chính giữa, không chịu lại rơi đổi. Trong tay huỳnh thạch chợt sáng chợt tát, bên tai tiếng bước chân cũng bị xương đen hoàn toàn hấp thu nếu không phải thịnh ninh sau lưng còn có người tại kéo túng quần áo của nàng nàng đều sợ mình có phải là bị mất thẳng đến bên tai có tí tách rơi xuống nước thanh âm truyền đến thu thu một mực dùng dây leo tại phía trước dò đường thu thu rốt cục lên tiếng thịnh ninh dừng bước lại mới giật mình bốn phía xương đen phảng phất đã tán đi mà bọn hắn trước mắt là một mặt mênh mông vô bờ cửa thành là cái này thượng cổ thần tiên còn sót lại bảo tàng động phủ thịnh ninh đi qua tinh lạc thành cũng tại vô vọng đảo truyền qua giống trước mắt cái này phiến cao vút trong mây cửa thành cùng mênh mông bát ngát tế tường thành nàng vẫn là lần đầu thấy uy nghiêm cảm giác tốc thẳng vào mặt thời điểm thịnh ninh vươn tay ra dán tại trên cửa thành thu 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 chẳng biết lúc nào từ thịnh ninh trong ngực nhảy ra nó có dây leo chống đỡ lấy thân thể khi nó nhánh cây nhỏ lên cao tới trình độ nhất định thời điểm liền gặp nó một đầu tiến vào khóa cửa bên trong thu thu thịnh ninh nhìn tận mắt thu thu xông vào khóa cửa bên trong thời điểm dọa đến trái tim đi theo đột nhiên ngừng một cái chớp mắt nàng một tay bắt lấy thu thu chống đỡ trên mặt đất hai cây dây leo một lòng muốn đem thu thu lôi trở lại làm sao thu thu khí lực cũng không nhỏ bất luận như thế nào nàng đều kéo không động nó dây leo thu thu ngươi xuống tới tòa này bảo tàng động phủ xem xét liền có ngàn vạn năm lịch sử cổ xưa nặng nề khí thế ép tới người gần như không thở nổi nhất là làm thịnh ninh lòng bàn tay dán tại đại môn bên trên nháy mắt nàng có thể rõ ràng cảm thấy được có linh lực liên tục không ngừng tuôn ra trong cơ thể nàng chỉ là một cái đại môn liền đã như thế dọa người nếu là trong môn có đồ vật gì thịnh ninh nhếch khóe môi thấy kéo không nhúc nhích thu thu chỉ có thể một tay từ trong ngực móc ra tiểu địa lôi một bên tay cầm gát linh một bên dụ dã mấy người thay thế cũng đi theo móc ra gát linh định thiên tông bốn vị đệ tử bọn hắn móc ra đồ vật là cái gì bọn hắn sẽ không phải là cái gì tà giáo không xác định nhìn nhìn lại cây kia cây nhỏ côn cũng rất thú vị đầu năm nay liền nhánh cây đều có thể tu luyện ra linh thức hai người các ngươi lại còn dừng lại tại trúc cơ viên mãn, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Chấm, nói chuyện cứ nói, mắng chửi người tu luyện năng lực không được là chuyện gì xảy ra? Sư huynh, ngươi bây giờ mắng chửi người càng ngày càng hung ác. Thịnh Ninh còn tại Khẩn Trương Tu Tu sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Liền tại bọn hắn ngửa đầu ngửa cổ chua lúc, Thu Thu lập trên mặt đất hai cây dây leo rốt cục có động tác. Thu Thu, nghe được động tĩnh Thịnh Ninh biểu hiện trên mặt càng thêm ngưng trọng lên. Liền nghe, cùng cục, một tiếng, đứng ở bọn hắn trước mắt cao vút trong mây đại môn cứ như vậy mờ. Kim quang chói mắt, thịnh ninh mấy người vô ý thức giơ cánh tay lên che kín hai con ngươi, cùng lúc đó, một cỗ linh khí nồng nặc hướng phía mặt của bọn họ đánh tới. Không chờ bọn họ triệt tiêu cánh tay, liền nghe vang lên bên tai một đạo trầm ổn hiền lành tiếng nói. Đáng yêu người trẻ tuổi nha, các người rơi chính là căn này kim côn côn, vẫn là căn này ngân côn côn đâu. Thịnh ninh buông cánh tay xuống, liền gặp một thân mang trường bào màu trắng lão giả đang đứng tại cửa ra vào, trong tay phân biệt cầm một cây màu vàng nhánh cây cùng một cây màu bạc nhánh cây về phần nàng thu thu sắc mặt run lên thịnh ninh trầm giọng mở miệng vị này tôn giả ta rớt là một cây phổ thông nhánh cây nhỏ xin hỏi ngài nhìn thấy sao có thể ở loại địa phương này lấy loại này nghiêu xoa lòe lòe phương thức xuất hiện người thân phận tất nhiên không tầm thường thịnh ninh thầm nhủ trong lòng thu thu cảm thấy hối hận mình vì sao không cùng nó ký khế ước trước đó nàng đã từng nói qua mấy lần muốn cùng thu, thu ký khế ước làm sao nhánh cây nhỏ có tính tình của mình nàng vừa nhắc tới ký khế ước nó liền chạy tới phía sau núi trên đại thụ giả dạng làm nhánh cây không để ý nàng qua mấy lần thịnh ninh lúc này mới không có đem ký khế ước một chuyện đặt ở bên miệng hiện tại thu thu mất đi thịnh ninh không cần gì kim ngân tiểu côn côn nàng chỉ muốn muốn nàng nhánh cây nhỏ thịnh ninh vừa dứt lời liền gặp lão giả trước mắt trên mặt ý cười làm sâu sắc đáng yêu người trẻ tuổi nha đã các ngươi như thế thành thật vậy liền xin mời đi theo ta đi thịnh ninh nghe vậy vặn lông mày ta nhánh cây nhỏ đâu. Lão giả cười ha ha, động tác cực kỳ chậm rãi xoay người, đáng yêu người trẻ tuổi nha, xin mời đi theo ta đi. Có ý tứ gì, hắn là máy lặp lại sao? Thịnh ninh nhíu mày đi ra phía trước, không nghĩ nàng vừa đi hai bước, liền vượt qua bên người lão giả bước chân. Nàng không thể không dừng bước lại chờ đợi, dụ giá không có nàng nhiều như vậy kiên nhẫn. Thấy lão giả đi đường có thể so với ốc sen, hắn nhịn không được cúi người trực tiếp đem người gánh tại đầu vai, đại gia ngài nói, ta muốn hướng đi nơi đâu lão giả bị dọa đến tại chỗ kêu lên thảm thiết, hắn nghĩ tiếp, làm sao dụ dã căn bản không rõ hắn ý tứ, khiến hắn liền phải tiếp tục đi lên phía trước. Người trẻ tuổi nha, người thật sự là không có chút nào đáng yêu. Thịnh Ninh sốt ruột tìm Thu Thu, nhưng nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh trói mắt trắng. Một bên là cực hạn đen, một bên lại là cực hạn trắng, Thịnh Ninh khóe môi nhấp thành một đường thẳng, sau một lúc lâu mới gặp nàng trầm giọng mở miệng, xin hỏi tôn giả, đây là chỗ nào? lão giả bị dụ giá trống ở đầu vai, một đường sóc này để lão giả mặt như món ăn. Nghe được thịnh ninh tra hỏi, hắn vô ý thức giơ lên cười, là Dô hê, nơi đây chính là thiên linh sơn, là thượng cổ phúc phận chi địa, cũng là duê. Dụ giá, đem tôn giả buông xuống. Tô Đại Uyên đưa tay nâng chán, mở miệng nhắc nhở dụ giá đem người buông xuống. Thiên linh sơn, chính là trong truyền thuyết có được thần thú huyền võ thiên linh sơn. Lục thanh an vặn lông mày. Dường như không nghĩ tới bọn hắn sẽ từ bí cảnh đi vào thiên linh sơn chẳng qua bọn hắn vị trí thấy thế nào làm sao đều không giống như là một cái ngọn núi lão giả gặp bọn họ không tin chịu đựng run chân muốn ngồi liệt trên mặt đất xúc động tiếp tục cười ha hà mở miệng đáng yêu người trẻ tuổi nha nơi đây cũng không phải thần thú huyền võ chỗ thiên linh sơn lục thanh an ngước mắt nhìn về phía lão giả ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống nơi này là tứ đại thần thú thường ở thần sơn nha thịnh ninh ban đầu ở nhìn quyển sách này thời điểm tác giả tuyệt không kỹ càng miêu tả nữ chủ sư Nguyệt Giao là như thế nào dẫn đầu Thái Hư Tông đệ tử cầm tới hang bảo tàng bên trong truyền thừa. Tác giả chỉ viết bọn hắn một đám người tiến vào hang bảo tàng hồi lâu, lâu đến tông môn thi đấu đã kết thúc sau lại qua 5 ngày, bọn hắn mới lại xuất hiện tại vô vọng trong đảo. Lúc đó tông môn thi đấu đã sớm kết thúc, kia là Thái Hư Tông duy nhất một lần không lấy được thi đấu thứ nhất. Cho dù không lấy được thứ nhất, bọn hắn lại đạt được càng nhiều. Thượng cổ truyền thừa, dưới mắt xem ra bọn hắn chắc hẳn cũng là tiến vào thiên linh sơn, đạt được cái khác càng nhiều tốt hơn bảo bối nghĩ tới đây, thịnh ninh trong mắt che đậy hạ đáy mắt cảm xúc, xin hỏi tôn giả, ta nhánh cây nhỏ ở đâu? Từ đầu đến cuối cười tủm tìm lão giả dường như thở dài. Chỉ gặp hắn giơ tay lên bên trong kim côn côn, đưa tay chỉ hướng một chỗ ngóc ngách, chúc mừng người trẻ tuổi thông qua lão phu khảo nghiệm, người nhánh cây nhỏ ngay tại chỗ kia. Các ngươi đi thôi, nói xong, liền gặp ngón tay hắn điểm nhẹ dưới, thịnh ninh mấy người trước mắt bạch quang, bỗng nhiên biến thành cụm núi trùng điệp. Không giống với sùng ngô sơn, nơi này linh khí rõ ràng muốn càng thêm nồng đậm. Thịnh Ninh mấy người hướng lão giả ôm quyền nói qua tạ về sau liền hướng phía hắn chỉ phương hướng đi đến đợi đến Thịnh Ninh bọn hắn rời đi liền nghe lão giả tươi cười dạng dỡ mở miệng thế giới này Trung Quy vẫn là muốn biến Bạch Trạch Tiểu Nhi chớ có để mọi người thất vọng hắn vừa mới dứt lời liền nghe được bên tay lại vang lên một đạo gõ cửa âm thanh khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lần nữa hiện lên ý cười chỉ thấy lão giả từ trong ngực móc ra một cái kim kiếm một cái ngân kiếm cười híp mắt đi ra phía trước đáng yêu người trẻ tuổi nha xin hỏi các người rơi chính là cái này kim kiếm vẫn là cái này ngân kiếm nha nhưng lần này hắn cũng không có gặp được giống thịnh ninh tốt như vậy nói chuyện tu sĩ một cái trường kiếm nằm ngang ở cổ của hắn chỗ tịch trấn sắc bén tiếng nói vang lên bên tai mọi người bớt nói nhiều lời hàng bảo tàng ở nơi nào lão giả trên mặt ý cười không thay đổi chỉ thấy ngón tay của hắn khẽ động nằm ngang ở hắn chỗ cổ trường kiếm liền vỡ thành lưỡi dao đáng yêu người trẻ tuổi nha an tâm chớ vội gạch nối vô địch tông trên dưới chỉ có thịnh ninh một người là kiếm tu cũng may Định Thiên Tông bốn tên đệ tử đi theo đám bọn hắn, một nhóm 10 người phân biệt đứng ở trên trường kiếm, ngự kiếm hướng phía lão giả chỉ phương hướng đi. Cũng không biết ngự kiếm bay bao lâu, lâu đến dụ dã mấy người bị gió thổi phải ngũ quan đều vặn vẹo, mới thấy phía trước đi theo Thịnh Ninh cùng một chỗ Tô Đại Uyên ngón tay phía trước. Nơi đó có đồ vật nhỏ hơn, tâm chữ còn chưa nói ra miệng, Tô Đại Uyên liền thấy trước mắt hiện lên một vòng cực nhanh thân ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là dụ giá bóng lưng. Trong núi sâu thường thường kèm thêm kỳ kỳ quái quái linh thú yêu thú. Dụ Dã nghe vậy lúc này thúc dục trước người Định Thiên Tông đệ tử mau chóng tới. Hắn chịu không được, hắn sắp bị gió thổi thành đồ đần, Định Thiên Tông đệ tử chịu không được hắn một mực đang bên tay chu lên, lúc này thôi động linh lực, ngự kiếm tốc độ vượt qua Tô Đại Uyên hai người. Mới Tô Đại Uyên dường như còn nói cái gì, nhưng đều không trọng yếu, hắn hòa dụ cũng ý nghĩ đồng dạng, chỉ muốn tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thẳng đến bọn hắn hướng phía Tô Đại Uyên chỉ phương hướng bay qua lúc, mới phát hiện đối phương trong miệng có đồ vật, chỉ là cái gì? Kia là một đám chim đại bàng không phải một con, mà là một đám, đại sư huynh, người hố ta. Dụ giã dọa đến tại chỗ hô phanh lại, tại chim đại bàng hướng bên này đánh tới thời điểm, hắn tại chỗ nắm lên định thiên tông đệ tử, bóp một sấp truyền tống trận chạy thật xa. Thịnh ninh mấy người tìm tới dụ giã hai người thời điểm, đối phương trên đầu còn cắm cọc lông chim. Nhìn thấy thịnh ninh tới thời điểm, đầu tiên là cùng không hiểu vật thể dắt tay, lại bị chim đại bàng ấn lấy đầu mổ dụ giã, rốt cuộc chịu không được phần này ủy khuất. Liền nghe hắn, ngao, một tiếng, vọt tới thịnh ninh bên người, ôm lấy bắp đùi của nàng. Tiểu sư muội, sư huynh số khổ a. À. Thịnh Ninh bị nhào gót chân bất ổn, mắt thấy liền phải hướng về sau ngã sấp xuống. Cũng may quan vân Xuyên đưa tay bắt lấy hai vai của nàng, mới khiến cho nàng miễn đi trận này kiếp nạn. Lục Thanh An tại chỗ nắm chặt dụ dỗ sau cổ áo, lôi kéo hắn rời xa Thịnh Ninh. Người bao lớn nhiều chìm trong lòng mình không có điểm số sao? Tiểu sư muội vừa bị nuôi cho béo chút, người muốn đem nàng ép thành bánh sao? Đạo lý dụ đều hiểu, nhưng hắn hiện tại sắp bị bóp chết đưa tay dùng sức vỗ nhẹ Lục Thanh An tay, thẳng đến đối phương rốt cục buông tay, dụ dã lúc này mới lại sống lại. Nguy hiểm thật, đại lục ở bên trên kém chút liền không có một thiên tài kim đan kỳ phù tu. Thịnh Ninh nhón chân lên đưa tay nhổ đầu hắn bên trên lông vũ, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền gặp dụ dã giống gặp quỷ giống như, một chút lui ra ngoài thật xa. Tiểu sư muội, chuyện gì cũng từ từ, hắn vừa mới kém chút liền bị chim đại bàng mổ chết, bây giờ thấy cái đồ chơi này liền sợ hãi phải hoảng. Thịnh Ninh chuyển động trong tay lông vũ, cười nói, tứ sư huynh, chiếc lông chim này có thể vẽ bùa dùng. Chim đại bàng toàn thân cao thấp đều là bảo, liền một cây lông vũ đều tràn ngập linh lực, cùng dụ dã trong tay cây kia thượng phẩm linh khí lang hào khác biệt, chiếc lông chim này bên trong tràn ngập phong linh lực, dùng để họa ra tốc phù khẳng định càng tốt hơn. Dụ dã nghe xong nàng nói muốn bắt chiếc lông chim này vẽ bùa, cả khuôn mặt ngũ quan đều vặn vẹo thành một đoàn. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chiếc lông chim này bên trên phong linh lực rất mạnh. Ngũ quan càng phát ra bắt đầu vặn vẹo, dụ dã đưa tay tiếp nhận cây kia lông vũ cắn răng nhìn về phía sau lưng đồng dạng một thân chật vật định thiên tông đệ tử đám này chim đại bàng có lẽ là nơi này đầu vị nào thần thú tọa kỳ các ngươi tạm chờ ta đi bắt một con hắn đường đường kim đan kỳ phù tu lại bị một đám chim đại bàng khi dễ cái này như cái gì lời nói thịnh ninh thấy thế lúc này nhấc tay ta cũng đi nàng còn chưa từng gặp qua thần thú đâu cũng không biết thần thú có phải là một con mắt hai cái mũi sợ dụ dã không đáp ứng nàng còn giơ lên trong tay bắt tinh côn ngô kiếm Tướng sư huynh, ta sẽ còn ngự kiếm. Định thiên tông đệ tử bị chim đại bàng dọa sợ. Lúc này nói cái gì cũng không nguyện ý lại hòa dụ cũng cùng một chỗ đi bắt chim đại bàng. Dụ giã cảm thấy xoắn suýt một cái chớp mắt, xác định mình chỗ này còn có không ít truyền tống phù cùng gia tốc phù, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Đại sư huynh, các người trước tiên ở nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Đại Uyên cùng Lục Thanh An không đồng ý bọn hắn đi tìm chim đại bàng. Làm sao ngay trong bọn họ Tô Đại Uyên còn có thể điều khiển thủy hệ linh lực ngự không phi hành? Lục Thanh An mấy cái bay lên non nửa khắc đồng hồ liền không được. Định Thiên Tông bên này cũng không nguyện ý mạo hiểm, phút cuối cùng vẫn là Thịnh Ninh Hòa Dụ cũng tiến đến tìm kiếm vừa rồi đám kia chim đại bàng. Bọn chúng mỏ nhưng sắc nhọn, đều có thể đem ngươi cái đầu nhỏ lầm bầm xuyên, chờ một lúc ngươi ngàn vạn trốn ở tứ sư huynh sau lưng, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, minh bạch. Đứng tại phía trước điều khiển trường kiếm Thịnh Ninh gật gật đầu, sư huynh yên tâm, ta rất nghe lời, cùng sư huynh không giống. Dụ giá, hát, ta làm sao nghe ngươi lời này càng nghe càng giống như là đang mắng sư huynh ta đây. Thịnh Ninh đang muốn mở miệng nói, không sai, liền gặp lại một đám chim đại bàng hướng phía bên này. Đại bằng, tên như ý nghĩa, kia chim cũng không biết ăn cái gì đồ ăn lớn lên. Một cái cánh đều có thể có 3 năm tầng lầu cao như vậy. Đại bằng to lớn, một nồi hầm không hạ. Thịnh Ninh đột nhiên vang lên ở xa vô địch tông sư phụ, có chút quay đầu, sông sau lưng dụ dã mở miệng, tứ sư huynh, người nói chúng ta nếu là đem chim đại bàng mang về cho sư phụ nướng lên ăn sư phụ có thể hay không cao hứng. Từ xưa đến nay, gặp qua chim đại bàng tu sĩ không nhiều. Bởi vì có truyền ngôn nói chim đại bàng là thần tiên cùng thần thú tọa kỵ, không người dám khinh nhờn chim đại bàng. Bây giờ Thịnh Ninh lại nói muốn đem chim đại bàng mang về nướng cho sư phụ ăn. Dụ Giá nuốt ngụm nước miếng, muốn nói không được, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân trường kiếm rẽ ngang, cả người hắn đều kém chút bị quật bay ra ngoài. "Ta đi, tiểu sư muội người ngự kiếm được hay không?" Thịnh Ninh còn đang suy nghĩ lớn như vậy, chỉ chim đại bàng, ngự kiếm thời điểm thoáng phân tâm, kém chút đụng vào đại thủ. Nàng cười ngượng ngùng một tiếng, khó khăn lắm điều khiển trường kiếm sau khi dừng lại ngẩng đầu, "Sư huynh, ta là nghiêm túc." Nàng còn thiếu sư phụ mười mấy con vịt quay đâu, cái này nếu là đem chim đại bàng mang về, sư phụ có thể ăn một bữa chống đỡ. "Tiểu sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi trong lòng những ý nghĩ kia, nhìn thấy kia mấy cái chim đại bàng tu vi sao?" Thấp nhất hợp thể kỳ, 10 cái tay ngươi cầm 20 con gát linh đều đánh không lại. Như thế, chim đại bàng thân là thần tiên thần thú tọa kỵ, một cánh liền có thể bay lên trăm dặm nàng một cái trúc cơ đi lên đoán chừng một bàn tay liền có thể bị chim cánh đập thành thịt nát yên lặng thu hồi trong lòng suy nghĩ thịnh ninh mắt thấy chim đại bàng xích lại gần nàng lại quay đầu đi nhìn về phía rụ rã vậy sư huynh ngươi nói bọn hắn có thể nghe hiểu tiếng người sao chim đại bàng có thể nghe hiểu bọn chúng không chỉ có thể nghe hiểu tiếng người còn rõ ràng nghe được thịnh ninh vừa rồi nói muốn đem bọn hắn bắt về nướng lên ăn tăng thêm đám người này tộc lại dám xông vào thiên linh sơn còn dám ở chỗ này trắng trợn ngự kiếm phi hành căn bản không có đem bọn nó để vào mắt. Vô sỉ nhân tộc, dám khinh nhờn đại bàng, liền nghe một tiếng tiếng kêu chói tai, chim đại bàng đã bắn vọt đến bọn hắn trước mặt. Chờ xuống, Thịnh Ninh tại chỗ hô ngừng, làm cái tạm dừng thủ thế. Chim đại bàng lượng bọn hắn cũng không dám làm cái gì, lúc này dừng lại động tác, ngẩng lên đầu nghe bọn hắn nói sau cùng di ngôn. Ngươi chính là đại bàng, trong truyền thuyết cái kia thần tiên tọa kỵ, Thu, Thịnh Ninh nhìn thấy dẫn đầu đại bằng gật đầu thu âm thanh, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, không tin, Ngươi nói mình là đại bằng liền nhất định là đại bằng rồi. Ta còn nói ta là cha hắn đâu. Đưa tay chỉ sau lưng dụ giá, thịnh ninh nhách khóe môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc. Dụ giá đứng ở một bên, nghe vậy trên gương mặt cơ bắp điên cuồng run dày. Tiểu sư muội vừa mới nói cái gì tới. Thịnh ninh còn tại lắc lư chim đại bàng, dạng này, người lấy chút chứng minh ra tới cho ta xem một chút, nếu như ngươi là chim đại bàng, tại chỗ đập ba khấu đầu xin lỗi. Chim đại bàng đã hóa ra linh trí, mới đầu nghe được Thịnh Ninh nói nàng không tin mình là chim đại bàng thời điểm, nó lúc này mở ra tấm kia sắc bén mỏ liên phải mổ nàng. Cũng may Thịnh Ninh thức thời, chẳng qua muốn nó chứng minh mình là chim đại bàng điểm này xác thực khó khăn. Bọn chúng sẽ không mở miệng nói chuyện, cũng không có có thể nghiệm chứng bọn hắn huyết mạch đồ vật. Thu thu, cấp thiết muốn muốn để Thịnh Ninh cái này người ngu xuẩn tộc hướng mình tại chỗ đập ba khấu đầu nói xin lỗi chim đại bàng, chim trên mặt biểu hiện ra vội vàng chi sắc. Thịnh Ninh thấy thế nhếch lên khóe môi, cô nén ý cười, ra vẻ buồn giàu nói, người không biết như thế nào chứng minh. Chim đại bàng gật đầu, bộ dáng kia tựa như đang nói, người phải có chủ ý thì nói nhanh lên. Thịnh ninh gảy nhẹ lông mày, câu môi cười nói, kỳ thật muốn chứng minh các ngươi là chim đại bàng cũng không khó. Đều nói chim đại bàng là thần tiên cùng thần thú tọa kỳ, các người mang ta tới nhìn một cái chẳng phải có thể chứng minh rồi. Thịnh ninh vừa dứt lời, liền gặp chim đại bàng lại kêu to âm thanh, cặp kia màu nâu trong con người rõ ràng là đối nàng cái này nhân tộc không tin. Ta biết, ta hiểu biết, người ưu tú như vậy chim chắc chắn sẽ không bị lừa. Ta đây không phải đang giúp ngươi chứng minh ngươi là chân chính đại bằng nha. Huống hồ ngươi cũng nhìn thấy, ta một cái trúc cơ 7 tầng, ta sư huynh cũng chỉ có kim đan 7 tầng. Trong các ngươi tùy tiện một con chim tùy tiện phiến một cánh, là có thể đem ta cùng ta sư huynh đánh bay, ta lại thế nào dám gạt ngươi chứ? Dụ Giá đứng ở một bên nhìn xem một màn này, bộ mặt cơ bắp từ điên cuồng run rẩy dần dần an định lại. Tiểu sư muội cái này lắc lư chim công lực, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đứng trước mặt cái người thọt, nàng đều có thể đem đối phương lắc lư đứng lên. Cũng may Vô Địch Tông là nàng tông môn, bọn hắn mấy cái này sư huynh đợi nàng cũng không kém. Bằng không lấy nàng tay cầm gát linh, lại là năm hệ linh căn toàn tu, ngoài miệng còn có thể lắc lư người bản lĩnh. Nếu là Vô Địch Tông đối địch với nàng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chỉ bị đánh tận gốc quần lót đều không thừa. Dụ giá trốn đằng Thịnh Ninh sau lưng nuốt một mục nước bọt, vì không bại lộ Thịnh Ninh mục đích, thực sự nhịn không được hắn, đưa tay tại sau lưng nàng họa cái ngón tay cái, Thịnh Ninh chỉ cảm thấy hắn tại sau lưng mình vẽ tranh, còn họa cây ngón giữa, không khỏi khóe mắt run dày. Nàng không phải liền là nói câu, ta vẫn là cha hắn, à. Chẳng qua bây giờ tu chân giới cũng làm chiều nhi rồi. Còn có thể cho nàng so ngón giữa, thật không hổ là quốc tế hóa thủ thế. Thịnh Ninh hít sâu một hơi, quyết định ngày sau lại cùng hắn thảo luận dựng thẳng ngón giữa chuyện này. Chim đại bàng bởi vì lâu dài ở tại thiên linh sơn nguyên nhân, liền người đều chưa thấy qua, càng đừng đề cập Thịnh Ninh loại này có được 800 cái tâm nhãn nhân tộc vừa rồi chim đại bàng bị nàng kia một phen lắc lư đã vừa mới gật đầu cùng nàng thỏa thuận như thế nào mang nàng đi gặp thần tiên thần thú chẳng qua thần tiên cũng không tại thiên linh sơn truyền ngôn ma tộc cùng yêu tu liên thủ thần tiên đều chạy tới mở đại hội mà chỉ có bốn cái chấn áp thiên linh sơn thần thú cũng còn sót lại bạch trạch vẫn còn ở đó đã đáng thương lại ti tiện nhân tộc chưa thấy qua thần thú vậy nó liền dẫn nàng đi được thêm kiến thức thịnh ninh thấy đối phương gật đầu đồng ý lúc này hắc hắc cười một tiếng thuận cột tiếp tục trèo lên trên kia cái gì, anh Tuấn tiêu sái xoay khí tiền nhiều đại bàng huynh, ta chỗ này còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nàng đưa tay làm cái nho nhỏ tủ thế, dáng điệu xiểm nịnh để bên cạnh rụ giá không đành lòng nhìn thẳng. Quá mất mặt, cũng may bên cạnh không ai thấy cảnh này, nếu không vô địch tông về sau còn thế nào tiếp tục trên đại lục tiếp tục lẫn vào. Ai không thích nghe lời dễ nghe đâu, dù là chim đại bàng là con chim, nghe được thịnh ninh miệng bên trong lời hữu ích, cũng không nhịn được tâm hoa nộ phóng. Thu, thịnh ninh nghe vậy thử nhai răng, ta chỗ ấy còn có mấy cái không có thấy qua việc đời sư huynh đệ, đại bằng huynh có thể đợi bọn hắn cùng một chỗ. Ngay trong bọn họ tu vi cao nhất chỉ là cái nhỏ nguyên anh, đại bằng huynh yên tâm, chúng ta những tiểu lâu la này tại trước mặt ngài khẳng định lật không nổi bọt nước. Nàng giọng nói nhanh chóng, dụ dã trên mặt biểu lộ cũng từ mặt mũi tràn đầy phức tạp đến bây giờ một mặt chết lặng. Hắn nhìn tận mắt Thịnh Ninh bay lên đại bằng lưng bổ, cuối cùng nàng vẫn không quên hướng hắn vươn tay, "Tứ sư huynh, người còn đang chờ cái gì đâu?" Đại bằng huynh muốn dẫn chúng ta đi gặp việc đời á, có lẽ là nghênh hợp thịnh ninh mông ngựa đại bằng cao hứng nhào nhào cánh nhìn dụ dã sạm mặt lại vừa rồi hắn cùng thịnh ninh tới thời điểm đầy trong đầu nghĩ đều là nếu như bọn hắn sư hai huynh muội nếu như đánh không lại chim đại bàng hắn nên đi trên thân dán bao nhiêu chương truyền tống phù khả năng bỏ trốn hiện tại tốt bọn hắn căn bản không cần trốn hắn tiểu sư muội bằng vào há miệng liền để hắn thể nghiệm đến thần tiên đãi ngộ dụ giá đứng tại trên lưng chim nhìn thấy chim đại bàng đang không thời điểm cất cánh cảm thấy lập tức một mảnh sáng rùa hắn tại sao phải phiền muộn tiểu sư muội lắc lư chim đại bàng. Đây cũng là tiểu sư muội ưu điểm không phải sao, nghĩ thông suốt rụ dã trên mặt triển lộ ra khoan khoái ý cười. Hắn quay đầu đi nhìn về phía sau lưng thịnh ninh, lại xông nàng giơ ngón tay cái lên. Thịnh ninh hậu chi hậu giác minh bạch hắn vừa mới tại sau lưng mình hoặc ngón giữa, nhưng thật ra là tán dương nàng ngón tay cái. Sửng sốt một chút sau nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn ra nụ cười. Nàng vốn là xinh đẹp mắt, khoảng thời gian này dụ dã bọn hắn lại đem nàng nuôi vô cùng tốt. Trong trắng lộ ra phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn triển lộ nụ cười này, thoáng chốc liền đem bọn hắn bên cạnh thân mặt trời chỉ cho hạ thấp xuống. Một màn này khẩn yếu so Lục Thanh An tấm kia thư hùng chớ biệt mặt, càng đẹp ba phần. Dụ Giá nuốt nước miếng, còn chưa kịp khen nàng đẹp mắt, đại bằng năm một cái lao xuống, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Tiếp ở ta, Dụ Giá cái này một ném, đầu óc trống rỗng, mắt nhìn phía dưới Lục Thanh An bọn hắn đều tại, hắn lúc này làm tốt bị tiếp được tư thế. Không nghĩ Lục Thanh An mấy người khi nhìn đến hắn về sau, mấy người nhau nhau lui lại hai bước, để hắn thẳng tắp ngã vào phủ kín lá rụng mặt đất. Khụ khụ khụ, Lục Thanh An quan Vân Xuyên, các ngươi tiếp ta một hạ sẽ chết sao? Dụ Giá bị ngã phải không nhẹ, dù sao hắn là bị ném ra ngoài đi. Trên thân nguyệt bạch tông phục đều bị nhánh cây phá phá mấy đạo lỗ hồng. Không có lông vũ trên đầu dính vài miếng lá cây khô, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Lục Thanh An nhìn xem hắn bộ dáng này, vô ý thức nghĩ đến mình sống lại ngày ấy. Mình cũng là từ trên trời giáng xuống, sau đó quẳng xuống đất ném ra người hố khóe môi nhếch, Lục Thanh An giả cười âm thanh, ta suy nghĩ là cái gì mấy thứ bẩn thỉu đến rơi xuống nữa nha, hóa ra là tứ sư đệ ngươi. Dụ dã hộp máu, ngươi mới là mấy thứ bẩn thỉu. Hình dạng của hắn dù không kịp Lục Thanh An đẹp mắt, cũng không kịp Lục Cảnh Thâm tuấn mỹ, nhưng làm sao cũng so Quan Vân xuyên đẹp mắt. Quan Vân xuyên sát thương động tác dừng lại, nhìn ta làm gì? Trong tay của ta có súng, tiếp ngươi thời điểm không cẩn thận đem ngươi chọc thủng làm sao bây giờ? Đến lúc đó nên làm bẩn họng súng, ngươi liền không thể buông xuống thương của ngươi. Quan Vân xuyên nghĩ hắn liếc mắt, không thể, người không có thương của ta trọng yếu. Dụ dã, mẹ nó nếu không phải trong tông môn còn có tiểu sư muội tại, hắn nhất định tại chỗ cách tông trốn đi. Tô Đại Uyên cau mày đi lên phía trước, người làm sao một người trở về rồi? Tiểu sư muội đâu? Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe bên cạnh Định Thiên Tông đệ tử run giọng mở miệng, "Tô, Tô đạo hữu, chim đại bàng." Tô Đại Uyên mấy người thuận ngón tay của hắn hướng bầu trời nhìn lại. Cái này xem xét không sao, Tô Đại Uyên mấy người trên mặt nhau nhau lộ ra cảnh giới thần sắc, ngươi chuyện gì xảy ra? đem tiểu sư muội làm mất không nói, còn đem chim đại bàng mang về rồi. lục thanh an vạn lông mày, chính ngươi muốn chết mình đi, mang ta lên nhóm có gì tài ba? quan vân xuyên đem miệng súng nhắm ngay chim đại bàng, dụ giá khí ấn huyết nhân chung. bọn hắn đối đãi tiểu sư muội cũng không phải loại thái độ này. vừa rồi nếu là tiểu sư muội từ trên trời giáng xuống, bọn hắn từng cái hận không thể bay lên đi đón. hắn cũng coi như nửa cái sư đệ đi, dựa vào cái gì bọn hắn liền không thể đối với hắn ôn nhu một điểm. dù là một điểm dụ dã hít sâu một hơi, chịu đựng muốn động thủ xúc động, trầm giọng mở miệng, đây là tiểu sư muội cho chúng ta tìm tọa kỵ. Tọa kỵ, chim đại bàng, nhà ai người tốt cầm thần tiên tọa kỵ làm thú cưỡi. Tô Đại Uyên mấy người đỉnh lấy một đầu dấu chấm hỏi, sau đó liền gặp Thịnh Ninh từ trên trời giáng xuống. Không giống với dụ giá là hiện lên đường vòng cung bị ném xuống tới. Thịnh Ninh vận dụng linh lực, xuống tới động tác mười phần yêu nhã. Dụ giá, cảm giác giống như bị nàng trang đến. Tô Đại Uyên làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa mới còn nói muốn nắm một con chim đại bàng sư đệ sư muội quay đầu liền đem một đám chim đại bàng đều mang về hắn cho là bọn họ sẽ chật vật trở về dụ dã xác thực rất chật vật nhưng thịnh ninh hết thảy mạnh khỏe trở về không bị tổn thương liền tốt thịnh ninh mũi chân vừa hạ xuống địa liền bị mấy vị sư huynh bao bọc vây quanh dụ dã bị chen đến một bên bên cạnh định thiên tông đệ tử không đành lòng nhìn hắn bị cô lập dù sao cũng là cùng một chỗ bị chim đại bàng mổ qua mổ bản kia định thiên tông đệ tử đi ra phía trước dụ đạo hữu cười một cái ngươi nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, cùng oán phu giống như. Hắn vừa nói hết lời, liền gặp dụ dã dùng một đạo u oán ánh mắt rơi vào trên người mình, đi ra, không phải ta cắn ngươi. Nói xong hắn còn há mồm, a o, âm thanh, bộ dáng mười phần buồn cười. Lại nhìn bị mấy vị sư huynh vây quanh thịnh ninh, bị lục cảnh thâm kiểm tra qua, xác nhận thân thể không việc gì sau nàng chỉ chỉ đỉnh đầu chim đại bàng. Sư huynh, ta tìm chút đại bàng huynh mang bọn ta đi mở mang hiểu biết. Vì nghênh hợp thịnh ninh, chim đại bàng còn phối hợp lấy, thu, âm thanh. Định Thiên Tông nghe xong những cái này chim đại bàng thật đúng là thịnh ninh tìm đến tọa kỵ, nhịn không được khóe miệng giật một cái. Định Thiên Tông thân truyền nhị đệ tử Nam Tinh tiến tới góp mặt lôi kéo Tô Đại Uyên, xin hỏi Tô đạo hữu, quý tông luôn luôn như vậy. Lợi hại sao? Tha thứ hắn ngày bình thường không ái niệm sách, thực sự tìm không thấy cái gì khen người. Nhưng Thịnh Ninh có thể đem chim đại bàng điều hành tới để bọn hắn cưỡi, thực sự là tu chân giới đệ nhất nhân. Nếu là hắn từ chỗ này ra ngoài, tất nhiên muốn cùng sư phụ trước nói khoác cái 10 ngày 8 ngày sau đó lại để sư phụ cho hắn cũng tìm giống thịnh ninh lợi hại như vậy tiểu sư muội Hắn thân là nhị sư huynh, suốt ngày bên trong muốn trở thành các vị sư đệ tấm gương. Hắn rất mệt mỏi, hắn không muốn tiếp tục dáng chống đỡ, hắn cũng muốn tìm tiểu sư muội làm dựa vào ô ô ô. Tô Đại Uyên nghe vậy mấp máy khóe môi, lễ phép mỉm cười nói, cũng không phải, chúng ta tông môn nhất quán khiêm tốn, bình thường không thường ra tay. Cho nên vừa ra tay chính là cái đệ nhất, còn có thể điều hành chim đại bàng, định thiên tông đệ tử kinh, nghĩ đến bọn hắn như không biết thời thế vì Tuấn Kiệt, về sau cùng vô địch tông là địch, nói không chừng liền phải bị ấn đầu đánh đâu. Nghĩ như vậy, Nam Tinh lần nữa tiến lên trước, vô địch tông tương lai có hy vọng, Tô Đạo Hữu thừa dịp vô địch tông còn chưa nghe tiếng đại lục, không bằng chúng ta làm thân gia như thế nào. Ta định thiên tông dù tại bốn đại tông môn bên trong xếp hạng thứ tư, nhưng thực lực cũng coi như hùng hậu, nếu người ta hai cái tông môn liên thủ, ngày sau nhất định có thể trải qua thái hư tông. Định Thiên Tông những năm gần đây thu không ít tư chất không tệ đệ tử, Người nhìn nếu không để ngươi tiểu sư muội hòa nam tinh lời còn chưa nói hết liền gặp lục thanh an ánh mắt của mấy người đồng thời rơi ở trên người hắn chỉ thấy lục thanh an mấy người thời khắc này sắc mặt không giống lúc trước như vậy hiền lành từng cái khóe môi nhếch sắc mặt đen cùng đáy nồi giống như ngươi muốn nhà ta tiểu sư muội tỉnh ngủ sau ngươi dụ dã nhe răng đừng tưởng rằng ngươi là định thiên tông đệ tử ta cũng không dám bạo ngươi đầu không cho phép đánh ta tiểu sư muội chủ ý quan vân xuyên dơ thương vị đạo hữu này ngươi có thể để định thiên tông đệ tử cùng chúng ta mấy vị thông gia nhưng chúng ta tiểu sư muội không được lục cảnh thâm trên mặt mang cười ý cười lại không đạt đáy mắt ta mới không muốn cùng bọn hắn làm đồng tính tiểu sư muội cũng không lấy chồng mọi người đều biết định thiên tông tuyệt đại bộ phận là kiếm tu cũng đều là nam nhân lục thanh an không chút suy nghĩ không lưu tình chút nào cự tuyệt tô đại uyên thu tầm mắt lại quay đầu một lần nữa nhìn về phía cười một mặt cứng đờ nam tinh nam đạo hữu ngươi cũng nhìn thấy tiểu sư muội là ta vô địch tông bảo bối trong thiên hạ không người xứng với nàng vô tội nằm thương thịnh ninh ha nàng chẳng qua chỉ là làm mấy cái chim đại bàng chơi đùa làm sao chủ đề liền nhấc lên hai tông thông ra nhị sư huynh còn nói cái gì làm đồng tính một khắc trước còn sắc mặt hiền lành vô địch tông mấy người giờ phút này nhau nhau trầm mặt thịnh ninh sợ chậm trễ thời gian lúc này mở miệng đánh vỡ dưới mắt không khí ngột ngạt phân cái gì đồng tính không ngừng tay áo ta trước đi thấy chút việc đời thật tốt chim đại bàng không cưỡi bọn hắn lại tại chỗ này thảo luận thông ra, thật sự là lãng phí thời gian. Thịnh Ninh một câu bừng tỉnh người trong mộng, Định Thiên Tông bên này còn tại cười ha ha, Vô Địch Tông đã bên trên chim đại bàng chim lưng. Thịnh Ninh cái cuối cùng đi lên, nàng đưa tay sờ sờ chim đại bàng cái cổ trên lưng lông vũ, cười nói, vất vả, đại bàng huynh. Thu, một khi có mục tiêu, chim đại bàng tốc độ phi hành liền cực nhanh. Thịnh Ninh bọn hắn ngự kiếm phi hành hồi lâu, cả đám đều có chút lười nhác cũng chưa tới đạt mục đích. Hiện tại có chim đại bàng, trầm tĩnh lại bọn hắn ngồi tại trên lưng chim, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là mênh mông vô bờ sơn lâm. Ước chừng bay có hai khắc đồng hồ thời gian, tại Thịnh Ninh nhìn thấy cách đó không xa có một đạo không giống với ánh nắng kim quang sáng lên lúc, chim đại bàng chậm hạ tốc độ phi hành. Thẳng đến nhìn thấy trước mắt nhiều tòa kim quang lóng lánh cung điện, chim đại bàng cũng rốt cuộc dừng lại phi hành. Hô, đây chính là thần tiên chỗ ở sao? Thực sự là có tiền, tại Thịnh Ninh nhận biết bên trong, vô địch tông đã coi như là có tiền dù sao không có một cái tông môn có thể giống nàng mấy vị sư huynh như thế, linh quả linh khí linh đan tiện tay đưa tặng. Nhưng bây giờ tòa này quý khí bức người cung điện, không có một chỗ không viết, ta rất có tiền, mau tới đào ta, chữ. Thịnh Ninh liếm liếm đôi môi, cô nén muốn cầm sảnh cái sảnh cung điện tường ngoài linh thạch xúc động, quay đầu sông chim đại bàng cúi người chào nói ta. Đa tạ đại bàng huynh mang ta chờ mở rộng tầm mắt. Chim đại bàng còn đang chờ nàng đập ba khấu đầu xin lỗi đâu, dưới mắt Thịnh Ninh không nói, gấp nó tại chỗ dậm chân. Thu thu thu, Thịnh Ninh nhìn ra nó đáy mắt lo lắng, cười nói, làm sao đại bằng huynh. Thu thu thu, có ai không, nơi này có người khi dễ chim không thể nói tiếng người. Thịnh Ninh trừng lớn hai con ngươi, giống như là vang lên trước đó nói lời, đại bằng huynh nói là dập đầu xin lỗi một chuyện. Thu, Thịnh Ninh thấy nó gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra khổ não thần sắc, thế nhưng là cái này đầu ai đến đập đâu. Nàng sông nó mở ra hai tay, làm ra một bộ không thể làm gì cử động, ta chưa hề nói là ta đến dập đầu xin lỗi. Âm âm, một tiếng, ý thức được mình bị trêu đùa chim đại bàng như là ngũ lôi oanh đình. Thu thu thu, thịnh ninh thấy nó vẫn như cũ không gấy bất nào, lắc đầu thở dài, nếu là đại bàng huynh không tin, ta có thể lấy thiên đạo phát thể. Ta thịnh ninh, coi là thật không có nói qua ta bản nhân muốn đối đại bàng huynh ngươi dập đầu nói xin lỗi, như có lừa gạt, liền để thiên đạo đem ta trời đánh ngũ lôi. Chấm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói ngũ lôi oanh. Giờ phút này thiên không vạn dặm không mây, liền nói sấm sét cũng không nhìn thấy. Vô sỉ, hèn hạ người vô sỉ tộc. Chim đại bàng ngửa đầu huýt dài một tiếng, mở lớn mỏ liền phải hướng phía Thịnh Ninh mổ đi. Để nàng âm hiểm xảo trá, để nàng lừa gạt nó cái này đơn thuần chim. Thịnh Ninh thấy chim đại bàng hướng mình chọc tới nháy mắt, lúc này ôm chặt cổ của nó không chịu buông tay. Mặc kệ chim đại bàng dùng bất kỳ phương pháp nào ý đồ đưa nàng từ trên lưng chim bỏ rơi đi. Nàng chính là không chịu buông tay. Thu thu, chim đại bàng tức giận, một cây cổ vung như là một cây mì sợi, vung ra cuối cùng không chỉ có không có đem Thịnh Ninh từ trên lưng bỏ rơi đi còn đem nó bản thân cho vung choáng. Chim đại bàng choáng, Thịnh Ninh cũng không có tốt tới chỗ nào. Cũng may hôm nay nàng không ăn bao nhiêu thứ, nếu không lúc này khẳng định phải nhả chim đại bàng một thân. Một người một chim đồng thời bị quang tất điên bắt đảo, cuối cùng vẫn là chim đại bàng không kiên trì nổi trước, to lớn thân chim ghé vào cung điện trước cổng chính. Thu thu, Thịnh Ninh ngũ quan vận thành một đoàn, nghe được trong ngực vang lên thu thu âm thanh, vô ý tức nắm lên cây kia que gỗ liền phải đem nó ném ra bên ngoài. Chờ xuống, thu thu, người vừa mới chạy đến nơi đâu rồi? trước đây không lâu thu thu đột nhiên tiến vào kia phiến cao vút trong mây đại môn lỗ khóa bên trong về sau liền biến mất không thấy gì nữa nàng coi là nó mất đi còn tìm vị tôn giả kia muốn đâu đáng tiếc đối phương cũng không có đem thu thu trả lại cho nàng nàng còn muốn lấy trở bên này cung điện càn quét xong nàng lại trở về tìm vị tôn giả kia đâu hiện tại thu thu bản thân trở về thịnh ninh nắm bắt nó trên dưới lắc lư nói chuyện người có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi căn này chỉ có nhân loại hai bàn tay lớn nhỏ nhánh cây tùy tiện nhét vào trên đường đều không ai nhặt cái này nếu như bị người dẫm lên một chân, trực tiếp là có thể đem nó dẫm gãy. Thu thu, thu thu sinh ra hai cây dây leo quấn quanh ở thịnh ninh trên cổ tay, phiến lá tại nàng cổ tay ở giữa khẽ vuốt, tựa như đang ăn ủi nàng. Thịnh ninh thấy thế thở dài ra một hơi, lại đưa tay tại nó gậy gỗ bên trên gõ nhẹ một cái, lần sau không cho phép lại chạy loạn. Thu, thu thu thu, thu thu, thu, thu tiếng trả lời vừa rứt, liền gặp nguyên bản đã ngã xuống đất chim đại bàng nghỉ ngơi tốt về sau, lần nữa khởi sướng điên tới nó liền không tin mình mổ không chết rồi trên lưng cái này hai cước trùng đáng ghét ti tiện nhân tộc chói tay tiếng chim hót để Thịnh Ninh hơi nhăn đầu lông mày chỉ gặp nàng móc ra một tấm im lặng phù rán tại chán của nó bên trên Đại Bàng Huynh ta biết ngươi rất giận nhưng ngươi trước đừng tức giận vốn dĩ đã lên cơn giận dữ chim Đại Bàng thấy mình bị im lặng tại chỗ nhảy lên địch tới Thịnh Ninh vừa đè xuống cảm giác muốn ói bị nó như thế khẽ vấp sàng, trong dạ dày triệt để chịu không nổi rồi Đại Bàng Huynh người tỉnh táo rồi tỉnh táo cái này muốn nó làm sao tỉnh táo, nó đường đường thần tiên tọa kỵ chim đại bàng, thế mà cũng có bị nhân tộc trêu đùa một ngày. Nàng vậy mà xem thường bọn hắn đại bằng nhất tộc, không phải đang tìm cái chết lại là cái gì. Thịnh Ninh không muốn thương tổn nó, dù sao đến lúc đó rời đi còn cần cậy vào những cái này chim đại bàng. Nội tâm một bên nhà rãnh cái này chim đại bàng không hổ là thần tiên tọa kỵ, hai tay của nàng nắm thật chặt nó cứng rắn lông vũ, suýt nữa liền từ trên lưng của nó tuột xuống. Đại bàng huynh, có việc dễ thương lượng, thu thu, trước đây không lâu còn quấn quanh ở thịnh ninh trên cổ tay hai đầu dây leo chẳng biết lúc nào khoác lên chim đại bàng trên đầu thịnh ninh coi là thu thu là muốn cùng mình cùng một chỗ đối phó chim đại bàng đang muốn khen nó hảo hài từ đã thấy một giây trước còn tại trên dưới nhảy loạn bay loạn chim đại bàng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại chỉ thấy thu thu dây leo khoác lên chim đại bàng trên đầu về sau nó bỗng nhiên ngửa đầu nếu như không có trên đầu cái kia đạo im lặng phù tiếng kêu to của nó chỉ sợ sẽ chọc tan bầu trời cũng may thịnh ninh im lặng phù bảo hộ cổ họng của nó đã rơi xuống đất Tô Đại Uyên mấy người, trong đầu nhau nhau thoát ra ý nghĩ này. Thu Thu, Thịnh Ninh từ nhặt được Thu Thu về sau, liền không thể nghe hiểu qua nó nói chuyện ý tứ. Dưới mắt nàng giống như nghe hiểu, nó dường như tại trách chim đại bàng yên tĩnh, không phải, cái này thuộc về vượt giống loài giao lưu sao? Một con chim cùng một cây nhánh cây nhỏ ở giữa giao lưu. Cái này hai còn giao lưu không chướng ngại. Chim đại bàng chậm rãi rơi xuống đất, tại Tô Đại Uyên mấy người khẩn trương nhìn chăm chú, nó cúi thấp đầu, làm ra thần phục bộ dáng không riêng Thịnh Ninh ngốc, Tô Đại Uyên bọn hắn những cái này tu chân giới dân bản địa đều ngốc, tình cảm điều khiển một đám chim đại bàng chỉ cần một cây nhánh cây nhỏ. Thịnh Ninh đến cùng là cái gì tốt vận khí, khả năng nhặt được dạng này một cây thần kỳ nhánh cây nhỏ. Tô Đại Uyên trong mấy người tâm một mảnh phức tạp, nhưng nhìn thấy Thịnh Ninh rơi xuống đất, bọn hắn vẫn là tranh thủ thời gian nhanh đón tiếp lấy. Tiểu sư muội, không có sao chứ? Nhảy xuống, nhị sư huynh tiếp lấy ngươi đây. Hù dọa không có, tam sư huynh nơi này có thuốc an thần. Định Thiên Tông mấy tên đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt tại trong mắt đối phương nhìn ra không hiểu. Định Thiên Tông thân là bốn đại tông môn một trong, bên trong đệ tử vô cùng nhiều. Lại bởi vì phân vài tòa đỉnh núi, mỗi cái đỉnh núi đệ tử đều trong bóng tối phân cao thấp. Chớ nhìn bọn họ đều là nam kiếm tu, ngày bình thường đụng phải cùng một chỗ đều là cười ha hả hướng đối phương chào hỏi. Nhưng ở nhà mình tông môn so tài bên trên, bọn hắn ai cũng không nguyện ý buông lỏng cảnh giác. Tựa như so tài trên đài người không phải sư huynh đệ của mình, mà là thù truyền kiếp. Dưới mắt bọn hắn cùng Vô Địch Tông một đường, phát hiện bọn hắn 10 phần hiểu lễ hiền lành, còn 10 phần giữ gìn đối phương, ở trong đó Thịnh Ninh nhất được sủng ái. Cho nên là bởi vì nữ tu sĩ nguyên nhân sao? Nếu như Định Thiên Tông cũng kéo người nữ đệ tử tiến tông môn, có phải là liền sẽ không đánh thành như thế rồi? Ngón tay ở trên cầm vuốt ve, nam tinh mấy người một mặt suy nghĩ sâu xa mà nhìn xem Thịnh Ninh mấy người. Thẳng đến một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng nói tại hai đám tông môn đệ tử ở giữa vang lên. A Di Đà Phật, Thịnh thí chủ, lại gặp mặt cái gì gọi là âm hồn bất tán? Cái này kêu là âm hồn bất tán, Thịnh Ninh làm sao cũng không nghĩ bọn hắn đều đến nơi này, còn có thể gặp lại Không Vô. Đối phương thay đổi trước đây không lâu bọn hắn tại trận đầu bí cảnh trong được đến, tay cầm yêu thú đầu huyết tinh bộ dáng. Hiện tại Không Vô thân mang màu trắng tăng bào, tay cầm xá lợi, chắp tay trước ngực, đứng tại cách đó không xa, hai mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Như là cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm nháy mắt tại nổ trong đầu mờ. Thịnh Ninh bị nhìn cả người nổi da gà lên nàng có chút nhăn đầu lông mày, mím môi song đối phương gật đầu chào hỏi, không vô đại sư đã lâu không gặp. tiếng nói của nàng vừa dứt, liền gặp không vô chậm rãi hướng bên này đi tới, không lâu ba ngày trước chúng ta vừa mới gặp mặt qua. thịnh ninh lúc này hít sâu một hơi, nàng nhớ kỹ nguyên tác bên trong giống như không có một đoạn này kịch bản. sư nguyệt giao dẫn đầu thái hư tông tìm được thượng cổ hang bảo tàng, cầm tới truyền thừa, nhưng nguyên kịch bản bên trong chưa hề nói không vô cũng tìm đến nơi này, chẳng lẽ hắn cũng muốn thượng cổ truyền thừa? không vô một đôi huyết mâu dường như có thể khảo sát lòng người. Hắn tại thịnh ninh trước mặt dừng bước lại, có chút cúi đầu xuống, bộ dáng liền tựa như trước điện tòa kia từ bi thương người Phật tổ. Bần tăng chỉ là gặp thịnh thí chủ hướng bên này, liền đi theo đến. Hắn lại để cho thịnh ninh tê cả ra đầu, nàng rõ ràng không nói gì, hắn lại đọc hiểu nội tâm của nàng. Em mờ, chẳng lẽ nàng là đem lời trong lòng đều viết trên mặt sao? Không vô, thịnh thí chủ suy nghĩ, xác thực đều viết trên mặt. Mẹ nó, cái này không vô cùng sư nguyệt giao đám kia đồ đần không giống. Hắn có đầu óc, thịnh ninh lúc này tu liễm lại biểu hiện trên mặt, tinh xảo nhỏ biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Không vô đại sư đi theo ta, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Lần này đổi không vô trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa. Thịnh ninh ánh mắt từ đầu đến cuối tại hắn trên mặt, nhìn thấy hắn tay bên trên hơi đỏ lên, nội tâm xót xa. Hắn thế mà cũng sẽ ngượng ngùng, đây chính là giết liên hoa tông tông chủ, lại giết không ít Phật tu không vô trên mặt của hắn làm sao lại lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Thịnh Ninh cho là mình nhìn xóa, dùng sức chừng mắt nhìn, mới phát hiện mình không có ra ảo giác. Không vô thật tại ngượng ngùng, hắn thậm chí còn nắm chắc tay bên trong này chuỗi xá lợi tử. Vì phòng ngừa tâm lý của mình ý nghĩ lại bị nhìn xuyên, Thịnh Ninh nắm tay chống đỡ lấy khóe môi, ý đồ dùng loại phương thức này che giấu trên mặt mình biểu lộ. Bần tăng trước đó thấy Thịnh thí chủ tay cầm một vũ khí màu đen, xin hỏi đó là cái gì? Thịnh Ninh, a, à, âm thanh, lúc này theo thần biết không gian móc ra gắt linh, người hỏi cái này. Liền gặp không vô nhẹ gật đầu, cầm xá lợi ngón tay giật giật, hiển nhiên là tại đè nén cái gì. Bần tăng thấy nó là thượng phẩm linh khí, đây là xuất từ vị nào khí tu tay. Thịnh ninh vạn vạn không nghĩ tới, không vô khi tiến vào bí cảnh gót chính mình, chính là vì gắt linh. Nàng mắt nhìn hắn trên mặt còn chưa biến mất ngượng ngùng, quỷ dị tương phản cảm giác tự nhiên sinh ra. Bởi vì không vô tự tay giết chống trơn đại sư, thân thủ của hắn tuyệt sẽ không kém đi đến nơi nào. Nhưng hắn từ đầu đến cuối che giấu năng lực của mình, cho đến tận đây chỉ sợ trừ bỏ bị hắn giết những cái kia Phật tu, tu sĩ, mới biết được thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Dạng này cường giả, lại đối nàng trong tay gắt linh cảm thấy hứng thú. Thịnh ninh không nói gì, không vô đại sư thích không? Ta có thể ta đây tặng cho ngươi. Không vô thân là liên hoa tông có thể nhất chen mồm vào được một hào nhân vật, người bên ngoài liền gặp hắn một lần đều khó càng thêm khó. Càng không nói đến cùng hắn nói lên hai câu nói, cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Dưới mắt hắn chủ động tìm tới thịnh ninh, chính là vì trong tay nàng gát linh. Thịnh Ninh nghĩ đến tương lai vô địch tông phát triển, lúc này đem trong ngực gát linh nhét vào trong ngực hắn, "Ây, đưa ngươi." Không vô từ bi trên mặt hiện lên kinh ngạc, quân tử không đoạt người chỗ tốt, bần tăng không thể nhận thịnh thí chủ bản mệnh linh khí. Thịnh Ninh gặp hắn muốn đem gát linh đưa còn cho mình, không có vấn đề nói, chẳng qua chỉ là một cái gát linh mà thôi, ta ngũ sư huynh lợi hại đâu, tùy ý liền có thể luyện ra càng nhiều tới. Bị điểm tên quan Vân Duyên lúc này tự hào ưỡn ngực. Không vô thuận Thịnh Ninh nhìn sang, liền gặp vô địch tông trừ Tô Đại Uyên bên ngoài, nhân thủ một cái gát linh. Không vô, A Di Đà Phật, đã thịnh thí chủ bỏ những thứ yêu thích, Bần tăng có thể trợ thịnh thí chủ cầm tới lần này tông môn thi đấu thứ nhất. Tóm lại Liên Hoa Tông mỗi lần đều lấy không được thứ nhất, không bằng giúp Thịnh Ninh một cái, giúp nàng cầm tới thứ nhất. Không nhớ hắn âm tiết cứng rắn đi xuống, liền nghe Thịnh Ninh mở miệng, không cần, không có ngươi chúng ta như thường có thể cầm thứ nhất. Ngữ khí của nàng quá mức đương nhiên, đến mức bên cạnh Định Thiên Tông đều cho là nàng là đang khoác lác. Dù sao tông môn thi đấu hết thảy hai vòng, vòng thứ nhất cũng không phải trọng yếu như thế. trọng yếu chính là tại vòng thứ hai bên trong, bọn hắn có thể tại bí cảnh bên trong cầm tới bao nhiêu bảo bối. tại trận đấu bí cảnh bên trong, bọn hắn tách ra hành động, mặc dù không biết vô địch tông cầm tới bao nhiêu bảo bối, nhưng bọn hắn định thiên tông sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. hiện tại không vô nói muốn giúp vô địch tông cầm tới thứ nhất, thịnh ninh cự tuyệt không nói, còn nói khoác mà không biết ngượng nói không có không vô, bọn hắn như thường cầm đệ nhất, nói mạnh miệng tu sĩ bọn hắn thấy nhiều giống thịnh ninh dạng này, bọn hắn tuyệt không tiến lên chế diễu. Mà là núp ở phía sau đầu cười trộm thịnh ninh không biết tự lượng sức mình. Có lẽ có không vô trợ giúp, bọn hắn vô địch tông thật có thể cầm lần này thứ nhất. Dưới mắt thịnh ninh cự tuyệt không vô, năm nay tông môn thi đấu, chỉ sợ vẫn là thái hư tông úc. Không vô thân là bị cự tuyệt một phương, ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc trong tay hắn cầm gát linh quanh thân nhu hòa khí tức nháy mắt trở nên túc sát lên thịnh ninh nhìn trước mắt một màn này trong đầu lập tức nhảy ra tấm kia, Nam Mô Gát Linh, biểu lộ bao. Hình tượng quá đẹp, nàng không dám nhìn. Mọi người ở đây đều mang tâm tư lúc, bọn hắn bên cạnh thân từ đầu đến cuối đóng chặt cung điện đại môn từ từ mở ra. Nơi này linh khí vốn dĩ đã 10 phần nồng đậm, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cung điện lớn cửa bị mở ra nháy mắt, một cỗ càng tinh khiết hơn càng dày đặc linh lực đập vào mặt. Đây là, Không Vô ôm lấy Gát Linh đứng tại Thịnh Ninh bên người, nghe vậy mở miệng nói, thần thú Bạch Trạch cung điện. Thần thú cùng tiên khác biệt, thần thú sớm đang khai thiên tích địa thời điểm, cũng đã xuất hiện tại thế gian này. Tứ đại thần thú chiếm lĩnh thế giới này bốn cái góc rơi, vì cái gì chính là duy ổn toàn bộ đại lục an bình. Hiện tại thần thú Bạch Trạch tỉnh lại, cũng đại biểu ngày sau sẽ có đại nạn xuất hiện. Không vô có chút nhăn đầu lông mày, giờ tay lên lần nữa niệm tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật, Thịnh Ninh quay đầu nhìn hắn một cái, chợt lại đem ánh mắt rơi vào từ cửa điện mở ra sau khi, vẫn sao động thu thu trên thân. Thu thu, làm sao rồi? Thu 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 thu, sao động thu thu trên thân dây leo căng vọt thẳng đến nó dây leo dán tại cung điện đại môn bên trên thịnh ninh mới thấy nó dừng động tác lại là ai dám quấy nhiễu ta nghỉ ngơi nặng nề tiếng nói mang theo một đạo linh lực xông ra cung điện thịnh ninh mấy người không tránh kịp suýt nữa bị cái này đạo linh lực xung kích té ngã trên đất tô đại uyên thấy thế lúc này bảo hộ ở trước người nàng chỉ gặp nàng hai tay ôm quyền cúi người hướng về phía cung điện trầm giọng mở miệng tại hạ vô địch tông đại đệ tử tô đại uyên trên đường đi qua nơi đây quấy giày tôn giả thỉnh cầu tôn giả thứ lỗi. Tô Đại Uyên vừa dứt lời, liền nghe trong cung điện vang lên một đạo tiếng hừ nhẹ. Bọn hắn liền đứng tại cửa cung điện, rõ ràng không nhìn thấy trong cung điện đầu có người, đối phương nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi. Chỉ là mấy cái nguyên anh kim đan tiểu nhi, cũng dám ở Thiên Linh Sơn chạy loạn, là ai, trong các ngươi có cái hợp thể kỳ cũng coi như, sao còn có mấy người chúc cơ bé con. Thịnh Ninh thân là chúc cơ bản cơ, thật sâu từ đối phương trong giọng nói nghe ra khinh thường. Nàng còn không có hiện thân thuyết pháp, liền nghe đối phương nghi hoặc âm thanh vang lên lần nữa a à, bồn tọa đồ chơi làm sao tại trên tay ngươi thu thu thịnh ninh trong tay thu thu bỗng nhiên từ nàng lòng bàn tay thoát ra ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy nó phi tốc xông vào trong cung điện bộ dáng nhìn qua hết sức hưng phấn cho nên theo như đồn đại sùng ngô sơn là bạch trạch nơi ở cũng không phải là hoàn toàn là giả thịnh ninh ở nơi đó nhặt được thu 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 lại là bạch trạch đồ chơi mày liễu có chút nhíu lên thịnh ninh vòng qua trước người tô đại uyên hướng về phía cửa điện thật sâu bái vô địch tông đệ tử Thịnh Ninh, gặp qua Bạch Trạch Tôn giả. Người biết ta?" Thịnh Ninh nói thanh âm chưa dứt, trong điện người kia liền lên tiếng lần nữa, "Vậy ngươi có biết mang ta đi ra biện pháp?" Nương theo lấy cái kia đạo hùng hậu tiếng nói chậm rãi tán trong không khí, Thịnh Ninh mấy người nhìn chằm chằm cửa đại điện ánh mắt, khi nhìn đến bên trong đi ra một vòng thân ảnh sau. Từ nghi hoặc, nháy mắt biến thành chấn kinh, cung điện to lớn trước cửa điện, một vòng thân ảnh màu trắng thình lình đứng tại chính giữa. Chẳng qua cái này lau người ảnh cùng tất cả mọi người dự tính bên trong đều không giống thịnh ninh thân là trước hết nhất kịp phản ứng người nàng trừng mắt nhìn sông cửa đại điện cái kia còn không có nàng đầu gối cao tiểu hài nhi run giọng mở miệng trắng trạch khốn nạn người hẳn là tôn xưng ta vì bạch trạch đại nhân có lẽ là cách sau lưng tòa kia tràn ngập linh khí cung điện tiểu hài nhi lúc này ngay cả nói chuyện cũng là nãi thanh nãi khí để người không hiểu cảm thấy đáng yêu nghĩ dua thử hỏi ai có thể bỏ qua một cái trắng nõn nà nhu chít chít sẽ còn trang cao lãnh trang ngạo khí tiểu đoàn tử đâu dù sao thịnh ninh không thể bỏ qua không để ý tới mấy vị sư huynh phản ứng, nàng lúc này bước nhanh đến phía trước, một tay lấy con kia màu trắng tiểu đoàn tử ôm ở trong ngực. Người chính là Bạch Trạch đại nhân, thật đáng yêu, để tỉ tỉ sơ sơ, gương mặt bị xem như mặt đoàn tử bóp Bạch Trạch, thả ngô tứ, thịnh ninh nghe hắn nãy thanh nãy khi mắng chửi người âm thanh, nội tâm bị manh phấn hồng bong bóng ứa ra. Chỉ gặp nàng trùng điệp nhẹ gật đầu, ngoài miệng cười hi hi nói, à đúng, đúng đúng đúng, Bạch Trạch đại nhân ngài nói đúng, đệ tử lần sau còn dám. Bạch Trạch, một màn này rơi vào bên cạnh chim đại bàng trong mắt, to lớn chim đại bàng tại chỗ bị tức đập lên cánh. Thu thu thu, đáng ghét nhân tộc, buông ra bạch trạch đại nhân. Đáng tiếc thịnh ninh căn bản nghe không hiểu điều ngữ, nàng thổi nhỏ liền thích loại này trắng nõn nà, lại lớn lên đẹp mắt tiểu đoàn tử. Mới nàng không có đem bạch trạch ôm vào trong ngực trực tiếp sinh gặm, đã là nàng đối thần thú tôn trọng. Thử hỏi tu chân giới ai dám đối thần thú bạch trạch bất kính. Bất kính cũng coi như, thịnh ninh thế mà còn dám bóp hắn mập đô đâu khuôn mặt nhỏ nhắn, còn đối với hắn dở trò không có mắt thấy coi là thật không có mắt thấy tô đại uyên mấy người sau khi tĩnh hồn lại nhìn thấy chính là một màn này mặc dù nhưng là tại thời khắc này bọn hắn thật nhiều không muốn thừa nhận trước mắt vị này ôm lấy tiểu đoàn tử không chịu buông tay người là bọn hắn cái kia hết sức ưu tú tiểu sư muội định thiên tông mấy người càng là cả kinh chố mắt muốn nứt nam tình lặng lẽ sờ lấy đi vào tô đại uyên bên người trầm giọng hỏi hắn ngươi không lên trước ngăn cản sao ngăn cản ngăn không được căn bản ngăn không được Tô Đại Uyên trên mặt lần đầu hiện ra nhức cả trứng thần sắc. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, cam chịu nói, người yên tâm, nhà ta tiểu sư muội tự có phân tắc. Thịnh ninh nàng có chừng mực cái rắm bị nàng xem như mì vắt bóp tiểu đoàn tử gặp nàng càng ngày càng làm can, tại chỗ khi nắm lên nhánh cây nhỏ nện ở thịnh ninh trên đầu. Lớn mặt, ai cho phép người tùy tiện bóp bản tôn mặt, nhánh cây nhỏ gõ vào trên đầu căn bản không thương, thịnh ninh cũng phát giác được vị này tự xưng là bạch trạch đại nhân tiểu đoàn tử, toàn thân cao thấp không có một tia linh lực ba động dùa đủ tiểu đoàn tử nàng rốt cục dừng tay bạch trạch đại nhân thứ tội bởi vì bạch trạch đại nhân dáng dấp thực sự quá đẹp mắt đệ tử thực sự là nhịn không được ngài không thể trách ta muốn trách cũng chỉ có thể trách ngài dáng dấp quá đáng yêu quá đẹp mắt ngôn ngữ của nàng thành khẩn bạch trạch bị nàng nói vốn là bị vò đỏ khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ mấy phần cái gì đẹp mắt bản tôn nhất quán đẹp mắt tiểu đoàn tử một mặt ngạo khí dơ lên căn bản không tồn tại cổ chọc cho thịnh ninh lại là một trận cười vâng 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 bạch trạch đại nhân ngài đẹp mắt nhất một bên chim đại bàng chim sinh tuyệt vọng thu bạch trạch đại nhân lấy ngài trí tuệ làm sao cũng bị cái này giảo hoạt nhân tộc cho lừa gạt rồi nhưng tiểu đoàn tử lực chú ý hoàn toàn không có rơi vào bọn chúng trên thân thấy thịnh ninh gật đầu tán đồng hắn tiểu đoàn tử hư nhẹ một tiếng mới bản tôn nói lời người cũng nghe được đi thịnh ninh lần nữa gật đầu ngài là muốn đi ra ngoài thật sao chẳng qua thiên linh sơn cần thần thu chân giữ ngài tự tiện đi ra ngoài chỉ sợ không ổn đâu nàng biểu hiện ra một bộ chân chó bộ dáng để tô đại uyên mấy người không đành lòng nhìn thẳng. bạch trạch tự nhiên cũng rõ ràng mình không thể tự ý rời vị trí. nhưng thiên linh sơn bên trên đã không có thần tiên tài. không chỉ có như thế, đồng bọn của hắn, chu tước bọn hắn cũng tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. lưu hắn lại một người đợi tại thiên linh sơn chờ, lại không muốn hắn ngày ngày chờ đợi. thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. hắn từ một cái anh tuấn cao lớn nam nhân biến thành một đứa tiểu hài nhi không nói, liền thân bên trên linh lực cũng dần dần lui tán như hắn tiếp tục tại Thiên Linh Sơn tiếp tục chờ đợi, hắn sợ rằng sẽ biến trở về nguyên hình, sau đó còn lại một bộ xương khô. Cũng may lúc này có người đến, trước mắt cái này nhân tộc nhìn qua là xuẩn chút, tóm lại dễ bị lừa, có thể đem hắn mang ra Thiên Linh Sơn, giúp hắn tìm tới mặt khác ba con thần thú là được. Bạch Trạch trầm xuống khuôn mặt nhỏ, nghiêm nghị quát lớn thanh âm rơi vào thịnh ninh trong tai, chỉ còn lại mềm manh. Có thể có gì không ổn, ta đi trời còn có thể sập hay sao? Trời ngược lại là không có sập, thịnh ninh đưa tay nhéo nhéo gương mặt của hắn rất muốn hỏi hắn một câu nhà ngươi gia trưởng đồng ý ngươi chạy loạn sao nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nàng nuốt xuống tiểu đoàn tử đáng yêu như thế nếu như bị nàng tức chết làm sao bây giờ vậy đệ tử đa tạ bạch trạch đại nhân cho đệ tử mang ngài đi ra cơ hội bạch trạch nghe vậy lúc này mũi vểnh lên trời hừng nhẹ một tiếng tính ngươi thức thời nhưng là bạch trạch đại nhân chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì tìm đại nhân thịnh ninh giọng điệu cứng rắn vừa nói ra khỏi miệng định thiên tông mấy người sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nàng muốn làm cái gì, nàng tại bên ngoài giáo huấn như vậy thái hư tông, cũng không thể lúc này nàng còn muốn lấy hố một cái thần thú bạch trạch. Không thể không nói định thiên tông mấy người đã sờ đến thịnh ninh bản tính. liền tại bọn hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm, tiểu đoàn từ bạch trạch lúc này đem ánh mắt rơi vào trên người nàng, vậy các ngươi là vì cái gì? Vì nơi này bảo bối. Thịnh Ninh một mặt đương nhiên, đều nói nơi này là thượng thần hậu hoa viên, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp Bạch Trạch đại nhân ngài. Ngài không biết, chúng ta tiến vào nơi này là bởi vì cừu gia của ta tổ chức một trò chơi, nếu như ta không có lấy thứ nhất, cừu gia của ta bọn hắn liền sẽ đem ta giết chết. Thịnh Ninh nói nói liền bắt đầu lau thu hút sừng lệ quang tới. Bạch Trạch từ thiên địa xuất sinh liền một mực ở chỗ này, ngày bình thường cũng chưa có tiếp xúc qua nhân tộc. Không nghĩ tới nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau vậy mà đã đến như thế phát dồ trình độ. Hắn nhíu mày, trầm giọng mở miệng, vậy nếu như ngươi cầm thứ nhất đâu? Vậy ta liền có thể còn sống, Thịnh Ninh lúc này ngẩng đầu, giơ lên khóe môi thời điểm, hai viên nhỏ lúm đồng tiền xuất hiện tại môi của nàng bên cạnh. Bạch Trạch nghe rõ quy tắc trò chơi, cái đầu nhỏ điểm nhẹ, vậy ngươi liền cầm cái thứ nhất. Hắn giữ lại cái này người ngu xuân tộc còn hữu dụng, không thể để cho nàng cứ như vậy chết rồi. Thịnh Ninh nghe xong lời hắn nói, vừa mới nâng lên khóe môi lại rơi xuống, cầu gia của ta nói ta nhất định phải ở đây cầm tới đủ nhiều bảo vật. Vì thấy Bạch Trạch đại nhân, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian, cũng lạc hậu những người khác rất nhiều nàng vươn tay giữ chặt bạch trạch ống tay áo, bạch trạch đại nhân, ngài lợi hại như vậy, nhất định phải cứu lấy chúng ta. Đi theo phía sau xem trò vui tô đại uyên mấy người. Hiện tại nếu như có người đối bọn hắn nói, bọn hắn tiểu sư muội có thể đem người chết lắc lư sống. Bọn hắn đều tin, những cái này, đủ các người cầm thứ nhất sao? Non nớt nhỏ sữa âm tại thịnh ninh mấy người vang lên bên tai. Lại không người trả lời, đi ở phía trước dẫn đường bạch trạch không có đạt được hài lòng trả lời, lúc này xoay người sang chỗ khác khi nhìn đến sau lưng thịnh ninh bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ lúc này hừ lạnh một tiếng những cái này đều có thể cho ngươi nhưng là ngươi muốn thỏa mãn ta một cái điều kiện tiếng nói của hắn vừa rớt cả người liền đăng không mà lên bị hoạt sợ tiểu đoàn tử lúc này đưa tay bắt lấy thịnh ninh cổ áo chợt thẹn quá thành giận nói ngươi làm cái gì liền gặp thịnh ninh cúi đầu tại hắn thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn trùng điệp toát một hơi bạch trạch đại nhân ngài thật tốt đừng nói một cái điều kiện mười điều kiện ta đều đáp ứng ngài nàng bánh vẽ công lực dày công tôi luyện, xem xét liền không ít cho người ta bánh vẽ. Lục Thanh An nghĩ đến còn tại vô địch tông bên trong đau khổ chờ đợi tiểu sư muội vịt quay, khóe mắt run rẩy một chút. Bạch Trạch nghe xong Thịnh Ninh nguyện ý thỏa mãn mình mười điều kiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời dơ lên hài lòng cười, cái này còn tạm được. Thử hỏi tông môn thi đấu tổ chức qua nhiều năm như vậy, có ai có thể giống Thịnh Ninh như vậy, vọt thẳng tiến thần thú trong nhà cầm một đống lớn bảo bối. Đáp, cho đến tận đây, chỉ có một mình nàng đợi đến vô địch tông 6 người túi giới tử đều nhanh đổ đầy, Thịnh Ninh mắt nhìn trên mặt đất còn không có gắn xong bảo bối, quay đầu nhìn về phía Không Vô. "Không Vô đại sư, ngài không đến điểm sao?" Như quen thuộc bộ dáng, tựa như đem chỗ này xem như nhà mình tiểu kim khố vơ vét. Không Vô lắc đầu, bần tăng không nhận đồ bố thí. "Vậy được đi, Nam Tinh, các người gắn xong sao?" Không Vô, bị bảo bối nện váng đầu Nam Tinh đầy mắt đều là vô số thiên địa linh bảo. Trang không hết, căn bản trang không hết sớm biết bọn hắn có thể đi theo thịnh ninh trà trộn vào bạch trạch động phủ, hắn liền nên đem trưởng môn trong tay tu di nhẫn trộm tới. Dưới mắt bọn hắn tùy thân mang theo túi giới tử cũng không nhiều, có thể chứa bảo bối cũng có hạn. Không giống thịnh ninh bọn hắn như vậy, một cái túi giới tử đổ đầy, liền sẽ có một cái mới túi giới tử xuất hiện. Dù vậy, cái này từ thiên địa linh bảo đắp lên mà thành đỉnh núi, vẫn là trang không hết. Thịnh ninh đem cái cuối cùng túi giới tử bỏ vào trong túi, chỉ cảm thấy mình toàn thân đều chịu nặng. Đây đều là kim tiền hương vị, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch trong ánh mắt mang theo vài phần rào hoạt. Bạch Trạch đại nhân, nghe nói ngươi chỗ này còn có thượng cổ truyền thừa, cũng không biết là thật hay giả. Thịnh Ninh lời nói này để Tô Đại Uyên mấy người tâm đều run rẩy theo. Bọn hắn đã cầm thần thú Bạch Trạch nhiều đồ như vậy, tiểu sư muội thế mà còn công phu sư tử ngoạm, muốn thượng cổ truyền thừa. Nàng thật làm Bạch Trạch là kẻ ngu sao? Tùy ý nàng tùy tiện cầm động phủ này bên trong đồ vật. Thịnh Ninh thấy Bạch Trạch không đáp lời, nhìn không được nháy nháy mắt, đáy mắt hiện lên tiếc nuối, là không có sao, ta đối thủ đã cầm tới không ít truyền thừa. Chẳng qua không quan hệ, Bạch Trạch đại nhân đã đưa chúng ta nhiều đồ như vậy, chúng ta đã rất thỏa mãn. Có thể trước khi chết nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, chúng ta cũng coi như chết cũng không tiếc, Thịnh Ninh xoay người sang chỗ khác nhìn về phía mấy vị sư huynh, đúng không, các sư huynh? Tô Đại Uyên mấy người, nên phối hợp ngươi biểu diễn chúng ta, đến cùng muốn hay không làm như không thấy. Khóe miệng tiết ra xấu hổ ý cười, Tô Đại Uyên đánh cái, ha ha, ngay sau đó cấp tốc cúi đầu xuống gật đầu một cái. Sa đoạ, thật sự là sa đoạ. Nghĩ hắn đường đường vô địch tông đại đệ tử, đời trước một người mang theo năm cái sư đệ sư muội tu luyện. Mặc dù kết quả cuối cùng không hết nhân ý, nhưng tối thiểu trừ sư nguyệt giao bên ngoài, Lục Thanh An bốn cái đều là gia đình truyền thống trung thành tu sĩ. Hiện tại Thịnh Ninh xuất hiện hoàn toàn xáo trộn bọn hắn trước đó làm việc phương thức. Lừa một con thần thú, cũng chỉ có Thịnh Ninh làm ra được. Tô Đại Uyên mấy người cùng nhau dơ tay lên, đau đầu nâng chán. Bạch Trạch nghe xong Thịnh Ninh bọn hắn cầm nhiều như vậy bảo bối thế mà còn muốn chết, tại chỗ không vui lòng. Hắn còn chỉ vào bọn hắn ra cái này Thiên Linh Sơn đâu. Thịt Đô Đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng nghiêm túc, một lúc lâu sau mới gặp hắn đưa tay chỉ hướng bên cạnh một mặt tường, "Ngươi, đi đẩy cửa ra." Dụ Giá đưa tay chỉ chỉ mình, thấy Bạch Trạch gật đầu, hắn lúc này vặn lông mày tiến lên. Nơi này chỉ có một mặt tường, nơi nào có cửa? Hắn quay đầu mắt nhìn Thịnh Ninh, tiểu sư muội, chỗ người còn có tiểu địa lôi sao? Mặt này tường chừng 10 cái hắn như vậy cao, liếc mắt nhìn qua đều là màu trắng, hắn đi chỗ nào tìm phương pháp cho mở ra? Dụ giá động thủ gõ gõ mặt tường, vẫn là thật tâm. Cũng không biết nơi này dùng bao nhiêu linh thạch đắp lên mà thành. Thịnh Ninh nơi này xác thực còn có một viên tiểu địa lôi. Chẳng qua nơi này không phải Thái Hư Tông, nếu là bọn hắn đem mặt này tường nổ, tiểu đoàn tử sợ là muốn chọc giận rơi chân đi. Đưa tay sờ sờ cái cằm, Thịnh Ninh đi ra phía trước, ngón tay dán tại trên mặt tường. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bạch trạch, bạch trạch đại nhân, nơi này coi là thật có cửa. Liền nghe tiểu đoàn tử xì khẽ một tiếng, ngươi cho rằng thượng cổ truyền thừa là các ngươi những cái này người ngu xuẩn tộc sao? Đây đường, thượng cổ truyền thừa coi trọng nhất cơ duyên, nếu các ngươi mở không ra cánh cửa này, cho dù có được truyền thừa, cũng không dùng đến trên người mình. Lời này ngược lại là không sai. Thịnh Ninh một bên đem hai gò má dán tại băng lãnh trên mặt tường một bên ở trong lòng cảm khái sư nguyệt giao nữ chủ quang hoàn cường đại thượng cổ truyền thừa khó như vậy phải đồ vật nàng thế mà bằng vào tự thân khí vận tìm được rất nhiều thậm chí còn đem một bộ phận phân cho tần xuyên đám người kia sam sam nhan sành khóe môi nhếch lên thịnh ninh đưa tay gõ gõ mặt tường nhạy giọng mở miệng nói có người sao đi theo nàng bên cạnh dụ dã thấy thế lông mày nhíu lại tiểu sư muội mặt này tường là thật tâm cho dù bên trong có người cũng nghe không tới phiên ngươi nói chuyện thịnh ninh một mặt nghiêm túc gật đầu ta biết tứ sư huynh ta chính là thử xem, vạn nhất bên trong có đồ đần đâu. Dụ dã, ha, thịnh ninh cử chỉ quá mức mê hoặc, dụ dã lui lại một bước, chỉ có thể tại nội tâm cầu nguyện. Khác nghề như cách núi, hắn chỉ có thể chúc tiểu sư muội thành công. Kiếp trước thịnh ninh phụ mẫu đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, nhỏ thịnh ninh lâu dài một mình ở nhà. Nàng không thích chơi khác, độc yêu số độc cùng cố sự vẽ bản. Mặt này tường tổng số độc hẳn là không có quan hệ gì. Lần nữa đem lỗ tay dán tại trên mặt tường, ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm thịnh ninh nhìn thời điểm liền gặp nàng lần nữa khẽ mở môi đỏ vừng ơi mở ra dụ dã che mặt ngượng ngùng ta trước tạm thời không biết nhà ta tiểu sư muội một khắc đồng hồ không riêng gì dụ dã lục thanh an mấy người cũng không nhịn được khóe miệng co giật một chút ngược lại là bạch trạch đang nghe nàng trong miệng về sau nhịn không được giơ lên lông mày đang lúc tất cả mọi người coi là trước mắt mặt này tương căn bản không có cửa thời điểm trong căn phòng an tĩnh bỗng nhiên vang lên một đạo ầm ầm âm thanh đám người con ngươi chấn động tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Thịnh Ninh chỗ đứng, kia mặt tường phẳng phất bị cắt vỡ thành hai mảnh, trên dưới chậm rãi di động lên. Mở rồi, dụ dã chấn kinh, mở, nam tinh miệng há to, trái lại Thịnh Ninh, quay đầu mắt nhìn Bạch Trạch, Bạch Trạch đại nhân, cửa mở. Thượng cổ truyền thừa cùng thiên địa linh bảo hoàn toàn không giống. Thiên địa linh bảo chính là trải qua ngàn vạn năm diễn hóa, do thiên địa ở giữa thúc đẩy sinh trưởng ra bảo bối. Thượng cổ truyền thừa thì là những cái kia phi thăng thành tiên tu sĩ, trước khi phi thăng, đem tự mình tu luyện tâm đắc bảo tồn tại bất luận một cái nào đồ vật bên trong. Nếu có duyên người tìm gặp, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Thịnh Ninh trước đó tại yêu thú triều dâng bên trên gặp phải vị kia cho nàng kiếm phổ tu sĩ, liền đem tâm đắc của mình tồn tại kia bản kiếm phổ bên trong. Cho nên dụ dã bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kiếm phổ mặt ngoài tranh chữ, mà Thịnh Ninh lại có thể nhập định cùng kiếm phổ bên trong kiếm tu tập kiếm. Dưới mắt Thịnh Ninh dễ như trở bàn tay đem cái này phiến có dấu truyền thừa đại môn mở ra nam tinh mấy người cảm thấy cảm khái vận khí của nàng thật tốt. Dụ dã tại chỗ ngồi không yên, hắn lặng lẽ sờ lấy đi vào Thịnh Ninh bên người hỏi nàng, "Tiểu sư muội, ngươi là làm thế nào biết mở ra cánh cửa này phương pháp?" Thịnh Ninh cũng không biết mình đoán mò cũng có thể đoán đúng mở cửa khẩu quyết. Chẳng lẽ lúc trước thiết lập đạo môn này người cũng từng nhìn qua Alibaba cùng 40 tên cướp sao? Nghĩ tới đây, Thịnh Ninh ngước mắt nhìn Bạch Trạch liếc mắt, "Bạch Trạch đại nhân, nơi này là ngài kiến tạo cung điện sao?" Bạch Trạch lắc đầu, nó dù tại Thiên Linh Sơn trấn giữ nhiều năm, nhưng tòa cung điện này lại là hắn vừa tới nơi này lúc liền có. Mà lại nó ở đây sinh sống nhiều năm như vậy, biết rõ mặt này sau tường bên cạnh khẳng định có từ truyền thừa, lại vô luận như thế nào cũng mở không ra. Không nghĩ tới Thịnh Ninh chỉ là động động mồm mép liền để nó mở ra. Trong đầu hiện lên đã từng chu tước rời đi trước, để hắn ở chỗ này chờ đợi chúa cứu thế đến một chuyện. Bạch Trạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc nhất thời nghiêm túc, người đến tột cùng là ai? Với hắn mà nói. Thịnh Ninh chỉ là cái phổ thông tu sĩ, vẫn là người trúc cơ tu sĩ. Tại hắn năng lực còn chưa hoàn toàn thoái hóa trước đó, tùy tiện vung ra một trường liền có thể đưa nàng đánh bay. Nhưng chính là như vậy một cái không chút nào thu hút trúc cơ, thế mà dễ như trở bàn tay liền mở ra qua nhiều năm như vậy, hắn đều chưa từng mở ra cửa. Thịnh Ninh gặp hắn nhỏ thân tình trên mặt một mảnh nghiêm túc, nhìn không được đưa tay sờ sờ mũi. Ta gọi Thịnh Ninh, chỉ thế thôi. Bạch Trạch trông đỡ tròn hai con ngươi, chỉ thế thôi. Thịnh Ninh gật đầu. Thịnh Ninh thừa nhận mình quả thật có chút tiểu thông minh, lại có chút thủ đoạn. Nhưng nàng những thủ đoạn này, đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn trưởng lão trước mặt, đều là không đáng chú ý. Nàng dẫn đầu mấy vị sư huynh gây sự, cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, cũng là bởi vì nàng bây giờ còn cánh chim không gió. Đến lúc đó nếu là thật sự đem Thái Hư Tông chọc giận, Thái Hư Tông bên trong tùy tiện đến cái trưởng lão, đều có thể đem bọn hắn sư huynh muội mấy cái đánh bay. Khi nào có thể chế tạo, khi nào lại nên khiêm tốn. Đối với phân tắc cảm giác tay nàng cầm đem bóp chẳng qua Bạch Trạch nhìn về phía ánh mắt của nàng, dường như cũng không tin tưởng nàng vừa mới nói lời. Bạch Trạch đại nhân, làm sao rồi? Nhìn thấy Thịnh Ninh trên mặt biểu lộ không giống đang gạt người, Bạch Trạch lắc đầu. chủ Tước muốn hắn ở chỗ này chờ Chúa cứu thế đến, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Chúa cứu thế nhất định là 10 phần nhân vật lợi hại. Nhưng Thịnh Ninh không phải, có lẽ là trùng hợp mà thôi. Bạch Trạch thu tầm mắt lại, trầm giọng mở miệng, nếu là người mở ra cánh cửa này, vậy trong này đầu đồ vật liền đều là các ngươi nếu là hấp thu những thiên địa này linh bảo có thể khôi phục tự thân linh lực bạch trạch trước kia liền đem nơi này thiên địa linh bảo tự mang linh lực đều hấp thu sạch sẽ tại thịnh ninh bọn hắn trước khi đến hắn thử qua vô số loại phương pháp ý đồ để cho mình khôi phục lại lúc trước thế nhưng là vô dụng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào trên người hắn linh lực từ đầu đến cuối đang trôi qua lại không thể lại trở lại trong cơ thể của hắn dưới mắt chúa cứu thế không đến hắn lại muốn bởi vì linh lực hao hết mà chết ở chỗ này không nghĩ ngồi chờ chết hắn chuẩn bị rời đi Thiên Linh Sơn một chuyến. Đợi đến hắn tìm tới biện pháp khôi phục lại lúc trước, hắn tại trở về cũng không muộn. Cảm thấy hạ quyết tâm, Bạch Trạch Dư Quang thoáng nhìn Thịnh Ninh mấy người sau khi vào phòng liền không còn có ra tới. Hắn cũng không có tiến lên quấy giày, mặc cho bọn hắn tại cung điện của mình bên trong chế tạo. Thịnh Ninh mấy người vừa mới bước vào trước mắt căn này cổ kính gian phòng, liền cảm giác được trước mắt có người đi qua. Là một người thanh niên, trong tay đối phương cầm bản kiếm phổ, nhìn xem kiếm phổ bên trong chiêu thức, ngón tay của hắn cũng ở giữa không chung trên dưới hoạt động. Đây không phải trọng yếu nhất. Thịnh Ninh khi nhìn đến đối phương tấm kia sạch sẽ mặt lúc, lúc này dừng bước. Làm sao tiểu sư muội? Thịnh Ninh đột nhiên dừng bước động tác để Tô Đại Uyên mấy người cũng đi theo dừng động tác lại. Tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, Thịnh Ninh tận mắt nhìn người trước mắt ngẩng đầu hướng mình đi tới lúc, một đôi môi đỏ khẽ mờ. Sư, cha, sư phụ, Tô Đại Uyên mấy người lông mày dương lên, thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, cũng không có nhìn thấy Mạc Kinh Xuân. Mày nhăn lại, Lục Thanh An nhìn xem nàng ngây người bộ dáng, đưa tay dán tại trên trán của nàng, không đốt. Làm sao ra ảo giác rồi, không chỉ có là thịnh ninh xảy ra vấn đề. Liền bên cạnh dụ dã cũng như mê muội hướng về phía không khí nắm tay cúi đầu. Duy đoán là hai người đều tại trong lúc lơ đáng đạt được truyền thừa, Tô Đại Uyên mấy người không còn dám mang theo, lúc này dừng lại động tác trên tay. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, đợi đến thịnh ninh mở ra hai con ngươi thời điểm, trước mắt nàng phòng nhỏ lại biến thành tòa kia dùng thiên địa linh bảo đáp lên mà thành núi nhỏ trong đầu là trước đây không lâu sư phụ cùng nàng nói, tu chân giới sắp hủy diệt tin tức. Thịnh Ninh trong đầu một đoàn loạn, nàng dư quang thoáng nhìn cách đó không xa ngay tại ngồi xếp bằng bạch trạch, lại gặp các sư huynh còn không có từ trong truyền thừa tỉnh lại, nàng lúc này đi ra phía trước. Người tại sao phải rời đi Thiên Linh Sơn?" Thịnh Ninh đột nhiên xuất hiện đánh gãy bạch trạch thứ 900 nhiều lần nếm tử cùng Chu Tước liên hệ phương thức. Chỉ gặp hắn có chút mở ra hai con ngươi, trầm giọng nói, "Linh lực của ta đánh mất, ta cần tìm về linh lực của ta." chân giữ tu chân giới thần thú linh lực đánh mất, là một kiện mười phần dọa người sự tình. Thịnh Ninh ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, sau một lúc lâu mới một mặt nghiêm mặt mở miệng, ta. Thế giới này làm sao rồi? Tu chân giới yên ổn vạn năm, trừ ngẫu nhiên có ma tu cùng yêu tu ra tới quấy rối còn lại thời điểm đều là một mảnh thái bình. Trong truyền thừa sư phụ cùng nàng tại vô địch tông nhìn thấy sư phụ hoàn toàn khác biệt. Đối phương phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, nơi nào có tại vô địch tông lúc bộ kia sợ người bộ dáng ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho êm đẹp sư phụ biến thành hiện tại như vậy thịnh ninh không được biết tu chân giới đem hủy thiên linh sơn bên trong thần tiên toàn bộ điều động chu tước bọn hắn cũng rời đi nơi này hồi lâu bạch trạch không có dấu diếm nàng ta sở dĩ lưu lại là vì chờ chúa cứu thế đến hắn cúi đầu xuống mắt nhìn mình thịt đô đô tay nhỏ khóe miệng tiết ra một vòng không phù hợp hắn tướng mạo sâu khổ cười nhưng bây giờ chúa cứu thế không đến ta lại muốn chết rồi thịnh ninh kinh hãi thần thú chết đi thần tiên xuất động, tu chân giới sụp đổ. Chẳng lẽ đây chính là quyển sách này kết cục? Hối hận lúc trước mình vì cái gì không có chịu đựng nghĩ đau sư nguyệt giao xúc động, một hơi đem quyển sách này xem hết. Thịnh Ninh nhìn trước mắt tiểu đoàn tử, ta có thể giúp ngươi làm chút gì sao? Bạch Trạch nhíu mày, giúp không được, ngươi chỉ là người trúc cơ, ngươi quá yếu. Thịnh Ninh, mẹ nó sớm biết không nói lời nói mới rồi. Quả thực chính là tự dước lấy nhục, đợi đến Tô Đại Uyên mấy người tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thời gian sớm đã không biết qua bao lâu năm nay tông môn thi đấu quá quỷ dị bốn đại tông môn bên trong trừ phi hoa tông cùng liên hoa tông điểm số còn tại dâng lên còn sót lại thái hư tông cùng định thiên tông tại hai tông đệ tử biến mất về sau liền điểm số cũng đình trệ ngay tại chỗ còn có vô địch tông cái kia hắc mã tại tô đại uyên bọn hắn chưa tiêu mất trước vô địch tông điểm số đã vượt qua thứ hai thái hư tông rất nhiều hiện tại ba cái tông môn đệ tử biến mất không thấy gì nữa không chỉ có nhìn trên đài người xem cháy bỏng tiền trưởng lão cùng phó trưởng lão gấp khóe miệng đều dài vết bỏng rộp. Chuyện gì xảy ra, mắt thấy còn có ba canh giờ bí cảnh liên phải đóng lại, bọn hắn làm sao còn không có xuất hiện. Tiền trưởng lão gấp tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Phó trưởng lão vốn là tâm phiền, tiền trưởng lão còn muốn ở trước mặt hắn mất mặt. Tâm phiền khi nóng này hắn lúc này nhấc chân hung hăng đá vào đối phương trên mông, người cái mông nếu là vô dụng, liền quyên cho hữu dụng người, đừng lão ở trước mặt ta lắc lư. Đáng ghét, bị đạp vội vàng không kịp chuẩn bị tiền trưởng lão dưới chân lào đảo, tại chỗ cái cầm chạm đất, quẳng cái ngã sấp. Tự tu lùn đến nay liền được người tôn kính tiền trưởng lão nơi nào chịu qua dạng này vũ nhục. Ngã sấp xuống sau lấy lại tinh thần hắn lúc này nhảy dựng lên, rút kiếm liền phải cùng phó trưởng lão liều mạng. Nhìn trên đài tu sĩ còn tại cược trận này tông môn thi đấu đến tột cùng cái nào tông môn sẽ thắng. Thuận đường còn cho Thái Hư Tông ba cái tông môn đến tột cùng có thể hay không thuận lợi từ bí cảnh bên trong đi ra tiền đặt cược. Ta cược 500 thượng phẩm linh thạch, bọn hắn khẳng định ra không được, tông môn đệ tử tại bí cảnh biến mất chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, bọn hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Ta cược 5 khối thượng phẩm linh thạch, bọn hắn có thể ra tới, à đúng, ta lấy thêm 500 thượng phẩm linh thạch, cược phi hoa tông cầm thứ nhất. Các ngươi nói thái hư tông ba cái tông môn đệ tử có phải là gặp bất chắc, nếu không làm sao lại không sai biệt lắm cùng một thời gian không có tin tức. Bọn hắn tận mắt thấy ba cái tông môn đệ tử tiến vào cái kia đảo thiên không xé rách lỗ hồng ở trong. Đáng nhắc tới chính là, không vô cũng đi vào, bọn hắn không biết không vô thực lực, nhưng không biết luôn luôn dọa người tại bọn hắn trong suy tưởng ba cái tông môn đệ tử đã gặp phải bất chắc có lẽ không vô có thể bảo vệ bọn hắn nhưng không biết sợ hãi quá nhiều ai biết không vô có thể hay không bảo vệ bọn hắn toàn bộ người huống hồ ba cái tông môn lẫn nhau không đối phó có lẽ tại bọn hắn không biết tình huống dưới bọn hắn sớm đã tàn sát lẫn nhau lên khán đài xó xỉnh bên trong mấy cái thân mang màu sắc khác nhau tông phục tu sĩ chen tại cùng một chỗ ta liền nói lúc ấy tiểu cô nương kia khẩu xuất cuồng ngôn đi còn cái gì tông môn thứ nhất không chết ở bí cảnh bên trong đều là vận khí tốt, còn nói cái gì cầm thứ nhất đâu. Ha ha, máu kiếm một ngàn thượng phẩm linh thạch, đêm nay anh em mời các ngươi uống rượu ngon nhất nhưỡng. Thái Hư Tông cùng Định Thiên Tông là đại tông môn, không thiếu đệ tử, ngược lại là tiểu cô nương kia bọn hắn, nhìn xem chính là cái môn phái nhỏ. Môn phái nhỏ tội gì cùng đại tông môn tranh đấu đâu? Trong không khí có tiếng thở dài vang lên, ngay tại ánh mắt của mọi người đều rơi vào Phi Hoa Tông cùng Liên Hoa Tông điểm số bên trên lúc, rơi vào bảng xếp hạng phía dưới hai cái không đáng chú ý danh tự hòa tốc kéo lên tới cmn đó là cái gì đó là cái gì tông môn vẫn là hai cái bọn hắn điểm số vì cái gì lên cao nhanh như vậy ta có phải là hoa mắt các người nhanh đếm xem hai cái này tông môn điểm số phía sau có mấy cái không bởi vì hai cái tông môn điểm số kéo lên quá nhanh đến mức không ít người đều cho là mình bị hoa mắt thẳng đến kia hai cái tông môn danh tự một cái rơi vào thứ nhất một cái rơi vào thứ hai đám người lúc này mới thấy rõ trên bảng xếp hạng danh tự vô địch tông, đệ nhất, M, cái này đều đã là thi đấu cuối cùng 3 canh giờ, vô địch tông đột nhiên bên trên vọt xếp hạng, quả thực để người nghĩ không ra. Còn có rơi vào vô địch tông cổ học định thiên tông. Phải biết những năm này định thiên tông bởi vì bị thái hư tông ép tới quá ác, đã thật lâu không lấy được qua trước ba thứ tự. Lần này định thiên tông xếp tại vị trí thứ hai không nói, điểm số còn xa xa vùng thứ ba thứ tư phi hoa tông cùng liên hoa tông một mảng lớn. Càng đừng đề cập đứng hàng thứ nhất vô địch tông, trên bảng xếp hạng điểm số nhìn tất cả mọi người tê cả ra đầu bọn hắn ra tới, nhìn trên đài cũng không biết là ai hô một tiếng. Tất cả mọi người lúc này đem ánh mắt từ trên bảng xếp hạng trở xuống đến đài thi đấu bên trên. Chỉ thấy vô địch tông 6 người, cùng định thiên tông 4 người trống rỗng xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Bởi vì đã là cái cuối cùng trang cảnh, bọn hắn một đám người bị truyền tống đến bờ biển trên bờ cát. Gạch nối, thịnh ninh cho là bọn họ từ thiên linh sơn bên trong sau khi ra ngoài, tông môn thi đấu có lẽ đã kết thúc. Để nàng không nghĩ tới chính là, khoảng cách thi đấu triệt để kết thúc còn có ba canh giờ không đến thời gian. Trong ngực của nàng ôm lấy một con tiểu đoàn tử, béo múp míp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết không vui lòng. Thịnh Ninh thấy thế khóe miệng giơ lên cười, đưa tay tại hắn trên gương mặt bấm một cái, Bạch Trạch đại nhân không muốn mất mặt nha, đều không đáng yêu. Đến, cười một cái, bộ dáng liền tựa như đi dạo thanh lâu công tử ca đùa giỡn thanh lâu cô nương, gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Đáp lại nàng là tiểu đoàn tử hưng nhẹ, xoay người phía sau lưng đối nàng, không vui lòng cùng nàng nói thêm nữa mới hắn đều nói muốn bản thân rời đi Thiên Linh Sơn, Thịnh Ninh lại nói sợ hắn làm mất, nói cái gì đều muốn ôm lấy hắn, ôm lấy hắn thì thôi, nàng cái tay kia còn không thành thật, đều ở trên gương mặt của hắn bóp vừa bấm kiểm tra, mặt của hắn là mì vắt bóp sao? Thịnh Ninh nhìn xem hắn một bộ không được tự nhiên bộ dáng, tại chỗ cười nói, không đùa ngươi, sau hai canh giờ dưới bí cảnh Đại Môn sẽ lần nữa mở ra, ngươi coi là thật muốn, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi nơi này sao? Bạch Trạch sinh tại Thiên Địa, từ khi ra đời liền một mực đang Thiên Linh Sơn đợi ai cũng không thể xác định, hắn rời đi thiên linh sơn về sau, thân thể đến tột cùng là tốt là xấu. Nếu là có thể có thể khôi phục linh lực, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu là không thể, bạch trạch lúc này mới quay đầu lại nhìn nàng một cái, có chút sự tình, là mới biết được. Thịnh ninh khóe môi ý cười làm sâu sắc, bạch trạch đại nhân tốt có mị lực, ta lại bị bạch trạch đại nhân mị lực chiết phục. Đến, cho tỷ tỷ xoa bóp khuôn mặt nhỏ, gương mặt bị bóp đỏ bạch trạch trừng lớn hai con ngươi, làm càn. Tô Đại Uyên mấy người giống như đang nằm mơ trở lại bí cảnh bên trong dưới mắt khoảng cách bí cảnh Đại môn mở rộng còn có một đoạn thời gian ngắn trên người bọn họ thiên địa linh bảo đã đầy đủ nhiều không cần lại đi tìm kiếm khác một đoàn người ngồi trên mặt đất tùy thời chuẩn bị rời đi nam tinh trên đường đi đều không có gặp lại Tạo Văn Tuyên cùng một tên khác sư đệ sắc mặt có chút khó coi ta sư huynh bọn hắn Thịnh Ninh cũng không tiếp tục nhìn thấy Tạo Văn Tuyên nghĩ đến trong nguyên tác Thái Hư Tông từ Sư Nguyệt Giao dẫn đầu hạ tìm được truyền thừa bọn hắn tiến vào hang bảo tàng thời điểm sư nguyệt giao bọn hắn còn chưa tiến vào chắc là tại bọn hắn về sau sư nguyệt giao mới dẫn người tiến vào hang bảo tàng tạ văn tuyên mặc dù toàn cơ bắp chút nhưng thân là thân truyền chắc chắn sẽ không ngốc đi đến nơi nào đối phương khẳng định là cùng sư nguyệt giao mấy người thịnh ninh ngước mắt cùng nam tinh bốn mắt nhìn nhau không cần lo lắng sư huynh của ngươi bọn hắn không ngày sau liền sẽ trở về dù sao sư nguyệt giao tự mang nữ chủ quang hoàn dù là bí cảnh đóng lại cũng nhất định có thể tìm tới biện pháp ra tới Đổi lại người bên ngoài nói lời này, Nam Tinh tất nhiên không tin. Nhưng đối phương là Thịnh Ninh, Nam Tinh thói quen sờ sờ đeo ở hông vỏ kiếm, im ắng gật gật đầu. Hắn tin tưởng Thịnh Ninh, Thịnh Ninh mấy người đi ra bí cảnh thời điểm, vẫn như cũ không gặp Thái Hư Tông đệ tử xuất hiện. Cuối cùng Thái Hư Tông lấy 51 phân điểm số hạng chót. Ngược lại là vô địch tông điểm số, cái 10, trăm, ngàn, cha, mẹ, gia gia ai. Nhìn trên đài còn có người tại số vô địch tông lần này tại bí cảnh bên trong cầm tới điểm số phải biết những năm này tông môn thi đấu, trên cơ bản là Thái Hư Tông cầm thứ nhất. Thái Hư Tông thực lực tổng hợp mạnh, có đan tu phù tu, còn có mấy cái kiếm tu. Tiến vào bí cảnh liền tương đương vô địch. Hiện tại Thái Hư Tông đệ tử không hiểu mất tích, nếu không phải Thái Hư Tông bên trong thuộc về tần xuyên mấy người mạnh bài cũng còn lóe lên, tiền trưởng lão đã sớm khí nổ đài thi đấu. Định Thiên Tông phó trưởng lão An Vị đang giận nổ tiền trưởng lão bên người. Thấy người sau khí mặt mò đỏ lên, đối nó cười tùm tìm mở miệng nói, người trẻ tuổi người hiền tự có thiên tướng, tiền trưởng lão, chớ có như thế gắt gỏng nha. Tiền trưởng lão nhìn xem trên bảng xếp hạng, định thiên tông điểm số, đỉnh đầu đều đang bốc khói. Hai tay nắm tay bóp khớp xương vang lên kèn kẹt, tiền trưởng lão hít sâu một hơi mới không có đem phó trưởng lão đầu bóp nát. Không phải người định thiên tông đệ tử vây ở bí cảnh, người đương nhiên không gắt gỏng. Phó trưởng lão nghe vậy nhíu mày, ai nói ta định thiên tông đệ tử không ở chính giữa đầu, đồ nhi ta tạo văn tuyên cũng tại bí cảnh bên trong không có ra tới đâu. Còn có định thiên tông một người đệ tử khác, hai người mệnh bài cũng còn lóe lên, lớn không được đợi 3 năm sau bí cảnh lại mở ra, bọn hắn lại từ bên trong ra tới chính là. Tạ Văn Tuyên là Định Thiên Tông thân truyền đại đệ tử. Bên trên một cái chớp mắt, còn muốn lấy cùng phó trưởng lão Liều Mạng Tiền trưởng lão, nháy mắt có cùng chung chí hướng cảm giác. Dù là hắn vẫn còn bất mãn tại Định Thiên Tông đám kia đồ đần kiếm tu, dựa vào cái gì có thể cầm tới thứ hai thứ tự. Tiền trưởng lão hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, người không nóng này. Không nóng này, phó trưởng lão một mặt không quan trọng, bởi vì cái gọi là người ngốc có ngốc phúc, ta đồ đệ kia tất nhiên sẽ bình an vô sự. Tiền trưởng lão, ta thái hư tông đệ tử đều là người thông minh, tiền trưởng lão gầm thét. Phó trưởng lão, hại, âm thanh, lúc này cũng không cùng hắn đánh, hướng hắn khoát khoát tay quay đầu liền vui tươi hớn hở hướng lấy nam tinh bốn người đi. Thịnh ninh mấy người mới từ bí cảnh bên trong ra tới, người còn đứng ở đài thi đấu bên trên, liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú, cùng ôn ao si sao ban tán. Trốn ở nàng trong ngực bạch trạch nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra bất mãn đến, vì sao có nhiều người như vậy? Hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy người. Thần tiên phần lớn là độc lai độc vãng, chỉ có cực thiểu số thời điểm mới có thể tập hợp một chỗ. Thịnh Ninh còn chưa quay đầu liền cảm nhận được bên cạnh thân truyền đến oán hận ánh mắt, nàng xoay người một cái đi, liền thấy Thái Hư Tông đệ tử. Còn có tiền trưởng lão chính nhìn mình long lom nhìn, Thái Hư Tông muốn tại bí cảnh bên trong giết Thịnh Ninh kế hoạch thất bại. Tiền trưởng lão lúc này khí trừng to mắt, ánh mắt giống như là muốn tuôn ra hốc mắt đây chính là trong miệng ngươi cừu ra bạch trạch nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía tiền trưởng lão bọn người nhe răng bộ dáng không hung ngược lại hiện ra mấy phần manh thái thịnh ninh gật gật đầu thẳng thắn bọn hắn muốn làm chết ta hắn dám bạch trạch trông đỡ tròn hai mắt ta không đồng ý hắn nãy thanh nãy khí quá đáng yêu nghe được thịnh ninh lỗ tay ngứa nhịn không được đưa tay nhéo nhéo gương mặt của hắn bạch trạch đại nhân chúng ta đánh không lại hắn ngụ ý chính là tiền trưởng lão thật muốn nàng chết cho dù bạch trạch là thần thú ngăn cản không được tiền trưởng lão nàng vẫn là phải chết lời nàng nói để bên cạnh tô đại uyên mấy người nhăn đầu lông mày liền một mực trầm mặc không vô cũng nhiều miệng một câu việc quan hệ tông môn ở giữa quan hệ cân bằng thái hư tông tạm thời sẽ không đối vô địch tông động thủ lúc trước vô địch tông chỉ là cái môn phái nhỏ thái hư tông nghĩ diệt môn liền diệt môn vô địch tông vừa diệt cửa những tông môn khác không những sẽ không sinh ra cảm giác nguy cơ ngược lại sẽ để những cái kia môn phái nhỏ cảm thấy thế giới này mạnh được yếu thua Vô Địch Tông quá yếu, cho nên phải bị diệt môn. Nhưng hiện tại không giống, Vô Địch Tông tại tông môn thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, càng là đánh vỡ mấy năm qua tông môn thi đấu ghi chép. Nếu là Thái Hư Tông lúc này dám đối Vô Địch Tông động thủ, vậy liền đại biểu cho Thái Hư Tông trong mắt dung không được hạt cát. Thân là bốn đại tông môn đứng đầu, chỉ là bởi vì thua một trận tông môn thi đấu, liền thẹn quá hóa giận muốn đem một cái môn phái nhỏ diệt môn. Những tông môn khác nếu là biết, tất nhiên sẽ đứng lên thảo phạt Thái Hư Tông một cái vô địch tông vừa bộc lộ tài năng liền bị diệt môn bọn hắn nếu không phản kháng ngày sau bị diệt chính là bọn hắn không vô không phải không có lý tô đại uyên ngước mắt mắt nhìn nhìn trên đài một bộ ẩn nhẫn không phát bộ dáng tiền trưởng lão trầm giọng nói tiểu sư muội chúng ta nên trở về lâu như vậy không có về vô địch tông cũng không biết sư phụ như thế nào thịnh ninh không có ý kiến chẳng qua trước khi đi nàng còn có sự kiện muốn làm ánh mắt tinh chuẩn rơi vào nhìn trên đài một chỗ ngóc ngách nàng nhìn xem cấp trên mấy cái kia thân mang màu sắc khác nhau tông phục đệ tử, nhếch miệng cười khẽ. Các sư huynh chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Có lẽ là thịnh ninh ánh mắt quá mức nóng bỏng, mấy cái kia co lại trong góc tu sĩ tại chỗ liền phải thoát đi hiện trường. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn kém xa thịnh ninh, bọn hắn vừa mới xoay người nhấc chân chuẩn bị chạy, vừa mới còn đứng ở đài thi đấu bên trên thịnh ninh, lúc này đã đứng tại trước mặt bọn hắn. Quỷ A, trong đó một tên tu sĩ bị kinh hãi, kinh hô một tiếng về sau, lúc này lăn xuống khán đài, tốc độ lại so với bọn hắn, tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn. Tu sĩ khác thấy thế, Thịnh Ninh nhấc lên trường bào, tại trước đây không lâu cùng mình đánh cược tu sĩ trước mặt ngồi xuống thân eo, vị đạo hữu này đã lâu không gặp. Tu sĩ kia chỉ có thể kiên trì, bị ép cùng Thịnh Ninh chào hỏi, là "Đã lâu không gặp ha?" Thịnh Ninh nhạy gật đầu, câu lên khóe môi, hướng hắn mở ra bàn tay, "Đã có duyên gặp lại, vậy đạo hữu đem giữa chúng ta sổ sách thanh lọc một chút đi." Tu sĩ nghe vậy lập tức tê cả da đầu lên, chẳng ai ngờ rằng vô địch tông một cái môn phái nhỏ, vậy mà thật cầm thứ nhất. Bọn hắn không chỉ có cầm thứ nhất, còn phá tông môn thi đấu ghi chép. Cái kia điểm số, chỉ sợ kế tiếp vạn năm cũng không thể tái xuất một lần. Tu sĩ dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái, cười ha hả, vị đạo hữu này, người tại bí cảnh bên trong cầm tới nhiều như vậy bảo bối, hẳn là không kém điểm ấy linh thạch. Thịnh Ninh xác thực không thiếu tiền, nhưng bí cảnh bên trong nhặt được bảo bối cùng giữa chúng ta đổ ước có quan hệ gì sao? Vị đạo hữu này, người chẳng lẽ rượt nợ chứ? Thịnh Ninh ngoài cười nhưng trong không cười chỉ chỉ sau lưng đài thi đấu bên trên, ta mấy vị sư huynh đều đang nhìn ngươi úp. Đe dọa dụ lợi, từ tu sĩ trong tay cầm tới một vạn linh thạch, còn thuận tay cầm cái túi giới tử Thịnh Ninh, đưa tay vỗ nhẹ bả vai của đối phương. Tạ ơn vị đạo hữu này tài trợ, ngày sau vô địch tông một lần nữa tu đại môn, chắc chắn đem đạo hữu đại danh khắc vào cấp trên. Đem đổ đầy thượng phẩm linh thạch túi giới tử sắp xếp gọn, Thịnh Ninh quay người hạ khán đài. Lưu mấy tên tu sĩ trong gió lộn xộn, vị đạo hữu này, người còn không biết tên của chúng ta a à. A à, ninh, đây là cái gì? Chấn nhỏ phiên chợ bên trên, một ước chừng 15-16 tuổi lớn thiếu nữ trong tay nắm một con ba lượng tuổi lớn tiểu đoàn tử. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, quốc sắc dung nhan, chỉ là một bộ đơn giản nguyệt bạch tông phục, liền đem nàng sấn phá lệ xinh đẹp. Mà trong tay nàng nắm tiểu đoàn tử, càng là vào đông đáng yêu, một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng Hai người trên tay phân biệt cầm một chuỗi đường hồ lô, chỉ là dạo bước tại đầu đường, liền hấp dẫn liên miên ánh mắt có người mưu toan tiến lên bắt chuyện, nhưng lại nhìn thấy phía sau hai người đứng năm cái khí chất đều không cùng nam nhân, lập tức từ bỏ suy nghĩ, chỉ dám đứng xa nhìn. Thịnh Ninh thấy tiểu đoàn tử dừng bước lại, thuận hắn tiểu bàn tay nhìn sang. Liền gặp một tiệm mì hoành thánh chính bốc hơi nóng, hương nồng đồ ăn khí tức câu người. Một muỗng nhỏ dầu vừng bị nồng canh bao phủ, cuối cùng lại nổi lên mặt nước, thèm người thẳng nuốt nước miếng. Muốn ăn, Bạch Trạch chưa hề rời đi Thiên Linh Sơn, tự nhiên chưa thấy qua đại lục ở bên trên những vật này chỉ gặp hắn trùng điệp nhẹ gật đầu, trên khóe miệng còn dính lấy vào bọc đường cặn bã, muốn ăn. Thịnh Ninh lúc này lôi kéo hắn hướng tiệm mì hoành thánh đi đến, lão bản, muốn bày bát hoành thánh. Đi theo phía sau bọn họ mang đồ tô đại uyên mấy người nhíu mày. Bọn hắn đã tích cốc, căn bản không cần lại ăn đồ vật. Chẳng qua dưới mắt tiểu sư muội đã thay bọn hắn điểm ăn uống, bọn hắn thân là sư huynh, làm sao có thể cự tuyệt hảo ý của nàng. Tóm lại còn có hai ngày liền có thể trở lại vô địch tông, như tiểu sư muội lời nói như vậy, tại trở về trước đó trước thật tốt buông lòng cũng không mất là một chuyện tốt. Về phần sư phụ bên kia, tóm lại sư phụ đã vô địch, bọn hắn muộn trở về hai ngày, sư phụ cũng sẽ không chết đói. Cảm thấy hạ quyết tâm, Tô Đại Uyên mấy người nhăn lại lông mày buông ra, khóe môi dơ lên ý cười. Đợi đến nóng hồi hoành thánh lên bàn, Bạch Trạch nhìn xem bắt sứ bên trong từng cái mập trắng hoành thánh, cầm lấy thìa há mồm liền phải hướng miệng bên trong đưa. A, à, làm sao làm sao rồi? Tiệm mì hoành thánh lão bản vừa nghe đến động tĩnh, lập tức xoay người lại khi nhìn đến Bạch Trạch bị nóng khuôn mặt nhỏ vào thành một nắm, đôi môi tức thì bị nóng đỏ, lão bản có chút chân tay luống cuống, xấy lấy rồi. Tiểu công tử là ăn gấp, ta, ta chỗ này cũng là quyền vờ nhỏ sinh ý, không phải dạng này, lần này ta liền không thu các ngươi tiền. Nơi này là cái phổ thông trấn nhỏ, phần lớn người đều là người bình thường, nếu người nào nhà ra cái bên trên luyện khí tu sĩ, nhà hàng xóm đều muốn ao ước đỏ mắt. Càng không nói đến Tô Đại Uyên mấy người đẳng cấp, nếu là nói ra, chỉ sợ trường trấn đều muốn tự mình ra mặt nhanh đón lão bản chỉ là người bình thường, nhìn không ra cấp bậc của bọn hắn. Chỉ là gặp bọn hắn thân mang tông phục, liền coi bọn họ là làm nhân vật không tầm thường. Tại bọn hắn chỗ này, có thể vào tông môn đều là mắt cao hơn đầu. Bọn hắn những cái này tiểu lão bách tính không ít thụ khi dễ. Sở thịnh ninh bọn hắn cũng là người như vậy, lão bản chỉ có thể đánh nát răng cùng máu hướng trong bụng nuốt, không dám mạo hiểm nhưng lên tiếng. Bạch trạch đúng là bị bỏng xấu. Đáy mắt của hắn trôi lên điểm điểm thủy quang, một đôi nóng đỏ miệng nhỏ có chút mở ra, liền đầu lưỡi đều bị nóng đỏ bộ dáng nhìn qua được không đáng thương thịnh ninh lại trò cười hắn nói trước đó liền đã nói với ngươi ăn cái gì thời điểm không nên gấp gáp làm sao liền không nhớ lâu lão bản vô sự đây là hắn bản thân không nghe khuyên bảo giới đâu nên để hắn nếm chút khổ sở nói xong cũng không nhìn bạch chạch ánh mắt u oán mà nhìn mình nàng bấm một cái hạ nhiệt độ quyết ngón tay dán tại trên môi của hắn thay hắn hạ nhiệt độ bên cạnh tô đại uyên thấy thế trực tiếp đẩy ra nàng tay tiểu sư muội ta tới Tô Đại Uyên từ lần trước bế quan về sau, liền cảm giác tỉnh băng hệ linh căn. Hắn khống chế linh lực so Thịnh Ninh khống chế tốt, Thịnh Ninh thấy thế không có bất kỳ cái gì đáng nghi, rút mở tay về sau, liền gặp Tô Đại Uyên ngón tay khẽ động. Trong chốc lát, bạch trạch cả viên đầu đều nhiễm phải xương lạnh. Bên cạnh thực khách cũng không khỏi phải run run người. Kỳ quái, cái này cũng không tới vào đông, như thế nào đột nhiên dạng này lạnh. Mắt thấy tiểu đoàn tử muốn bị băng phong, Thịnh Ninh tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, đại sư huynh, được rồi, lại đông lạnh xuống dưới hắn liền nên sinh khí tô đại uyên nghe vậy lông mày nhíu lại lúc này rút linh lực chịu đựng lúc lạnh lúc nóng tiểu đoàn tử vừa mới bị làm tan tại chỗ liền hát hơi một cái lão bản còn không có gặp qua giống tô đại uyên dạng này có thể điều khiển nhiệt độ không khí tu sĩ dọa đến trợn tròn hai mắt các ngươi rất lợi hại lão bản để thịnh ninh lông mày nhíu lại cũng không có rất lợi hại đi cũng chính là nổ bốn đại tông môn đứng đầu thái hư tông bốn đại môn còn có chính là cầm tông môn thi đấu thứ nhất mà thôi cũng không có đặc biệt lợi hại tới, chẳng qua lời này Tịnh Ninh cũng không nói ra miệng. Dù sao cây to đón gió, cái đuôi của nàng vành cao như vậy, khẳng định sẽ bị đánh. Lão bản nghe thịnh Ninh khiêm tốn lời nói về sau, trên mặt vừa mới hiện ra chờ mong lập tức lại ngầm xuống dưới. Hắn mím chặt khóe môi, khàn giọng nói, nếu là dạng này. Vậy liền vô sự, cái này hoành thánh các ngươi ăn thôi, không cần tiền. Lão bản đã tuổi trên 50, lưng uốn lượn, tóc hoa dâm, trên mặt nếp nhăn khe rãnh rất sâu, xem xét chính là trải qua không ít sự tình. Thịnh Ninh nhìn hắn một mặt thất vọng quay người muốn rời khỏi, lúc này mở miệng kêu dừng cước bộ của hắn. Chẳng qua chúc cơ viên mãn tu sĩ chúng ta đều có thể đánh, lão bản, người thế nhưng là có cái gì nỗi khổ. Tiếng nói chuyện của nàng không nhẹ, để bên cạnh cùng một chỗ ăn hoành thánh thực khách cũng cùng nhau nghe đi. Cái chấn nhỏ này 10 năm mới ra mấy cái tu sĩ, cũng đều là cấp thấp tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, luyện khí viên mãn tu sĩ liền đã 10 phần khó lường. Thịnh Ninh một cái nữ hoa, lại cuồng vọng nói đánh chúc cơ viên mãn trở xuống không có vấn đề suy hiện tại thật là ai đều có thể trang trí sĩ thật sự coi chính mình là cầu hùng mặc quần áo giả thành nhân dạng đến tiểu cô nương ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác cái này lão tôn người thu tiền sâu náo tà túy mời bao nhiêu tiên sinh đều không có cách bản thân nhi tử còn chúng ta như người loại này tiểu cô nương tà túy thích nhất nếu là đi xui xẻo chỉ sợ là ngươi úc thực khách cười nhạo âm thanh để lão bản mặt mo đỏ lên tôn ra mấy đời người đều là đơn truyền lệch đến hắn nơi này, nhi tử vừa ra đời không bao lâu, liền bị tà túy đoạt xá. Hiện tại nhi tử vừa sẽ đi, liền bốn phía không gặp người. Hắn chuyên môn tìm thợ rèn đánh cái lồng sắt, đều giam không được nhi tử. Dưới mắt nhi tử cũng không biết đi nơi nào, hắn lúc này mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghĩ đến mời thịnh ninh mấy người hỗ trợ. Chẳng qua những cái này thực khách nói cũng không sai. Nữ hài nhi thuần âm, nhất gây tà túy thích. Lão bản vặn lên lông mày, khóe miệng miên cưỡng kéo lên một vòng cười, không có việc gì, ngày sau ta lại tìm người nhìn một cái chính là, các người ăn, các người ăn. Bóng lưng của hắn ngủ lưng, được không thê lương. Thịnh ninh mắt nhìn mấy cái còn tại nói lão bản nhà chuyện lạ thực khách, quay đầu về sau, ánh mắt vừa rứt tại mấy vị sư huynh trên thân, cái sau tại chỗ thẳng người lưng. Tiểu sư muội sư phụ đang ở nhà chờ chúng ta trở về đâu? Lục thanh an hít sâu một hơi, thịnh ninh mắt lom lom nhìn hắn, nhảy giọng mở miệng nói, thế nhưng là lão bá này thật đáng thương, mà lại chỉ là cái tà túy mà thôi, tạm thời coi là làm việc thiện tích đức nàng sông dụ dã nháy nháy mắt, tứ sư huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Dụ dã rơi vào dưới mặt bàn phương hai tay nắm chắc thành quyền, mẹ nó, đừng nói, hắn thật đúng là muốn đi. Hắn hắng giọng một cái, thấp giọng nói, chẳng qua một con tà túy, nửa khắc đồng hồ liền có thể giải quyết, chờ sự tình xong xuôi lại trở về cũng không muộn. Huống hồ tiểu sư muội nói không sai, tạm thời coi là làm việc thiện tích đức, các ngươi không muốn đi, ta cùng với nàng đi. Trầm mặc, vô tận trầm mặc, Tô Đại Uyên vặn chặt lông mày nhìn về phía Dụ Dã, cái sau đầu nhìn trời, toàn bộ làm như không nhìn thấy hắn đáy mắt chỉ trích. Quả thực ẩu tà, Lục Thanh ăn mím chặt đôi môi, cũng không vui lòng tiểu sư muội quản cái này nhan sư. Đời trước bọn hắn cũng vui vẻ xen vào chuyện bao đồng, liên quan tới sư nguyệt giao hết thầy, bọn hắn đều quản. Nhưng cuối cùng đổi lấy là cái gì? Là bị diệt môn đại giới. Bọn hắn hiện tại đã thoát ly sư nguyệt giao, lại đặt quyết tâm phải thật tốt tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn sẽ đem thái hư tông dẫm tại lòng bàn chân hiện tại tiểu sư muội lại muốn xen vào rảnh rỗi như vậy sự tình. Dụ giá cũng không sợ Lục Thanh An, chỉ gặp hắn cúi đầu xuống, một tay bám lấy đầu nhìn đối phương, người liền nói ngươi có đi hay không. Lục Thanh An mím môi không nói gì, bộ này không được tự nhiên bộ dáng rơi vào dụ giá trong mắt, cái sau xì khẽ một tiếng, coi như chúng ta bây giờ không đi, chờ một lúc ngươi bản thân cũng sẽ kiếm cớ đi thôi. Lục Thanh An, người thật có thể trang, Lục Thanh An nghe nói nhất thời thẹn quá hóa giận, thịnh ninh ngồi trong bọn hắn ở giữa, nàng thấy hai người mắt đỏ, Lúc này đưa tay ngăn cản động tác của bọn hắn. Đã đều muốn đi, các sư huynh có thể nói cho ta, tà túy là cái gì? Liền cái gì là tà túy ngươi cũng không biết, ngươi liền dám đáp ứng lão bản giúp hắn. Quan Vân Xuyên nhíu mày, Thịnh Ninh, a, à, Âm Thanh, đưa tay sờ sờ mũi, chính là tà tu. Quan Vân Xuyên gật đầu, không sai biệt lắm, chẳng qua tà túy là tà tu nuôi sủng vật, có thể đoạt xá, từ tà tu điều khiển người thân thể. Quan Vân Xuyên sau khi nói đến đây, dụ dã lúc này nhớ tới khi tiến vào Thiên Linh Sơn trước đó, xương đen bên trong mình nắm lấy con kia lạnh buốt thủ đoạn. Toàn thân lông tơ đứng thẳng, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, "Tiểu tử, người biết Thiên Linh Sơn bên trong cũng có tà tu sao?" Bạch Trạch còn tại ăn thịt Ninh chuyên môn cho hắn hạ nhiệt hoành thánh đâu. Nghe được dụ dã gọi mình, "Tiểu tử, hắn tại chỗ chừng lớn hai con ngươi, hai gò má phình lên, đều là hoành thánh nhân bánh." Lớn mặt, bị hoành thánh nhân bánh phun một mặt dụ dã, đưa tay biến mất trên mặt mấy thứ bẩn thỉu. Hắn hít sâu một hơi mới nhịn xuống, không có đem Bạch Trạch bắt lại đánh hắn cái mông xúc động cắn răng nhìn trước mắt tức giận tiểu đoàn tử, dụ dã trên mặt dáng trông đỡ lấy ý cười, kia bạch trạch đại nhân. Người có biết thiên linh sơn bên trong cũng có tà tu sao? Không có khả năng, bạch trạch miệng bên trong đồ vật vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, lúc này lại sẽ dụ dã phun một mặt. Hắn đứng tại dài mảnh trên ghế, miến cưỡng cùng dụ dã nhìn thẳng về sau, cắn răng mở miệng, thiên linh sơn chính là thần tiên chỗ cư trú, không có khả năng có tà tu, càng không khả năng có tà túy. Dụ dã lần nữa lau mặt, đem mình tại Thiên Linh Sơn môn vào gặp phải sự tình nói một lần. Thịnh Ninh mấy người tại nghe xong lời hắn nói về sau, trên mặt nhau nhau lộ ra kinh ngạc. Liền Bạch Trạch cũng không có rơi xuống, béo múp míp khuôn mặt nhỏ vặn thành một đoàn, Bạch Trạch không thể tin nói, người nói là Thiên Linh Sơn bên ngoài đã có tà túy xâm lấn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhưng lại nghĩ đến Chu Tước trước khi đi nói những lời kia, Bạch Trạch khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trợn nhìn xuống tới. Khóe môi nhếch, hắn thu hồi một đường đến nay chơi đùa tâm tư nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thịnh ninh bạch trạch lạnh lấy khuôn mặt nhỏ mở miệng chúng ta muốn đi nhìn một cái như tà tu thật đã xâm lấn thiên linh sơn vậy thế giới này sớm muộn cũng sẽ có đại loạn chỉ sợ vẫn là trận hủy thiên diệt địa đại loạn thịnh ninh mấy người sắc mặt cũng khó nhìn chẳng ai ngờ rằng thiên linh sơn bên ngoài thế mà đã có tà túy tô đại uyên cùng lục thanh an song song liếc nhau một cái phân biệt tại trong mắt đối phương nhìn thấy giống nhau thần sắc về sau lại yên lặng rủ xuống mí mắt thu liễm đáy mắt suy nghĩ nói không chừng phiến đại lục này không chỉ bị tà tu xâm lấn, mà tu chỉ sợ cũng không ít, liền giống với tu vi đột nhiên tăng mạnh sư nguyệt giao. Tiệm mì hoành thánh bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên trầm muộn. Thịnh Ninh mấy người đang chờ xung quanh thực khách đều rời đi về sau, lúc này mới đưa tới lão bản. Chúng ta muốn đi nhà ngươi nhìn một cái, lão bản đã mới vừa khóc một trận, lúc này hốc mắt vẫn là đỏ. Nghe được Thịnh Ninh nói muốn đi nhìn con trai mình, lão bản đã cao hứng lại sợ. Ta, trước đó cho nhi tử ta nhìn qua tu sĩ, đều chết rồi. Bọn hắn đã liên lụy quá nhiều tu sĩ, cái này mấy người trẻ tuổi xem xét liền nhiều đất dụng võ. Nếu là bởi vậy chết rồi, hắn lại nên như thế nào hoàn lại ân tình của bọn hắn. Thịnh Ninh nghe ra hắn trong lời nói lùi bước, nàng mấp máy khóe môi, kéo qua lão bản hướng hắn nhất nhất giới thiệu sư huynh của mình. Đây là đại sư huynh của ta, Tô Đại Uyên, nước băng song linh căn nguyên anh kỳ viên mãn tu sĩ. Đây là ta nhị sư huynh, Lục Thanh An, trước đó vài ngày mới tiến cấp nguyên anh võ tu đây là ta tam sư huynh một phen giới thiệu đến thịnh ninh sớm đã miệng đắng lưỡi khô đưa tay tiếp nhận lục cảnh thâm đưa tới nước trà mãnh ực một hớp nàng lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sớm đã ngoác mồm kinh ngạc lão bản như thế nào ngươi còn tại sợ hãi chúng ta sẽ bị kia nho nhỏ tà túy hại chết sao không không sợ lão bản một mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng thoáng chốc lại có nhiệt lệ thuận hốc mắt của hắn rơi xuống liền gặp hắn tại chỗ quỳ dạp xuống đất cho thịnh ninh mấy người đập cái khấu đầu Thần tiên, thật sự là thần tiên tới cứu ta nhi. Thịnh Ninh mấy người bị hắn lần này tư thế dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian dắt lấy hắn sau khi đứng dậy, theo hắn hướng Tôn gia tiểu viện đi. Tôn gia đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái trấn nhỏ này bên trên, lão Tôn đầu trước kia dựng cái tiệm mì hoành thánh làm tiểu bản sinh ý, nuôi sống một nhà lão tiểu. Thẳng đến về sau lão Tôn đầu già mới có con, người một nhà đang ở tại cao hứng bên trong, hai tử lại trong một đêm bị đoạt xá. Thịnh Ninh mấy người đi theo hắn đi vào một chỗ nơi ở, còn chưa vào cửa liền nghe được phía sau vang lên một đạo thô kịch tiếng nói chuyện. Lão tôn đầu, ta lại cho ngươi tìm mấy cái có năng lực tu sĩ đến thay con của ngươi trừ ta đến. Đám người nghe tiếng quay đầu, liền gặp một miệng méo mắt lắc nam nhân đứng tại cách đó không xa, sau lưng còn đi theo cái người xuyên nguyệt bạch tông phục nam nhân. a à, thông suốt, đầu năm nay tông phục đều có thể đụng áo, thịnh ninh nhìn xem cái kia thân mang nguyệt bạch tông phục, nhìn xem liền mười phần hèn mọn nam nhân, sông bên người tô đại uyên thấp giọng mở miệng. Sư huynh, Ta tông môn trừ chúng ta sáu cái bên ngoài, còn có ngoại môn đệ tử. Hay là nói, sư phụ tại chúng ta không có ở đây thời điểm, lại thu đệ tử mới. Ở trong đó bất luận một loại nào cũng không thể, Vô Địch tông mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng cũng là cái có điểm mấu chốt tông môn. Giống trước mắt cái kia thân mang Nguyệt Bạch tông phục nam nhân, khí chất hèn mọn, tu vi chỉ có luyện khí viên mãn. Đầu tiên khí chất của hắn khối này liền không quá quan. Tô Đại Uyên vặn lên lông mày, trầm giọng mở miệng, cũng không thể, hắn quá xấu, sư phụ sẽ bị hắn dọa khóc. Thịnh Ninh đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi, tay chỉ mình, nhưng ta lúc đầu nhập tông môn thời điểm cũng rất xấu. Vừa khô vừa gầy, cùng nàng bây giờ hoàn toàn chính là hai người. Lục Thanh An đứng ở bên cạnh nghẹn dưới, thấp giọng nói, khi đó ngươi mặc dù khô cằn, nhưng ngũ quan ở nơi nào, hắn cái này. Từ trong tới ngoài đều tản ra hèn mọn khí tức, bọn hắn vô địch tông cũng là muốn mặt có được hay không? Như thế xấu đệ tử, chính là Bạch đưa cho bọn họ, bọn hắn đều không cần. Không riêng Thịnh Ninh mấy người sắc mặt nhìn không tốt liên tiếp về sau hai người kia đang nhìn thấy thịnh ninh mấy người trên người tông phục về sau sắc mặt cũng trầm xuống các ngươi là ai cũng dám giả mạo ta vô địch tông đệ tử cái gì gọi là trả đũa cái này chính là thịnh ninh mấy người chưa mở miệng chất vấn đối phương là lai lịch gì tên kia cùng bọn hắn mặc giống nhau nam nhân trước hết đứng ra chỉ vào bọn hắn mắng không phải vô địch tông lúc nào như vậy nổi danh tăng thêm còn tại trong tông môn khóc chít chít chờ lấy đồ nhi trở về ném cho ăn sư phụ vô địch tông tổng cộng liền bảy người lúc nào lại nhiều một cái đệ tử thịnh ninh khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm ánh mắt rơi vào trên người của đối phương vị này đạo hữu người như thế nào chứng minh mình là vô địch tông đệ tử không phải nói tu chân giới cái đỉnh cái đều là tuấn nam mỹ nữ sao làm sao sẽ còn xuất hiện dị loại không riêng thịnh ninh khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn tại đối phương đến gần thời điểm tô đại uyên mấy người cũng mặt lộ vẻ ghét bỏ lui lại một bước giang đức đem thịnh ninh mấy người hành vi cử chỉ để vào mắt liền nghe hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng ta mấy cái sư huynh sư tỷ ngay tại cách đó không xa thành trấn bên trong, các ngươi dám giả mạo vô địch tông đệ tử, muốn chết sao? Thân là vô địch tông đệ tử, bọn hắn liền đứng ở chỗ này. Dụ Giá Bảo tính tình hồi lâu không có phạm, lúc này nghe được Giang Đức lớn lối như thế ngữ điệu, hắn lúc này vén tay áo lên đi ra phía trước. Liền ngươi dạng này cũng có thể vào vô địch tông, ngươi liền không thể soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, tinh khiết một bộ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, xấu xí nghĩ hay lắm. Ngươi nhìn một cái ngươi cái này tông phục làm ra dáng sao? vải vóc đều nhăn thành mai rau khô vô địch tông có nhiều tiền ngươi có biết hay không trong lời nói tất cả đều là đối giang đức xem thường vô địch tông khoảng thời gian này xác thực danh tiếng vang xa tông môn thi đấu bên trên vô địch tông làm siêu việt những năm qua từ trước đến nay đều là thứ nhất thái hư tông không nói còn phá lịch sử ghi chép trên đường cái bốn phía đều là bắt trước vô địch tông tông phục tu sĩ giang đức cũng là không may lúc này mới vừa cầm tới phòng chế vô địch tông tông phục liền đụng vào chân chính vô địch tông đệ tử nhưng Giang Đức nói thế nào cũng là luyện khí viên mãn. Tại cái trấn nhỏ này bên trên thuộc về có thể đi ngang tu vi. Chỉ gặp hắn đỏ lên một gương mặt, dù là bị dụ dã mắng đầu cũng không nhấc lên nổi, hắn vẫn là kiên trì phản bác. Ta, các ngươi mới là giả mạo vô địch tông đệ tử, cẩn thận ta hiện tại liền để mấy vị sư huynh sư tỷ tới, để bọn hắn giáo huấn ngươi nhóm. Dụ dã lúc này cũng không gắt gỏng, hai tay của hắn vòng ngực, hướng về phía Giang Đức lông mày nhíu lại, "Được, ngươi trước tiên đem người gọi qua chứ sao?" Ta cũng phải nhìn một cái, vô địch tông còn có mấy người đệ tử. Hắn lần này cử chỉ thực sự quá mức tự tin, Giang Đức cảm thấy một hư, vô ý thức liền nghĩ nửa đường bỏ cuộc. Nhưng phía sau hắn cái kia miệng méo mắt lác người không cho phép hắn lùi bước. Toàn bộ chấn nhỏ bên trên là thuộc lão tôn đầu một nhà tiền tốt nhất lừa gạt. Trước đó có không ít giả tu sĩ giúp hắn nhà nhi tử trừ ta, cuối cùng đều lấy giả chết chạy thoát, thời điểm ra đi còn cầm tôn ra không ít hạ phẩm linh thạch. Hiện tại hắn tìm được cái chân tu sĩ, nếu là thật sự đem lão tôn đầu nhi tử trong cơ thể tà túy khu đây chẳng phải là có thể mò được một số lớn linh thạch ngoài miệng hừ hừ hai câu người kia sinh cao tráng xem xét chính là chấn nhỏ bên trên ác bá các ngươi muốn đợi liền chờ nói hắn đem ánh mắt rơi vào lão tôn trên đầu người lão tôn đầu ta nhưng nói cho ngươi vị này chính là vô địch tông quan môn đệ tử lần này tất nhiên có thể giúp ngươi nhi tử đuổi đi tà túy vô địch tông ngươi biết không lần này tông môn thi đấu bên trên vô địch tông thế nhưng là cầm thứ nhất ta thật vất vả tìm tới ngay trong bọn họ một vị đệ tử, con của ngươi lần này, có thể cứu. Thanh âm của hắn thô kệch lúc nói chuyện láng giềng láng giềng đều có thể nghe được. Thấy lão tôn người thu tiền sâu đứng ở cửa mấy cái quần áo giống nhau tu sĩ, đám láng giềng lập tức bắt đầu nói lên trước đó những sự tình kia. Ngoặc kép chấm, lại là đi tìm cái chết, lão tôn đầu cũng là nghiệp chướng muốn ta sinh con trai như vậy, khẳng định đã sớm ném mặc kệ Hai năm này lão tôn đầu đều hoa bao nhiêu linh thạch, vợ hắn không đều từ bỏ, cũng chính là hắn, không bỏ được nhi tử dụ dã nghe được nam nhân thô cạch thanh âm về sau, khí lập tức liền muốn tiến lên để hắn kiến thức sự lợi hại của mình. Không nghĩ hắn mới vừa ra tay, bên người liền có một tay kéo hắn lại. Tùy bọn hắn đi, là Lục Thanh An, hắn chỉ nhìn mắt Giang Đức hai người, liền quay đầu đi nhìn về phía lão Tôn Đầu. Lão bản, phiền phức dẫn đường. Người của hai bên lão Tôn Đầu cũng không dám đắc tội. Hắn không biết cái gì tông môn thi đấu, chỉ biết có thể cầm thứ nhất tất nhiên đều rất lợi hại. Khom người đem hai nhóm người đều đón vào cửa, Thịnh Ninh mấy người một bước vào cửa sân, liền cảm thấy đập vào mặt ngạt thở cảm giác. Cùng ngày ấy tại Thiên Linh Sơn bên ngoài xương đen giống nhau, bọn hắn vừa tiến đến, liền cảm thấy trong viện một mảnh u ám, có hắc vụ quấn. Giang Đức bên người nam nhân cùng lão tôn đầu không có tu vi, tự nhiên không nhìn thấy những cái này xương đen. Ngược lại là Giang Đức, tại bước vào khu nhà nhỏ này sau tại chỗ liền hối hận. Bởi vì tương đối khí thịnh ninh mấy người chỉ cảm thấy một chút ngạt thở cảm giác, Giang Đức cả người tựa như thở không ra hơi cảm giác được có một đôi tay chăm chú bóp lấy cổ của mình, hắn, ôi ôi, hai tiếng, suýt nữa bởi vì run chân té ngã trên đất. Nam nhân nhìn thấy hắn bộ này đức hạnh, sắc mặt trở nên khó coi. Một cái nắm chặt giang đức cổ áo, nam nhân trầm giọng mở miệng, nhìn ngươi bộ này sợ rằng, bọn hắn có thể đi, người làm sao một bước cũng đi không được. Giang đức muốn nói mình không đi, nhưng hắn vừa mới mở miệng, trong mồm phát ra cũng chỉ có, ôi ôi, âm thanh, nghe vào mười phần quỷ dị. Thịnh ninh nghe được động tĩnh hướng bên này nhìn thoáng qua, nhíu mày nhắc nhở nói, hắn tu vi quá thấp áp chế không nổi tà túy vị đạo hữu này không phải ngươi đem ngươi mấy vị kia sư huynh sư tỷ gọi tới mọi người cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp luyện khí viên mãn tính thế nào tu vi thấp rồi nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn thịnh ninh cúi đầu tại giang đức bên tai uy hiếp ngươi nếu là không làm cái này một đơn linh thạch ta cũng không phân ngươi giang đức vừa nghe đến linh thạch hai chữ cô nén cái cổ ở giữa kia bôi lạnh buốt lại khiến người hít thở không thông xúc cảm cắn răng đi theo bên cạnh hắn thịnh ninh thấy này lắc đầu có chút tiền có thể kiếm còn phải có mệnh hoa nam nhân thái dương gân xanh nổi lên ngậm miệng tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống lục thanh an bốn người nhao nhao móc ra gắt linh nhắm ngay chán của đối phương ai cho phép ngươi mắng ta nhà tiểu sư muội lục thanh an híp mắt mảnh hai con ngươi cho ta tiểu sư muội xin lỗi lục cảnh thâm dơ lên gắt linh ta tiểu sư muội hảo tâm khuyên ngươi ngươi không nghe lời cũng coi như mắng nàng ngươi muốn chết sao dụ dã liếm liếm khô giáo đôi môi quan vân xuyên trầm mặc không nói chỉ là đáy mắt hiện lên một vòng khát máu lão tôn đầu làm sao cũng không có nghĩ đến, hai đám thần tiên thế mà muốn đánh. Hắn nghĩ lên trước ngăn cản, liền nghe vang lên bên tai một trận hài đồng khóc lóc âm thanh. Em mờ, cha, lão tôn đầu nghe xong hài tử đang gọi mình, hắn không để ý tới cái khác, bước nhanh hướng phía lâu năm thiếu tu sửa viện lạc đi đến. Thịnh ninh mấy người lại tại nghe được hài tử tiếng khóc về sau, sắc mặt trầm xuống. Sư huynh muội mấy người liếc nhau, cuối cùng tô đại uyên trầm giọng mở miệng, là tà túy không sai. Tà túy cùng tà tu khác biệt, tà tu chính là tà tu lấy tự thân chăn nuôi nhỏ sùng, cũng có thể nói là tà tu bản mệnh pháp bào. Bởi vì tà túy cần tiến vào nhân thể đoạt xá, rất nhiều cấp thấp tà túy cũng không có loại năng lực này. Cho nên tà túy lật không nổi quá lớn bọt nước, những năm gần đây một mực khiêm tốn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy tà tu không nổi lên được bọt nước thời điểm, thứ này lại xuất hiện tại Thiên Linh Sơn. Nếu là bọn họ lại đi trễ một chút, có phải là Thiên Linh Sơn đều muốn bị tà tu công chiếm rồi? Nghĩ tới chỗ này, không chỉ bạch trạch không rét mà run, thịnh ninh mấy người cũng là. Bọn hắn đuổi theo lão tôn đầu bước chân đi vào gian phòng, liền bị trước mắt trùng thiên xương đen cả kinh lui lại một bước. Gần thành rồi, tà túy tu luyện tới trình độ nhất định liền sẽ triệt để xâm chiếm nhân thể, sau đó biến thành ma vật. Đây cũng là tà ma không phân biệt nguyên nhân, không nghĩ tới dạng này chấn nhỏ bên trên thế mà còn có dạng này lớn nguy hiểm. Tô Đại Uyên mấy người không dám lười biếng, lúc này kéo ra lão tôn đầu, trước một bước xông vào phòng. Cha tu sĩ, hai đồng khóc lóc âm thanh đột nhiên dừng lại, Thịnh Ninh mấy người chỉ thấy một mập mạp tiểu nam hài ngồi ở trên giường. Khi nhìn đến bọn hắn về sau, trên mặt khóc lóc nháy mắt đình chỉ không nói, tấm kia cùng bạch trạch đồng dạng sữa hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra không phù hợp hắn cái tuổi này cười ta. Đã lâu không gặp lợi hại như thế tu sĩ, các ngươi là cha ta tìm cho ta bữa tối. Hắn ngôn ngữ làm càn, hoàn toàn không sợ Tô Đại Uyên cái này nguyên anh viên mãn tu sĩ. Gian phòng bên trong đậm đặc xương đen xuất từ thân thể của hắn. Thịnh Ninh nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía bên người Bạch Trạch, người không sao chứ? Bạch Trạch tuy rằng không có linh lực, nhưng hắn thân là thần thú, điểm ấy xương đen hắn vẫn là gánh vác được. Gặp hắn lắc đầu, Thịnh Ninh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại ngước mắt lúc, liền gặp mới vừa rồi còn ngồi ở trên giường tiểu hài nhi, lúc này đã đứng tại trước mặt nàng. Hay là nói, đứng tại Bạch Trạch trước mặt, thần thú Bạch Trạch, đã lâu không gặp kha kha các hà khạc khạc, tiếng cười chói tai tuyệt không bị xương đen nuốt mất, nhưng không đợi hắn cười xong, một cái bàn tay rơi vào trên đầu của hắn. Cười quá khó nghe, một lần nữa cười, trầm mặc, quỷ dị trầm mặc, Thịnh Ninh thấy Tiểu Hài Nhi không có phản ứng, đưa tay lại tại trên gương mặt của hắn nhéo một cái, Tiểu Hài Nhi liền nên đáng yêu một điểm, người dạng này cười. Rất muốn ăn đòn, Tiểu Hài Nhi nháy mắt trừng lớn hai con ngươi, dùng một mặt không thể tin thần sắc nhìn xem Thịnh Ninh. Sau một lúc lâu, mới gặp hắn đưa tay chỉ chỉ chóp mũi của mình, nhỏ nhỏ chúc cơ, người có biết ra ra là ai? Thịnh Ninh lắc đầu, ra ra của ta chết sớm, sớm bị đốt thành cho, ta chưa thấy qua, cho nên không nhận ra. Nói xong đổi nàng trừng mắt, người gặp qua ra ra của ta nàng lần này ngôn luận triệt để để dụ dã mấy người choáng. Vừa rồi cái này tà túy nói lời là tiểu sư muội lý giải ý tứ kia sao? Hẳn không phải là, tầm mắt của bọn hắn rơi vào thịnh ninh trên mặt, liền gặp khóe mắt nàng mang theo một vòng nhàn nhạt ý cười, không nhìn kỹ căn bản nhìn đoán không ra. Đối mặt tà túy thời điểm, tiểu sư muội còn có tâm tình lắc lư đối phương. Dụ dã mấy người không nói gì, yên lặng nhìn xem tiểu hài nhi sắc mặt đột nhiên trở nên đen nhánh. Ngươi, 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 ta 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 làm sao rồi, ta nói sai lời nói sao, tiểu hài nhi liền nên ngoan ngoãn ăn cơm đọc sách, người nhìn một cái ngươi. Thịnh Ninh ánh mắt đảo mắt một vòng gian phòng bốn phía cảnh tượng, đem nơi này làm cho đen thui, không biết còn tưởng rằng ngươi ở đây chơi lửa đâu. Nói khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tiểu hài nhi đùa lửa sẽ đái dầm. Tiểu hài nhi nghe xong lời này về sau, nhỏ biểu hiện trên mặt đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền gặp hắn giơ lên mập mạp tay nhỏ. Trong nháy mắt đó, trong phòng xương đen nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay một viên đen đến không cách nào nhìn thẳng tiểu cầu xuất hiện tại trong tay của hắn tiểu hài nhi sắc mặt khó coi ngũ quan vạn thành một đoàn nhìn xem thịnh ninh người muốn chết tại tiểu hài nhi đem tiểu hắc cầu túm trong tay lúc thịnh ninh đầu tiên là a à, âm thanh sau đó trong tay của nàng cũng nhiều gia viên tiểu điện lôi ta cái này tiểu điện lôi cùng ngươi tiểu hắc cầu có phải là ông cháu hai cái ngươi nhìn một cái ta cái này lớn ngươi cái kia nhỏ ngươi hẳn là gọi ta một tiếng ra ra đúng ngươi cái này cũng sẽ nổ sao ta cái này có thể nổ thái hư tông đại môn, người đây. Thịnh ninh kiến thức đến xương đen bị ngưng tụ thành một đoàn bộ dáng nàng liếm liếm khô giáo đôi môi, cũng muốn thử xem đem trong cơ thể ngũ linh căn linh lực ngưng tụ thành một đoàn. Chẳng qua bây giờ không phải thí nghiệm thời điểm tốt, nàng chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư này. Nếu là dụ giá bọn hắn biết đều đã tại tiết điểm này bên trên, tiểu sư muội còn đang suy nghĩ lấy biện pháp tu luyện quyền bọn hắn, bọn hắn sợ rằng sẽ tự sát mà chết. Quá quyền, căn bản quyền bất động, Thịnh Ninh bình thản ung dung ngữ khí để Tiểu Hải Nhi trên mặt biểu lộ phức tạp. Hắn muốn đem trong tay hắc cầu ném ra đi, lại sợ nàng trong tay tiểu địa lôi cùng hắn hắc cầu tương tự. Hắn chẳng qua là cái còn chưa triệt để biến thành ma vật tà túy, lúc này bị Thịnh Ninh một quấy rối, hắn ngay cả mình bước kế tiếp muốn làm cái gì đều quên. Một tấm hài nhi mập khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền nghe hắn khàn giọng mở miệng, đáng ghét nhân tộc, ngày sau chủ nhân của ta tất nhiên san bằng các ngươi cương thổ, đem toàn bộ các ngươi về làm nô lệ. Thịnh Ninh, a, à, âm thanh, đưa tay chọc chọc gương mặt của hắn, nhưng người cũng là nô lệ. Người nói đến ngày muốn để chủ nhân san bằng chúng ta cương thổ, để chúng ta trở thành ngươi chủ nhân nô lệ, chính là để chúng ta nghe ngươi chủ nhân. Ngươi bây giờ, không phải cũng là nghe ngươi chủ nhân sao? Cho nên ngươi cũng là ngươi chủ nhân nô lệ. Căn phòng không lớn bên trong lúc này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Thịnh Ninh khom lưng cong mệt mỏi, dứt khoát lo liệu cái ghế dựa tại Tiểu Hài Nhi trước mặt ngồi xuống. Tiểu Hài Nhi trên mặt không thể tin được thần sắc còn chưa tan đi đi, hắn cúi đầu mắt nhìn mình, lắc đầu mở miệng không có khả năng ta là chủ nhân dùng ái nhất thuộc hạ mới không phải hắn nô lệ làm sao không phải thịnh ninh nhíu mày phản bác hắn ngươi bây giờ không phải liền là đang nghe hắn giúp hắn mở rộng biên giới sau ngày sau chờ hắn trở thành mảnh này chủ nhân của đại lục hắn khẳng định trước kia liền đem ngươi quên nơi nào còn có thể nhớ kỹ ngươi hạng này tiểu lâu la thịnh ninh miệng bên trong chật chật một tiếng dưới khóe miệng dương nhìn về phía tiểu hài nhi trong hai con ngươi lộ ra mấy phần thương tiếc đáng thương áo chủ nhân làm giàu lại đem ngươi cái này công thần cấp quên gia gia của ta chết tối thiểu còn có mộ bia đâu, người chết rồi. Chậc chậc chậc, Tô Đại Uyên năm người mười mắt tương đối tương đối, phân biệt tại trong mắt đối phương nhìn thấy, bội phục hai chữ. Phóng tầm mắt phim chính đại lục, bọn hắn ai cũng không phục, liền phục bọn hắn tiểu sư muội cái miệng này. Thịnh Ninh còn chưa nói đủ, cái này Phương Tiểu hài Nhi trên mặt liền đã sụp đổ. Không có khả năng, người đang gạt ta, Thịnh Ninh gặp hắn đưa tay liền phải đem trong tay tiểu hắc câu hướng trên người mình ném, biết đây là đem người chọc tới cực hạn, lúc này mới cuống quýt mở miệng ta có biện pháp." Nàng ngước mắt đối đầu tiểu hài nhi tối tăm hai con ngươi, nghe răng nói, "Ta có biện pháp để chủ nhân của ngươi cả một đời ghi nhớ ngươi." Ngươi lại tới, ta lặng lẽ muốn nói với ngươi, không nói cho người khác biết." Thịnh Ninh hướng hắn vẫy vẫy tay, tiểu hài nhi mới đầu còn có chút bài xích, nhưng hắn trung tâm hộ chủ, một lòng vì chủ nhân mới đi đến nhân tộc, chịu nhục, chính là vì để chủ nhân san bằng đại lục này, thành vì cái đại lục này chủ nhân. Ngày sau nếu là chủ nhân không nhớ rõ hắn, vậy hắn hiện tại làm đây hết thảy, còn có ý nghĩa sao? Thịnh Ninh nói nàng có biện pháp để chủ nhân ghi nhớ chính mình. Khóe môi nhếch thành một đường thẳng, Tiểu Hải Nhi ấp ủ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi hướng phía Thịnh Ninh đi đến. Thấy Tiểu Hải Nhi hướng phía mình đi tới, Thịnh Ninh cố nén ý cười, đưa tay kéo hắn lại tay nhỏ nhéo nhéo mặt của hắn về sau, mới ghé vào lỗ tay hắn nói nhỏ. Bởi vì nàng dùng chính là truyền âm nguyên nhân, Tô Đại Uyên bọn hắn đều nghe không được nàng nói cái gì. Nội tâm cấp thiết muốn biết tiểu sư muội đều đối tà túy nói cái gì dụ dã vào đầu bứt tay đứng ở bên cạnh hắn Quan Vân Xuyên thấy này mở miệng hỏi hắn, làm sao rồi? Trên thân dài bỏ chết rồi, người đừng vội, ta gần đây đang luyện tương pháp, người đem bỏ chết vị trí vạch ra đến, ta băng nó. Dụ dã, phải, toàn bộ vô địch tông trên dưới, không có mấy người là bình thường. Đợi đến Thịnh Ninh tại Tiểu Hài Nhi bên tai nói hết lời, cái sau thần tình trên mặt từ lúc mới đầu chấn kinh chậm rãi chuyển biến thành sùng bái. Hắn lui lại một bước, đem Thịnh Ninh toàn thân cao thấp dò xét một lần, người xác định. Thịnh Ninh rất khẳng định gật đầu, gia trẻ không gạt, đến lúc đó chủ nhân của ngươi nhất định có thể ghi nhớ ngươi. Tiểu hài Nhi nhìn nàng chăm chăm hồi lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái gì cái gì, đáp ứng cái gì, tiểu sư mọi người đều cùng hắn nói cái gì, dụ dã nhau tới trước. Tiểu sư mọi ngươi biến, trước kia ngươi yêu nhất tứ sư huynh, lời gì đều cùng tứ sư huynh nói, hiện tại ngươi lại có bí mật nhỏ, ngươi biến anh. Dụ dã sắc mặt thật là khiến người buồn nôn. Không đợi hắn từ thịnh ninh trong tay áo ngẩng đầu, một con họng súng liền chống đỡ tại đỉnh đầu của hắn, tứ sư huynh, người cũng thay đổi, người biến thành tứ sư tỷ. Bên cạnh Lục Thanh An cũng rất phối hợp, duê, âm thanh, bộ dáng để dụ dã khóe mắt run dày. Hắn phút chốc đứng người lên, ngón tay nhỏ có chút nhếch lên, các người biết cái gì? Chẳng lẽ các người không muốn biết tiểu sư muội cùng hắn nói gì không? Lục Thanh An bốn người, đừng nói, bọn hắn còn thật muốn biết, chẳng qua bây giờ ta túy còn tại trận, bọn hắn hòa dụ cũng cái này ngốc thiếu không giống, bọn hắn có đầu óc, sẽ không lựa chọn vào lúc này hỏi tiểu sư muội. Yên lặng sông dụ dã liếc mắt, Lục Thanh An đưa ánh mắt rơi vào tiểu hài nhi trên thân, hắn làm sao bây giờ? Thịnh Ninh ngoác ngoác khóe môi, đưa tay tại đỉnh đầu của hắn vỗ nhẹ, nếu như ngươi đáp ứng ta, liền không thể tiếp tục nhập thân vào đứa trẻ này nhi trên thân. Nói xong, nàng dư quang thoáng nhìn đầu giường một con thú bông hổ bên trên. Đứng dậy đem thú bông hổ lấy tới, Thịnh Ninh chọc chọc đầu hổ, sau này ngươi liền nhập thân vào nơi này, lại là ta lại gọi ngươi. Đúng, ngươi tên là gì? Tiểu Hải Nhi thoạt đầu còn không muốn đồng ý nhập thân vào thú bông thân hổ bên trên. Nghe được Thịnh Ninh hỏi tên của mình, hắn kia không hoàn toàn phát dục đại não một chút trang không được hai vấn đề. Dứt bỏ bên trên một vấn đề, hắn lắc đầu nói, ta không có danh tự. Thịnh Ninh, úp âm thanh, ngươi còn nói ngươi là chủ nhân nhà ngươi, tín nhiệm nhất ngươi, lại ngay cả một cái tên cũng không cho ngươi. Thấy tiểu Hài Nhi trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, Thịnh Ninh thương hại nhéo nhéo mặt của hắn. Tóm lại ngươi muốn để chủ nhân của ngươi ghi nhớ ngươi. Ngày sau gặp lại chủ nhân của ngươi, ngươi liền nói cho hắn ngươi gọi cầu thẳng. Cầu thẳng, tiểu hài nhi nháy nháy mắt, đáy mắt còn có chút mê mang. Thịnh ninh gật đầu, đúng vậy, chúng ta chỗ ấy đều nói tên xấu dễ nuôi, có thể thành đại sự, ngươi nhìn ta mấy cái này sư huynh, chính là đặt tên không tốt. Lúc này còn không có trở thành đại lục chủ nhân đâu. Không có kiến thức, đầu óc cũng không có phát dục hoàn thiện tiểu hài nhi, a à không, cầu thẳng tin. Hắn tin thịnh ninh ăn nói linh tinh xem nhẹ một bên dụ dã mấy người điên cuồng run rẩy khóe mắt hai gò má động tác. Cầu thẳng một mặt chân thành nhìn xem Thịnh Ninh, người người. Cũng không tệ lắm, Thịnh Ninh lúc này giơ lên khóe môi, tự tin cười một tiếng, kia là tự nhiên, ngươi tạm chờ lấy nhìn, ngày sau ngươi chủ nhân nhất định có thể đem ngươi một mực ghi nhớ. Hiện tại, vào đi, cầu thẳng, khoát khoát tay vải bố lót trong ngẫu hổ, Thịnh Ninh cười một mặt hiền lành. Đợi đến bôi đen sương mù xông vào thú bông hổ về sau, trước mặt bọn hắn tiểu hài nhi tại chỗ mềm liệt trên mặt đất, mấy hơi về sau, liền nghe được hắn trung khí 10 phần khóc lóc lên tiếng. Hai tử còn nhỏ, vừa ra đời liền bị tà túy đoạt xá, bản thể linh hồn bị ép trong thân thể một góc, vốn cũng không có phát dục thần trí, lúc này trực tiếp về không. Cũng may căn cốt không ngại, nếu là lão tôn đầu ngày sau thật sinh dậy bảo, cũng có thể lớn thành người bình thường. Lão tôn đầu liền đứng tại ngoài phòng, nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc về sau, hắn thực sự nhịn không được xông vào trong phòng. Khi nhìn đến nằm trên mặt đất hai tử bị Tô Đại Uyên ôm lấy về sau, hắn tranh thủ thời gian nhanh đón tiếp lấy, thịnh ninh nhìn hắn hai tay run run đem hài tử tiếp nhận đi cười nói hài tử không ngại chỉ là tà túy vừa đi hắn còn chưa khai hóa ngày sau cần phải thật sinh dạy bảo. lão tôn đầu cho là mình nghe lầm hắn nháy nháy mắt đưa tay bấm một cái hài tử gương mặt xác nhận hài tử không còn giống như trước như vậy ngang bướng mà là như là vừa ra đời anh hài chỉ biết khóc lóc về sau tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nhất thời lộ ra ý cười ôm lấy hài tử lần nữa quỳ dạp xuống đất lão tôn đầu lại muốn hướng bọn họ dập đầu đa tạ thần tiên cứu ta hài tử, đa tạ thần tiên. Thịnh Ninh vừa mới 15 tuổi, làm sao trải qua được cái này cúi đầu. Nàng mau đem người đỡ dậy, lại gặp lão tôn đầu ngón tay run run dày dày muốn từ trong ngực móc linh thạch, nàng đưa tay ấn xuống cánh tay của hắn. Chúng ta không muốn linh thạch, cũng không cần những vật khác, chỉ cần cái này thú bông hổ liền đủ. Trước đó lão tôn đầu mời qua nhiều như vậy tu sĩ đến cho hài tử trừ ta, những tu sĩ kia gần như muốn móc sạch tôn ra vốn liếng. Một cái duy nhất chân chính cho nhi tử xua tan tà túy thịnh ninh, lại nói không muốn thù lao. Lão tôn đầu kích động đôi môi run rẩy thịnh ninh mắt nhìn trong ngực hắn hài tử, lại từ trong ngực móc ra một bình định linh đan. Đây là định linh đan, ngày sau chờ hắn lớn lên có lẽ sẽ xuất hiện thần hồn bất ổn tình huống, đến lúc đó ngài cho hắn ăn ăn được một viên liền tốt. Thịnh ninh cho hài tử khu tà túy, không thu thù lao không nói, còn phải đưa hài tử như vậy đắt đỏ đan dược. Lão tôn đầu không chịu nổi, nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận. Thịnh ninh không cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tặng cho đan dược suy nghĩ, đợi đến một nhóm bảy người ra khỏi phòng, đi vào tiểu viện lúc, đã thấy trước đây không lâu còn tại trước mặt bọn hắn cáo mượn oai hùng giang đức hai người đang nằm trong sân. Khóe miệng có chút dơ lên, thịnh ninh đưa tay ngăn lại mấy vị sư huynh bước chân. Chỉ gặp nàng từ túi giới tử bên trong móc ra một cái xích quỷ răng nanh, vốn là cho bạch trạch mua mặt nạ bọc tại trên đầu. Chờ làm xong những cái này, mới gặp nàng hướng phía giang đức hai người đi đến. Ai, tỉnh, cảm giác được trên thân thể lay động, chẳng biết lúc nào ngất đi giang đức yếu ớt tỉnh lại mông lung ở giữa hắn dường như nhìn thấy một viên màu đỏ cầu ở trước mặt mình loạn lắc. Đợi hắn thấy rõ ràng trước mắt là trương đỏ mặt răng nanh quái vật về sau, yếu ớt trái tim nháy mắt để lọt nhảy vỗ. Quỷ a, à, Thịnh Ninh nhìn xem tại chỗ lên nhảy nam nhân, đưa tay đập vào trên vai của hắn, nghe nói, các ngươi không sợ ta. Bị dội đến đại não đừng máy răng đức con ngươi co rụt lại, nhớ tới bản thân hôm nay là đến xua đuổi tà túy. Cho nên mấy cái kia tu sĩ cũng không có đem tà túy xua đuổi đi, ngược lại còn để tà túy thực thể hóa rồi nghĩ tới đây Giang Đức, bịch, một tiếng, tại chỗ quỳ gối thịnh ninh trước mặt. Tà tuệ xa ra, tiểu nhân sai, tiểu nhân cũng không dám lại, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi. Cái kia theo Giang Đức trước sau chân ngất đi nam nhân lúc này bị đánh thức. Hắn vừa mới mở mắt, nhìn thấy chính là Giang Đức quỳ trên mặt đất cho người ta dập đầu trang cành. Thuận Giang Đức người trước mặt nhìn sang, tấm kia đỏ mặt răng nanh khuôn mặt dọa đến hắn hai mắt lật một cái, lần nữa té xỉu đi qua. Giang Đức xem xét bản thân đồng bạn đều choáng, nắm lấy thịnh ninh góc áo kêu khóc ta tút xa ra ta cái này trên có già dưới có trẻ hôm nay là tiểu nhân không hiểu chuyện ngài tha cho ta đi dưới mặt nạ thịnh ninh giơ lên khóe môi nàng hắng giọng một cái tận lực giảm thấp thanh âm nói ngươi là vô địch tông đệ tử. không 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 ta không là là hắn giang đức đem ngón tay hướng lần nữa ngất đi nam nhân chố mắt muốn nứt nói là hắn nói lão tôn đầu linh thạch dễ bị lừa hắn trước khi nói không ít tu sĩ đều lừa qua lão tôn đầu linh thạch mới lôi kéo ta cùng một chỗ tới Thịnh Ninh lúc này đem đầu chuyển hướng nhà mình các sư huynh, nàng tháo mặt nạ xuống, bộ dáng giống như là nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải sư đệ của chúng ta. Ta đã nói rồi, sư phụ làm sao có thể tu xấu như vậy đệ tử nhập môn. Lục Thanh An một mặt ghét bỏ nhăn lại ngũ quan. Tiểu sư muội cái này chiêu tuyệt, tiểu sư muội đem mặt nạ cũng cho sư huynh chơi đùa. Dụ dã xoa xoa đôi bàn tay, cười hướng Thịnh Ninh đi đến. Tiểu sư muội mang đây là vì lừa hắn nói ra lời nói thật, người mang cái này ra đường sẽ chỉ bị người đánh, Quan Vân Xuyên không lưu tình chút nào, dội hắn nước lạnh. Giang Đức nghe trước mắt mấy người nói lời, hậu chi hậu giác mới phát hiện mình là bị lừa dối. Hắn đưa tay chỉ vào Thịnh Ninh mấy người, đầu ngón tay run rẩy. Người người người, hơn nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ. Thịnh Ninh nghe tiếng quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống, nghĩ hắn liếc mắt, ta cái gì? Ngươi không hào hào tu luyện tạo phúc thương sinh thì thôi, thế mà còn muốn lấy cùng người đi lừa gạt? Nếu không phải hôm nay chúng ta ở đây, hai người các ngươi chẳng phải là muốn đem lão bản lừa gạt vốn liếng đều không thừa? ngôn ngữ của nàng sắc bén, giữa lông mày sắc bén để Giang Đức trong lúc nhất thời ngay cả lời nói không nên lời. Đôi môi của hắn lúng túng, đến cùng là chấn nhỏ bên trên ít có tu sĩ, mà lại còn là luyện khí viên mãn. Giang Đức luôn luôn bị người nâng cao cao tại thượng, chưa hề để người làm nhục như vậy qua. Thả ra trong cơ thể linh lực, ý đồ dùng bản thân luyện khí viên mãn tu vi áp chế thịnh ninh mấy người Giang Đức, hoàn toàn quên trước khi động thủ, mình hẳn là trước hiểu rõ đối thủ năng lực. Hắn uy áp vừa mới thả ra, liền trêu đến thịnh ninh mấy người bật cười. Giang Đức chống đỡ tròn hai mắt, sắp chết đến nơi còn dám cười. Các ngươi hiện tại quỳ xuống hô một câu ra ra, ta còn có thể bỏ qua các ngươi. Về phần ngươi, không bằng theo ta trở về, đi theo ta ăn ngon uống sướng ngừ hừ, hừ. Nam nhân dâm tà ánh mắt rơi vào thịnh ninh trên thân. Nếu như nói bên trên một cái chớp mắt dụ dỗ bọn hắn nhìn về phía Giang Đức ánh mắt liền như là nhìn tôm tép nhãi nhép. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của hắn, liền như là một kẻ hấp hối sắp chết. Tô Đại Uyên híp mắt mảnh hai con ngươi tiến lên một bước, mới còn bình thường nhiệt độ, nháy mắt chậm lại không nói. Những cái kia người bên ngoài không nhìn thấy trong không khí hơi nước, nháy mắt ngưng kết thành một đầu bén nhọn băng lăng, băng lăng góc cạnh thẳng tắp toàn bộ đối hướng Giang Đức. Người mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa, Lục Thanh An hai tay nổi gân xanh, ngày bình thường nhìn xem gầy gò thân thể, giờ phút này vậy mà hiện ra mấy phần cơ bắp hình dáng, đúng vậy. Người vừa mới nói cái gì? Lục Cảnh Thâm xông lên trước hai bước, ngăn lại hai vị sư huynh, các ngươi bên trên nhiều lần như vậy, giờ đến phiên ta đi, dụ giá cùng quan vân xuyên nhân thủ một cái thượng phẩm gắt linh họng súng nhắm thẳng vào giang đức chán chúng ta tiểu sư muội cũng là như ngươi loại này cặn bã có thể tiêu nghĩ hai cái nguyên anh ba cái kim đan tu sĩ uy áp trong lúc nhất thời toàn bộ đặt ở giang đức trên người một người nam nhân chẳng qua luyện khí tu vi tô đại uyên năm người uy áp vừa để xuống ra liền đem hắn ép tới liền đầu cũng không ngẩng lên được quan vân xuyên tiến lên một chân đem hắn dẫm tại dưới chân sử nhân nhiều tác quái đánh chết ngươi Lạnh bút họng súng chống đỡ tại trên đầu, Giang Đức từ nhỏ sống ở trấn nhỏ bên trên, dùng đều là hạ phẩm linh thạch. Quan Vân xuyên tay cầm thượng phẩm linh khí đè ép hắn, liền đủ để hắn sợ mất mật. Mới vừa sinh ra một điểm ngạo khí lúc này toàn bộ tiêu tán. Giang Đức sợ bọn họ thật đem mình giết, liền gặp hắn nằm dạp trên mặt đất, run giọng cầu xin tha thứ. Ta ta ta, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết mấy vị đạo hữu lợi hại như thế, là tiểu nhân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lưng bên trên lần nữa bị đạp một cước, đã tháo mặt nạ xuống thịnh ninh mặt lộ vẻ căm ghét chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng chủ nhân của ngươi ai vậy mà có thể để ngươi uy phong như vậy ngươi không phải không tin chúng ta là vô địch tông đệ tử hiện tại tin rồi giang đức run run rẩy dày, dày gật đầu nội tâm không ngừng kêu khổ sớm biết như thế hắn liền không nên đáp ứng gì lớn hơn đến lừa cái này lão tôn đầu hắn tại trấn nhỏ bên trên bị người bưng lấy suốt ngày ăn ngon uống sướng vào cửa hàng liền có người hầu hạ mà không phải như bây giờ hắn ngày đầu tiên giả trang vô địch tông đệ tử liền đang xào đâm vào người ta trên họng súng đây không phải cho không mà lại hiện tại hắn bộ dáng này ngày sau lão tôn đầu nếu là đêm hôm nay chuyện phát sinh nói ra mặt mũi của hắn tất nhiên sẽ ném sạch sẽ nghĩ như vậy hắn xinh đẹp sờ lấy ngẩng đầu nhìn về phía trốn ở phía sau cửa nhìn lén lão tôn đầu không nghĩ hắn vừa có động tác mấy chục cây băng lăng liền rơi vào trước mắt của hắn thịnh ninh giọng thanh thúy tại đỉnh đầu hắn vang lên nhìn cái gì con mắt không nghĩ muốn rồi ngày sau ta sẽ còn trở lại nếu là nhìn thấy lão bản cùng con của hắn trôi qua không tốt, những cái này băng lăng liền không phải dựng thẳng ở trước mặt ngươi, mà là đâm vào ngươi thất khiếu, lại nổ nát vụ ngươi nội đan, hiểu rồi sao? Giang Đức nghe xong cái này còn cao đến đâu, lúc này lần nữa đem đầu điểm thành cái sàng. Thịnh Ninh gặp hắn gật đầu, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Lục Cảnh Thâm, "Tam sư huynh, cho hắn mớm thuốc, để tránh ngày sau chúng ta không tại, hắn lại ỷ thế hiếp người." Nói xong, nàng xông cái sau nháy nháy mắt, Lục Cảnh Thâm liếc mắt thấy rõ ý đồ của nàng, cho Giang Đức cho ăn viên thuốc. Đan dược nhập thể, Giang Đức run run lồng lộng ngẩng đầu, các ngươi cho ta cho ăn cái gì? Thịnh Ninh câu lên khóe môi, cười nói, tự nhiên là để ngươi nghe lời đan dược. Ngươi nếu là bảo hộ không tốt lão bản cùng con của hắn, đan dược này liền sẽ đưa ngươi nội tạng ăn mòn, chết về sau sẽ còn ăn mòn thi thể của ngươi. Chiếu cố tốt bọn hắn, ngươi, mình bạch. Giang Đức nguyên vốn còn muốn đem Thịnh Ninh bọn hắn hồ lộng qua, cho bọn hắn rời đi, hắn đang uy hiếp lão tôn đầu, chuyện này liền đi qua. Hiện tại bọn hắn lại cho hắn cho ăn âm độc như vậy đan dược giang đức vẻ mặt cầu xin bị ép gật đầu đáp ứng trên đường trở về thịnh ninh mấy người tuyệt không ngự kiếm phi hành bọn hắn mới từ bí cảnh bên trong ra tới túi giới tử đều đổ đầy rất nhiều cái không tiêu phí một cái đều có lỗi với bọn họ tại bí cảnh bên trong vất vả tìm cái đại thành trấn thuê chiếc phi thuyền hai ngày trở về đường bị áp xúc đến một ngày to lớn phi thuyền dựa vào là linh thạch phi hành thịnh ninh mấy người hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch bao xuống duy nhất một chiếc phi thuyền thịnh ninh ngồi trên bong thuyền luồng gió mát thổi qua hai má của nàng, thổi loạn nàng thái dương một sợi tóc dài. Bây giờ có thể nói, dụ dã mấy người tích lũy cái đầu chen thành một đoàn. Mà tại phía sau bọn hắn, một con bị gián trương mê man phù thú bông hổ bị tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh. Mấy người bọn họ đều nhanh nghẹt điên. Phải biết tà túy cùng tà tu không giống, tà tu khả năng còn có thể nói hai câu đại đạo lý, nhưng tà túy chỉ là cái hồn thể, vẫn là bị luyện hóa, căn bản không có lý trí có thể nói cũng chính là cầu thẳng tại nhân tộc thế giới dạo chơi một thời gian hơi lâu, có thể nghe hiểu vài câu tiếng người. Khác tà túy một cái người đoạt xá, liền sẽ mở ra điên cuồng chém giết hình thức. Tại lão tôn người thu tiền sâu thời điểm, thịnh ninh liền một mặt thần bí thuyết phục cầu thẳng cùng bọn hắn đi. Bọn hắn đều muốn biết nàng cùng cầu thẳng đến cùng nói cái gì. Thịnh ninh bị bọn hắn đoàn đoàn bao vây, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, ta chỉ là cùng hắn nói câu, ngày sau chỉ cần hắn làm lớn làm mạnh, hắn chủ nhân nhất định có thể ghi nhớ hắn ha, liền cái này, dụ dã chấn kinh cầm, thịnh ninh gật gật đầu, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, cầu thẳng chỉ là cái hồn thể, khi còn sống hết thầy trải qua đã sớm bị tà tu luyện hóa, là cái đầy trong đầu đều là thay chủ nhân san bằng đại lục sinh vật đơn tế bào, rất tốt tẩy não. Dụ dã mấy người, cho nên, sinh vật đơn tế bào là cái gì? Quan vân xuyên bắt đến trọng điểm, thịnh ninh, a à, âm thanh, đơn giản làm giải thích, chính là đầu não đơn giản, từ chi phát triển một loại sinh vật. Trong lúc nhất thời, Quan Vân Xuyên ánh mắt của mấy người nhao nhau rơi vào rụ dã trên thân. Rụ dã, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta có đầu óc, ta có như thế lớn đầu óc. Bị tức giơ chân hắn tại chỗ dùng tay khoa tay đầu óc mình lớn nhỏ. Quan Vân Xuyên mấy người mắt nhìn trong tay hắn khoa tay, yên lặng thu hồi ánh mắt. Chỉ có lục cảnh thâm lão mụ tử giống như khẽ thở dài. Hắn đưa tay vỗ nhẹ rụ dã bả vai, lắc đầu. Không phải, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi xem thường ta. Bạch Trạch Chính ngồi ở một bên gặm khác biệt khẩu vị linh quả, Thu Thu ghé vào trong ngực hắn, hai cây dây leo bên trên cũng bọc lấy một viên linh quả. Ngươi mới phát hiện, trước đó ta liền hoài nghi, vì cái gì các ngươi tông sẽ thu ngươi đệ tử như vậy? Tiểu đoàn tử nãi thanh nãi khí mở miệng, nói lời lại làm cho dụ giá càng thêm sù lông. Chỉ gặp hắn móc ra một sấp phù lục, mặt mày giữ tợn nhìn về phía Bạch Trạch, quyết đấu đi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Bạch Trạch hướng hắn liếc mắt, không đánh, ta là trẻ con, ngươi muốn đánh ta ngươi chính là không muốn mặt. Dụ giá khí gần như muốn cắn nát một hơi răng hàm, người tính cái gì tiểu hài nhi? Một cái cùng trời đồng thọ thần thú nói mình là trẻ con. Đến cùng là ai không muốn mặt, dụ ra khí chắp hai tay không ngừng trên bong thuyền đi tới đi lui. Nếu không phải vừa rồi lục cảnh thâm nhắc nhờ hắn, chiếc này phi thuyền quý đem hắn bán đều không thường nổi. Hắn nhất định muốn ở chỗ này cùng bạch trạch đến một trận sinh tử quyết đấu. Bởi vì vô địch tông xung quanh thành trấn quá nhỏ, không cách nào đặt phi thuyền, thịnh ninh mấy người chỉ có thể lựa chọn đem phi thuyền dừng ở khoảng cách thái hư tông hơi gần thành trấn. Sư huynh muội sáu người, thêm một con tiểu đoàn tử vừa hạ xuống địa, liền nghe được bên tai truyền đến xì si xào bàn tán. Nghe nói Thái Hư Tông năm nay tại thi đấu bên trên tuyệt không cầm thứ nhất, bọn hắn làm sao có ý tứ dạng này nhanh ngang trở về. Chính là chính là, năm nay thi đấu, ta còn lấy ra trước đó cố ý tích lũy ba khối thượng phẩm linh thạch ép bọn hắn thắng đâu, kết quả đây. Bọn hắn thế mà là đếm ngược. Muốn ta là bọn hắn, ta khẳng định phải cục đuôi ai, những người kia dường như không phải Thái Hư Tông đệ tử. Có người phát hiện từ trên phi thuyền xuống tới cũng không phải là Thái Hư Tông lục sắc tông phục, mà là một bộ nguyệt bạch trường bào cùng màu eo phong sưng đến bọn hắn cái đỉnh cái dáng người mỹ lệ cho dù là trong đó khổ người lớn nhất cái kia toàn thân cao thấp cũng lộ ra tuấn mỹ nghe được bốn phía người tiếng nghị luận thịnh ninh vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua không nhìn không sao nàng vừa mới quay đầu liền thấy từng vệt thân ảnh màu xanh lục từ phía sau bọn họ trốn chạy qua sam sam nhan sành thịnh ninh tiền trưởng lão đã lâu không gặp nàng cố ý cất cao âm điệu để những cái kia nguyên bản nhìn chăm chú lên vô địch tông người lúc này đem ánh mắt rơi vào tiền trưởng lão mấy người trên thân. Mất mặt, thực sự là quá mất mặt rồi. Có cái gì so tại mình sau khi thất bại, còn làm đường phố gặp được bị mình xem thường, kết quả cầm thứ nhất đối thủ hô một câu sự tình càng mất mặt. Giờ này khắc này đã dừng bước lại tiền trưởng lão ngón chân móc địa. Hắn vặn chặt lông mày, cô nén muốn đối thịnh ninh mấy người động thủ xúc động, thẳng tắp sống lưng sông nàng khẽ vuốt cằm. Thịnh Tiểu Hữu, bên cạnh đi theo tiền trưởng lão đệ tử vừa thấy được Thịnh Ninh, liền không kịp chờ đợi rút ra đừng ở bên hông trường kiếm trưởng lão thịnh ninh lặp đi lặp lại nhiều lần mà mạo phạm thái hư tông vì sao không thừa này một kiếm giết nàng không phải oan gia không gặp gỡ thịnh ninh trước đó nổ hai lần thái hư tông cửa để thái hư tông mặt mũi đều mất hết tại tông môn thi đấu bên trên trở ngại thi đấu phép tắc không thể lạm sát tông môn đệ tử cho nên thái hư tông liền nghĩ lấy tại bí cảnh bên trong đối thịnh ninh động thủ thế nhưng là thịnh ninh quá mức rào hoạt tiên trưởng lão bọn hắn thậm chí cũng không biết bí cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì thịnh ninh không chết không nói Tần Xuyên sáu người đến bây giờ đều không thể ra bí cảnh. Vừa nghĩ tới Tần Xuyên sáu người rất có thể chỉ có thể tại 3 năm sau mới có thể đi ra ngoài, tiền trưởng lão liền cảm giác một trận ngạt thờ. Hiện tại thịnh Ninh còn dám ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không có bí cảnh bên trong thiên đạo bảo hộ, chính là giết nàng thời cơ tốt. Vậy đệ tử đáy mắt sát ý quá nồng. Tô Đại Uyên mấy người cơ hồ là vô ý thức ngăn tại Thịnh Ninh trước mặt. Không nghĩ vậy, đệ tử còn chưa vung lên trường kiếm, liền gặp tiền trưởng lão đưa tay hung hăng phiến đầu hắn một bàn tay ngu xuẩn, U Vân Thành bên trong cấm chỉ ẩu đà. Một khi có tu sĩ ở trong thành ẩu đà, liền sẽ phát động lệnh cấm, đến lúc đó nhận thành chủ trừng phạt. Thái Hư Tông cũng không tọa lạc tại U Vân Thành bên trong, nếu là ở chỗ này đối thịnh ninh mấy người ra tay đánh nhau, cho dù là bọn họ cùng U Vân Thành thành chủ quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ bị giam tiến khóa tiên trong lao. Bọn hắn thân là bốn đại tông môn đứng đầu, vì giết một cái môn phái nhỏ đệ tử, cuối cùng bị giam nhập khóa tiên trong lao. Chuyện này chỉ là nói ra, liền đủ bọn hắn ném cả một đời người thịnh ninh đứng tại đối diện bọn họ nghe được tiền trưởng lão nói lời về sau lân cận ở bên người tô đại uyên bên tai mở miệng đại sư huynh ta đột nhiên cảm thấy môn phái nhỏ cũng rất tốt tô đại uyên quay đầu nhìn về phía nàng chỉ giáo cho liền gặp thịnh ninh nhún vai nhai răng cười nói đại tông môn luôn luôn trở ngại mặt mũi cái này không được cái kia không thể làm nhưng môn phái nhỏ không giống chúng ta không muốn mặt bọn hắn không dám làm chúng ta cũng có thể làm thịnh ninh tiếng nói vừa dứt bốn phía bầu không khí đột nhiên trở nên chìm yên tĩnh trở lại. Thẳng đến trong đám người có người nhấc tay, cái kia, xin hỏi các ngươi là năm nay tại tông môn thi đấu bên trên cầm thứ nhất, vô địch tông sao? Thịnh Ninh nhướng nhướng mày, gật đầu nói, vị đạo hữu này, ánh mắt của người rất độc ác. Đối phương xem xét Thịnh Ninh gật đầu, trên mặt thần sắc lập tức trở nên kích động. Hắn hướng về phía trước đi hai bước, miến cưỡng đè xuống nội tâm kích động về sau, từ chi vẫn như cũ không thể khống địa khoa tay múa chân lên. Ta có thể gia nhập các ngươi tông môn sao? Ta không chê Vô Địch Tông nhỏ, chủ yếu ta cũng muốn không muốn mặt." Lục Thanh ăn nhíu mày, ta nghe lời này, làm sao kỳ kỳ quái quái. Bọn hắn Vô Địch Tông cũng là muốn mặt được không? Chỉ là tại thời khắc tất yếu, mới có thể làm ra một số không giống bình thường sự tình mà thôi. Tông môn thi đấu luôn luôn đều là cho từng cái tông môn thu nhận học sinh thời cơ tốt. Dù sao thực lực bày ở chỗ ấy, tất cả tu sĩ đều muốn đi tốt nhất mạnh nhất tông môn. Cho nên Vô Địch Tông tại được lần thi đấu này thứ nhất về sau, tin tức này như gió tán tại đại lục các ngõ ngách. U Vân Thành tu sĩ không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới vô địch tông đệ tử. Đã có một lần tức có lần thứ hai, mở miệng trước muốn báo danh gia nhập vô địch tông tu sĩ mở khơi dòng về sau, lập tức bị bầy người bao phủ. Ta cũng phải báo danh vô địch tông, không có có mục đích khác, chính là muốn cảm thụ một cái không muốn mặt là cảm giác gì. Còn có ta còn có ta, vô địch tông người ít, nói không chừng ngày sau ta chính là trưởng lão, ta cũng phải gia nhập vô địch tông. Tiểu hài nhi các ngươi tu sao, hai tử của ta rất có thiên phú, môn phái nhỏ tốt môn phái nhỏ không bất công lập tức bị bầy người vòng vây thịnh ninh mấy người hai mắt nhìn nhau càng thậm chí còn có người trực tiếp đem một cái trong tã lót hài tử nhét vào trong ngực của nàng thịnh ninh tại chỗ giờ khóc giờ cười đem hài tử trả lại cho người ta các vị đạo hữu vô địch tông hoan nghênh mọi người nô nức tấp nập báo danh chẳng qua bây giờ cũng không phải là báo danh thời gian ngày sau vô địch tông chiêu sinh tất nhiên sẽ ngay lập tức báo cho mọi người hiện tại sư huynh của ta nhóm còn có ta còn tại kiếm lấy khuếch trương đại tông môn kinh phí còn muốn làm phiền các vị đợi thêm một đoạn thời gian. Vô địch tông muốn nghiền ép thái hư tông, liền nhất định phải khuếch trương đại tông môn. Chẳng qua bây giờ vô địch tông bề ngoài còn quá nhỏ. Hiện tại vô địch tông chiêu bài đã đánh đi ra, bọn hắn phải ra tốc kiến thiết tông môn mới là. Hiện tại cũng xác thực không phải tông môn thu nhận học sinh thời gian. Tông môn thi đấu vừa qua khỏi đi, tất cả mọi người cần đi đầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thịnh Ninh vừa mới dứt lời, liền có nhân lý giải gật gật đầu cuối cùng trong đám người có người ném một con túi giới tử tiến Thịnh Ninh trong ngực, tương lai sư tỷ tiếp lấy. Thịnh Ninh cúi đầu mắt nhìn túi giới tử, lại ngước mắt nhìn về phía ném túi giới tử người trẻ tuổi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liền gặp đối phương mặt lộ vẻ cởi mở nụ cười, đây là ta cho vô địch tông đầu tư linh thạch, ngày sau vô địch tông chiêu sinh, sư tỷ ngàn vạn không thể đem ta quên. Nào có người còn không có nhập tông môn, trước hết cho tông môn đưa tiền. Thịnh Ninh đã lâu không gặp qua dạng này oán chồng trước đó nàng chỉ gặp được nghiên cứu phát minh vũ khí mới lúc, sở nghiên cứu lôi kéo nhà đầu tư ném tiền trang cảnh. Bây giờ nàng cũng coi là kéo đến phía đầu tư rồi. Thịnh Ninh mặt lộ vẻ xấu hổ, đang muốn nói tiền này mình không thể thu, vừa mới ngước mắt, liền gặp đối phương đã rời đi đám người. Sớm đã biến mất tại trong biển người mênh mông, nàng cho là mình vô cùng ghê gớm sao? Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem nàng chém thành muôn mảnh. Phía ngoài hệ đoàn người, tay cầm trường kiếm Thái Hư tông đệ tử một mặt tức giận nhìn xem bị bầy người vây quanh vô địch tông đệ tử dĩ vãng bị bầy người vây quanh chúc đều là bọn hắn thái hư tông dưới mắt một màn này chuyển rơi đến người khác trên thân vẫn là bọn hắn xem thường nhất vô địch tông trên thân càng phát ra làm hắn cảm thấy tức giận tiền trưởng lão cũng khí chẳng qua hắn tốt xấu là trưởng lão so với tuổi trẻ nhiều người sống mấy trăm năm lúc này còn có thể bảo trì bình thản đưa tay sờ sờ dâu cá chê tiền trưởng lão trầm giọng nói không sao lại để cho bọn hắn đắc ý mấy ngày về sau có bọn hắn khóc thời điểm chỉ cần ra cái này u vân thành vô địch tông đệ tử liền không người bảo hộ. Thịnh Ninh nổ hai lần Thái Hư tông đại môn, bút chướng này, hắn tất nhiên phải tìm đúng phương thật tốt tính toán. Giống như rắn độc âm độc ánh mắt rơi trong đám người Thịnh Ninh mấy người trên thân. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều còn tại vô địch tông trên thân, tiền trưởng lão tranh thủ thời gian mang theo một đám đệ tử chạy trốn ra U Vân Thành. Đợi đến Thịnh Ninh mấy người từ trong đám người thoát ly lúc đi ra, Thái Hư tông đệ tử sớm đã không biết tung tích. Chạy ngược lại là rất nhanh, ngày bình thường cũng không thấy bọn hắn như hôm nay dạng này. Lục Thanh An hừ lạnh một tiếng, Thịnh Ninh Miệng bên trong còn thở phì phò. Vừa mới nàng cùng vòng vây bọn hắn tu sĩ giải thích hồi lâu Vô Địch Tông chiêu sinh thời gian báo danh cùng yêu cầu, này mới khiến đám người tản ra. Nói miệng đắng lưỡi khô nàng, ngón tay chỉ hướng cách đó không xa vịt quay cửa hàng. Đến đều đến, nên cho sư phụ mang một ít lễ vật trở về đi. Gạch nối, Vô Địch Tông một đoạn thời gian không có người ở, trong tông môn bầu không khí có vẻ hơi thanh u. Thịnh Ninh đem bạch trạch dàn xếp tại trước đó sư Nguyệt Dao ở lại viện lạc về sau, lúc này mới dẫn theo vịt quay chuẩn bị đi xem Mạc Kinh Xuân. Không nghĩ nàng vừa tới đến Mạc Kinh Xuân viện lạc, liền gặp trên bầu trời một luồng sấm sét xẹt qua. Mà sấm sét rơi xuống vị trí chính là Mạc Kinh Xuân viện tử. Trong lòng cả kinh, liên thủ bên trong vịt quay đều không để ý tới, nàng lúc này đẩy cửa vào, sư phụ. Bị sấm sét bổ vừa vặn Mạc Kinh Xuân đỉnh lấy một tấm khét lẹt mặt, khi nhìn đến Thịnh Ninh vứt bỏ trong tay vịt quay xông vào tiểu viện về sau, hắn khoáng chốc trừng lớn hai con ngươi. Của ta, vịt quay, hắn chính là nghe mùi vị đi ra cửa phòng không nghĩ tới hắn lần này rời đi cửa phòng hậu quả so với lần trước còn nghiêm trọng lần trước tối thiểu hắn còn trong sân ngồi trong chốc lát dưới mắt hắn vừa mới đi ra cửa đạo thiểm điện kia liền rơi vào trên người hắn còn có hắn vịt quay thịnh ninh thuận hắn thần sắc đờ đẫn ánh mắt hướng về sau nhìn lại khi nhìn đến bị giấy dầu bao bọc vịt quay rớt xuống đất về sau nàng tranh thủ thời gian nhặt lên đưa đến trước mặt hắn không có bẩn đâu có giấy dầu bao lấy ngược lại là sư phụ ngài Ngài là làm cái gì việc trái với lương tâm sao? Không phải làm sao lại có người mỗi ngày gặp phải xét đánh. Mạc Kinh Xuân đứng ở dưới mái hiên, hai tay ôm chặt tiểu đồ đệ đưa đến trước mặt mình vịt quay. Nghe được tiểu đồ đệ nghi vấn, hắn trừng mắt nhìn, một đôi cầu cầu trong mắt bao hàm thủy quang. Chỉ gặp hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có. Có kinh nghiệm lần trước, Thịnh Ninh không có lại tiếp tục hỏi nữa. Nàng mắt nhìn bị hắn một mực ôm vào trong ngực vịt quay, đạo, không phải sư phụ, ta đi vào nhà ăn. Mạc Kinh Xuân nghe vịt quay hương khí, yên lặng nuốt nuốt ngụm nước miếng, thế nhưng là ta phòng bên trong. Rất loạn, lúc nói xong lời này, trên mặt của hắn rõ ràng hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Thịnh Ninh nghe nói lông mày nhíu lại, sư phụ phòng rất loạn, lại loạn có thể có nàng chỗ ấy loạn, thế là nàng tay nhỏ vung lên, nói thẳng không ngại. Thẳng đến nàng đi theo hắn vào nhà, mới hiểu được hắn nói rất loạn, là thật loạn. Thịnh Ninh vừa vừa bước vào cửa, liền bị một viên tùy ý ném trong góc to lớn chân châu chọc mù hai con ngươi đứng tại chỗ trùng điệp nuốt nước miếng một cái thịnh ninh ngón tay viên kia so với nàng đầu lớn chân châu sư phụ đó là cái gì mạc kinh xuân tùy ý bắt cái bồ đoàn ngồi trên mặt đất nghe được giọng hỏi hắn vô ý thức ngẩng đầu thuận tiểu đồ đệ ngón tay nhìn sang một đôi mày kiếm nhẹ trao lại tấm kia bị đánh đen xinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên nghi hoặc vậy cái kia là ta phòng bên trong đồ vật thịnh ninh làm ra nghi hoặc biểu lộ lại đem ngón tay chỉ hướng chất đầy phòng các loại pháp bảo linh khí thiên địa linh bảo những cái này đâu sư phụ cũng không nhớ rõ là cái gì. Mạc Kinh Xuân ngay tại kéo cánh gà nướng đâu, hắn nháy nháy mắt, thấp giọng nói, ta chỉ nhớ không được tốt. Giữa lông mày là một bộ vô tội bộ dáng, hắn thấy Thịnh Ninh nhíu mày, cho là nàng tâm tình không tốt. Lưu Luyến không rời đem vịt quay để ở một bên, hắn đứng dậy đi vào viên kia lớn chân châu bên cạnh, khom lưng ôm lấy thời điểm, bởi vì chân châu quá nặng, cả người hắn đều hướng phía trước đánh tới. Cũng may Thịnh Ninh liền đứng tại bên cạnh hắn, một tay liền đỡ lấy hắn trong ngực chân châu. "Ngươi, ngươi nếu là thích, tặng cho ngươi. Thanh An nói qua, phù sa không lưu ruộng người ngoài, vì sư giáo không được ngươi cái gì, những thứ kia, người ngươi tùy ý chọn. Ngươi rất tốt, vì sư rất thích ngươi. Mạc Kinh Xuân đến nay cũng không dám cùng mới nhập môn tiểu đồ đệ ngước mắt bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ cùng nàng đối thoại, nói thích nàng, tài cũng đỏ không được. Thịnh Ninh nhìn xem hắn một bộ xấu hổ bộ dáng, đầu tiên là tròng mắt mắt nhìn trong ngực hắn lớn chân châu, không cẩn thận nói ra mình nội tâm ý nghĩ. Sư phụ, ta vô địch thông trước đó, sẽ không phải là làm đạo phì trong nguyên tác cũng không có nói rõ ràng vô địch tông có nhiều tiền. Tương phản, tác giả vì làm nổi bật lên sư nguyệt giao tổng yêu hướng thái hư tông bên kia chạy, đem vô địch tông cái này môn phái nhỏ viết không còn gì khác. Rõ ràng là có được tu chân giới thiên tài tông môn, chỉ cần vừa ra khỏi cửa tất nhiên bị ngoại nhân xem thường. Từ khi nàng tới, mới phát hiện vô địch tông cùng trong nguyên tác miêu tả hoàn toàn tương phản. Ngũ sư huynh trồng một cái đỉnh núi linh quả. Tam sư huynh tứ sư huynh trong tay đan dược phù lục nhiều đến có thể chất thành núi còn có sư phụ Mạc Kinh Xuân chỗ này, đứng tại bên ngoài viện nhìn xem cảm thấy tiểu nhân phòng, vừa tiến vào mới có thể phát hiện bên trong rất có càn khôn. Câu mày, Thịnh Ninh vừa dứt lời, liền gặp Mạc Kinh Xuân đỏ lên một gương mặt ngẩng đầu lên. Không, không có khả năng, vi sư thanh liêm chính trực, như thế nào làm ra loại kia hoạt động, vi sư chỉ là... Chỉ là, chỉ là, đã hơn nửa ngày, Mạc Kinh Xuân cũng không nghe thấy đỉnh đầu vang lên tiếng sấm, lúc này mới tiến lên một bước, tại tiểu đồ đệ bên tay nhẹ giọng mở miệng đây đều là sư phụ những năm này, tích lũy, tiếng nói của hắn vừa rớt dưới, liền nghe ngoài phòng vang lên một đạo sấm sét âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp một luồng sấm sét bổ ra nóc nhà, thẳng tắp rơi vào đỉnh đầu của hắn. Ô, lừa đảo, ở xong không bổ mặt người. Mạc Kinh Xuân mới mở miệng, miệng bên trong liền phun ra một hơi khói trắng. Hắn bị ủy khuất, dưới khóe miệng liếc, cặp kia từ đầu đến cuối óng ánh cầu cầu trong mắt bao hàm lệ quang. Bởi vì nóc nhà bị đánh mở một cái động lớn, Thịnh Ninh đứng tại chỗ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu mây đen dày đặc, sấm sét vang dội cảnh tượng. Nàng muốn hỏi Mạc Kinh Xuân chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng đối phương dường như chỉ cần nói chuyện chút gì không nên nói, liền sẽ bị sét đánh. Trong lòng không bỏ dạng này làm người thương yêu tiểu lão đầu thụ thương, Thịnh Ninh đành phải đè xuống nội tâm nghi hoặc, chuẩn bị ngày sau đến hỏi Lục Thanh An bọn hắn. Vì cái gì sư phụ viện tử sẽ là như vậy? Dưới mắt Mạc Kinh Xuân co quáp tại nơi hẻo lánh, liền đầu cũng không dám nhô ra, bộ dáng được không đáng thương nàng khom lưng nhặt lên bồ đoàn bên trên vịt quay, chậm rãi hướng hắn đi đến, sư phụ, chúng ta không trò chuyện những cái kia, chúng ta ăn vịt quay. Mạc Kinh Xuân khóe môi nhấp nhẹ, trên mặt vẫn như cũ mang theo phòng bị. Thẳng đến đỉnh đầu mây đen tán đi, mới gặp hắn thoáng thở phào. Ngoan ngoãn cho tiểu đồ đệ cũng cầm cái bồ đoàn, sư đồ hai người xếp bằng ở phá động trong phòng ăn vịt quay. Trong lúc đó Thịnh Ninh nói mình cùng các sư huynh khoảng thời gian này tại tông môn thi đấu bên trên chuyện phát sinh, còn đem vô địch tông cầm thứ nhất tin tức tốt nói cho hắn, mạc kinh xuân đang nghe vô địch tông cầm thứ nhất về sau lúc này chừng lớn hai con ngươi quả thật các ngươi thật cầm đệ nhất có lẽ là cảm thấy mình bộ dáng này quá mức lớn mật hắn đang hỏi xong lời nói này về sau lại co lên đầu ta chỉ là hỏi một chút thịnh ninh cười hướng hắn nhẹ gật đầu ngài là sư phụ của chúng ta là vô địch tông tông chủ theo ngài hỏi thế nào đều được vô địch tông thật cầm xuống thứ nhất các sư huynh đều rất lợi hại nàng muốn nói bọn hắn tại bí cảnh bên trong còn tiến vào thiên linh sơn thậm chí đem thần thú bạch trạch đều mang ra thiên linh sơn. Cũng muốn nói đại lục chỉ sợ Thái Bình không được bao lâu, bởi vì ta tu tham gia, đại biểu cho ma tu sau đó không lâu cũng là xuất gia. Nhưng lời mới vừa đến bên miệng, nàng lại yên lặng nuốt trở vào. Sư phụ của nàng chắc là bị cái gì hạn chế, nhưng phàm là cùng tương lai đi qua tương quan sự tình, mặc kệ hắn nói bao nhiêu, đều sẽ bị đỉnh đầu kia đám mây nghe được. Xét đánh chỉ là cảnh cáo, nếu không nhị sư huynh nói sư phụ là vô địch, như thế nào lại e ngại chỉ là một luồng sấm sét Mạc Kinh Xuân nghe được các đệ tử cầm xuống tông môn thi đấu, đáy mắt lộ ra vui mừng cười, thứ nhất tốt, thứ nhất tốt. Thịnh Ninh ngước mắt nhìn xem hắn, chỉ là nàng ngước mắt trong chớp mắt ấy, nàng dường như nhìn thấy hắn đáy mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Chỉ là kia bôi ánh sáng lóe lên quá nhanh, nàng chưa hoàn toàn bắt được, liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hai con vịt quay vào trong bụng, Mạc Kinh Xuân vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Thịnh Ninh gặp hắn đem xương cốt bên trên nhuyễn cốt đều cắn xuống dưới, bất đắc dĩ cười nói, ngày sau xuống núi đệ tử sẽ còn cho ngài mang vịt quay trừ vịt quay sư phụ ngài còn muốn ăn chút gì thịnh ninh một vấn đề này làm khó mạc kinh xuân hắn lắc đầu thấp giọng nói một câu không nhớ ra được lại lúc ngẩng đầu lên đôi mắt ở giữa còn có chưa tán đi mê mang cùng hoài niệm thịnh ninh thấy này không còn làm khó hắn nàng đứng dậy khom lưng hướng hắn bái biệt đồ nhi ngày sau lại tới vấn ăn sư phụ sư phụ nếu là nhớ tới muốn ăn cái gì lần sau có thể nói cho đồ nhi mạc kinh xuân gặp nàng khom lưng con người nhăn co lại đồng thời Hắn cũng cúi người xuống cùng nàng cúi đầu, "Tạ ơn." "A à Ninh, nào có trưởng bối bái vãn bối nói chuyện." Thịnh Ninh nhìn Mạc Kinh Xuân khom lưng biên độ so với mình càng sâu, tranh thủ thời gian đè thấp thân eo, "Sư phụ, ngài đây là chiết sát Đồ Nhi." "Ta ta ta không biết vì cái gì." "Thịnh Ninh, sư phụ ta đi." Mạc Kinh Xuân khom lưng, A à Ninh đi thong thả, không hiểu cảm thấy một màn này nhìn quen mắt Thịnh Ninh nắm lấy đầu đi ra tiểu viện, lúc gần đi trong ngực còn ôm lấy sư phụ đút cho nàng viên kia lớn chân châu bị lưu lại Mạc Kinh Xuân, một thân một mình đứng tại bị đánh cái lỗ lớn trong phòng. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu lỗ lớn nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu, cặp kia màu lưu ly li đôi mắt bên trong lại lần nữa hiện lên mê mang. "Ta, là ai?" Thịnh Ninh ôm lấy lớn Trân Châu trở lại mình tiểu viện thời điểm, liền thấy một con tiểu đoàn tử đang ngồi ở viện tử của mình bên trong. Bởi vì dáng người ngắn nhỏ nguyên nhân, Bạch Trạch ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên, hai chân đằng không, nhỏ chân ngắn ngoáng một cái ngoáng một cái địa, bộ dáng đáng yêu. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, hắn xoay người sang chỗ khác còn chưa mở miệng liền nói liền bị thịnh ninh trong ngực viên kia cực lớn bản chân châu cả kinh chừng lớn hai con ngươi đây là cái gì chân châu rất nặng nhưng thịnh ninh thân là trúc cơ tu sĩ điểm ấy trọng lượng đối với nàng mà nói không tính là gì nói đến kỳ quái vừa rồi tại sư phụ nơi đó viên này đối nàng một cái trúc cơ đến nói đều không có gì trọng lượng chân châu sư phụ lại dùng hai tay đều ôm bất động mày liễu nhẹ trao lại nàng thấy bạch trạch chạy đến trước mặt mình ngồi xuống thân eo sau hướng hắn mở miệng đây là sư phụ đưa chân châu của ta bạch trạch lông mày vo thành một nắm nhìn chăm chăm nàng trong ngực chân châu nhìn hơn nửa ngày mới một mặt nghiêm túc ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau đây coi là cái gì chân châu đây là một viên nội đan thịnh ninh a à, thịnh ninh cả kinh kém chút đem viên này nội đan ném ra bên ngoài cho dù hôm nay đã tại sư phụ chỗ ấy kinh ngạc qua đến mấy lần dưới mắt nghe được bạch trạch nói lời về sau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên vẫn là khó nén chấn kinh nội đan nhà ai người tốt nội đan dáng dấp cùng ta đầu đồng dạng lớn. Trước đó tại yêu thú triều dâng bên trên, từng săn giết qua cao giai yêu thú thịnh ninh cũng nhận được qua nội đan. Chẳng qua những cái kia yêu thú nội đan không phải lục chính là đỏ, mà lại mấp mô, nội đan từ bên trong ra ngoài tản ra nồng đậm yêu khí. Nàng trong ngực viên này, không nói đến bề mặt sáng bóng trơn trượt không dấu vết, như thế lớn trên nội đan liền một tia yêu khí ma khí đều không cảm giác được. Thịnh Ninh khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, một mặt khó xử nhìn xem trong ngực nội đan, viên này nội đan chủ nhân là ăn to ra tề sao? Bạch Trạch nghi hoặc, to ra tề là cái gì? Thịnh Ninh đơn giản hướng hắn nói to ra tề tác dụng, cuối cùng lại điên điên trong lồng ngực của mình viên này nội đan, sư phụ ta, như thế dữ dội sao? Mạc Kinh Xuân cả người nhìn qua 10 phần gầy gò, thuộc về đứng tại đầu gió đều có thể bị thổi bay gầy. Mới hắn liền viên này nội đan đều mang không nổi, vậy hắn là như thế nào đạt được viên này nội đan? Bạch Trạch đưa tay che ở trên nội đan, chỉ là nháy mắt, nguyên bản tại Thịnh Ninh trong ngực thường thường không có gì lạ nội đan, đột nhiên phun phóng ra quang mang tới, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt kia bôi tia sáng liền biến mất xuống dưới nội đan lại khôi phục nguyên trạng thịnh ninh chừng lớn hai con ngươi mắt nhìn nội đan lại mắt nhìn bạch trạch cái này sẽ không phải là ngươi nếu như đây là thần thú bạch trạch nội đan thể tích lớn như vậy cũng có thể nói tới thông dù sao bạch trạch thần lực cường thịnh lúc bản thể khổng lồ trong cơ thể sinh ra lớn như vậy viên nội đan cũng bình thường nhưng nếu quả thật chính là bạch trạch nội đan thịnh ninh cười ha hả trực tiếp đem nội đan nhét vào trong ngực của hắn trả lại ngươi ngươi đừng hiểu lầm sư phụ ta là xã sợ, liền người đều không dám gặp. Lúc trước khẳng định không phải hắn đem người nội đan đào. Nhất định là một người khác hoàn toàn, đây không phải ta nội đan, bạch trạch trên mặt hiện lên xấu hổ, mới là ta nhìn lầm, cái này tựa như là trái trứng. Thịnh ninh, ý của người là, ta kia xã sợ sư phụ, cống sư huynh của ta nhóm, trộm đạo lấy hạ trái trứng. Bạch trạch tuy là thần thú, nhưng trên người hắn linh lực sớm đã tan hết, lúc này cùng gia đình bình thường hai tử không sai biệt lắm. Cắn răng ráng trông đỡ lấy ôm lấy trong ngực trứng, khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ lên, ta xem như minh bạch dụ dã giống ai. Hình dạng của hắn, cùng ngươi không sai biệt lắm, dụ dã là cái vẽ bùa thiên tài, bốn bỏ năm lên, bạch trạch cũng tại khen nàng thiên tài. Thịnh ninh lông mày nhíu lại, đưa tay tại trên gương mặt của hắn bấm một cái, ngươi còn thật biết khen người, chẳng qua ta vẽ bùa công lực còn lâu mới có được sư huynh tốt như vậy. Ai tại khen ngươi, ta là nói ngươi hòa dụ cũng giống vậy là cái hai đồ đần. Bạch Trạch thực sự ôm không ngừng trong ngực trứng, lại sợ không cẩn thận đem trứng quảng hắn, đem trứng nhét về thịnh ninh trong ngực. Em mờ, viên này trứng cũng không biết thả bao lâu, bên trong nửa phần sinh khí cũng không, sư phụ ngươi là từ đâu nhi đạt được viên này trứng. Ngươi, ngươi đang làm gì? Thịnh ninh chẳng biết lúc nào từ trong nhà chuyển ra một con lò luyện đan. Chỉ gặp nàng mở bàn tay, trong tay liền tuôn ra một cỗ trong veo thủy dịch. Thủy dịch nhập lô, thịnh ninh liền hướng trong lò luyện đan nhường, liền đem trong tay trứng ném vào trong lò. Thấy bạch trạch lần nữa chạy tới, nàng liền mí mắt đều không ngẩng một chút, người không phải nói viên này là chết trứng. Ta nấu nhìn xem có thể ăn được hay không? Bạch Trạch, thần mẹ hắn nấu nhìn có thể ăn được hay không? Viên này trứng xem xét liền không đơn giản, nếu là bên trong có đồ vật gì, mới gặp nóng liền sống tới làm sao bây giờ? Bạch Trạch hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng ngăn cản, liền nghe sau lưng vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói chuyện. Hơn nửa ngày, tiểu sư mọi người đang nấu cái gì đâu? Dụ Giá bước nhanh về phía trước, xích lại gần mới phát hiện nhà mình tiểu sư muội ngay tại cầm lò luyện đan trứng luộc. Lục Cảnh Thâm cũng nhìn thấy màn này, hắn chừng lớn hai con ngươi, không thể tin dơ ngón tay lên lấy lò luyện đan. Tiểu sư muội, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Bạch Trạch không kịp chờ đợi thay hắn đem tiếp đi xuống nói, làm sao có thể đem trứng nấu rồi? Lục Cảnh Thâm lắc đầu, hít sâu một hơi nói, bếp sau có nồi sắt, tiểu sư muội ngươi muốn trứng luộc, dùng nồi chính là. Ngươi làm sao có thể dùng lò luyện đan? Đây quả thực là phung phí của trời. Lò luyện đan khó được. Lúc trước Thịnh Ninh nói muốn muốn luyện đan thời điểm lục thanh an nhìn xem giá trị hơn ngàn thượng phẩm linh thạch lò luyện đan con mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp mua xuống hiện tại nàng không cầm lò luyện đan luyện đan lại muốn lấy ra trứng luộc bạch trạch các ngươi tông môn não mạch kín ta thực sự không thể lý giải như thế lớn trái trứng khẳng định không phải phổ thông gà vịt có thể hả bọn hắn lại còn có nhàn tâm nghĩ ở chỗ này thảo luận lò luyện đan trứng luộc phung phí của trời sự tình thân là sống không biết bao nhiêu năm thần thú bạch trạch chưa bao giờ thấy qua như thế không đáng tin cậy tông môn đệ tử toàn trường duy nhất bình thường Tô Đại Uyên lúc này cũng tiến tới góp mặt. Hắn đầu tiên là mắt nhìn lò luyện đan, lại đem ánh mắt rơi vào viên kia tuyết trắng trứng bên trên, viên này trứng là sư phụ trong phòng viên kia. Thịnh Ninh gật đầu, chính là Bạch Trạch đại nhân nói đây là viên chết trứng, ta nghĩ đến không thể lãng phí lương thực, chuẩn bị nấu một chút mọi người phân ăn. Bạch Trạch đứng ở một bên rơi chân, vừa mới nó đều phát ra tia sáng, người không nhìn thấy sao? Thịnh Ninh khóe miệng ngậm lấy cười, đáy mắt trêu tức lóe lên một cái rồi biến mất, so với con mắt nhìn thấy, ta càng tin tưởng Bạch Trạch đại nhân nói. Đã Bạch Trạch đại nhân nói viên này trứng còn có sống hy vọng, người biết đây là viên cái gì trứng sao? Bạch Trạch lúc này mới ý thức được mình bị đùa nghịch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan vặn thành một đoàn, liền gặp hai tay của hắn vòng ngực quay lưng đi. Không biết, dù sao không phải ta. Dụ Giá đứng ở một bên một mặt không hiểu, không phải, còn nấu không nấu cái này trứng. Ta chỗ ấy còn có chút hoa tiêu mặt, chấm ăn tư vị khẳng định không sai. Thịnh Ninh trong tiểu viện, trừ dụ giã đình lấy một đầu bao ngồi xổm ở nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn bên ngoài thịnh ninh mấy người toàn bộ vây quanh một quả trứng tại truyền ta chỗ này có không ít thượng phẩm linh thạch cho nó dùng nó có thể hấp thu sao lục thanh an vạn lông mày không phải dùng đan dược đi ta chỗ này còn có rất nhiều bổ linh đan hiệu quả không tệ lục cảnh thâm nhẹ sách một tiếng đứa nhỏ này có thể hay không phát dục không tốt sử bắn đi một thương đánh nát sắc ngoài nhìn xem nó có phải là thật hay không chết rồi nếu là không chết lại tìm cái vật chứa chứa vào nờ Quan Vân xuyên tay cầm gát linh, một mặt không kiên nhẫn. Thịnh Ninh cùng Tô Đại Uyên còn có Bạch Trạch ba người đứng ở một bên, ngón tay ở trên cầm khẽ vuốt. Vì cái gì không đi hỏi hỏi sư phụ đâu? Tô Đại Uyên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem viên kia bị linh thạch đan dược bao bọc trứng, trầm giọng mở miệng. Thịnh Ninh nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hướng về phía không khí mặt không thay đổi cười âm thanh, sư phụ căn bản không nhớ ra được thứ này là cái gì, lại là từ chỗ nào đến. Nếu không nàng đã sớm ôm lấy trứng đi tìm sư phụ. Tô Đại Uyên sắc mặt cứng đờ, cuối cùng đưa tay vỗ nhẹ chán, ta cấp quên, sư phụ trí nhớ không tốt. Đời trước sư phụ cũng là dạng này, chuyển cái thân là có thể đem tất cả sự tình lãng quên. Nếu không phải đã từng hắn được chứng kiến sư phụ uy phong bắt diện bộ dáng, hắn đều không thể tin được, bây giờ bộ này sợ đầu sợ đuôi bộ dáng người, sẽ là sư phụ của hắn. Khóe miệng căng cứng thành một đường thẳng, Tô Đại Uyên thu tầm mắt lại, vậy cái này trái trứng. Chỉ thấy Thịnh Ninh từ trong ngực móc ra một con mới tinh túi giới tử, đây là các nàng vừa tới U Vân Thành lúc, nàng kịp thời bổ sung túi giới tử. Trước đó bọn hắn sư huynh muội sau cái túi giới tử, toàn bộ dùng tại Bạch Trạch cung điện. Tất cả túi giới tử đều trang tràn đầy, liền một tia khe hở đều không. Nếu là tùy ý đem viên này trứng ném vào, chỉ sợ sẽ chỉ bị đập vỡ. Trước hết để cho nó tại túi giới tử bên trong đợi, có lẽ một ngày kia nó bản thân liền nở cũng khó nói. Thịnh Ninh đem trứng thu vào túi giới tử bên trong thời điểm, trốn ở trong góc vẽ vòng tròn dụ dã quay đầu, đáy mắt còn mang theo không bỏ lớn như vậy trứng, hắn hai đời cũng chưa từng ăn đâu. Hắn chính là nghĩ nếm cái tươi, muốn thử xem lớn trứng tư vị có phải là cùng gà vịt trứng hương vị giống nhau mà thôi. Chỉ thế thôi, bọn hắn không giữ quy tắc băng khi dễ hắn. Dụ dã nội tâm ủy khuất, nhưng hắn không dám nói. Bởi vì chỉ cần hắn nói, liền khẳng định lại sẽ bị đánh một đầu bao. Đợi đến Thịnh Ninh đem trứng thu xếp tốt, nàng vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị sư huynh, các sư huynh tới tìm ta là vì. Chúng ta trở về đúng lúc, U Vân Thành bên cạnh tiểu thành trấn bên trong cũng xuất hiện tà túy, Thái Hư Tông bên kia đã chạy tới trừ ta, ta nghĩ đến mang các ngươi xuống núi lịch lãm một phen. Chẳng qua chúng ta mới từ tông môn thi đấu trở về, không bằng trước nghỉ một chút. Tô Đại Uyên đơn giản nói tóm tắt mà nói lần này tới tìm Thịnh Ninh nguyên nhân. Bởi vì trước đây không lâu bọn hắn mới vừa ở U Vân Thành rơi xuống đất thời điểm, Thịnh Ninh nhờ vào đó cho vô địch tông đánh sóng tuyên truyền. Hắn vốn muốn mượn lần này khu trục tà túy, liền có thể càng thêm lung lạc dân tâm làm lý do, mang theo các sư đệ sư muội xuống núi lịch lãm sắp đến tiểu sư muội trong viện hắn mới nhớ tới tiểu sư muội cùng mình khác biệt hắn có thể không biết ngày đêm tu luyện lại khổ lại mệt mỏi cũng không sợ nhưng tiểu sư muội không giống tiểu sư muội thân thể dễ hỏng hắn không thể dùng đã từng huấn luyện sư đệ nhóm phương thức huấn luyện nàng đáy mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa tô đại uyên đưa tay tại trên đỉnh đầu nàng khẽ vuốt không đi cũng không quan hệ thái hư tông nhiều người có thể giải quyết những cái kia tà túy giờ phút này chính chuẩn bị xuống núi tiến đến xua đuổi tà túy thái hư tông đệ tử hung hăng hát hơi một cái Cùng lúc đó, Thịnh Ninh trong đầu đột nhiên nhảy ra trước đó đọc sách lúc nguyên tác nội dung. Nàng nhớ kỹ trong sách lúc này, Tô Đại Uyên hòa dụ cũng hẳn là còn đang bế quan. Lục Cảnh Thâm thì tại trong núi sâu suýt nữa gặp nạn, trở lại vô địch tông sau ngay tại trong tông môn tu dưỡng thân thể. Sư Nguyệt Giao lại vào lúc này trở về, nói cho bọn hắn U Vân Thành bên trong có tà túy quấy phá, muốn bọn hắn xuống núi xua đuổi tà túy. Lúc ấy toàn bộ vô địch tông trên dưới, chỉ có Lục Thanh An cùng Quan Vân Xuyên còn có thể nhảy nhót. Hai người không chút suy nghĩ, liên hành trang đều không thu thập liền đi theo sư nguyệt giao xuống núi bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lần này rốt cục có thể tại sư nguyệt giao trước mặt hiện ra bản lãnh của mình cái sau nhất định có thể khi nhìn đến năng lực của bọn hắn về sau đi theo đám bọn hắn thật tốt đợi tại vô địch tông không nghĩ bọn hắn vừa xuống núi liền đụng vào thái hư tông đội ngũ sư nguyệt giao lôi kéo hai người bọn họ về chỗ còn nói cái gì tông môn một nhà thân một đường tiến về u vân thành trên đường sư nguyệt giao đều tại cùng thái hư tông đệ tử vui cười đùa giỡn hoàn toàn coi nhẹ lục thanh an hai người phút cuối cùng gặp được nguy hiểm nàng lại hô hai người đánh trước trận đầu nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh rất lợi hại nhất định có thể tiêu diệt chỉ là tà túy đúng hay không thịnh ninh đến bây giờ đều nhớ trong nguyên tắc sư nguyệt giao hai tay nâng tâm địa vỗ lục thanh an hai người mông ngựa hai người này cũng là bị nàng mê tâm thần việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất xông lên phía trước khiến cho bọn hắn không nghĩ tới chính là lần này xuất hiện tại u vân thành bên trong cũng không phải là tà túy còn có tà tu cùng ma vật hai người đến cuối cùng rơi cái trọng thương công lao lại toàn để thái hư tông cầm đi đoạn thời gian kia tất cả mọi người tại tán dương thái hư tông vĩ đại lại không người nhớ kỹ nếu không phải lục thanh an hai người thái hư tông căn bản không thể thuận lợi như vậy thu phục tà tu ma vật thịnh ninh nghĩ tới đây thời điểm trong đầu lại nhảy ra sư nguyệt giao mang theo tần xuyên bọn hắn đi ra bí cảnh ý nghĩ cuối cùng nàng đưa ánh mắt nhìn về phía lục thanh an cùng quan văn xuyên quả nhiên sắc mặt hai người cực kỳ khó coi biết được nguyên tắc nội dung nàng dạo bước tiến lên đưa tay bắt lấy lục thanh an ống tay áo nhị sư huynh chúng ta phải xuống núi sao lục thanh an còn đắm chìm trong kiếp trước trong hồi ức lúc này thịnh ninh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn còn hỏi hắn muốn hay không xuống núi hắn nghĩ kéo lên khóe môi nói cho nàng không cần quan tâm cảm thụ của hắn nhưng khóe miệng của hắn cứng đờ vô luận như thế nào đều dương không dày bất đắc dĩ từ bỏ hắn chỉ có thể đưa tay tại đỉnh đầu nàng vỗ nhẹ tiểu sư muội muốn đi cứ đi không cần bận tâm sư huynh ý nghĩ thịnh ninh lắc đầu nếu như lần này sư nguyệt giao bọn hắn còn chưa có trở lại thì thôi nhưng ta có dự cảm bọn hắn khẳng định đã trở về giống như vậy có thể thể hiện ra nữ chủ vạn người mê kịch bản tiết điểm sư nguyệt giao thân là trong sách này nữ chủ làm sao có thể không xuất hiện đã sư nguyệt giao tải kia lục thanh an cùng quan văn xuyên nếu là xuống núi cảm xúc có lẽ sẽ trở nên không ổn định các sư huynh không muốn nhìn thấy nàng chúng ta có thể không hạ sơn dù sao vô địch tông đã cầm tông môn thi đấu thứ nhất thanh danh của bọn hắn đã đánh đi ra làm gì còn muốn quan tâm cái này điểm danh âm thanh. Tiếng nói của nàng rơi xuống, liền gặp Lục Thanh An rốt cục kéo lên khóe môi, đi. Đương nhiên muốn đi, vì cái gì không đi, Quan Vân Xuyên không giống hắn như vậy sáng sủa. Chỉ gặp hắn bóp cò, họng súng nhắm thẳng vào ngoài cửa một khối đá. Mấy phát xuống dưới, tảng đá nháy mắt băng thành mảnh vụn, đúng vậy. Vì cái gì không đi, chúng ta không chỉ có muốn đi, còn muốn đi băng sư nguyệt giao đầu, càng muốn đem thái hư tông dẫm tại dưới chân. U Vân Thành khoảng cách vô địch tông cũng không tính xa thịnh ninh mấy người hướng trên thân dán hai tấm truyền tống phù liền có thể được đưa đến. Nhưng mấy người bọn họ nhưng không có ngay lập tức hiện thân tại U Vân Thành. Dùng thịnh ninh nói, thái hư tông cường đại như thế, bọn hắn một cái môn phái nhỏ không cần tiến lên dễ thấy. Bọn hắn chỉ cần tại bên ngoài nhìn có bị thương hay không bách tính, lại đến đi thả cái trị liệu thuật là được. Đến lúc đó thái hư tông nhìn thấy bọn hắn, không chừng sẽ còn nghĩ đến làm sao trả thù tại thi đấu bên trên, bọn hắn để thái hư tông chuyện mất mặt đâu dù là Tô Đại Uyên đã hiểu rõ nhà mình tiểu sư muội tính tình. Nghe được tiểu sư muội nói trước cầu, cho Thái Hư Tông đem tà tu ma thú đều xử quyết không sai biệt lắm lại đến lúc. Mặt mày của hắn vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. U Vân Thành bên ngoài một gian không người ở lại nông trại bên trong, Thịnh Ninh nằm sấp ở trên bàn, ngủ nhan mười phần nhu thuận. Nàng ngủ say xưa, bên cạnh dụ dã nhíu mày, nhịn không được đưa tay tại mi tâm của nàng đâm một chút. Ngươi làm cái gì đây? Tiểu sư muội mới vừa ngủ, Lục Thanh An, ba, mà đem hắn tay đẩy ra, nhíu mày chừng mắt liếc hắn một cái. Dụ giá bị đánh cũng không giận, chỉ là mặt mũi tràn đầy xoắn suýt mà nhìn xem ngủ thịnh ninh, tiểu sư muội vừa rồi nói cái gì tới. Nàng nói sư Nguyệt Giao đã đi vào kim đan, nàng đã lạc hậu quá nhiều, cho nên khoảng thời gian này nàng phải thật tốt tu luyện. Lục cảnh thâm trong tay còn cầm một con trang bổ linh đan bình xứ. Tiểu sư muội vừa nói xong phải thật tốt tu luyện về sau, hắn liền không kịp chờ đợi tìm được bổ linh đan, nghĩ đến để nàng đập thuốc lại bắt đầu tu luyện ai ngờ hắn vừa tìm tới đan dược lại ngẩng đầu lên thời điểm đối phương đã ngủ mà lại còn là một bộ ngủ say xưa bộ dáng lục cảnh thâm kéo ra khóe môi lại đem đan dược thu về dụ dã nghe xong hai vị sư huynh nói lời về sau nhíu chặt mặt mày vết nhăn càng sâu nàng cứ như vậy tu luyện quan vân xuyên cái cằm dựng ở trên bàn ngày bình thường nghiêm túc thận trọng trên mặt hiện ra một vòng khởi ý tiểu sư muội còn nhỏ các người chưa từng nghe qua một câu sao vĩnh viễn trẻ tuổi vĩnh viễn ngủ không tỉnh nàng cái tuổi này yêu đi ngủ rất bình thường có quan vân xuyên nhắc nhở, dụ dã mới nhớ tới nhà mình tiểu sư muội chẳng qua 15 năm tuổi. Thực sự là thịnh ninh ngày bình thường biểu hiện hoàn toàn không giống cái 15 tuổi hai tử. Gặp được thái hư tông liền gây sự, gặp được khắc tính tình liền trở nên trầm ổn. Dụ dã ngậm miệng lại, cũng tìm sạch sẽ địa giới ngồi xếp bằng tu luyện. Bọn hắn đời trước chính là ăn người ít tu vi thấp thua thiệt. Bây giờ tiểu sư muội đều nghĩ đến phải cố gắng tu luyện tăng lên tu vi, bọn hắn làm sao có thể lạc hậu hơn nàng. Thế là tại thịnh ninh dẫn đầu dưới, Tô Đại Uyên năm người nhau nhau ngồi trên mặt đất, đả tọa tu luyện. Bạch Trạch tới lui một đôi nhỏ chân ngắn ngồi ở một bên, trong ngực còn ôm lấy cái có hắn nửa cái đầu lớn linh đào. Thấy Thịnh Ninh sáu người cũng bắt đầu tu luyện, hắn đột nhiên trừng lớn hai con ngươi. Không phải, các người cứ như vậy bắt đầu tu luyện rồi. Còn có ai có thể quản quản ta đứa trẻ này nhi? Bị hắn đeo ở hông thu thu cũng đi theo lên tiếng, thu thu thu. Nhưng lúc này Thịnh Ninh mấy người đều đã nhập định, căn bản nghe không được ngoại giới động tĩnh. Bạch Trạch rủ xuống đôi mắt rút ra thu thu, cũng chỉ có ngươi, có thể làm bạn với ta, cho ta giải lao. Đi theo chủ tử bên người bao nhiêu năm cũng không thể cùng chủ tử nói câu nói trước thu thu, vừa bị khen một câu liền không nhịn được toàn thân đỏ lên nóng lên. Thu thu, Bạch Trạch không nghĩ tới nó sẽ còn xấu hổ, trên dưới lắc lắc nó về sau, miệng lớn đem linh đào ăn xong, cuối cùng thừa cái hột đào vứt trên mặt đất. Đã bọn hắn đều không để ý hai ta, chúng ta chỉ có thể bản thân tìm thú vui. Nói xong, liền gặp hắn vung lên trong tay mọc ra dây leo thu thu không lớn nông trại bên trong, liền nghe tiếng xé gió lên. Nguyên bản rơi trên mặt đất hột đào bị quật trên mặt đất đảo quanh. Bị xem như con quay roi cán thu thu, thu thu, nó còn không bằng đợi tại thịnh ninh bên người đâu. Muốn nó một cây trên thần thụ diễn sinh ra nhánh cây nhỏ, khi nào nhận qua bi thảm như vậy đãi ngộ. Thu thu khóc không ra nước mắt, bạch trạch lòng tràn đầy không thú vị. Một thần thú một nhánh cây dựa vào quật hột đào tại nông trại bên trong sinh hoạt. Thẳng đến ngày này có người gõ nông trại ngoài viện cửa có người, tiểu hài nhi, cha mẹ ngươi đâu? Sư Nguyệt Giao cùng Tần Xuyên mấy người thấy nơi đây nông trại sạch sẽ, vốn nghĩ đến đòi hớp trà uống, không nghĩ tới gõ cửa hồi lâu cũng không thấy có người ra tới. Coi là nông trại không người ở lại, mấy người đang chuẩn bị quay người rời đi, liền gặp một viên cái đầu nhỏ ló ra. Bạch Trạch chính cảm thấy nhàm chán đâu, nghe được bên ngoài có người gõ cửa, thò đầu ra về sau, liền gặp mấy tên tu vi cũng không tệ lắm, nhưng thân hình chật vật tu sĩ đứng tại ngoài cửa viện. Sư Nguyệt Giao thân là ngay trong bọn họ duy nhất nữ tính, Bạch Trạch tại cùng nàng bốn mắt nhìn nhau về sau, trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc. Ta không có cha mẹ, đang muốn khen hắn đáng yêu sư nguyệt Giao, cái gì? Bạch Trạch lui lại một bước, trầm giọng mở miệng, trên người ngươi thối quá. Không phải người bình thường hơn 10 ngày không có tắm rửa hôi chua, mà là người sau khi chết mùi hôi, chỉ là Bạch Trạch tuyệt không tiếp xúc qua người chết. Không biết sau khi chết mùi hôi là mùi vị gì. Cho nên lúc này hắn chỉ cảm thấy sư nguyệt Giao toàn thân bốc mùi, thúi để hắn muốn ói. Sư Nguyệt Dao thấy Bạch Trạch che mũi lui lại một bước, đối với mình mặt lộ vẻ ghét bỏ bộ dáng, giữa lông mày hiện lên âm độc. Trên mặt nàng lại không hiện, chỉ là cúi đầu xuống người người ống tay áo của mình, ôn nhung mở miệng nói, "Tiểu hài nhi, người có phải hay không nghe sai rồi?" Quần áo đều xé rách mấy đạo lỗ hồng tịch trấn dùng sức nhíu mày, chỗ nào đến vô lễ như thế tiểu hài nhi, nhà ta tiểu sư muội toàn thân trên dưới đều là hương. Tống Bắc mấy người càng là lộ ra một bộ hung hãn bộ dáng, nhà ngươi cha mẹ đâu, nói cho bọn hắn, Thái hư tông thân truyền đệ tử đến đây lấy uống miếng nước. Bạch Trạch thực sự không có ở Sư Nguyệt giao trên thân nghe ra cái gì hương tới. Hắn là thú loại, cho dù là thần thú, khứu giác cũng phải so với nhân tộc linh mẫn. Hắn sẽ không nghe sai trên người nàng mùi thối. Hiện nay Tống Bắc tự giới thiệu, tự xưng là Thái hư tông đệ tử, hắn tấm kia vốn cũng không có thiện ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bài xích càng phát ra nghiêm trọng. Cái gì cửa đều vô dụng, nơi này không chào đón các ngươi. Hắn lần nữa lùi lại hai bước, đưa tay liền phải đóng lại cửa sân. Không ngờ hắn vừa muốn đóng cửa lại, một bàn tay liền chống đỡ tại trên cửa viện. Tịch chấn sắc mặt khó coi, nếu không phải trở ngại mình là Thái hư tông đệ tử thân phận, lòng giả cao hắn tính tình sớm đã phát tác. Mặt lạnh ném ra một con túi giới tử, liền nghe hắn mở miệng nói, "Nơi này là 30 viên thượng phẩm linh thạch, chúng ta chỉ muốn uống miếng nước." Bạch Trạch cau mày, hắn đến đến trên đại lục cũng có mấy ngày, biết đại khái trên cái này đại lục phân bố. Hắn đã nói nhiều lần không để bọn hắn vào cửa, bọn hắn không quay người rời đi thì thôi còn cầm Thái Hư Tông thân truyền thân phận ép hắn, còn ném cho hắn 30 viên thượng phẩm linh thạch. Hắn tại Thiên Linh Sơn trong cung điện liền có đếm không hết, xài không hết linh thạch. Căn bản chướng mắt cái này nơi nơi 30 viên linh thạch. Bạch Trạch thân là thần thú, uy nghiêm mấy lần bị khiêu khích, không thể nhịn được nữa hắn, lúc này rút ra thu thu nhắm thẳng vào mặt của bọn họ, đem bọn hắn đều ném ra bên ngoài. Thu được chỉ lệnh thu thu lúc này kéo dài tới ra dây leo, hướng phía Sư Nguyệt giao mấy người phát khởi thế công. Thu sư nguyệt giao mấy người khi nhìn đến bạch trạch tay cầm thu thu thời điểm trong đầu vô ý thức nhảy ra thịnh ninh thân ảnh lúc trước thịnh ninh cũng không có ít dùng căn này phá nhánh cây đối phó bọn hắn thậm chí còn dùng nó cướp đi nguyên bản thuộc về yêu thú của bọn hắn nội đan tần xuyên không biết thu thu là thịnh ninh đồ vật nhưng thấy thu thu dây leo hướng mình đánh tới lúc hắn tại chỗ phóng xuất giao y áp tới hợp thể kỳ tu sĩ tần xuyên vừa mới thả giao y áp bạch trạch liền triệu hồi thu 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 chẳng qua là trên thần thụ một cái nhánh cây đám người này ở trong đã có hợp thể kỳ tu sĩ, thu thu tất nhiên không phải đối thủ của đối phương. Bạch Trạch ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tần xuyên, giữa lông mày thành thục cùng hắn non nớt bề ngoài một trời một vực. Qua tuổi trăm tuổi hợp thể kỳ, mặc dù mới tiến cấp không bao lâu, thiên phú cũng không tệ. Non nớt lời nói để người nghe xong toàn thân khó chịu. Phẳng phất một cái chẳng qua hai ba tuổi lớn hài đồng, lại có được một đôi mắt nhìn xuyên tường, liếc mắt là có thể đem người xem thấu. Tần xuyên đè xuống nội tâm cảm giác khó chịu, ngước mắt cùng bạch trạch bốn mắt nhìn nhau làm phiền chúng ta chỉ là nghĩ lấy uống miếng nước bạch trạch nghiêng người sang cho hắn đưa ra vị trí trong viện có giếng nước không thể vào nhà tịch trấn đứng ở một bên sớm đã khó chịu bạch trạch thật lâu hắn nhạy sách một tiếng tiểu hài nhi người biết mình tại nói chuyện với người nào sao người dặm này cùng chúng ta nói chuyện ngày sau không muốn vào thái hư tông trở thành đệ tử rồi phải biết thái hư tông tài nguyên phong phú mỗi lần chiêu sinh đều là chèn phá đầu mới có thể đi vào nội môn đứa trẻ này như thế mà có thể liếc mắt xem thấu tần xuyên tu vi. Chắc hẳn ngày sau là cái đáng làm chi tài, nhưng hắn không chỉ có đối bọn hắn không khách khí, còn dám đối bọn hắn động thủ. Bạch Trạch vốn không muốn làm cho bọn hắn tiến viện tử, nếu không phải hắn kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tự nhận đấu không lại tần xuyên, lúc này cũng không có tịch trấn nói chuyện vân. Tiểu thân bản sắp vào chạm tại trên khung cửa, Bạch Trạch miễn cưỡng ngước mắt nghễ mắt tịch trấn thái hư tông. Tính là thứ gì, lời này vừa nói ra, không chỉ có tịch trấn cả kinh trừng lớn hai con ngươi liền Tần Xuyên cũng dừng lại bước chân tiến tới. Sư Nguyệt Giao lần này tại bí cảnh bên trong phạm sai lầm chí mạng, suýt nữa hại đám người bọn họ mất mạng trong đó. Lúc này nàng nhìn thấy Tần Xuyên nhăn lại mặt mày, đáy mắt lộ ra không vui, nàng tranh thủ thời gian chạy đến Bạch Trạch trước mặt, đưa tay liền phải bóp hắn khuôn mặt. Nhưng nàng không biết, Bạch Trạch khứu giác linh mẫn, tại nàng tới gần lúc, trên người nàng mùi hôi thối liền để Bạch Trạch che mũi liều mạng lui lại, người muốn làm gì? Cách ta xa một chút. Sư Nguyệt Giao trên mặt đùa tiểu hài nhi ý cười tán đi nàng mấp máy khóe môi ở trước mặt hắn ngồi xuống thân eo nụ cười trên mặt giảm nhạt tiểu hài nhi người có biết thái hư tông là bốn đại tông môn đứng đầu biết lại như thế nào một đám kim đan kỳ tu sĩ liền dám xưng thứ nhất khó trách đại lục biến thành bây giờ bộ dáng như vậy phải biết vạn năm trước phi thăng tu sĩ nhưng không phải số ít không quá gần ngàn năm qua phi thăng tu sĩ dần dần ít đi bạch trạch hiếm khi chú ý đại lục tình huống dưới mắt xem ra đám này tu sĩ phi thăng không được trừ đại lục linh khí dần dần giảm bớt tâm tính cũng không được Bạch Trạch lời nói này triệt để chọc giận Tịch Trấn, hắn kéo ra Sư Nguyệt Dao, khom lưng bắt lấy Bạch Trạch vạt áo, đem cả người hắn đều sách. Một đám kim đan kỳ tu sĩ không thể xưng đệ nhất. Người có biết ta một ngón tay liền có thể đem ngươi ép thành cho. Nói, liền gặp Tịch Trấn giơ lên một ngón tay, lòng bàn tay dán tại Bạch Trạch chỗ mi tâm. Ý thức được đối phương muốn đối tự mình động thủ, Bạch Trạch mi tâm run lên, trong ngực hắn Thu Thu càng là hộ chủ quấn quanh ở Tịch Trấn trên cổ tay. Tịch Trấn vừa nhìn thấy Thu Thu liền đến khí, khóe miệng kéo ra một vòng giễu cợt, hắn lạnh giọng cười một tiếng, "Ta mặc kệ ngươi cùng Thịnh Ninh có quan hệ gì, Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi sẽ vì ngươi lời mới vừa nói trả giá đắt." Thúc đẩy sinh trưởng trong cơ thể linh lực, mắt thấy Tịch Chấn liền phải chấn khai trên cổ tay ngăn cản động tác của mình dây leo, một đảo lạnh lùng chế giễu âm thanh bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Lớn như vậy Thái Hư Tông, vậy mà khi dễ một tái không có tu vi tiểu hài nhi. Chuyện này nếu là truyền đi, Tần Đạo Hữu ngươi nói, Thái Hư Tông còn có thể tiếp tục trên đại lục đặt chân sao? Thịnh Ninh là bị một đạo uy áp cho đánh thức, sau nguyên anh kỳ càng làm cho nàng không chịu nổi uy áp để nàng ngũ tạng lục phủ tại thể nội lăn lộn. Bị ép mở ra hai con ngươi nàng, liền thấy Bạch Trạch bị bắt nạt một màn. Một mặt thản nhiên đi ra khỏi phòng, Thịnh Ninh nhấc chân liền tới đến tịch trấn bên người, đưa tay từ trong tay hắn đoạt lấy Bạch Trạch. Đưa tay tại tiểu đoàn tử lưng bên trên vỗ nhẹ, "Tịch đạo hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn sống." Tịch trấn tại bí cảnh bên trong ăn Thịnh Ninh bọn hắn thua thiệt vừa rồi hắn khi nhìn đến thu thu lúc liền nghĩ đến thịnh ninh không nghĩ tới nàng vậy mà thật ở chỗ này hô hấp nặng nề một cái chớp mắt tịch chấn mặt đen lên nhìn xem nàng nhờ hồng phúc của ngươi ta còn sống thịnh ninh lông mày gảy nhẹ lại dè ánh mắt rơi vào sư nguyệt dao trên thân xem ra các vị tại bí cảnh bên trong thu hoạch tương đối khá nếu không lấy thái hư tông như vậy sĩ diện tập tính làm sao cũng không thể mặc một thân phế phẩm đi ra ngoài còn có tần xuyên kia một thân so trước đó tại bí cảnh bên trong càng trầm ổn khí tức Thịnh Ninh giật giật khóe môi, sông Tần Xuyên chúc, chúc mừng Tần Đạo Hữu thăng cấp. Một tiếng này âm thanh chúc mừng rơi vào Thái Hư Tông đệ tử trong tay, giống như trào phúng. Bọn hắn tại bí cảnh bên trong xác thực thu hoạch tương đối khá. Lúc ấy từ sư Nguyệt Giao dẫn đường, sam sam nhan sành đối phương lời thề son sắt vỗ ngực hướng bọn hắn cam đoan, nhất định có thể cầm tới số lượng khả quan thiên địa linh bào. Bọn hắn tin nàng đi theo nàng đi, không nghĩ bọn hắn vừa mới đi vào kia phiến cao vút trong mây đại môn, liền bị một lão đầu ngăn lại đối phương mở miệng chính là hỏi bọn hắn rơi cái gì kiếm. Nhưng bọn hắn căn bản không có rơi đồ vật, bị ngăn lại bước chân, vội vàng muốn cầm tới bảo bối tịch trấn Tống Bắc, tại chỗ liền đối lão đầu động thù. Để bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, cái này bí cảnh bên trong coi là thật có thần tiên. Lão đầu chính là cái kia thần tiên. Bị chọc giận lão đầu trực tiếp đem bọn hắn ném đến một chỗ tên là núi đao biển lừa địa phương, Mỹ danh nó nói thay bọn hắn tông môn giáo huấn đệ tử. Ở nơi đó, không riêng thiên hội rơi đau dưới mặt đất đều là bỏng chết người dung nham, bên trong còn đang ngủ say cao dai yêu thú. Trong lúc đó bọn hắn dù cầm tới núi đao biển lửa bên trong, lửa linh thạch, nhưng mỗi người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Cao giai yêu thú khó đối phó, nếu không phải Tần Xuyên bị buộc gấp, nửa đường phá cảnh, bọn hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy từ bí cảnh bên trong ra tới. Trừ cái đó ra, đội ngũ của bọn hắn ở trong còn trà trộn vào hai cái phế vật, mỗi khi bọn hắn sắp thành công săn giết yêu thú lúc, đối phương kiểu gì cũng sẽ nhào lên quấy rối. Cao giai yêu thú nội đan nhưng nhỏ máu nhận chủ cùng tần xuyên đối kháng con yêu thú kia, lập tức liền phải bị săn giết, kia ngu xuẩn lập tức xông lên trước vạch phá ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại viên kia trên nội đan. Nếu không phải tần xuyên ngăn đón, chỉ bằng hắn bộ kia vô xỉ đến cực điểm bộ dáng, hắn nhất định sẽ đem hắn giết. Bây giờ bọn hắn mới từ bí cảnh bên trong ra tới, cũng không biết sư nguyệt giao từ chỗ nào tìm tới lối ra. Lúc này mới vừa hạ xuống địa, liền đâm vào vô địch tông trên họng súng. Tịch trấn gần như muốn đem một hơi răng cắn nát, mà phía sau hắn, một đạo muốn ăn đòn tiếng nói vang lên. Thịnh, Thịnh đạo hữu, thật là ngươi, ta không phải đang nằm mơ, ta thật còn sống trở về." Tạ Văn Tuyên vừa nhìn thấy Thịnh Ninh, liền giống như nhìn thấy Đồng Hương, hai mắt lưng tròng. Hắn bước nhanh về phía trước, đẩy ra ngăn tại Thịnh Ninh trước mặt tịch trấn, đưa tay liền đem Thịnh Ninh ôm thật chặt vào trong ngực. "Ô ô ô, ta rốt cục lại gặp được ngươi, quá tốt, ta kém chút cho là ta không thể sống lấy từ bí cảnh bên trong ra tới." Bị kẹp ở giữa hai người bạch trạch, ngươi có thể hay không trước buông tay? Tạ Văn Tuyên trực tiếp đem hắn nghiến răng nghiến lợi nói lời để qua sau tai. Hắn liều mạng bên cạnh còn có Tần Xuyên bọn hắn tại, trực tiếp liền đem mình tại bí cảnh bên trong gặp phải nói ra. Người cũng không biết, Thái Hư Tông quả thực chính là sao trời, ta đi theo ngươi còn có linh quả ăn, đi theo đám bọn hắn một mực đang bị đánh. Đang khi nói chuyện, liền gặp hắn buông ra ôm chặt Thịnh Ninh hai tay, đưa tay gỡ ra cổ áo, lộ ra bên trong to bằng móng tay máu ứ động. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ta kém chút liền bị nơi đó yêu thú đánh chết, ta thế nhưng là định thiên tông thân truyền đại đệ tử. Người biết yêu thú một cái tát kia, đối ta cái này chừng 100 tuổi hài tử, là bao lớn tổn thương sao? Bị đẩy lên một bên tịch chấn cắn răng ẩn nhẫn, thẳng đến hắn nhìn thấy tạ văn tuyên gỡ ra hoàn hảo quần áo, lộ ra bên trong một chút xíu máu ứ động. Liền vậy vẫn là hắn tại cướp đoạt yêu thú nội đan lúc, không cẩn thận va chạm đến. Tịch chấn không thể nhịn được nữa, cắn răng tiến lên, đang muốn mở miệng, liền bị tạ văn tuyên bàn tay che chỉnh khuôn mặt, có chuyện ngươi chờ một lúc nói, tùy tiện đánh gãy người nói chuyện là không lễ phép hành vi. Tịch Trấn, mẹ hắn, Tạ Văn Tuyên trở mặt, đối mặt Thịnh Ninh lúc lại khóc lên. Hắn méo miệng, tiếng kêu khóc càng thêm vang rồi, ta bị yêu thú quạt một bạt tay cũng coi như, dù sao Tần Xuyên kém chút chết ở nơi nào, ta cũng liền cân bằng. Thế nhưng là nàng, hắn đưa tay chỉ hướng Sư Nguyệt Dao, nàng nói nàng biết bí cảnh lối ra, mang theo chúng ta lung tung đi, còn kém chút bị những yêu thú khác chụp chết. Sam Sam nhan sành Thịnh đạo hữu, ta thế nhưng là bán cho ngươi, người phải làm chủ cho ta. Thịnh Ninh bị hắn gào thét đầu căng đau, nghe được hắn nói hắn bán cho mình, nàng gân xanh trên trán trùng điệp nhảy một cái, ta không có. Tốt an à, Thịnh Ninh, hóa ra là ngươi an bài thằng ngu này đến bên người chúng ta phá hư kế hoạch của chúng ta. Tịch Trấn dù là bị bụng mặt, Tạ Văn Tuyên bàn tay cũng vẫn là không che giấu được hắn đáy mắt lửa giận. Trước đó bọn hắn liền suy nghĩ, Tạ Văn Tuyên ngu xuẩn như vậy làm sao có thể tìm tới hang bảo tàng lối vào. Không nghĩ tới hắn vậy mà là theo chân Thịnh Ninh đi vào. Thịnh Ninh biết hắn xuẩn, cho nên cố ý an bài hắn chờ ở cửa bọn hắn, sau đó xáo trộn kế hoạch của bọn hắn sau. Người ở trong viện đứng, nồi từ trên trời tới. Thịnh Ninh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tần Xuyên mấy người, hắn là mình làm mất. Tạ Văn tuyên tiếng khóc dừng lại một chút, một mặt không hiểu nói, đúng vậy. Khi đó dụ dã tại đằng sau ta hô có quỷ, dọa đến ta cũng không dám loạn động. Ai biết các ngươi chạy nhanh như vậy, ta tìm không thấy các ngươi, chỉ có thể đi theo Thái Hư Tông đi, sau đó ta liền bắt đầu biến không may sư phụ nói ta người ngốc có ngốc phúc, đời ta đều không có giống tại bí cảnh bên trong xui xẻo như vậy qua. Hắn nghẹt ngào một chút, trên mặt một tia nước mắt đều không có, thịnh đạo hiểu, người muốn thay ta lấy lại công đạo. Thịnh ninh đưa tay vuốt vuốt nở đầu, đạo, ta cho người thêm 50 viên linh quả. Thành giao, thái hư tông bọn người, thịnh ninh cùng bạch trạch. Dụ giá bọn người lúc này cũng bởi vì ngoại giới thực sự quá mức ẩm ý mà thu hồi tiếp tục tu luyện trái tim. Năm người vừa đi ra cửa, liền thấy trong viện vô cùng náo nhiệt. Dụ giá đem Tần Xuyên mấy người từ trên xuống dưới dò xét toàn bộ, lần đầu nhìn thấy chật vật như thế thân truyền, hắn ôm lấy khóe môi mở miệng hỏi đối phương. Các vị đây là vừa nhặt đồ bỏ đi trở về. Ngược lại là Tô Đại Uyên, liếc mắt liền chú ý tới Tần Xuyên tu vi, hợp thể kỳ. Đời trước vô địch tông diệt môn trước đó, Tần Xuyên đều một mực ở vào nguyên anh viên mãn. Không nghĩ tới đời này Tần Xuyên tốc độ tu luyện vậy mà như thế nhanh chóng. Chắc là bọn hắn sau khi sống lại sinh ra một hệ liệt biến hóa trước đó hắn còn có thể cùng tần xuyên một trận chiến bây giờ tần xuyên đã đi vào hợp thể giữa hai người nhiều một đạo hồng câu sợ là trong thời gian ngắn hắn đều đánh không lại hắn nghĩ đến nếu là tần xuyên lúc này muốn diệt vô địch tông bọn hắn sư huynh đệ mấy cái có thể trong tay hắn sống sót tỷ lệ không đủ một nửa sắc mặt của hắn lạnh thấu xương nước mắt cùng tần xuyên bốn mắt nhìn nhau giữa lồng mày ngập trời hận ý để cái sau nhíu mày quan vân xuyên ngược lại là so trước đó càng dứt khoát hắn móc ra gắt linh đem miệng súng trực tiếp nhắm ngay sư nguyệt dao sư nguyệt dao nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện hắn liền đã bóp cò đạn lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt thẳng bức sư nguyệt dao mặt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một đạo vòng phòng hộ bỗng nhiên tại sư nguyệt dao trước mặt đứng lên đạn rơi vào vòng phòng hộ bên trên nháy mắt hóa thành bột phấn là tần xuyên quan vân xuyên mặt mày lãnh túc nhìn về phía tần xuyên ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết tránh ra tần xuyên không nói chuyện cùng hắn chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng tô đại uyên Tô Đạo Hữu vô địch tông đây là tại hướng Thái Hư Tông tuyên chiến. Tô Đại Uyên sắc mặt cấp tốc trầm xuống, giống như trước đó tiểu sư muội nói tới, Thái Hư Tông người đông thế mạnh, chính là một người phun một bãi nước miếng, đều có thể đem vô địch tông chìm. Dưới mắt cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất, Tô Đại Uyên đưa tay đè xuống họng súng, đối Tần Xuyên mở miệng nói, không dám. Sư Nguyệt Giao đứng tại vòng phòng hộ phía sau, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may vô sự phát sinh, nàng ngước mắt sông Tần Xuyên cảm kích cười một tiếng, tạ ơn đại sư huynh. Mềm mại tiếng nói tại trong tiểu viện vang lên, Quan Vân xuyên mài mày răng hàm, đang muốn lần nữa nổ súng, liền nghe vang lên bên tai Tô Đại Uyên quát chói tai. "Vân Xuyên, an tâm chớ vội." Tô Đại Uyên sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là truyền âm cùng hắn. Biết hiện nay mình không thể cho Vô Địch Tông tìm phiền toái, Quan Vân Xuyên chỉ có thể thả ra trong tay gắt linh. Chỉ là hắn nhìn về phía Sư Nguyệt giao ánh mắt, vẫn như cũ mang theo tử vong đóng băng. Không lớn trong viện đứng ba cái tông đệ tử, trước đây không lâu còn có chút rộng rãi viện tử, lúc này trở nên chật trội lên. Thịnh Ninh đem trong ngực bạch trạch buông xuống, cái sau hai chân vừa mới chạm đất, Thịnh Ninh liền nghe hắn nãi thanh nãi khí mở miệng, "Đến. Cái gì đến rồi?" Nàng quay đầu đi, liền gặp bên ngoài sân nhỏ một trận bụi đất tung bay. Từng đạo không có thực thể màu xám đen linh thể chạy về phía này. Mỹ vị tu sĩ, mỹ vị tu sĩ, mỹ vị tu sĩ. Là tà túy, đỉnh đầu vang lên tạo văn tuyên tiếng kinh hô lúc, thịnh ninh đã ôm lấy bạch trạch chạy đến các sư huynh bên người nàng vặn lên lông mày, trầm giọng mở miệng, chuyện gì xảy ra? Không phải nói Thái Hư Tông ngay tại U Vân Thành bên trong trừ tà túy, vì cái gì bọn hắn sẽ tới? Dụ giá khóe môi nhếch, bị tay áo lớn ẩn tàng ngón tay tung bay, ai biết được, nói không chừng tựa như nói cảm ơn bạn nói như vậy. Hắn mở mắt ra mắt nhìn Sư Nguyệt Giao, Thái Hư Tông là sao chổi cũng nói không chừng đấy chứ. Người nói ai là sao chổi đâu? Tịch Trấn vô cùng tức giận, vô địch Tông nhiều lần tới cửa khiêu khích Thái Hư Tông, bọn hắn đều không có cùng vô địch Tông so đo. Muốn hắn nói chính là các trưởng lão cùng các sư huynh quá nhân từ, vô địch tông một cái môn phái nhỏ, tiện tay diệt chính là, làm gì giữ lại bị khinh bỉ. Trên người hắn ẩn ẩn lộ ra sát ý. Tần Xuyên liền một cái ánh mắt đều không cho hắn, chỉ là quát khẽ một tiếng, Tịch Chấn, nói cẩn thận. Tịch Chấn nhất thời ngậm miệng lại, dưới mắt Tần Xuyên thân phận lớn nhất, hắn chỉ có thể nghe hắn giáo huấn. Trên người sát ý tu liễm, chỉ là trong con người oán hận từ đầu đến cuối không có tán đi. Vô địch tông liên tiếp khiêu khích Thái hư tông mặt mũi. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ để cho bọn hắn biết Thái Hư Tông không phải tốt như vậy chiêu chọc. Tịch Chấn đáy mắt oán hận quá mức mãnh liệt, liền Tạo Văn Tuyên đều cảm nhận được. Hắn vốn là cùng Thịnh Ninh bọn hắn là một đám, lúc này hắn vừa chạy đến Thịnh Ninh bên người, cảm nhận được Tịch Chấn ánh mắt, hắn quay đầu lại chừng hắn. Ta nói chính là ngươi Thái Hư Tông làm gì? Ngươi còn có thể truy ta đến Định Thiên Tông sao? Tịch Chấn phút chốc trừng lớn hai con ngươi, móc ra phủ lục liền phải động thủ. Tịch Chấn Tần Xuyên rốt cục quay đầu lại đưa tay cầm cổ tay của hắn, người muốn cùng định tiên tông là địch sao? Tịch chân khí thở như trâu, thì tính sao, định tiên tông khí số đã sớm tận, nơi nào so ra mà vượt nửa cái thái hư tông? Tiên trưởng lão không phải từng nói muốn chiếm đoạt mặt khác ba đại tông môn. Hiện nay tạo văn tuyên ở chỗ này, đại sư huynh, chúng ta liền giết gà dọa khỉ, trước tiên đem hắn cho giết. Tịch chấn hiển nhiên là bị tức hung ác, nói những lời này lúc đầu óc trống rỗng, căn bản bất chấp hậu quả lần này không riêng gì tô đại uyên mấy người đem ánh mắt rơi vào tần xuyên trên thân liền tạ văn tuyên cũng bị tức điên ngươi nói ai là gà đâu ai là gà ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra nguyên lai tưởng rằng hắn muốn rút kiếm đối tịch chấn động thủ thịnh ninh quả nhiên định thiên tông nói hắn người ngốc có ngốc phúc câu nói này nửa chút không sai sam sam nhan sành hiện nay cũng không phải là cãi nhau thời điểm tốt tạ văn tuyên dù ngốc nhưng cũng không phải ngu xuẩn tay hắn xách bản mệnh kiếm dư quang thấy tà túy đã vọt tới cổng liền gặp hắn từ trong ngực móc ra một khối ảnh lưu niệm thạch, sông Tần Xuyên trầm giọng mở miệng. "Chuyện này ta đã ghi lại hình ảnh, Tần đạo hữu, đến lúc đó thỉnh cầu Thái Hư Tông trưởng lão đến cho ba đại tông môn một hợp lý bàn giao." Nói xong cũng gặp hắn rút kiếm liền xông ra ngoài. "Mỹ vị tu sĩ, mỹ vị tu sĩ, mỹ vị tu sĩ." Đình tài nhức óc tiếng ồn ào làm cho người lỗ tai đau. Thịnh Ninh mắt nhìn Tà Túy, phát hiện nó căn bản không có thân thể, chỉ lấy linh thể hiện thế, lại số lượng khổng lồ, đòn công kích bình thường căn bản không thể đem nó tiêu diệt mà tu luyện ra tà túy phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần đem vị vong nhân linh thể sinh sôi lột ra thân thể, thừa dịp bất ngờ lúc. Từ tà tu bóc ra khi còn sống ký ức liền có thể xem như tà túy sử dụng. Phương thức như vậy nhanh lại hiệu suất cao, cũng có tà tu muốn luyện ra cao dai tà túy, liền sẽ phí hết tâm thần bắt giữ oán khí trùng thiên linh thể. Bắt giữ oán khí trùng thiên trong linh thể đồ có lẽ sẽ bị nó phản phệ, bình thường tà tu không muốn cầm tự thân mạo hiểm, chỉ có thể luyện hóa phổ thông tà túy dưới mắt bọn này tính ra hàng trăm tà túy chính là phổ thông tà túy đối phó loại này tà túy phương thức cũng đơn giản chỉ cần một tấm mũ lôi chấn quỷ phù hoặc là lừa đen vó máu chó đen đều được dù vậy cũng vẫn là để thịnh ninh bọn người vặn chặt lông mày có người tại chúng ta không biết nơi hẻo lánh bên trong lạm sát kẻ vô tội trong đó còn có mấy người trúc cơ tu sĩ linh thể lục thanh an mặt đen lên ngăn tại thịnh ninh trước mặt kia một bộ phận tà túy trên người linh lực còn chưa hoàn toàn tán đi xem xét chính là mới từ trong cơ thể con người lột sống ra tới linh thể. Nghĩ đến cái kia tà tu rất có thể đồ một cái thôn trại, Lục Thanh An nhịn không được nắm chặt song quyền. Thịnh Ninh nhìn trước mắt trong suốt trạng tà túy, giữa lông mày hiện lên nghiêm túc. Ngược lại là bên cạnh dụ giã cùng tạ văn tuyên tại Hoa Hoa gọi bày. Dụ đạo hiểu, người thân là phù tu, toàn thân cao thấp làm sao chỉ có hai tấm mũ lôi chấn quỷ phù. Tà túy cái đồ chơi này, nói xong đối phó cũng dễ dàng đối phó, chỉ cần cầm phù lục hướng nó trên đầu dán liền có thể định trụ thân hình. Nhưng ở Thái Bình thịnh thế giới, ai có thể nghĩ tới lập tức có thể xuất hiện nhiều như vậy tà túy. Dụ dã mình cũng không có nghĩ đến đột nhiên sẽ xuất hiện mấy trăm con tà túy, hắn lật khắp túi giới tử chỉ tìm tới hai tấm mũ lôi chấn quỷ phù. Phù lục vừa lấy ra, liền bị tạ văn tuyên cướp đi. Dụ giã giấu ở tay áo lớn hạ một cái tay khác không có dừng lại động tác. Nhìn thấy tạ văn tuyên cướp đi mình phù lục, hắn nhất thời gấp, người đem phù lục lấy đi, ta tiểu sư muội dùng cái gì? tạ văn tuyên vừa nhìn thấy tà túy liền bị dọa đến hai chân như nhũn ra liền kiếm đều cầm không vững chỗ nào còn quản tiểu sư muội đại sư muội đưa tay liền đem phù lục dán tại tà túy bên trên nhưng là ngũ lôi trấn quỷ phu chỉ có hai tấm hai tấm phù lục bị sử dụng hết tạ văn tuyên liền lại tại kêu cha gọi mẹ thịnh ninh bị hắn nhao nhao đau đầu một bên muốn tránh né tà túy còn vừa phải nhắc nhở hắn cẩn thận bị tà túy phụ thân chẳng qua lại nghĩ tới hắn đã nhập kim đan phổ thông tà túy tiến không được hắn thân lại yên lặng ngậm miệng lại trái lại sư nguyệt giao bên kia, những cái kia tà túy tựa như chuyên sông thịnh ninh bọn hắn đến. trường ngẫu nhiên mấy cái rơi đổi, sẽ hướng sư nguyệt giao mấy người bên cạnh chạy, còn sót lại đều tại hướng thịnh ninh mấy người bên cạnh chen. Tống Bắc đứng ở một bên, thấy này khóe miệng tiết ra một đạo hư lạnh. Còn nói là chúng ta sao chổi, xem bọn hắn cái bộ dáng này, ai là sao chổi còn nói không chừng đâu. Tịch Trấn nhìn thấy tà túy hung hăng hướng thịnh ninh bên người sông, cảm thấy cũng đi theo sướng nhanh. Hắn đáy mắt, oán hận còn chưa triệt để tán đi, thậm chí nội tâm còn đang suy nghĩ lấy thịnh ninh mấy người có thể bị lần này tà túy quần sát hoặc phụ thân mới tốt cứ như vậy bọn hắn thậm chí không cần lãng phí tâm thần đi tiêu diệt vô địch tông ý nghĩ này hắn không dám nói ra khỏi miệng chỉ vì tần xuyên còn tại bên người hắn không nghĩ lại bị giáo huấn mắt thấy thịnh ninh mấy người mặt lộ vẻ bộ dáng chật vật tịch trấn vẫn là không nhịn được giơ lên cổ hướng bọn họ mở miệng thịnh đạo hữu muốn hỗ trợ phiên phức mở miệng các ngươi không nói lời nào chúng ta sao có thể biết các ngươi cần hỗ trợ đâu tiếng nói của hắn vừa rớt Tạ Văn Tuyên lập tức xoay đầu lại. Thấy Thái Hư Tông chỗ ấy căn bản không có tà túy, Tạ Văn Tuyên lập tức phát hiện điểm mù. Vì cái gì tà túy không xông các ngươi đi? Úc ta biết, Thái Hư Tông cùng tà tu thông đồng, các ngươi đã sớm cùng tà tu thương lượng xong, tà túy mới sẽ không đối các ngươi động thủ. Ta liền nói Thái Hư Tông một cái phế phẩm tông môn, trừ tần xuyên, chiều đều là một đám vô não chi đồ, sao xứng được với tông môn thứ nhất danh hiệu. Tạ Văn Tuyên tránh thoát một con tà túy công kích, tiếp tục nói, các ngươi chờ lấy, chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo ba đại tông môn trưởng lão. Tịch chấn nghe hắn lời nói về sau, vừa bình phục lại đi tâm tình lần nữa trở nên tức giận lên. Nói hưu nói vượn, Tạ Văn Tuyên, người quả thực tại nói hưu nói vượn. Tạ Văn Tuyên cảm giác được có tà túy ghé vào trên lưng mình, dọa đến hắn đầy sân thét lên chạy loạn, có quỷ a. À. Ta nói hưu nói vượn cái gì, người mắng ta, người chính là trột giả, có quỷ a, à, thịnh đạo hiếu cứu ta, muốn nói Tạ Văn Tuyên đụng tới Thái Hư Tông thật sự là đổ tám đời huyết môi trước đó hắn tại định thiên tông lẫn vào vui vẻ sung sướng trong tông môn các sư đệ đều nhường cho hắn thuở nhỏ được xưng trời sinh kiếm cốt hắn chưa bao giờ có thua trận thẳng đến hắn tại thiên linh sơn ngoại tình đến thái hư tông kém chút bị mưa kiếm đập chết lại suýt chút nữa bị yêu thú chụp chết còn kém chút không thể từ bí cảnh bên trong ra tới hắn viên kia non nớt như hài đồng trái tim nhỏ nhiều lần bị dọa đến đột nhiên ngừng dưới mắt hắn vừa đi theo thái hư tông trở lại đại lục lúc này mới vừa bao lâu đi qua tà túy lại tìm tới cửa khóc chít chít vô dụng trong tay hắn bản mệnh kiếm kiếm khí lạnh lẽo ngược lại là có thể giết những cái này tà túy khuyết điểm duy nhất chính là hắn sợ quỷ bị giọt sợ tạo văn tuyên nhìn thấy đại lượng tà túy hướng bên cạnh mình chạy hắn liền hô hấp đều mang rung động nhấc chân liền hướng thịnh ninh phương hướng vọt cứu ta cứu ta đang khi nói chuyện cả người hắn đều treo ở dụ dã lưng bên trên ngay tại bấm niệm pháp quyết bày trận dụ dã xuống dưới không dụ đạo hữu ngươi không cho ta đủ nhiều ngũ lôi chấn quỷ phù ngươi đối với ta phụ trách dụ dã nguyệt cho là mình đã rất ồn ào náo, thẳng đến hắn gặp được Tạo Văn Tuyên, Đầu đầu nhéo nhéo chóp mũi, dụ dã trầm giọng mở miệng, người đi xuống trước. Ta không, dụ đạo hữu, bọn hắn ngay tại ta trên lưng điệp cao cao, ta thật là sợ ô ô. ô. Điệp cao cao, một lần rơi vào dụ dã trong tay, để hắn nháy mắt tê cả da đầu lên. Hắn cũng sợ quỷ, nhưng đây không phải sợ hãi thời điểm. Vừa nghĩ tới điệp cao cao hình tượng, thủ hạ của hắn run lên, còn chưa hoàn thành trận pháp, kém chút cứ như vậy tán. Cũng may hắn ổn định tâm thần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền nghe rụ rã trong cổ tràn ra một đạo quát chói tay toàn bộ tiểu viện mặt đất đều đang run dày lên liền gặp một con rất giống chuông treo bộ dáng kim quang bao phủ lại rụ rã hai người tại chuông treo phía dưới những cái kia nguyên bản ghé vào tạo văn tuyên trên lưng điệp cao cao tà túy tại bị kim quang đụng vào về sau nháy mắt tan thành mây khói cmn nguyên lai like phù tu còn có thể dạng này chơi dụ đạo hữu người thật đúng là một thiên tài không bằng tới ta định thiên tông làm cái trưởng lão như thế nào thịnh ninh mấy người xông vào trong trận pháp thời điểm đúng lúc gặp được tạo văn tuyên đào chân tường hình tượng ánh mắt của mấy người nhau nhao rơi vào rụ rã trên thân cái sau đầu tiên là cùng mấy vị sư huynh đệ mụi liếc nhau một cái chợt trên mặt lộ ra không kiên nhẫn người trước từ trên người ta xuống dưới không nghĩ hắn vừa dứt lời trên cổ liền nhiều một tay ôm cổ của hắn không nha không nha người đáp ứng ta theo ta về định thiên tông đi người loại này bàn sự tại định thiên tông ngồi cái trưởng lão khẳng định có thể dụ đạo hữu người mới rất đẹp trai ta đều bị mị lực của ngươi chiết phục. Nếu nói mới tạo Văn Tuyên nói có quỷ tại trên lưng hắn điệp cao cao, để dụ dã tê cả ra đầu. Lúc này tạo Văn Tuyên nói lời, chỉ làm cho dụ dã dạ dày co rút. Tiện tay tại túi giới tử bên trong bắt chương cuồn cuộn phù, đưa tay dán tại trán của đối phương bên trên, tạo Văn Tuyên, người để ta cảm thấy buồn nôn. Một cái sống hơn 100 tuổi đại nam nhân, dáng vẻ cạch cỡm cùng cái cái kia giống như. Hắn sắp bị buồn nôn chết, tạo Văn Tuyên rất nhanh liền không bị khống chế từ dụ dã trên lưng xuống dưới. Cả người cuộn thành một đoàn, biến thành cái viên cầu tại trong tiểu viện mạnh mẽ đâm tới. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại biến thành dạng này? Đi theo tạo văn tuyên bên người, định thiên tông một tên khác thân truyền thấy thế. Không để ý tới tiêu diệt tà túy, giờ kiếm đi theo tạo văn tuyên sau lưng chày. Vốn là hỗn loạn một mảnh trong tiểu viện, giờ phút này càng phát ra hỗn loạn. Không có tạo văn tuyên ở bên người làm người buồn nôn, dụ dã thoải mái thở vào một cái. Hắn đứng tại trong trận pháp, cũng không nhìn hướng mình xông lại còn chưa gần hắn thân liền tan thành mây khói tà túy. nghe được Tạo Văn tuyên tiếng gầm gừ, hắn ngoác ngoác khóe môi, cười nói: đây là ta tiểu sư muội mới nhất nghiên cứu chế tạo phù lục, người có phúc thành cái thứ hai vật thí nghiệm. về phần cái thứ nhất, Dụ Dã ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Sư Nguyệt Giao, giữa lông mày lạnh lẽo áp bách tâm hồn người. có lẽ như Tạo Văn tuyên nói tới như vậy, chúng ta hẳn là tìm cơ hội tra rõ một chút Thái Hư Tông. Tô Đại Uyên thuận hắn ánh mắt nhìn về phía Sư Nguyệt Giao, nghĩ đến trước đây không lâu tại tông môn thi đấu trước khi bắt đầu, tại trong tử lâu cảm nhận được kia một sợi ma khí. Tà túy bởi vì bị rút ra bản thể lúc liền bị nhanh chóng bóc ra khi còn sống ký ức, về sau lại bị tà tu luyện hóa. Cho nên chỉ cần không phải gặp phải đồng loại, tà túy đều là không khác biệt công kích. Cũng không thể bởi vì thái hư tông đệ tử dáng dấp đẹp mắt, tà túy liền không công kích bọn hắn. Vô địch tông tổng cộng 6 tên đệ tử, nhan giá trị đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhân số bọn hắn so ra kém, so mặt vẫn là có thể thắng qua thái hư tông điểm này không riêng dụ dã rất có tự tin, liền ngày bình thường chứng trạc đàng hoàng Tô Đại Uyên cũng cho rằng như thế. Thịnh Ninh ôm trong ngực Bạch Trạch, thấy Tả Túy vẫn là không muốn sống hướng bọn hắn vọt tới, thấp giọng nói, tại nhập bí cảnh trước đó, Sư Nguyệt Giao liền đã mang theo ma khí. Nếu như nàng cùng Ma Tu Tà Tu bên kia thật có quan hệ gì, vì cái gì còn có thể đi vào bí cảnh? Quan Vân Xuyên hôm nay không thể đem Sư Nguyệt Giao giết, toàn thân cao thấp đều tản ra khó chịu khí tức. Nghe được tiểu sư muội mở miệng đưa ra nghi vấn, hắn nói, trên người nàng có dấu kín ma khí pháp khí. Bạch Trạch càng là trực tiếp chỉ hướng đối phương ngực, ở nơi nào? Dụ giá thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, mặt mo thoáng chốc trở nên đỏ bừng, phi lễ, chớ nhìn phi lễ chớ nhìn. Nói xong còn thuận tay đem Bạch Trạch con mắt cho che. Bạch Trạch, ta chính là cho các ngươi chỉ rõ ẩn nấp trong cơ thể nàng ma khí pháp khí, ta nhìn cái gì rồi? Lại nói sư Nguyệt giao như vậy bình, có gì có thể nhìn? Cũng may Bạch Trạch tuyệt không đem lời trong lòng hô lên âm thanh nếu không muốn để sư nguyệt giao nghe thấy, tất nhiên lại muốn khí rơi chân. Thịnh Ninh cũng đang ngó chừng sư nguyệt giao ngực nhìn, sau một lúc lâu, mới nghe nàng mở miệng, giống như xác thực lớn lên, ở đây trừ tạo văn tuyên, bao nhiêu đều hiểu một vài thứ. Nghe xong Thịnh Ninh nói lời về sau, nhào nhào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Sư Nguyệt Giao tự nhiên cũng cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình. Trong nội tâm nàng còn đang bởi vì tạo Văn Tuyên trước đây không lâu nói những lời kia mà cảm thấy bối rối lập tức trong tiểu viện loạn thành một bầy nàng đưa tay giật giật tần xuyên ống tay áo đại sư huynh trưởng lão không phải nói bọn hắn cũng tại u vân thành chúng ta trước đi qua cùng bọn hắn tụ hợp ngay tại mới tần xuyên vừa dùng thông tin pháp khí cùng lần này xuống núi trừ túy thái hư tông trưởng lão lấy được liên hệ không dám tiếp tục lại ở chỗ này dù là nàng rất muốn nhìn đến thịnh ninh bị tà túy phụ thể về sau lại bị tà túy thôn tính bộ dáng nhưng nàng sợ hơn bị nhìn xuyên cái gì thế là nàng đè xuống nội tâm bối rối đưa ra muốn rời khỏi tiểu viện tịch trấn cũng bị tạ văn tuyên vô cùng tức giận chỉ là nghe tạ văn tuyên những cái kia làm giận lời nói hắn liền giận không chỗ phát tiết đúng vậy a à, đại sư huynh đã tiền trưởng lão bọn hắn ở chỗ này chúng ta cần gì phải tiếp tục ở chỗ này chúng ta đi cùng tiền trưởng lão tụ hợp dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này nghe người ta ăn nói linh tinh đến hay lắm tạ văn tuyên trong sân lăn phải choáng mắt nổi đom đóm nghe được tịch trấn nói lời về sau hắn cố nén miệng sùi bọt mép cảm giác giờ kiếm vừa đánh đường viền mở miệng người mới ăn nói linh tinh nói hưu nói vượn làm sằng làm bầy. Mắt thấy Tạ Văn Tuyên đều như vậy, còn tại phản bác, Tịch Chấn thật hận không thể lại hướng về thân thể hắn dán cái cuồn cuộn phù. Nhưng hắn không có dạng này lung tung ngổn ngang phù lục. Ai biết vô địch tông trong đầu trang đều là cái gì, không biết thật tốt tu luyện, suốt ngày nghĩ những thứ này vô dụng đồ vật. Tần Xuyên tại nghe xong Sư Nguyệt Giao cùng Tịch Chấn đề nghị về sau, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Sư Nguyệt Giao trên thân, thẳng đến cái sau phía sau lưng che kín mồ hôi lạnh. Mới nghe hắn trầm giọng đáp ứng, chúng ta trước đi qua, nói xong, hắn dẫn đầu đi ra cửa sân, sư nguyệt giao mấy người đuổi theo sát bước chân, tịch trấn cùng tống bắc trước khi đi, vẫn không quên chạy đến tạo văn tuyên bên người, nhấc chân coi hắn là bóng đạp một chân. Từ nhỏ đến lớn, đi đến chỗ nào đều được người tôn kính tạo văn tuyên khi nào từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời hắn chừng lớn hai con ngươi, cắn răng gầm thét, tịch trấn Ngươi cho lão tử chờ lấy, đáp lại hắn, là tịch trấn bước nhanh rời đi tiểu viện bóng lưng. Thịnh Ninh thấy tạo Văn Tuyên bị bắt nạt, có chút chột dạ sờ sờ mũi. Dù sao lúc trước cái này đạo cuồn cuộn phù là tứ sư huynh từ trong tay nàng cầu đi. Không nghĩ tới tờ phù lục này sẽ bị dùng tại tạo văn tuyên trên thân. Nàng tránh đi tà túy đi đến bên cạnh hắn, thay hắn lấy xuống phù lục về sau, mới mở miệng, người có thể tự mình lấy xuống. Tại trong tiểu viện lăn mấy vòng, còn bị tịch chấn hai người đạp hai cước tạo văn tuyên đột nhiên chừng lớn hai con ngươi Hắn, có thể tự mình lấy xuống. Đuổi theo hắn một mực chạy định tiên tông đệ tử cũng đi theo chừng lớn hai con ngươi đại sư huynh bùa này nguyên lai like ngươi mình có thể lấy xuống hại hắn đi theo hắn chạy lâu như vậy tà túy đều đuổi không kịp cước bộ của bọn hắn nhưng làm hắn mệt chết tạ văn tuyên chừng mắt liếc hắn một cái ngậm miệng ta có thể nghe được không cần ngươi lại đem lời nói lặp lại một lần đệ tử đưa tay sờ sờ mũi quay đầu mắt nhìn sau lưng mặt lộ vẻ ngạc nhiên a à, những cái kia tà túy thế mà đi rồi những cái kia miệng bên trong hô hào mỹ vị tu sĩ tà túy tại thái hư tông mấy người rời đi về sau thế mà cũng cùng đi theo ra tiểu viện lần này nói thái hư tông cùng tà tu ma tu không có quan hệ sợ là không thể nào tạ văn tuyên bấm một cái hút bụi quyết đem bụi bặm trên người vết bẩn đều làm sạch sẽ về sau mới một mặt ngưng trọng nhìn về phía thịnh ninh thái hư tông cùng tà tu ma tu cấu kết một chuyện không thể coi thường ta cần mau trở về báo cáo tông môn trưởng lão đúng ta chỗ này có một vật muốn tặng cùng ngươi từ túi giới tử bên trong móc ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ sậm hình cầu ngón tay của hắn lòng bàn tay tại cấp trên một vòng hình cầu bên trên nguyên bản nhiễm khí tức của hắn lúc này bị xóa đi thái hư tông tại bí cảnh hang bảo tàng chúng được tội thần tiên đối phương đem chúng ta ném đến núi đao biển lửa bên trong tần xuyên chính là tại thời điểm này thăng cấp đây là trong đó hung mạnh nhất một con yêu thú nội đan tựa như là giao long nội đan ta thừa dịp tần xuyên còn chưa động thủ đem nó đoạt lại còn xoa khí tức của ta người giúp đỡ định tiên tông cầm tới hồi lâu không lấy được tông môn thi đấu thứ hai còn cho bọn hắn nhiều ngày như vậy linh bảo cho nên cái này tặng cho ngươi Thịnh Ninh nhìn xem được đưa đến trước mắt màu đỏ sậm nội đan, lớn như vậy một viên, có thể nghĩ, ngay lúc đó yêu thú lớn bao nhiêu nhiều hung tàn. Ngước mắt cùng người trước mắt bốn mắt nhìn nhau, tại hắn mỉm cười ánh mắt dưới, nàng đưa tay tiếp nhận nội đan. Chỉ là chạm đến nội đan kia một cái chớp mắt, tâm trạng của nàng khẽ động, viên kia bị nàng giấu ở túi giới tử bên trong trứng, động. Thịnh Ninh có chút trống lên mí mắt, lúc này đem nội đan nhét vào cái kia chứa trứng túi giới tử bên trong. Viên này nội đan đối ta xác thực hữu dụng, ngày sau ngươi nếu có khó, bóp nát cái này, ta liền giao người đến hộ ngươi chu toàn. Nội thị đến viên kia chứng 10 phần yêu thích viên này nội đan, Thịnh Ninh không còn khách khí với hắn. Đem một vòng linh thức rót vào tiến một khối ngọc bội bên trong, nàng đem ngọc bội giao cho hắn. Một cái môn phái nhỏ trúc cơ kỳ đệ tử, nói muốn bảo vệ đại tông môn thân truyền kim đan kỳ đại đệ tử, nếu là thả ra, tất nhiên sẽ để người cười đến rụng răng. Nhưng Tạ Văn Tuyên vẫn đưa tay tiếp nhận ngọc bội, còn sông Thịnh Ninh nhe răng cười một tiếng, nhất định sẽ. Các vị, lần này đi núi cao đường xa, chúng ta lần sau gặp lại. Dụ đạo hữu, ngươi như tại vô địch tông lăn lộn ngoài đời không nổi, liền tới Định Tiên Tông tìm ta, Định Tiên Tông tất nhiên đem trưởng lão vị trí giữ lại cho ngươi. Tạ Văn Tuyên nói xong lời nói này về sau, đưa tay cùng Thịnh Ninh dùng sức ôm một cái, cũng hoan nghênh Thịnh đạo hữu đến Định Tiên Tông, trở thành ta tiểu sư muội. Trước mấy câu rơi vào dụ dã mấy người trong tay, mấy người còn không cảm thấy có cái gì. Ngay tại Tạ Văn Tuyên muốn nạy ra Thịnh Ninh góc tường thời điểm, dụ dã mấy người lập tức giận. Mấy người bước nhanh về phía trước, một tay lấy Thịnh Ninh kéo về phía sau. Nói cảm ơn bạn, đi an toàn không đưa. Lục Thanh An mặt đen lên, cau mày. Dụ giá cùng Quan Vân Xuyên càng là dơ lên gắt linh, đi mau, không phải đánh chết ngươi. Tạ Văn Tuyên thấy thế tuyệt, không lộ ra xấu hổ thần sắc. Ngược lại là khi nhìn đến bọn hắn đuổi người trang cảnh, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Thu hồi trường kiếm ôm quyền cùng mấy người tạm biệt, Tạ Văn Tuyên lôi kéo nhà mình không thú vị sư đệ đạp lên về Định thiên Tông đường. Thẳng đến hai người ngự kiếm bay ra ánh mắt, dụ dã mấy người lúc này mới thở vào nhẹ nhóm. Các người nói, tạ văn tuyên là thật ngốc vẫn là giả ngu. Lục cảnh thâm rốt cục hỏi ra suy nghĩ trong lòng, cái này hỏi một chút, để dụ dã mấy người nháy mắt trầm mặc lại. Tạ văn tuyên thân là định thiên tông tần xuyên đại đệ tử, dùng một tay hảo kiếm. Nghe nói năm đó Thái Hư Tông đã từng muốn đem hắn đặt vào tông môn, nhưng hắn một lòng luyện kiếm, nói thẳng cự tuyệt Thái Hư Tông trưởng lão về sau. Quay người liền đầu nhập vào định thiên tông ôm ấp, ngày bình thường nhìn xem hai ngũ lang làm người, dù là có được trời sinh kiếm cốt, như hắn thật là cái kẻ ngu, làm sao có thể ngồi lên thủ tịch đại đệ tử vị trí. Cũng thật cũng giả, đại trí giả ngu, thịnh ninh nói ra đáp án, dụ dã đi theo bên cạnh gật đầu đồng ý. Lục Thanh An thấy thế đi theo phụ hoạc, tạ văn tuyên có thể bình yên vô sự từ bí cảnh bên trong ra tới, liền không phải cái gì hạng đơn giản. Không giống chúng ta tông môn, đúng là thật ngốc. Tô Đại Uyên nghe vậy đầu tiên là mắt nhìn dụ dã mới ngước mắt nhìn về phía cửa sân, tranh lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng nên vào thành hậu chi hậu giác cùng đi theo xuất viện từ dụ giã, đang đi ra nông trại phía sau mới cảm giác ra bọn hắn vừa rồi nói chính là mình. Có ý tứ gì, tạ văn tuyên là thật thông minh, mà ta là thật ngốc tử. Lục Thanh An, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Thịnh Ninh đi tại bọn hắn phía sau, trong tay nắm tiểu đoàn tử, thấy tình cảnh này lắc đầu bật cười. Bạch trạch chân ngắn, tốc độ chạy không nhanh, ngươi vì sao muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ đây? Bọn hắn chỉ làm liên lụy ngươi. Thịnh Ninh nghe vậy đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng hắn là tại nói chuyện cùng chính mình. Nàng cúi đầu, giữa lông mày vẫn như cũ mang theo cười, vì cái gì nói như vậy? Sau đó nàng liền nghe được Bạch Trạch tấm kia gương mặt non nớt trôi chảy nhà khiến người khiếp sợ lời nói. Người cùng trên phiến đại lục này người, không giống, người hồn thể, không thuộc về phiến đại lục này. Bạch Trạch trong miệng vừa nói xong, liền gặp Thịnh Ninh mở ra hai tay, đem hắn cả trương khuôn mặt nhỏ đều che. Làm sao ngươi biết? Vì không để đi ở phía trước mấy vị sư huynh phát hiện dị dạng, nàng che lấy Bạch Trạch mặt, khom lưng kéo lấy hắn đi một đoạn đường. Bạch Trạch, ngô ngô ngô, Thịnh Ninh vặn lông mày, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc, trước đó ngươi tại Thiên Linh Sơn thời điểm, nói đang chờ chúa cứu thế. Đã ngươi đã nhìn ra thân phận của ta, vậy ta cũng không trang. Không sai, ta chính là trong miệng ngươi cái kia chúa cứu thế. Bạch Trạch, ngô ngô ngô, tiểu sư muội, các ngươi đang chơi cái gì đâu? Đằng trước Lục Thanh An bỗng nhiên quay đầu mở miệng hỏi lời nói, Thịnh Ninh lúc này buông lỏng tay, liền gặp nguyên bản dựa vào nàng đi lại Bạch Trạch, ba kít, té ngã trên đất. Ta cùng Bạch Trạch đại nhân trò đùa đâu, sư huynh các ngươi tiếp tục. Bạch Trạch, người ngu xuẩn tộc, người chính là cố ý. Thịnh Ninh trong mắt che đậy hạ đáy mắt ý cười, nàng cúi người đưa tay vỗ vỗ trên người hắn mảnh vụn, cười hướng hắn bên tai truyền âm. Bạch Trạch đại nhân, càn khôn chưa định, người ta đều là châu ngựa, đã người đã nhìn ra ta khác biệt, nhớ lấy không thể ra bên ngoài nói úp. Thế giới này bài dị, ta tu ma tu là chính đạo địch nhân, nếu là ngoại nhân biết thân thể của nàng có thể sáng tạo ra vũ khí mới, không chừng làm sao đem nàng kéo trở về giải phẫu nghiên cứu đâu. Có lẽ là trong miệng nàng câu kia, càn khôn chưa định, người ta đều là châu ngựa, quá mức kinh thế hãi tục. Bạch Trạch ngước mắt cùng nàng liếc nhau, kéo ra khóe miệng sau hỏi nàng, người lời mới vừa nói là thật sao? Thịnh Ninh một lần nữa đứng người lên, dắt hắn tay đuổi theo các sư huynh bước chân, giả, lừa gạt tiểu hài nhi chơi. Bạch Trạch nhíu mày, nhưng người cùng tu sĩ tầm thường không giống, Thịnh Ninh trong mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt, đá một cái bay ra ngoài mũi chân trước tảng đá. Ta cùng bọn hắn không có gì không giống, đồng dạng muốn tu luyện tiến bộ, không phải liền sẽ bị đánh. Nếu nói ta cùng người bên ngoài thật có cái gì khác biệt, trừ ta mang theo vũ khí bên ngoài, ta nghĩ người bảo vệ chỉ có sư phụ của ta cùng các sư huynh. Tu sĩ cần lòng mang đại nghĩa, cứu vớt thương sinh tại thủy hỏa, mà ta chỉ muốn cứu vớt bọn họ mấy cái, về phần những người khác chết sống, nếu có thể cứu ta liền đưa tay kéo một cái. Nếu không thể, Thịnh Ninh từ trước đến nay là bao che khuyết điểm lại lòng dạ hẹp hòi. Người như mời nàng, nàng gấp trăm lần hoàn trả, người như hại nàng, nàng chắc chắn làm cho đối phương không được an bình. Lòng của nàng không có lớn như vậy, lớn đến có thể chứa thiên hạ thương sinh. Cứu vớt thương sinh là trời xanh sự tình, nàng chẳng qua là cái đột nhiên xuất hiện trong thế giới này người bình thường mà thôi. Vô Địch Tông đợi nàng tốt, nàng liền đợi bọn hắn tốt gấp trăm lần. Thái Hư Tông mấy lần mưu toan sát hại nàng, kia nàng liền dùng có hạn năng lực, quấy đến Thái Hư Tông long trời lở đất. Bạch Trạch nghe nàng ngôn luận, yên tĩnh trở lại. Hắn tại Thiên Linh Sơn chờ quá lâu chúa cứu thế, đến mức hắn sớm đã tâm phiền ý loạn. Thịnh Ninh chẳng qua là cái tương đối bình thường tu sĩ, càng có cá tính nhân tộc thôi, nàng một cái trúc cơ tu sĩ, lại làm sao có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Ngón tay nắm lấy nàng tay không thả, Bạch Trạch đôi môi lúng túng, là ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thịnh Ninh cười tại đỉnh đầu hắn xoa nắn một phen, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không trách ngươi. Tiểu đoàn tử nghe nói nháy mắt chừng lớn hai con ngươi, tỷ tỷ, ta thế nhưng là so ngươi lớn tuổi hơn vạn tuổi. Thịnh Ninh nhíu mày, từ chối cho ý kiến, nhưng ngươi bây giờ không phải liền là cái tiểu hài nhi. Muốn ăn linh quả sao? Tiếng kêu tỉ tỉ liền cho ngươi. Khoảng thời gian này dựa vào ăn linh quả, trong cơ thể thoáng khôi phục ném một cái ném linh khí bạch trạch. Ngươi dỗ tiểu hài nhi chơi đâu? Thịnh Ninh cười cười không có lại nói tiếp. Thẳng đến đi ở phía trước năm vị sư huynh thúc dục, nàng một cái mò lên vừa tới nàng đầu gối đi lên cao tiểu đoàn tử, co cẳng liền xông lên phía trước hai ngày trước Thịnh Ninh bọn hắn mới từ vô vọng đảo trở về thời điểm, kinh ngừng U Vân Thành. Làm có được phi thuyền dịch chạm đầu mối then chốt đứng một trong, đã từng U Vân Thành mỗi ngày nghênh đón bát phương khách tới, phồn vinh phi thường. Lúc đó U Vân Thành vẫn là một bộ phồn vinh cảnh tượng, mà bây giờ lớn như vậy thành trấn, hộ hộ đại môn đóng chặt. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, Thịnh Ninh mấy người vừa mới bước vào cửa thành, một trận gió thổi qua hai má của bọn hắn. Đương thời chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết, tu sĩ cũng không sợ lạnh nhưng cái này trận gió từ trên mặt thổi qua thời điểm, Thịnh Ninh vẫn là vô ý tức ôm chặt trong ngực tiểu đoàn tử. Tốt ma khí nồng nạc, trên đường cái không người đi lại, đèn lồng màu đỏ bị gió thổi phải từ bên đường lan qua. Một mảnh thê lương cảnh tượng, để Thịnh Ninh mấy người nhịn không được nhăn lại mặt mày. Trước tiên tìm một nơi ở lại lại điều tra tình huống, Thái Hư Tông đã tiến vào U Vân Thành, lúc này cũng không biết ở nơi nào, chúng ta chờ một chút. Tần Xuyên mấy người cùng bọn hắn trước sau chân đạp nhập U Vân Thành vốn nên dùng beng u vân thành, lập tức lại yên tĩnh phi thường. Quỷ dị yên tĩnh làm lòng người sinh khó chịu. Tô Đại Uyên đề nghị tìm một chỗ ở lại về sau, liên tiếp gõ mấy nhà khách sạn cửa, đối phương không phải hô hào không có khách phòng, chính là không ra. Tà túy có thể vào nhân thể, tất cả mọi người sợ hãi ngoài cửa gõ cửa người, sẽ là bị tà túy nhập thể quái vật. Cuối cùng vẫn là Thịnh Ninh ra 100 khối thượng phẩm linh thạch, mới lấy để một nhà vắng vẻ khách sạn mở ra đại môn. Lúc này các ngươi còn dám mang mỹ nữ tiểu hài nhi vào thành, các ngươi không muốn sống nữa khách sạn tiểu nhị nhìn thấy thịnh ninh ở giữa đoàn người không chỉ có nữ tử còn mang theo một cái tiểu đậu đinh nhất thời chừng lớn hai con ngươi cho mấy người bọn họ rót nước trà tiểu nhị hào tâm nhắc nhở bọn hắn toàn bộ u vân thành tiểu hài nhi mỹ nữ đều bị bắt các người đuổi vào lúc này đến sợ là giữ nhiều lành ít úc bởi vì hai ngày trước thịnh ninh bọn hắn một mực đang ngoài thành không người ở lại nông trại bên trong đà tọa tu luyện cũng không rõ ràng trong thành tình huống dưới mắt nghe tiểu nhị nói như vậy thịnh ninh lúc này từ túi giới tử bên trong móc ra một khối tượng phẩm linh thạch Đạo hữu mời ngồi, triển khai nói một chút. Tiểu nhị vốn không muốn nhiều chuyện, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất đắc dĩ Thịnh Ninh cho thực sự nhiều lắm. Hắn mắt nhìn Linh Thạch, dùng sức nuốt nước miếng một cái về sau, lúc này mới đưa tay tiếp nhận Linh Thạch. Các người vừa tới U Vân Thành khả năng không biết, U Vân Thành biến thành dạng này, còn muốn từ tông môn thi đấu nói lên. Thịnh Ninh nghe xong chuyện này còn cùng tông môn thi đấu có quan hệ, lúc này ngước mắt cùng mấy vị sư huynh liếc nhau. Đứng dậy cho hắn rót chén trà nước, nàng giơ lên cái cằm ra hiệu hắn nói tiếp. Tiểu nhị vẫn là lần đầu làm thượng khách, được sủng ái mà lo sợ dưới, ngoài miệng không có giữ cửa, đem mình những ngày này từ tu sĩ khác trong miệng nghe được tin tức hết thảy nói ra. Các ngươi là môn phái nhỏ, khả năng không có đi tham gia tông môn thi đấu, năm nay tông môn thi đấu ra thớt hắc má. Bốn đại tông môn không có lấy thứ nhất, ngược lại làm cho một cái tên là vô địch tông môn phái nhỏ đoạt được thứ nhất. Trong đó gian nguy, các ngươi, chúng ta ngồi ở chỗ này không phải nghe ngươi nói nhảm, U Văn Thành tại sao lại biến thành dạng này? Mau đem trọng điểm nói, Dụ Giá tính tình bạo thực sự không nghe được Tiểu Nhị nói nói nhảm nhiều như vậy. Bàn tay của hắn vừa mới đập mặt bàn, liền gặp Tiểu Nhị kia bị dọa đến khẽ run rẩy. Thấy Tiểu Nhị bị ác, Lục Cảnh Thâm lúc này đưa tay ấn xuống Dụ Giá, cũng xong Tiểu Nhị hiền lành cười một tiếng, không ngại, ngươi coi như hắn bị bệnh chó điên. Nói tiếp, Dụ Giá, Lục Cảnh Thâm ta. Một bên Lục Thanh An đem một chén mới nước trà đưa tới Tiểu Nhị trước mặt, nói tiếp. Tiểu Nhị run run rẩy rẩy tiếp nhận nước trà, mãnh rót một hơi về sau, mới tiếp tục mở miệng ta nói ngắn gọn, trước đây không lâu kia vô địch tông cầm thứ nhất về sau, dọc đường U Vân Thành, không nghĩ bọn hắn vừa rời đi, trong thành liền có người bị tà túy phụ thân. Nguyên bản mọi người không có đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến trong thành xuất hiện ma vật, mọi người mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai ngày trước có Thái Hư Tông trưởng lão dẫn đầu đệ tử đến đây trừ túy trừ ma, từng ở lại nơi này, ta nghe bọn hắn nói, kia vô địch tông sở dĩ có thể được thứ nhất. Là bởi vì bọn hắn cấu kết tà tu, tiểu nhị nói những lời này thời điểm, tận lực đè thấp tiếng nói, đợi hắn nói hết lời về sau đã thấy thịnh ninh mấy người trên mặt đều là một bộ im lặng bộ dáng trong cổ khát khô hắn nhịn không được cho mình rót chén trà nước mấy vị đạo hữu các ngươi làm sao rồi không nghĩ trong tay nước trà còn không có cửa vào chén trà liền bị người đoạt lấy dụ dã hít mắt mảnh hai con ngươi nhìn xem tiểu nhị trầm giọng hỏi hắn ngươi nói là thái hư tông nói là vô địch tông thông đồng tà tu cho nên mới có thể cầm tới thi đấu đệ nhất tiểu nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gật đầu đúng vậy không phải chỉ là một cái chỉ có mấy người môn phái nhỏ, có năng lực gì có thể cầm đệ nhất. Dụ dã nhất thời bị tức cười, hắn nụ cười trên mặt thực sự dọa người, tiểu nhị thấy sau toàn thân run lập cập. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía lục cảnh thâm, run giọng mở miệng nói, vị đạo hữu này, hắn. Hắn là phát bệnh sao? Lục cảnh thâm trên mặt ý cười chỉ tăng không giảm, chỉ là ý cười lại không đạt đáy mắt, đúng vậy. Hắn hiện tại khả năng muốn đem cửa hàng này mặt cho hủy đi. Tiểu nhị nghe xong lời này nhất thời hoảng, vì cái gì? bệnh của hắn không nhẹ, đạo hữu ngươi phải cầm sợi dây thừng cho hắn buộc lên mới được. Dụ giá tại chỗ khi ngón tay chóp mũi, ngươi nói là cái gì? Ngươi nhìn chúng ta mấy cái đầy người chính khí, giống như là cùng tà tu có quan hệ người sao? Tiểu nhị một mặt mộng đảo mắt một vòng, đem thịnh ninh mấy người nhìn một lần sau tu tầm mắt lại, mới sợ hãi mà liếc nhìn dụ giá. Bọn hắn không giống, ngươi giống. Dụ giá, ai cũng đừng cản ta, ta hiện tại liền đem nơi này hủy đi. Lòng tràn đầy hốt hoảng tiểu nhị hậu chi hậu giác kịp phản ứng, trừng lớn hai con ngươi ngón tay thịnh ninh mấy người, các ngươi là vô địch tông đệ tử. Dụ giá dơ cầm, hướng hắn nhe răng, ra vẻ hung ác bộ dáng, làm sao? Không giống, tiếng nói của hắn vừa dứt liền gặp tiểu nhị dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, cuối cùng còn cần hai tay ôm lấy đầu, toàn thân đều thành cái sàng. Cầu thịnh ninh mấy người không muốn giết hắn, thịnh ninh bảy người, hèn hạ, quả thực hèn hạ vô gì, dụ giá đến cùng vẫn là có điểm mâu chốt, cũng không có đem khách sạn hủy đi, chỉ là khí một chân đạp lăn ghế dài cùng ngồi tại ghế dài một bên khác, bạch trạch, thái hư tông khinh người quá đáng, mình không có bản lĩnh cầm thứ nhất, tông môn của mình có vấn đề, lại đem oan ức đẩy lên vô địch tông trên thân. Ta vô địch tông tuy nhỏ, nhưng hành xử có nguyên tắc, nếu có cấu kết tà tu một chuyện, vậy liền để thiên đạo đem chúng ta sư huynh muội mấy cái thiên lôi đánh xuống. Tiếng hô của hắn quá vang rồi, đến mức tiểu nhị kém chút bị hắn kia mang theo linh lực tiếng nói chuyện chấn động đến ngất đi. Cũng may hắn dù gắt gỏng, lý trí vẫn còn tồn tại. Thịnh Ninh tại hắn nói hết lời về sau, đưa tay đem toàn thân run rẩy tiểu nhị kéo lên. Vị đạo hữu này ngươi cũng nghe đến, ta sư huynh vừa mới lấy thiên đạo phát thể, thiên đạo tuyệt không đối với chúng ta áp dụng trừng phạt. Thái hư tông thân là một cái đại tông môn, lần thi đấu này không lấy được thứ nhất, ngược lại được đếm ngược thành tích, đương nhiên phải tìm cõng nồi. Không khéo, vô địch tông cùng Thái hư tông đệ tử ở giữa có chút mâu thuẫn, bọn hắn liền đem bọn hắn thất bại quy tội tại trên đầu chúng ta. Nói nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra một vòng bi thương cười dù sao nói xấu môn phái nhỏ không cần chi phí, tất cả mọi người tin tưởng bọn họ. Bởi vì bọn họ là bốn đại tông môn đứng đầu không phải sao? Lần này ngôn từ nói xuống, Thịnh Ninh lại cúi thấp đầu âm thầm rơi lệ. Nàng nghẹt ngào hướng tiểu nhị kể ra vô địch tông những năm này không dễ. Thái Hư Tông còn nạy ra vô địch tông góc tường, cướp đi sư tỷ của nàng. Còn nói sư phụ đem bọn hắn nuôi lớn có bao nhiêu khó khăn, thật vất vả lần này tại bí cảnh bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt, được thứ nhất, thế mà còn bị đại tông môn vu hám. Một phen ngôn ngữ xuống tới, không riêng tiểu nhị tin nàng, liền Tô Đại Uyên bọn hắn bản thân đều nhanh tin. Nếu không phải ta ngay tại vô địch tông sinh hoạt, tiểu sư muội fan biểu diễn này, ta đều muốn tin. Tô Đại Uyên cảm thấy cảm khái, xông bên người Lục Thanh An cảm khái nói, nàng trước đó liền như vậy sao? Phần diễn dạng này đủ, chẳng qua dăm ba câu liền đem ở vào thế yếu vô địch tông kéo về đến quỹ đạo bên trên. Dù là căn này khách sạn vắng vẻ, nhưng mỗi ngày đều có ở khách lui tới. Tiểu nhị nhất định sẽ đem cái này kinh thế hãi tục tin tức truyền bá ra ngoài. Lục Thanh An trước đó liền kiến thức qua tiểu sư muội diễn kỹ. Dưới mắt lại nhìn một lần, vẫn là không nhịn được tán thưởng, tiểu sư muội là mầm mống tốt. Về phần là cái gì tốt hạt giống, hắn tuyệt không nói. Lại nhìn tiểu nhị, mới đầu trên mặt của hắn vẫn là một bộ e ngại bộ dáng. Lúc này nghe xong Thịnh Ninh lời nói, hắn vặn lên lông mày, khó có thể tin nói, Thái Hư Tông lại như thế bị ổi. Thịnh Ninh cũng học dụ dã nhấc tay phát thể, đã từng ta chính là Thái Hư Tông ngoại môn đệ tử, tại Thái Hư Tông nhận không phải người ngược đãi, mới thoát ra thái hư tông. Nếu không phải ta mấy vị sư huynh, chỉ sợ ta sớm đã chết đói đầu đường, vị đạo hữu này, cắt không thể tin thái hư tông lời từ một phía. Người phải biết, đại tông môn quan tâm nhất mặt mũi. Lần này tiểu nhị chính là không tin cũng tin, nhà ai tu sĩ suốt ngày cầm thiên đạo phát thể, đã thịnh ninh mấy người cũng không bị thiên đạo trừng phạt, vậy bọn hắn lời nói chính là thật. Tiểu nhị từ nhỏ đối thái hư tông thành lập được tín nhiệm cảm giác bỗng nhiên sụp đổ. Hắn mắt nhìn cúi đầu giả khóc thịnh ninh, lại gặp Tô Đại Uyên mấy người đều là một bộ ảm đạm hao tổn tinh thần, bộ dáng đã dự liệu được đêm nay mình tất nhiên không thể ngủ tốt. Môn phái nhỏ đều đã trôi qua khổ cực như vậy, hắn thế mà còn nói bọn hắn nói xấu, hắn quả thực không phải người. Ngay tại tiểu nhị hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi thời điểm, liền gặp Thịnh Ninh ngẩng đầu lên. Đối đạo hữu, người vừa rồi hỏi, chúng ta mang theo nữ nhân tiểu hài nhi vào thành là không muốn sống, là có ý gì? Tiểu nhị, a, à, âm thanh, ngón tay Lục Thanh An cùng quẳng một thân cho bụi bạch trạch, đạo, gần đây trong thành ném rất nhiều mỹ nhân nhi cùng tiểu hài nhi. Các ngươi lúc đến, nhưng từng trên đường nhìn thấy ma vật tà túy rồi. Nếu là nhìn thấy, người vị sư tỷ này cùng tiểu sư đệ, chỉ sợ khó đảm bảo. Sư tỷ, Lục Thanh An. Hắc, người nhà mới sư tỷ, lão tử là nam, Lục Thanh An từ nhỏ đến lớn ghét nhất người bên ngoài nói mình là tiểu cô nương. Hắn chẳng qua chỉ là dài trương thư hùng chớ phân biệt mặt, làn da thổi qua liền phá, làm sao phơi cũng phơi không đen. Vì thay đổi những cái này đặc thù, hắn không để ý cha mẹ ngăn cản dứt khoát kiên quyết đạp lên vũ tu con đường bây giờ hắn luyện một thân tường đồng vách sắt đau thương bất nhập kết quả trên thân một tia cơ bắp không hiện không nói tấm kia như nước trong veo khuôn mặt bởi vì rèn luyện càng lộ vẻ xinh đẹp một khi đi ra ngoài lục thanh an tất nhiên sẽ bị người gọi là cô nương hắn chỉ hận không được hướng trên trán mình dán lên ta là nam bốn chữ lớn để những người kia trợn to mắt chó của bọn họ thấy rõ ràng hắn là nam nhân không phải nữ nhân giờ phút này Lục Thanh An cố ý đè thấp tiếng nói giật mình tiểu nhị nhảy một cái. Hắn trốn ở dưới mặt bàn phương, chờ Lục Thanh An nói hết lời về sau, mới nhô ra nửa cái đầu, thế nhưng là ngươi, dáng dấp thật nhiều xinh đẹp, mà tu thích nhất ngươi dạng này. Ta tu thích tiểu hài nhi, mà tu thích mỹ nhân nhi, bởi vậy chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian, U Vân Thành bên trong hơn phân nửa hài tử mỹ nhân mất đi. Dân chúng không ngừng kêu khổ, cũng may Thái Hư Tông kịp thời chạy đến, tại hài tử mỹ nhân chưa mất đi trong nhà bày ra trận pháp, tránh tà tu ma tu tới cửa cướp người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, những cái kia mất đi hài tử mỹ nhân gia đình, nhau nhau khóc cầu Thái Hư Tông đem tiêu diệt tà tu ma tu, đem trong nhà hài tử tìm về. Thái Hư Tông vì thế nhức đầu không thôi, trước mắt còn đang nghĩ biện pháp như thế nào tiêu diệt trong thành tà tu ma tu. Tiểu nhị nói hết lời sau liền sám xịt chạy đến dưới quầy trốn tránh. Khoảng thời gian này U Vân Thành không yên ổn, hắn tuy là nam tử, dáng dấp cũng bình thường, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất liền có ma tu tốt hắn cái này miệng, đem hắn bắt đi làm sao bây giờ thịnh ninh đầu tiên là mắt nhìn trốn ở dưới quầy tiểu nhị lại quay đầu lại mắt nhìn sắc mặt đen như đáy nồi lục thanh an nhị sư huynh không bằng không bằng cái gì không bằng ta cảnh cáo ngươi dụ dã muốn ta nam giả nữ trang đánh vào địch nhân nội bộ nghĩ cũng đừng nghĩ vừa mở miệng chuẩn bị nói không bằng lên trước lâu nghỉ ngơi mấy ngày dụ dã đang nghe hắn lời nói này về sau thoáng chốc sáng lên hai con ngươi đúng thế nhị sư huynh ngươi dung mạo xinh đẹp mặc vào nữ trang đi dụ hoặc đám kia ngốc thiếu ma tu tất nhiên làm ít công to nha. Sam Sam nhan sảnh, dụ dã hai tay vỗ, quay đầu nhìn về phía Thịnh Ninh, tiểu sư muội, chỗ ngươi còn có nữ trang không? Thịnh Ninh không có ngay lập tức đem phục sức lấy ra, mà là đưa tay chỉ đứng tại phía sau hắn Lục Thanh An, tứ sư huynh, người nhìn nhị sư huynh ánh mắt. Dụ dã nghiêng đầu sang chỗ khác, khi nhìn đến sau lưng Lục Thanh An nhìn mình cầm chằm ánh mắt, tựa như hận không thể một hơi đem mình ăn hết, hắn không hiểu dùng mình một cái. Đưa tay gãi đầu một cái, hắn nói, làm sao vậy, nhị sư huynh? Lục Thanh An hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, tại đầu hắn bên trên trùng điệp quạt một bạt tay. Đổi lấy ngươi mặc vào nữ trang, đi dụ hoặc ma tu, người có thể vui lòng. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn ngập lửa giận, tựa như một giây sau liền phải phun trào núi lửa. Không nghĩ hắn vừa nói hết lời, liền gặp dụ giã không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý, dụ giã một chân dẫm tại trên ghế dài, vốn nghĩ tú một chút mình chân dài, không nghĩ mình hơi nhún chân quá mạnh, để vừa tọa hạ bạch trạch lại bị bắn ra ngoài. Chấm, nắm tay chống đỡ môi, dụ dã ho nhẹ một tiếng, cười nói, đáng tiếc ta ngực to mà không có não, không có nhị sư huynh dáng dấp đẹp mắt, những cái kia ma tu cũng không phải mù loà. Hắn chỉ chỉ mình trắng kiện cơ ngực, trên mặt vẻ mặt kích động hạ mang theo tiếc nuối. Ta nếu là sinh giống nhị sư huynh ngươi dạng này hoa dung nguyệt mạo, tất nhiên cái thứ nhất xông lên phía trước, mê hoặc ma tu, chân đạp tà tu, trở thành lưỡng giới một phương bá chủ. Lục Thanh ăn trầm mặc, hắn đưa tay che mặt, thật lâu mới nghe hắn tuyệt vọng mở miệng, ai có thể đem dụ dã cái này ngốc thiếu dẫn đi, hắn sợ tại cùng hắn nhiều đợi một hồi trí thông minh sẽ bị thẳng tắp kéo thấp không người trả lời lớn như vậy khách sạn trong hành lang lặng ngắt như tờ thẳng đến lục thanh an chịu không được phần này trầm mặc đem trên mặt tay lui lại mới phát hiện tất cả mọi người tại chằm chằm nhìn mình lục thanh an thấy thế nháy mắt dù lông tại sao là ta đi mê hoặc ma tu tiểu sư muội mới là thật nữ nhân vì cái gì không để nàng đi lục cảnh thâm nghiêng đầu mắt nhìn thịnh ninh lại quay đầu lúc trên mặt một mảnh hiền lành tiểu sư muội chỉ là trúc cơ ca Ngươi bỏ được sao? Lục Thanh ăn nghẹt một chút. Mẹ nó, hắn không nỡ. Vậy tại sao không đợi Thái Hư Tông đem ma tu tà tu đều tiêu diệt, chúng ta lại tại phía sau bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt. Tô Đại Uyên hướng hắn mỉm cười, Thái Hư Tông cũng không phải ngốc, chúng ta đùa bỡn bọn hắn nhiều lần như vậy, bọn hắn tính cảnh giác đã sớm đề cao. Vậy cũng không thể để ta đi. Quan Vân Xuyên đứng dậy đem đạn qua một bên bạch trạch sách tới về sau, nhét vào trong ngực của hắn, vô sự, còn có bạch trạch đại nhân bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Dọc theo con đường này, người sẽ không cô đơn, thần mẹ hắn sẽ không cô đơn. Lục Thanh An hít sâu một hơi, lại hít sâu một cái, nội tâm khí nhưng thủy chung áp chế không nổi. Hai tay ôm chặt bạch trạch, liền nghe hắn trầm giọng mở miệng, "Vạn nhất ta xảy ra chuyện đây." Một nháy mắt, khách sạn trong hành lang lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngay tại Lục Thanh An cho là bọn họ sẽ từ bỏ ý nghĩ này, khóe môi có chút dương lên lúc, liền gặp Thịnh Ninh từ túi giới tử bên trong móc ra một khối ảnh lưu niệm thạch. Vì phòng ngừa nhị sư huynh ngươi xảy ra chuyện, ngươi có thể đem khối này ảnh lưu niệm thạch đợi ở trên người thời gian thực trực tiếp vạn nhất thật xảy ra chuyện chúng ta sau đó liền đến cho nên nữ trang mê hoặc ma tu chuyện này là không qua được đúng không lục thanh an ở trong lòng lật tung vô số bản lớn phút cuối cùng hắn híp mắt mảnh hai con ngươi đạo nếu ta không đồng ý đâu không đồng ý cũng không quan hệ sư huynh sẽ lên trận giết ma tu tà tu chỉ là chuyến đi này còn có thể hay không trở về còn không thể biết tô đại uyên trà nói trà nói xong nhập lục thanh an trong tai khóe miệng điên cuồng run rẩy lục thanh an quay đầu lại trừng mắt nhìn tô đại uyên ngày bình thường đại sư huynh làm người là trầm ổn nhất hắn đến cùng là từ đâu nhi học được lần này trà nói trà ngữ hai tay nắm chắc thành quyền lục thanh an gần như muốn đem một hơi răng hàm mài nhỏ tốt ta đáp ứng nhưng các người phải bảo đảm không cho phép lưu lại ảnh lưu niệm thạch trước mắt đều là đồng môn sư huynh đệ muội bọn hắn nhìn liền nhìn nếu là khiến người khác nhìn thấy hắn nữ trang bộ dáng hắn nhất định sẽ tự tay đào ra đối phương trong mắt thấy Lục Thanh An gật đầu đồng ý, Thịnh Ninh tại chỗ móc ra một bộ mới tinh nữ trang. Cái này nữ trang vẫn là lúc trước nàng mới vừa vào vô địch tông lúc, Lục Thanh An mang nàng xuống núi thời điểm mua. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, hắn không nghĩ tới mua nữ trang báo ứng, nhanh như vậy liền rơi xuống trên đầu mình. Dừng dừng tiếp nhận bộ kia váy, Lục Thanh An chưa thay đổi, ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào trốn ở sau quầy xem trò vui tiểu nhị. Người nếu là dám nhìn, nhìn ta không đào ngươi cặp kia bảng hiểu. Dọa đến tiểu nhị lúc này dùng tay che mắt, gọi thẳng, hảo hán tha mạng. Đều nói qua gấp vào không được. Người thả lòng, buông lòng chút liền có thể đi vào, mọi thứ đều có lần thứ nhất, về sau quen thuộc liền tốt. Dụ dã người thằng ngu này, có muốn nghe hay không nghe mình đang nói cái gì? Chấm, khách sạn tiểu nhị đứng ở dưới lầu trong hành lang, nghe lầu hai truyền đến hung hãn tiếng gầm gừ, trong đầu những cái kia kiều diễm ảo tưởng nháy mắt biến mất. Trên lầu, thịnh ninh sạm mặt lại đứng tại khách phòng cổng, thẳng đến trong phòng khách lại không tiếng gầm gừ truyền ra, nàng vừa rồi đưa tay gõ cửa nhị sư huynh có thể sao tiểu sư muội mau vào nhìn mỹ nhân nhi trả lời nàng là dụ dã hưng phấn tiếng nói chuyện thịnh ninh trong đầu nhất thời hiện ra lục thanh an tấm kia điệt lệ dưới khuôn mặt thân mang lông mày sắc váy dài trang cành cổ họng nhấp nhô nàng hít sâu một hơi mới đẩy cửa vào ngay tại nàng ánh mắt càn quét khách qua đường sau phòng nhưng không thấy lục thanh an thân ảnh chân mày cau lại nàng hỏi nhị sư huynh đâu cái gì nhị sư huynh nơi này chỉ có nhị sư tỷ tiểu sư muội ngươi đứng vững nhị sư tỷ đến lạc khách phòng sau tấm bình phong đầu, dụ dã cắn răng đem lục thanh an túng ra tới. cái sau vốn là xinh đẹp mắt, cũng không phải là loại kia âm nhu vẻ đẹp, mà là nam sinh nữ tướng, từ thực chất bên trong lộ ra đẹp. Thịnh Ninh nhìn xem hắn không thi phấn trang điểm, chỉ là xuyên đầu bình thường nhất lông mày sắc váy dài bộ dáng nhỏ biểu hiện trên mặt nhất thời một mảnh ngốc chề. dụ dã nhìn xem trên mặt nàng nhỏ biểu lộ kiêu ngạo mà hất cằm lên, như thế nào? ta liền nói rất đẹp đi. Thịnh Ninh trọng trọng gật đầu, đẹp, tuyệt mỹ người trong cuộc Lục Thanh An nghe nói tay nóng lên, trên mặt biểu lộ nhưng như cũ hung ác, tại sao là ta? Bởi vì sư huynh dung mạo ngươi đẹp mắt, Thịnh Ninh cùng dụ dã chăm miệng một lời. Lúc này liền Tô Đại Uyên ba người cũng từ bên ngoài tiến đến. Khi nhìn đến Lục Thanh An thân mang váy dài, ngọc quan chưa buộc bộ dáng, nhau nhau nín thở. Lục Cảnh Thâm biểu hiện nhất là lạnh nhạt, chỉ gặp hắn nhấc chân tiến lên, tại Lục Thanh An bên người chuyển ba vòng về sau, cười nói, cái này đều bao nhiêu năm qua đi, ca, người vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Lục Thanh An cắn răng, cút, Thịnh Ninh Hòa Dụ cũng ở một bên dựng thẳng lên bát quái lỗ tay nhỏ, nói thế nào? Nhị sư huynh lúc trước cũng xuyên qua nữ trang. Lục Cảnh Thâm lông mày nhíu lại, ra vẻ cao thâm nói, các người đoán. Lục Thanh An lúc sinh ra đời liền sinh xinh đẹp, xinh đẹp để người coi nhẹ hắn là đứa bé trai. Vừa vặn mẹ hắn thích nữ hài nhi, cha hắn không nguyện ý phu nhân lại thụ sinh con nỗi khổ, không muốn nhiều sinh. Mẹ hắn vì có thể có được nhỏ áo bông ấm áp, Lục Thanh An năm tuổi trước đó một mực bị xem như nữ hài nhi nuôi thẳng đến về sau cùng hắn cùng một chỗ lớn lên, suốt ngày nháo muốn cưới hắn trúc mã, nhìn thấy hắn đứng tại góc tường đi tiểu trang cảnh. Từ đó, tiểu trúc mã thế giới quan sụp đổ, nghe nói đến nay cũng không cưới vợ. Lục Cảnh Thâm nói những cái này thời điểm, trên mặt cố nén ý cười. Đợi đến nói hết lời, mới gặp hắn không có kéo căng ở phun cười ra tiếng. Mà đứng tại phía sau hắn Lục Thanh An thì mặt đen thui, nhấc chân trực tiếp đá vào cái mông của hắn bên trên, Lục Cảnh Thâm, người chết chắc. Không riêng Thịnh Ninh không biết Lục Thanh An khi còn bé tai nạn xấu hổ, liền Tô Đại Uyên bọn hắn cũng không biết. Bây giờ Lục Cảnh Thâm nói những cái này, gọi Tô Đại Uyên mấy người nhìn về phía Lục Thanh An ánh mắt đều biến. Lục Thanh An cứng rắn, nắm đấm của hắn cứng rắn. Hắn hít sâu một hơi, để vốn cũng không vừa người nữ trang suýt nữa nứt toác, lại cười, ta đem các ngươi đều giết. Vẫn là Thịnh Ninh trước kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng ngưng cười về sau, nhấc chân đi ra phía trước, nhị sư huynh, ngươi bây giờ bộ dáng này tất nhiên sẽ bị ma tu nhìn thấu. Đến, chúng ta thuộc nữ chút, mặc vào nữ trang đã là sỉ nhục, Lục Thanh An lúc này liền khóe miệng đều kéo không đi lên, càng không nói đến muốn hắn tục nữ chút. Bất luận Thịnh Ninh nói như thế nào, hắn vì hiện ra mình là thẳng nam hình tượng, từ đầu đến cuối đem thân thể của mình kéo căng bang bang cứng rắn. Thịnh Ninh thực sự không cách nào, chỉ có thể đem thuyết phục vị trí tặng cho mấy vị các sư huynh. Tô Đại Uyên mấy người lên một lượt trước đem Lục Thanh An vây quanh. Cái sau một mặt phòng bị, các người muốn làm cái gì? Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp Tô Đại Uyên mấy người thả nhu trên mặt biểu lộ, bắt đầu một phen trà nói trà ngữ thế công. Lục Thanh An vốn là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình. Nghe được bọn hắn nói ma tu khó đối phó, nữ sắc là duy nhất tiếp cận ma tu cơ hội. Bọn hắn còn nói nếu là hắn không muốn đi, bọn hắn cũng có thể thay đổi nữ trang ra trận, chỉ là có thể hay không còn có cơ hội trở về, vẫn là ẩn số. Lục Thanh An bị bọn hắn đọc thực sự là chịu không được, cam chịu nói, đi. Ta đi còn không được sao? Tô Đại Uyên mấy người lập tức trở lại vị trí cũ của mình, cũng cho mình rót chén trà nước. Lục Cảnh thâm khóe miệng mỉm cười, Ta, người sớm nói như vậy cũng không cần chúng ta lãng phí nhiều như vậy nước bọt. người yên tâm, chờ ngươi trà trộn vào ma tu bầy bên trong, chúng ta ngay tại bên ngoài trông coi. một khi ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức đi vào nghĩ cách cứu viện. lục thành an khóe mắt điên cuồng run rẩy, tạ ơn. dụ giá bàn tay vung lên, không khách khí, đều là đồng môn sư huynh đệ, nhị sư huynh không cần cùng chúng ta khách khí. thịnh ninh cười đi ra phía trước, cái này cây châm bên trên ta khảm ảnh lưu niệm thạch bình thường không nhìn kỹ một chút không ra, nhị sư huynh nhất định sẽ bình an vẫn là tiểu sư muội quan tâm, Lục Thanh An nắm chặt cổ tay của nàng, đen nhánh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Thịnh Ninh ho nhẹ một tiếng, nói chuyện ngữ điệu bên trong còn ngậm lấy ý cười, nhị sư huynh thanh âm có thể thông qua biến âm thanh phù thay đổi, nhưng thân thể lại là không thể. Nhị sư huynh nếu có thể đem bước chân tu nhỏ, còn học được liếc mắt ra hiệu, mà tu nhất định sẽ quỳ ngươi dưới váy. Nói xong nàng hướng hắn trừng mắt nhìn, Lục Thanh An thấy thế, khóe mắt lại là co lại. Gạch nối, thịnh ninh mấy người cũng không định trực tiếp xâm nhập tà tu ma tu nơi đóng quân. Bọn hắn cố ý để nữ trang Lục Thanh An ôm lấy bạch trạch tại trên đường cái tản bộ một vòng, buổi chiều thời điểm còn cho bọn hắn thu xếp một gian phòng. Ban đêm tiến đến, toàn bộ trên khách sạn hạ không người dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bạch trạch co quắp tại Lục Thanh An trong ngực, tiếng nói chuyện bên trong mang theo bất đắc dĩ, bây giờ tu sĩ, đối phó tà tu mánh khóe thật nhiều. Năm đó đại lục ở bên trên linh khí nồng đậm lúc, một khi tà tu ma tu yêu tu xâm phạm, tu sĩ tất nhiên ngay lập tức rút kiếm ra trận. Không giống hiện tại, thế mà còn cần tu sĩ đi mị hoặc ma tu tà tu, thật sự là cách lớn phồ. Lục Thanh An đưa tay tại trên lưng hắn vỗ nhẹ, giả bộ tại hồng hắn chìm vào giấc ngủ. Nghe vậy dưới tay hắn động tác dừng lại, tiếp theo tiếp tục đập phần lưng của hắn. Lúc này không giống ngày xưa, rất nhiều tu sĩ đều vẫn là lão ngoan cố, đại lục ở bên trên linh lực thiếu thốn, tu sĩ có thể đi vào kim đan đã khó lường. Ma tu tà tu yêu tu lại ngày càng lớn mạnh, Bạch Trạch đại nhân cũng đã nói, đại lục đem hủy, liền ngài cũng đang đợi chúa cứu thế đến. Bạch Trạch mặt lộ vẻ giữ tợn, lời nói là không sai, người có thể hay không đập đụng nhẹ, nhà ai dỗ tiểu hài nhi đập lưng đập như vậy chóng. Ngũ tạc lục phủ của hắn đều sắp bị đập lệch vị trí. Lục Thanh An, a, à, âm thanh, lúc này Thu Liễm thủ hạ lực nói, thật có lỗi, ta là cái võ tu. Thủ hạ không có nặng nhẹ cũng rất bình thường. Ngay tại, mẹ con, hai người một phái hài hòa mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, một ngọn gió đột nhiên thổi ra trong phòng khách đóng chặt cửa sổ. Đại ca, ta liền nói đây là đối lạc đàn mẹ con đi, nhìn một cái tiểu nương tử nhi thủy linh bộ dáng. Bớt nói nhiều lời, hài tử về ngươi, mỹ nhân về ta. Hai đạo thô lệ tiếng nói tại trong phòng khách vang lên lúc, tùy theo mà đến, là gian phòng bên trong ánh nến bị dập tắt. Vốn là u ám trong phòng khách đưa tay không thấy được năm ngón. Lục Thanh An ôm thật chặt bạch trạch, hai mắt nhắm chặt đồng thời, khí tức nhưng lại chưa thay đổi. Đại ca, tiểu nương tử này vẫn là cái người bình thường, liền tu vi đều không, lần này ta nhưng kiếm bộn. Đều nói ngậm miệng, đem người đánh thức làm sao bây giờ, ta vào ban ngày điều tra qua, căn này khách sạn thế nhưng là ở nguyên anh tu sĩ, người cho ta cẩn thận một chút. Cảm giác được có người tới gần, lục thanh an dương giả trang ra một bộ bị đánh thức bộ dáng Áo lót bên trong gián biến âm thanh phù hắn, giờ phút này thanh âm nói chuyện mười phần mảnh mai. Các ngươi là ai, tiếng nói của hắn rơi xuống, không riêng chính hắn cùng trong ngực bạch trạch dùng mình một cái liền trước mắt thấy không rõ bộ dáng hai cái ma tu tà tu cũng run dày. Chẳng qua bọn hắn không phải bị dọa đến, mà là nghe được cái này đạo kiều nhuyễn tiếng nói về sau, toàn thân tê dại một chút. Quả nhiên là cái cực phẩm, vừa vạn mang về hiến cho ma chủ, ma chủ cao hứng, tất nhiên có thể đề bạt hai ta. Đại ca, trong ngực nàng còn có đứa bé đâu, đứa nhỏ này trắng tinh, non xinh xinh, xem xét liền có thể miệng. Lục Thanh An không để ý tới phạm buồn nôn, lúc này bảo vệ trong ngực bạch trạch, các người muốn đối con của ta làm cái gì? Làm cái gì, nam nhân khặc khặc cười một tiếng, đương nhiên là mang các ngươi về ma tộc đi, làm nên làm sự tình. Lục Thanh An mặt mày co lại, thấp giọng nói, các ngươi là ma tu. Đúng vậy, một cái nam nhân khác cười hèn mọn, chúng ta mang hai mẹ con nhà ngươi đi ma tộc ăn ngon uống sướng. Hiện nay tu sĩ nhân tộc di tàn, ngươi lưu tại nhân tộc có ý gì, không bằng cùng ta huynh đệ hai người tiến đến ma tộc. Hai huynh đệ cái một trước một sau nói một chàng nói nhảm. Lục Thanh An gặp bọn họ nói nhiều như vậy cũng không động thủ, thoáng buông ra trong ngực bạch trạch, cũng cùng đối phương truyền âm. "Thả thu thu." Cùng bạch trạch nói dứt lời về sau, hắn trên mặt biểu lộ không hiện, giọng nói lại so trước đó càng mảnh mai, "Huynh đệ các ngươi hai người nói chuyện, thật chứ?" "Tự nhiên là thật, tiểu nương tử, theo hai người chúng ta đi." "Thứ gì?" Lạnh buốt xúc cảm quấn quanh nơi cổ tay lúc, nam nhân còn chưa kịp phản ứng. Đợi hắn toàn thân bị dây leo quấn quanh, liên đới lấy bên người nam nhân cũng bị cuốn lấy huynh đệ hai người cái này mới phản ứng được. Bọn hắn bị đùa nghịch. Sắc mặt đỏ lên, huynh đệ hai người gầm thét một tiếng, người là ai? Liền gặp gian phòng bên trong nguyên bản dập tắt ngọn nến lại lần nữa giấy lên, Lục Thanh An ngước mắt mắt nhìn ngoài cửa, đau đầu nhéo nhéo mũi. Vào đi, huynh đệ hai người chưa kịp phản ứng. Nghe được Lục Thanh An nói chuyện, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng cửa phòng. Liền nghe, két, một tiếng, phòng cửa sau khi được mở ra, thịnh ninh mấy người thân hình xuất hiện tại huynh đệ hai người trước mắt các ngươi các ngươi là một đám khổ người khá lớn nam nhân kinh hô một tiếng lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch bọn hắn đây là bị đùa nghịch thịnh ninh mấy người trên thân còn dán ẩn nấp tu vi phù lục dưới mắt cũng không trang bóc phù lục về sau đến huynh đệ hai người trước mặt luyện khí kỳ tu sĩ trên thân hai người chỉ mơ hồ có chút ma khí liền ma tu nhập môn cũng không đạt tới lục thanh an hừ lạnh một tiếng xoay người xuống giường đúng vậy ta nếu để cho hai cái luyện khí kỳ tu sĩ ngoạt, ta mặt mũi còn muốn hay không rồi. Không bằng đem bọn hắn ở lại chỗ này, muốn cái gì tin tức không có. Giữa lông mày hiện ra hàn ý, hắn khó chịu lấy xuống trên người biến âm thanh phù, hai người các ngươi cũng là xuẩn, dạng này tiểu kế mưu cũng nhìn không ra, còn muốn tấn thăng. Vừa mới nghe được Lục Thanh An giọng nam, huynh đệ hai người mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ té xỉu đi qua. Nam, ngươi thế mà là nam, ngươi là nam ngươi mặc cái gì váy, ngươi có biết hay không đây là lừa gạt lục thanh an hừ lạnh một tiếng một chân giẫm trên ghế không có chút nào nữ nhân hình tượng lừa gạt ngượng mùng đối có đầu óc người cái này gọi lừa gạt hai người các ngươi không có đầu óc ta cái này gọi chiêu đùa ngu xuẩn huynh đệ hai người quan vân xuyên nâng thương đi lên trước danh tự huynh đệ hai người thấy hai người không biết điều hắn vặn lên lông mày đem miệng súng chống đỡ tại một người trong đó yết hầu chỗ ngươi tin hay không chỉ cần ta một thương ngươi liền có thể nhìn thấy nhà ngươi tổ tông bị uy hiếp là hình thể nhỏ bé nam nhân nghe được Quan Vân Xuyên muốn đưa mình đi gặp tổ tông, hắn trên mặt nhất thời lộ ra e ngại thần sắc, "Ta ta ta, ta gọi A Nhị." Quan Vân Xuyên nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh nam nhân, hắn gọi A Đài. "A Nhị trừng lớn hai con ngươi, làm sao ngươi biết?" Lần này đổi Quan Vân Xuyên không nói gì, Thịnh Ninh ở bên cạnh cười, "Các ngươi đặt tên rất tùy ý." A Nhị mấp máy khóe môi, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền gặp Thịnh Ninh trong tay cũng nhiều đem gắt linh. "Nói đi, mà tu tà tu vi gì muốn đem U Vân Thành bên trong tiểu hài nhi nữ tử mang đi, không có nói, ta liền đem ngươi huynh đệ hai người đánh liền các ngươi tổ tông cũng không nhận ra khóe môi của nàng mang cười ý cười lại không đạt đáy mắt gọi a nhị nhìn sau nhịn không được dùng mình một cái còn không phải là bởi vì a nhị ngậm miệng ngay tại a nhị chuẩn bị đem tình hình thực tế đều nói lúc đi ra một mực trầm mặc không nói a nhị bỗng nhiên mở miệng thịnh ninh cũng không quan tâm huynh đệ hai người như thế nào mạnh miệng chỉ gặp nàng quay đầu nhìn về phía dụ dã cười nói tứ sư huynh chỗ ngươi còn có chân ngôn phù sam sam nhan sành dụ dã nghe nói lập tức gật đầu có có đây không phải tiểu sư muội ngươi nói muốn đem chân ngôn phù dùng tại sư nguyệt giao trên thân ta cố ý nhiều họa mấy chương đem tất cả chân ngôn phù đều đập vào thịnh ninh lòng bàn tay hắn cười thấy răng không gặp mắt tùy tiện dùng sử dụng hết tứ sư huynh cho ngươi thêm hòa cái gọi là chân ngôn phù sau so dùng bạo lực uy hiếp còn muốn có tác dụng một tấm liền có thể để nhân khẩu tổ chân ngôn huynh đệ hai người hiển nhiên không nghĩ đến trên đại lục hiếm thấy phù tu thế mà tại trước mặt bọn hắn liền có một cái hai người liếc nhau đang muốn làm chút gì biện pháp, liền nghe Quan Vân Xuyên trầm giọng mở miệng, yên tâm, các ngươi chính là chết rồi. Chỉ cần thần hồn của các ngươi chưa tán, chúng ta như thường có thể bắt lấy thần hồn của các ngươi, buộc các ngươi mở miệng. Nét mặt của hắn lãnh túc, nhìn huynh đệ hai người lần nữa dùng mình một cái. Không phải đều nói chính phái tu sĩ, cái đỉnh cái mềm lòng thiện lương. Bởi vì là trên đại lục Thái Bình quá lâu, phần lớn trong tông môn tu sĩ, liền con gà cũng sẽ không giết. Làm sao bọn hắn gặp phải mấy cái này tu sĩ, ma tu tà tu còn muốn ngoan độc. Hai người huynh đệ khóc không ra nước mắt, lệch bọn hắn muốn chạy trốn trốn không thoát, bởi vì tại trên người của bọn hắn, hai cây dây leo phân biệt quấn quanh lấy thân thể của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn hơi nhúc nhích, dây leo liền sẽ nắm chặt, quấn toàn thân bọn họ đau. Thịnh Ninh mắt nhìn A Nhị, tại hắn ủy khuất ánh mắt dưới, đem chân ngôn phù dán tại A Đại trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp A Nhị không phục mở miệng, dựa vào cái gì dán ta đại ca không dán ta, các ngươi có phải hay không xem thường ta? Thịnh Ninh nghe vậy nghĩ hắn liếc mắt, cười nói, đúng thế. A à nhị, mẹ nó, sớm biết không tới bắt người, mất mặt xấu hổ. A à đại bị dán lên chân ngôn phù về sau, trước kia cặp kia sắc bén đôi mắt nháy mắt trở nên bắt đầu mông lung. Thịnh Ninh mấy người kéo vài cái ghế dựa tại hai người trước mặt ngồi xuống, mà tu tà tu vi gì muốn vào Phạm U Vân Thành? Không biết, mà chủ không nói. Thịnh Ninh vặn lông mày, các người cần đứa bé nữ nhân làm cái gì? Không biết, mà chủ muốn, chúng ta liền bắt Tiểu hài Nhi nữ nhân. Lục Thanh An sắc mặt hơi trầm xuống, người thân là chính phái tu sĩ, vì sao muốn gia nhập ma tộc? Tự nhiên là vì thăng quan phát tài cưới lão bà. Đạo hữu, gia nhập ma tộc sao? Nhập ta ma tộc, 3 ngày thăng quan, 5 ngày phân lão bà, 10 ngày liền có thể cầm tới ma tộc giấy thông hành. Khẩu hiệu của chúng ta là, vì ma si, vì ma cuồng, vì ma loảng xoảng đụng tường lớn. Thịnh ninh khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, nhị sư huynh, người bắt cái quái gì? Nếu như ma tộc đều là loại này ngu xuẩn lời nói, vì cái gì nhân tộc sẽ e ngại ma tu? tà tu có tà túy, tà túy so khá là khó đối phó, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là ma tộc như cũng giống như A Đại Dạng này lời nói. Kia còn đánh cái gì, bọn hắn trực tiếp đi thu hoạch đầu người đi, lục thanh ăn sắc mặt không thể so nàng đẹp mắt. Hắn cố nén mắt trợn trắng xúc động, cắn răng nói, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ai biết ma tộc cũng có ngốc thiếu. Ngược lại là bên cạnh A nhỉ, trợn to một đôi mắt, đôi mắt bên trong mang theo ánh sáng. Bộ dáng tựa như đang nói, đến hỏi ta, ta biết nhiều, Thịnh Ninh khóe miệng giật một cái, hỏi hắn, người đến nói, vì cái gì mà tu tà tu muốn vào Phạm U Vân Thành? A à, nhị nụ cười trên mặt có chút tu liễm, không đi cái chương trình sao? Ví dụ như hướng trên người ta dán cái chân ngôn phù cái gì? Ta còn chưa có thử qua bị dán phù, không bị khống chế cảm giác đâu. Hắn vừa mới dứt lời, Thịnh Ninh mấy người liền từ trên mặt hắn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng. Tình cảm hai huynh đệ cái, một cái xuẩn một cái tao. Thịnh Ninh đau đầu nâng chán, ở trên người hắn dán phù, nói đi, đến cùng là vì cái gì? A nhị trong mắt sáng ngời nháy mắt tán đi, chỉ còn lại không bị khống chế mông lung, vì thống nhất lục giới. Lần này không riêng gì Thịnh Ninh, liền Tô Đại Uyên mấy người cũng đem ánh mắt rơi vào A nhị trên thân. Thịnh Ninh rèn sắt khi còn nóng, đã muốn thống nhất lục giới, vì sao chỉ bắt Tiểu Hài Nhi cùng nữ nhân? Dù sao Tiểu Hài Nhi cùng nữ nhân tu vi không nhất định cao, mà tu tà tu như nghĩ thống nhất lục giới, chỉ bắt Tiểu Hài Nhi cùng nữ nhân cũng quá không có lời. A nhị mặt không biểu tình mở miệng, Ta tu bắt tiểu hài nhi là vì luyện tà túy, để nó tu thành ma vật. Về phần ma tu bắt nữ nhân là bởi vì ma giới nữ tính quá xấu, bọn hắn thích nhân tộc nữ tính. Thịnh Ninh vặn lông mày, hai người các ngươi vì sao muốn gia nhập ma tộc? Chúng ta chưa nhập ma tộc, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền bị các ngươi bắt. Về phần nguyên nhân, đại lục ở bên trên tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều bị đại môn phái phá phân, tà tông môn nuôi không nổi tu sĩ, đem chúng ta phân phát. Huynh đệ chúng ta hai người không chỗ có thể đi, chỉ có thể đầu nhập ma tộc ma tộc cho cơm ăn a à nhị nói đến câu nói sau cùng thời điểm trên mặt biểu lộ rõ ràng vùng vẫy một hồi hắn vặn chặt lông mày giống như là lâm vào đau khổ trong hồi ức đại lục ở bên trên tài nguyên vốn cũng không như lúc trước như vậy nhiều bốn đại tông môn lại cướp đi phần lớn tài nguyên rất nhiều môn phái nhỏ nuôi không nổi tu sĩ chỉ có thể bị ép giải tán bị phân phát tu sĩ phần lớn tu vi thấp thiên phú không đủ nhưng lòng tự trọng cương thình nếu là bọn họ về đến gia tộc tất nhiên sẽ bị chế giễu không muốn bị chế giễu chế nhào a đại a nhị, liền nghĩ đến đầu nhập ma tộc. Ma tộc bên trong không người biết bọn hắn, bọn hắn chỉ cần nghiêm túc làm việc, liền có thể phân phần cơm ăn. Muốn là vận khí tốt một chút, còn có thể cầm tới linh quả cái gì. Thịnh Ninh mấy người tại nghe xong a nhị nói lời về sau, nhau nhau rơi vào trầm mặc bên trong. Thịnh Ninh bóc trên thân hai người chân ngôn phù, lại quay đầu nhìn về phía Tô Đại Uyên, đại sư huynh, nơi này không có có thể phân công nhiệm vụ địa phương sao? Ví dụ như có người cần hỗ trợ, chỉ cần lấy ra linh thạch linh quả liền có thể tìm tới người giúp đối phương đem làm xong việc a à, vật này tại chúng ta chỗ ấy được xưng thuê người em m tô đại uyên sống nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua thuê cái từ này hắn lắc đầu nói thẳng không có làm sao lại có loại địa phương này hiện nay mọi người ăn cơm no đã không dễ dàng tài nguyên nghiêng đều tại bốn đại tông môn trên tay dưới loại tình huống này ai còn sẽ có lương thực dư thuê người đi hoàn thành nhiệm vụ a à, nhị diễu cợt một tiếng ta thấy các ngươi lạ mắt hẳn không phải là bốn đại tông môn đệ tử. Thịnh Ninh lắc đầu, khóe môi của nàng nhấp nhẹ, giữa lông mày một mảnh phức tạp. Tài Nguyên nghiêng sự tình hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Trước đó nàng nghe cái khác môn phái nhỏ đệ tử nói bọn hắn sẽ vì một viên thượng phẩm linh quả tranh vỡ đầu thời điểm, còn nghi hoặc qua. Bây giờ thấy a đại a nhị, nàng triệt để tin Tài Nguyên nghiêng không hợp thói thường sự tình. Cho dù các ngươi nghĩ kiếm miếng cơm, cũng không nên gia nhập ma tộc. Bên cạnh dụ dã khó được một bản nghiêm chỉnh, a đại nghe nói hừ nhẹ một tiếng các ngươi biết cái gì, gia nhập ma tộc còn có thể tấn thăng, tiểu lâu la đều có cơ hội trở thành tổng quản. Đại lục ở bên trên tất cả mọi người lấy bốn đại tông môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhất là thái hư tông, đám kia thái hư tông đệ tử, cho dù là cái ngoại môn. Đều có thể khi nhục môn phái nhỏ đệ tử, từng thái hư tông ngoại môn đệ tử bị mắng ba canh giờ thịnh ninh, như tất cả mọi người giống các ngươi làm như vậy, phiến đại lục này đều sẽ lâm vào hỗn loạn ở trong. a à, nhị hư lần, cùng chúng ta có liên can gì, đã từng chúng ta chỗ tông môn, bị Thái Hư Tông cái kia cổ cái quái gì khi dễ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện nay ta cùng ta đại ca chỉ muốn đem ngay lúc đó bỏ hàng mối thù trả thù lại, chỉ cần có thể đem Thái Hư Tông dẫm tại dưới chân, không dùng được biện pháp gì, chúng ta đều cao hứng. A à, đại gật đầu phụ họa, không lớn trong phòng khách đầy áp người, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến Thịnh Ninh mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Nếu như, ta nói là nếu như, ta trong thành này mở một nhà thuê mặt tiền cửa hàng, chuyên môn mời các ngươi những cái này không đường có thể đi tu sĩ giúp làm nhiệm vụ, sau đó tất nhiên sẽ cho các ngươi thù lao tương ứng, các ngươi sẽ còn gia nhập ma tộc sao? A à, nhị mắt nhìn thịnh ninh, thấy mặt nàng cho non nớt, nhìn xem vẫn còn con nít, nhịn không được đâm âm thanh nói, liền ngươi. Ngươi có tiền sao? Hác, tiểu tử ngươi xem thường ai đây? Ta vô địch tông không có tiền ai có tiền? Dụ giá đưa tay tại đỉnh đầu hắn vỗ xuống. Thịnh ninh để chứng minh mình, cố ý chọn cái đổ đầy linh thạch túi giới tử cho hắn nhìn, đây chỉ là một phần nhỏ, yên tâm, thế giới này sẽ khôi phục như cũ cân bằng a à đại anh nhị từ khi ra đời lên liền chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch huynh đệ hai người có thể tu luyện nhưng là thiên phú bốn đại tông môn thu nhận học sinh thời điểm bọn hắn nhiều lần vấp phải chắc chờ là môn phái nhỏ sư phụ đem bọn hắn mang về môn phái nhỏ cho bọn hắn một miếng cơm ăn về sau môn phái nhỏ cũng đổ bọn hắn thực sự là cùng đường mạt lộ mới muốn gia nhập ma tộc dưới mắt thịnh ninh nói muốn mở một nhà thuê mặt tiền cửa hàng a nhị mặt lộ vẻ chần chờ, thật lâu mới nghe hắn mở miệng người muốn biết cái gì nói đi tiếp theo trong vòng nửa canh giờ thịnh ninh mấy người biết được ma tu cùng tà tu ở giữa đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Nhưng trở ngại đại lục ở bên trên vẫn là có không ít danh môn chính phái tu sĩ, hai phe cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này tới U Vân Thành, chẳng qua là thăm dò sâu cạn. Nếu như tu sĩ mặc kệ, bọn hắn liền sẽ quy mô tiến công, về sau. A nhị nói xong những cái này về sau, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn cùng A đại cha mẹ đều là người bình thường, sớm đã rời đi nhân thế. Hai người mới có thể không ràng buộc chạy tới ma tộc. A đại đi theo một bên gật đầu, đệ đệ ta nói đúng. Không lớn gian phòng bên trong trở nên yên lặng, thẳng đến A đại một đạo, khặc khặc, tiếng cười đánh vỡ phần này yên lặng. Các ngươi muốn gia nhập ma tộc sao, ta có thể tiến cử các ngươi gia nhập, sau đó phân đến linh thạch chia 5 năm như thế nào. Đứng ở bên cạnh hắn, A nhị hít sâu một hơi, cuối cùng hướng chỉ tới đầu gối mình cao bạch trạch mỉm cười. Phiền phức vị tiểu hữu này, có thể giải khai một cái tay của ta sao? Bạch trạch sửng sốt một chút, để thu thu đem hắn tay giải khai về sau liền gặp hắn đưa tay hung hăng tại a đại trên đầu gõ một cái em m người là ngớ ngẩn sao tiến cử bọn hắn nhập ma tộc bọn hắn ngày sau thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng còn có đã nói bao nhiêu lần rồi không cho phép dạng này cười không cho phép dạng này cười khó nghe chết a đại tứ chi bị dây leo buộc chặt tại tránh không khỏi nhà mình đệ đệ đánh tơi bời tình huống dưới hắn chỉ có thể đầy gian phòng nhảy nhót đứng ở dưới lầu nghe trên lầu kêu rên khách sạn tiểu nhị cả khuôn mặt nắm chặt thành một đoàn trên lầu tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Cái gọi là chiến huống kịch liệt, rốt cục tại A đại bị đạp lăn sau ngừng lại. A nhị thở dài một ngụm, quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Ninh mấy người thời điểm, trên mặt lại khôi phục được thể tiêu dung. Trước mắt U Vân Thành có một chi ma tu tiểu đội, ta đại ca nói không sai, nếu các ngươi nghĩ đối ma tu động thủ, có thể mượn vị đạo hữu này giả trang nữ nhân tiến đến dụ hoặc ma tu. Bị gạt ngã trên mặt đất, chỉ có thể trên mặt đất cô kén A đại bỗng nhiên ngẩng đầu, ta đều nói đúng, tại sao phải đánh ta? A nhị một chân dẫm tại trên lưng của hắn, bởi vì ngươi cười quá khó nghe. Thịnh Ninh nhìn trước mắt một màn này, kém chút đem miệng bên trong nước trà phun ra ngoài. Nhìn thấy trong tay đưa qua một phương khăn, nàng ngẩng đầu, liền đối mặt Lục Cảnh Thâm hiền lành khuôn mặt. Tiểu sư muội chậm một chút uống trà, cẩn thận bị nghẹn. Thịnh Ninh tiếp nhận khăn hương hắn sau khi nói cảm ơn, lại sẽ ánh mắt rơi vào Lục Thanh An trên thân, nhị sư huynh. Lại muốn cho ta nữ trang, bị điểm tên Lục Thanh An tại chỗ rơi chân, ta không được. Thịnh Ninh nhìn xem hắn, trong mắt ánh mắt thành khẩn, nếu ta cùng ngươi cùng một chỗ đi đâu không được ta không đồng ý để một mình hắn đi được tiểu sư muội ngươi đi quá nguy hiểm không được để quan vân xuyên bên trên cũng được ngươi không thể đi vô tội nằm thương quan vân xuyên đánh chết ngươi bạch trạch ngồi ở một bên trên ghế dài đằng không hai chân ở giữa không trung lắc lư a à nhị thấy tình cảnh này nhìn không được tiến đến bên cạnh hắn vị tiểu hữu này bọn hắn sẽ không đánh lên bạch trạch liền mí mắt đều không có nhấc một chút lắc đầu than nhẹ nói sẽ không cái này vô địch tông nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi cái đệ tử ở giữa nhìn như hài hòa, nhưng lại giống như lẫn nhau không đối phó. Nhất là tại đối mặt thịnh ninh thời điểm, bọn hắn thật giống như kia khai bình. Khổng tước, sớm thành thói quen một màn này hắn đỉnh lấy một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ, ngồi tại trên ghế dài thở dài một hơi. A à nhị tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nghe hắn thở dài âm thanh, ánh mắt ngạc nhiên, người là tu sĩ bé con. Nhìn xem chẳng qua hai ba tuổi lớn, cư nhiên như thế thiếu niên lão thành. Bạch Trạch lần này rốt cục mở mắt ra nhìn hắn một cái, tính lên bối phận tới. Ta là người tổ tông ra ra. A nhị sạm mặt lại, coi là đứa trẻ nhỏ như vậy nhi đều sẽ nói đùa. Ha 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 các ngươi tông môn thật sự là, thú vị. Gạch nối, cuối cùng Tô Đại Uyên bốn người vẫn là không lay chuyển được thịnh ninh ý kiến, nhìn tận mắt nàng lôi kéo thân mang nữ trang lục thanh an, tay dắt bạch trạch. Hướng phía ma tộc tiểu đội phương hướng đi đến, Tô Đại Uyên trên tay còn nắm bắt một khối ảnh lưu niệm thạch, có thể thấy rõ ba người xung quanh tình cảnh mà tộc tiểu đội vị trí là A Nhị cung cấp. Ba người đi vào U Vân Thành chính giữa một viên cây hòe lớn bên cạnh, nhìn chăm chăm cây hòe nhìn hồi lâu. Đều nói cây hòe chiêu âm, bọn hắn ngược lại là có thể giấu. Thời khắc này Lục Thanh An không còn là bộ kia kháng cự bộ dáng, chỉ là thân mang nữ trang, vẫn là để hắn không được tự nhiên. Hắn vòng quanh cây hòe lớn đi hai vòng, vừa mới đưa tay đụng vào thân cây, liền gặp một trận khiến người ác hàn tiếng cười tại bọn hắn vang lên bên tai. Kha kha các hà, đây là nơi nào đến tiểu nương tử, đẹp như vậy, mau gọi bản đại gia sờ sờ tay nhỏ. Bốn phía không có một ai, giữa không chung lại trống rỗng xuất hiện một con khô cạn cháy đen tay. Cùng nó nói là thu, không bằng nói là móng vuốt càng thỏa đáng. Thịnh ninh đối con kia móng vuốt nuốt mụn nước miếng, liền nghe vang lên bên tay một đạo tiếng kêu sợ hãi, thứ gì, như thế xấu. Là lục thanh an, hắn dáng dấp đẹp mắt, từ nhỏ người đứng bên cạnh hắn hoặc vật cũng không có xấu đi đến nơi nào. Dưới mắt con kia đen tui móng vuốt đột nhiên bao trùm tại trên mờ u bàn tay của hắn, dọa đến hắn tranh thủ thời gian rút tay về được trên lưng của hắn dán chương biến âm thanh phù tiếng kêu sợ hãi ngược lại là như cái nữ nhân nhưng ngữ khí của hắn lại trêu chọc đối phương liền gặp con kia móng vuốt nắm thật chặt hắn tay không thả ngữ khí cũng từ mới phóng đãng trở nên xem thường lên bản đại gia là nhìn ngươi đẹp mắt mới sờ ngươi tay tiểu nương tử đừng không biết điều ngươi có biết ta là ai lục thanh an bị cái tay kia xấu mặt như món ăn nếu là lại lâu một chút chỉ sợ linh hồn đều muốn thăng lên trời đi thịnh ninh đứng ở một bên bởi vì nén cười, cả trương khuôn mặt nhỏ đều vặn thành một đoàn. Liền nghe trong không khí vang lên một đạo hư lạnh, người cười cái gì, người quái gì. Thịnh người quái dị ninh, nàng hít sâu một hơi, nhịn xuống muốn hướng cây hòe lớn bên trên ném địa lôi đem đối phương nổ mẹ ruột đều không nhận xúc động, tốt tính mở miệng. Đại gia thứ lỗi, xin hỏi đại gia là vị nào thần tôn? Có lẽ là thịnh ninh thái độ thành khẩn, kia móng vuốt chủ nhân ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Đã các người thành tâm đặt câu hỏi, vậy bản đại gia liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết, ta, ô hô lạp hô, chính là ma chủ bên người thân vệ. Ô hô lạp hô, nàng còn đen ma biến thân đâu. Thịnh ninh khóe mặt giật một cái, đưa tay bóp lấy miệng mới không có để cho mình cười ra tiếng. Hóa ra là ô đại nhân, kính đã lâu đại nhân đại danh, tỉ muội chúng ta hai người lần này, chính là tới nhờ vả ô đại nhân. Nàng để ô hô lạp hô, a à, âm thanh, các người biết ta. Lục Thanh An cũng từ thần hồn xuất khiếu bên trong tu liễm suy nghĩ, ô đại nhân tục danh ai không biết, ai không hiểu đâu. Muốn ta nói, ô đại nhân anh minh thần võ, sau so đại lục ở bên trên bốn đại tông môn còn muốn lợi hại hơn vạn phần. Tỷ muội ta hai người chính là bởi vì nghe nói ô đại nhân ngài đến U Vân Thành, mới đến tìm ngài. Thịnh Ninh đi theo bên cạnh gật đầu, đúng vậy, à đúng vậy. Chúng ta trải qua 9981 nạn mới tìm được ngài, cầu ô đại nhân thu lưu. Thế giới này là chuyện tiếu lâm sao? Thịnh Ninh ba người đi theo nám đen khắp người ô hô lạp hô sau lưng đi lại. Trong ánh mắt đổ đầy im lặng, đây là ma tộc ai, làm gì cũng là ma tộc phân bộ đi, cái này tự xưng là ma chủ thân vệ ma tu, thế mà tùy tiện để chúng ta tiến vào ma tộc rồi. Hơn nữa còn là tại bọn hắn, liếm, xong ô hô lạp hô về sau, đối phương một cao hứng, trực tiếp đem bọn hắn kéo vào một mảnh thế giới mới bên trong. Không giống với đại lục ở bên trên bất kỳ địa phương nào. Nơi này khí trời nóng bức, nhưng lại không giống sa mạc như vậy tràn đầy đống cát. Bốn phía đều là lớn nhỏ không đều nham thạch, tùy tiện tìm một khối nham thạch nằm trên đó, cũng có thể làm đồ nướng vì. Khó trách ô hô lạp hô toàn thân cháy đen, có lẽ cũng là bởi vì tại nham thạch bên trên nằm lâu xung quanh hoang tàn vắng vẻ chỉ ít bọn hắn đi qua địa phương liền người đều không có không riêng không có người cùng ô hô lạp hô đồng dạng ma tu ma vật cũng không có bốn phía đều lộ ra quỷ dị thịnh ninh thực sự nhịn không được dùng truyền âm cùng lục thanh an đối thoại cái sau cũng là im lặng không chỉ có thịnh ninh cảm thấy thế giới này là chuyện tiếu lâm hắn cũng cảm thấy lại chính là tại cái chuyện cười này thế giới bên trong ở kiếp trước hắn thế mà còn có thể để cho sư nguyệt giao cùng thái hư tông cho giết sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn thúc có thể chịu, thầm cũng không thể nhịn, hai tay nắm chắc thành quyền, Lục Thanh An giờ phút này muốn đao sư Nguyệt Giao suy nghĩ, đạt tới đỉnh phong. Các ngươi ở sau lưng nói liên miên lải nhải cái gì đâu, cũng chính là bản đại gia nhìn các ngươi dáng dấp không tệ, đứa bé này cũng có thể miệng. A à, không phải, đáng yêu, không phải bản đại gia nhưng sẽ không dễ dàng mang các ngươi tới. Ô hô lạp hô đi ở phía trước, hai tay chắp sau lưng, cặp kia khô gầy cháy đen trên móng vuốt lại còn sinh mạng. Lục Thanh An nhìn xem hắn cái kia hai tay, tóc gáy trên người dựng thẳng lên. Thịnh Ninh cười ha hả, mở miệng nói, ta cùng tỷ tỷ chỉ là tại hiếu kỳ, ma tộc lớn như vậy, vì sao bốn phía không có một cái giống ô đại nhân ngài như vậy, anh minh thần võ đại nhân nữa nha. Bọn hắn chạy tới đại bản doanh họp đi, trước mắt nơi này chỉ có mấy người trông giữ. Nói, ô hồ lạc hô bỗng nhiên xoay người, khuyên cáo các ngươi, cho dù tất cả mọi người không tại các ngươi cũng đừng hòng đánh nơi này chủ ý. Hắn bỗng nhiên quay người dọa đến Lục Thanh An đánh cái nấc, "Sẽ không, tỉ muội chúng ta hai người không có tu vi, lại có thể đối với nơi này làm cái gì đây?" hắn học thịnh ninh dạy hắn đưa làn thu thủy động tác sông ô hô lạp hô nhéo nhéo con mắt huống chi tỷ muội chúng ta hai người vốn là tới nhờ vả ô đại nhân là muốn đem nơi này xem như nhà ô hô lạp hô hừ nhẹ một tiếng lúc này mới quay người tiếp tục dẫn đường cái này còn tạm được nghĩ rằng các người cũng không dám đối ma tộc nghĩ cách ngay tại thịnh ninh hai người đi theo phía sau hắn tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng mắng chửi để bọn hắn dừng bước ô đại nhân đó là cái gì thanh âm ô hô lạp hô sớm đã không thấy kinh ngạc Ma chủ gần đây sắp đột phá tà tu bên kia cố ý bắt phê tiểu hài nhi chuẩn bị cho ma chủ bổ thân thể đúng lúc ma chủ thích mỹ nhân nhi thuận tay liền đem trong thành mỹ nhân nhi đều cho bát cũng chính là ba người các ngươi biết điều yên tâm các ngươi biểu hiện rất nhiều người cái này đệ đệ còn có thể lưu một cái mạng thịnh ninh nghe hắn lần này ngôn ngữ sắc mặt dần dần bình tĩnh lại nàng thu tầm mắt lại cúi đầu xuống giả bộ trấn an đệ đệ ta nghe nói trước đây không lâu có thái hư tông tu sĩ đến đây đối phó ô đại nhân ngài không có sao chứ liền nghe ô hô lạp hô, cắt âm thanh, đám kia đạo trích, cũng dám đối vĩ đại ma tộc động thủ, bọn hắn đều bị bắt. Trong đó còn có cái nữ tu sĩ, thà chết chứ không chịu khuất phục, kém chút bị đánh chết, các người cũng không thể học nàng. Vừa mới nghe được, nữ tu sĩ, cái từ này, thịnh ninh cùng lục thanh an trong đầu liền tự giác nhảy ra sư nguyệt giao bộ dáng Nghe được sư nguyệt giao kém chút bị đánh chết tin tức, hai người sững sờ một cái chớp mắt về sau, nhào nhào mím môi nén cười. Chẳng qua hai người rất nhanh lấy lại tinh thần, liếc nhau sau phân biệt tại trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc biểu lộ. Sư Nguyệt Giao Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, làm gãy tử lâu tay vịt lúc trên lan can ma khí, đều có thể giải thích nàng nhập bất nhập lưu đạo Làm sao hiện tại nàng cũng coi như về nhà, thế mà còn bị đánh gần chết. Ô hô lạp hô đem hai người mang vào một cái sơn động bên trong. So với bên ngoài nóng bức, trong sơn động nhiệt độ hơi có vẻ mát mẻ. Thịnh ninh ba người vừa mới ngồi xuống, trước mặt trên mặt bàn liền có thêm một mâm linh quả. Ây, các người nhân tộc hẳn là thích những trái này, dòng dã một mâm linh quả, ô hô lạp hô nói cho liền cho. cái này nếu là đặt ở đại lục môn phái nhỏ bên trong cũng làm không được như thế hào khí. khó trách a à đại a à nhị muốn gia nhập ma tộc, bọn hắn còn cái gì cũng không làm, chỉ là tọa hạ liền có thể phân đến linh quả. loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cảm giác, đạo tâm của bọn họ nếu là bất ổn một chút, có lẽ liền cùng a à đại a à nhị như thế, một đầu đâm vào ma tộc. lục thanh an cầm lấy một cái linh quả, mở miệng nói: ô đại nhân, chúng ta tới lúc ven đường không có một mọn cỏ cái này linh quả. Sam Sam nhan sành, đương nhiên là từ Thái Hư Tông tu sĩ trong tay cướp. Ô hô lạp hô đem ăn cướp Thái Hư Tông tu sĩ túi giới tử nói đương nhiên. Chúng ta là ma tộc, làm sao có thể tự mình động thủ trồng linh quả cây, hắn mở ra một đôi màng, có thể cướp bóc, vì cái gì còn muốn vất vả chính mình. Mẹ nó, nói tốt có đạo lý, khó trách hiện tại người đều chỉ muốn nổi điên làm ác người, mà không phải làm chân thiện mỹ, dụng tâm kính dâng mình, thành tựu người khác. Thịnh ninh trong lòng nhà rãnh, nghĩ đến đây linh quả là thái hư tông ở đâu tới, nàng ăn phá lệ thơm ngọt. Các người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, qua không được ma tộc truyền tống đại trận mở ra, ta lại cùng nhau mang các ngươi tiến về ma tộc thấy ma chủ. Các người lại ngoan ngoãn nghe lời, chỗ tốt thiếu không được các ngươi, minh bạch. Thịnh ninh ba người lập tức ngoan ngoãn gật đầu, tạ ơn ô đại nhân. Câu này nói lời cảm tạ nói vô cùng thành khẩn, ô hồ lạp hô khẽ vuốt cầm, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào lục thanh an trên thân. Ngay tại gặp linh quả lục thanh an, đại nhân, còn có chuyện gì sao? Ô hồ lạp hô gặp hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, từ trong ngực móc ra một con túi giới tử về sau, cháy đen trên mặt vậy mà hiện ra hai đống thẹn thùng đỏ. Người nếu là hướng ta nói cảm ơn, ta liền đem cái này túi giới tử đưa cho ngươi, bên trong còn có không ít linh quả đâu. Lục thanh an, chết biến thái, bệnh tâm thần, người tại đỏ mặt cái gì? Thịnh ninh ngồi ở một bên cắn miệng linh quả, tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đạp hắn một chân, phút cuối cùng dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhanh mở miệng. Lục Thanh An thực sự chịu không được, cắn xuống linh quả sau mập mờ mở miệng nói, tạ ơn ô đại nhân. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mặt liền có thêm chỉ túi giới tử. Không khách khí, tiểu nương từ nghỉ ngơi cho tốt, ta lui xuống trước đi. Nói xong ô hô lạp hô che lấy mặt đỏ bừng, chạy ra khỏi sơn động. Đợi đến hắn vừa đi, thịnh ninh cùng bạch trạch rốt cuộc khống chế không nổi ôm bụng đập bàn nở nụ cười. Lục Thanh An mở ra túi giới tử, dùng thần thức tra rõ trong túi xác thực đựng không ít linh quả, thậm chí còn có một con tiêu về sau, nguyên bản đen nhánh sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp cười đủ rồi đây chỉ là tần xuyên túi giới tử chúng ta đi nhìn một cái lục thanh an đã nghĩ kỹ như thế nào chế diễu thái hư tông đám kia ngu xuẩn thiên thời địa lợi nhân hòa tiểu sư muội thái hư tông suốt ngày xem thường chúng ta hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta ra tay thịnh ninh cho hắn đưa viên linh quả muốn hắn an tâm chớ vội nhị sư huynh ngươi như bây giờ rất dễ dàng gây nên ma tộc chú ý ngụ ý chính là để hắn trước tỉnh táo một chút nhưng cái này muốn làm sao tỉnh táo đời trước thù diệt môn, đời này còn bị thái hư tông dẫm tại dưới chân, kia đại danh của hắn không bằng viết ngược lại. Cầm trong tay linh quả xem như sư nguyệt giao cùng thái hư tông đám kia ngu xuẩn, lục thanh an cắn phá lệ dùng sức. Bạch trạch ngồi ở một bên ôm lấy linh quả, nhẹ giọng mở miệng nói, cẩn thận vào bẫy. Hắn để thịnh ninh hai người đồng thời cúi đầu xuống, vì sao? Ma tộc thiên tính giàu hoạt, các người nhìn nơi này rõ ràng là ma tộc phân bộ, cũng chỉ có ô hô lạp hô một người, không cảm thấy quá kỳ quái sao? thịnh ninh hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà trong đầu nhảy ra ô hô lạp hô mời bọn hắn tiến vào phân bộ lúc bộ dáng bạch trạch nói tóm lại các ngươi cẩn thận chính là thịnh ninh cười nhẹ giơ tay lên tại trên gương mặt của hắn nhéo nhéo bạch trạch đại nhân thật đáng yêu bị tán dương tiểu đoàn tử nháy mắt từ cổ đỏ đến gương mặt một cái miệng nhỏ nhếch hắn ôm lấy linh quả tiếp tục gặm muốn nếu không phải là các ngươi đối ta hữu ích ta mới không giúp các ngươi thịnh ninh nghe vậy đáy mắt ý cười càng tăng lên bóp tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tay không có dừng lại vâng 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 bạch trạch đại nhân lòng mang thiên hà chúng ta có thể đến giúp bạch trạch đại nhân là vinh hạnh của chúng ta bạch trạch nghe xong lời này lập tức ngẩng đầu trưng nàng đừng có dùng lừa gạt kia ma vật thái độ hống ta gạt ta ta nhưng không có hắn như thế ngu lục thanh an thấy thế giơ lên khóe môi ngón tay tại gương mặt của hắn hai bên bấm một cái bạch trạch đại nhân thật thông minh liền qua loa đều biết bạch trạch một người đấu không lại sư hai huynh muội ôm lấy linh quả khí không lại tiếp tục nói lời nói thịnh ninh hai người không còn đùa hắn chỉ thấy Thịnh Ninh từ túi giới tử bên trong móc ra một sấp phù lục. Bạch Trạch đại nhân yên tâm, trước khi đến chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ẩn nấp thân hình phù, ẩn nấp tu vi phù, bạo tạc phù, cuồn cuộn phù, đủ loại phù lục, Dụ Giá đều thay bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Vì không còn xuất hiện lần thứ nhất bị Tần Xuyên truy sát thời điểm lúng túng trang cảnh, Dụ Giá còn cố ý đem phù lục phân loại. Nếu như không đủ dùng nhớ lấy không thể cậy mạnh, nên chịu thua thời điểm chịu thua. Lục Thanh An dáng dấp đẹp mắt, để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ so cái gì phù lục đều dễ dùng. Dụ dã nói lời còn rõ ràng bên tai, Thịnh Ninh rút ra ẩn nấp thân hình phù lục phân phát cho hai người. Lúc này Lục Thanh An đã tỉnh táo lại, hướng trên người mình dán phù lục về sau, bước chân vừa bước ra, lại ngừng lại. Thịnh Ninh đi theo phía sau hắn, nghi hoặc, làm sao nhị sư huynh? Liền gặp Lục Thanh An điệt lệ ngũ quan vặn vẹo một cái chớp mắt, như là đã hướng trên thân dán phù, ta có thể đem nữ trang thay đổi đi. Không thể úp, Thịnh Ninh lắc đầu, vạn nhất phủ lục bị người bóc sự huỳnh người gương mặt này còn có thể cứu chúng ta một mạng đâu lục thanh an không nói gì cuối cùng hắn mày mày răng hàm không thèm đếm xỉa đi thôi gạch nối giam giữ nữ nhân bình thường tiểu hài nhi địa phương cùng giam giữ thái hư tông đệ tử chính là cùng một nơi ma tộc đối tự thân 10 phần tự tin chỉ đem bọn hắn nhốt tại một cái sơn động bên trong thịnh ninh ba người vừa mới tới gần liền có thể nghe được nữ nhân tiểu hài nhi tiếng khóc lóc cùng tịch chấn gắt gỏng tiếng mắng chửi khóc 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 suốt ngày chỉ biết khóc, các ngươi trừ khóc còn có thể làm cái gì? Chúng ta đã nói qua vô số lần, chúng ta mất tích, tông môn trưởng lão tất nhiên sẽ phát giác, sau đó phái người đến đây giải cứu chúng ta. Đến lúc đó ngươi ngươi ngươi, còn có các ngươi, đều có thể còn sống ra ngoài. Tịch trấn giọng lớn, tính tình cũng không tốt, cùng nữ nhân tiểu hài nhi giam giữ tại cùng một chỗ, mới đầu hắn còn cưỡng chế lấy tính tình, từng tiếng ôn nhu an ủi bọn hắn. Nói cho bọn hắn, Thái Hư Tông rất nhanh liền sẽ phái người đến đây giải cứu bọn họ. Nhưng thời gian từng giờ trôi qua, Thái Hư Tông đến đây người giải cứu không nhìn thấy, nữ nhân hài tử bởi vì nội tâm quá mức sợ hãi mà khóc ra tiếng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, một đứa bé gào khóc lên, một đám hài tử cũng khóc theo. Ngay sau đó các nữ nhân cũng sụt sùi khóc, tịch trấn nguyên bản tại Tĩnh Tâm Đà Tòa, trong sân động liên tiếp tiếng khóc để hắn không tĩnh tâm được. Mới bọn hắn khóc mệt mỏi, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại bắt đầu kêu khóc lên. Hắn không để ý tần xuyên ngăn cản không chế không nổi hướng về phía trong sơn động những người khác giống lên tại hắn giống xong sơn động ầm ĩ bầu không khí rốt cục yên tĩnh trở lại không đợi hắn thở phào liền nghe được vang lên bên tai càng phát ra thê lương tiếng la khóc tịch trấn trở về sơn động nội bộ tần xuyên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lông mày của hắn khóa chặt có thể thấy được hắn giờ phút này tâm tình cũng không làm sao tốt chỉ vì hắn lầm đem bản mệnh linh khí ngọc linh tiêu đặt ở một con trang linh quả túi giới từ bên trong không có bản mệnh linh khí bên ngoài càng có hắn không biết ma tu tà tu hắn không dám hứa chắc đem những này người đều thuận lợi mang đi ra ngoài tịch chấn nghe được tần xuyên quát lớn thời điểm hừ nhẹ một tiếng đại sư huynh người nói tiểu sư muội nàng sẽ không có chuyện gì dưới mắt trừ bọn hắn không trốn thoát được làm bọn hắn tâm phiền bên ngoài còn có một việc để tần xuyên mấy người bất an sư nguyệt giao bị mang đi bởi vì ma tu thích mỹ nhân nhi tiểu hài nhi sư nguyệt giao vừa bị bắt lúc liền đối ma tu chửi ầm lên ma tu cho nàng đặc thu chiếu cố tại chỗ liền đem nàng bắt đi khoác lên hai đầu gối bên trên hai tay nắm chắc thành quyền, Tần Xuyên trầm giọng mở miệng, tiểu sư muội người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tống Bắc ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra bất an, thế nhưng là tiểu sư muội như thế mắng những cái kia ma tu, ta sợ. Sợ cái gì, ma tu còn có thể đem tiểu sư muội ăn hay sao? Tịch Trấn sặc tiếng nói, phút cuối cùng hắn nhớ tới ma tộc coi là thật ăn người về sau, lại cúi đầu, một đấm đánh trên mặt đất. Các ngươi không phải tu sĩ, vì cái gì không thể đem cửa mở ra, cứu chúng ta ra ngoài. Cha mẹ ta còn tại trong thành, mẹ ta thân thể không tốt, ta muốn trở về thấy mẹ ta. Thần tiên, cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi." Trong sơn động lại vang lên một trận tiếng cầu cứu. Tần Xuyên mấy người vặn lên lông mày, muốn nói không phải bọn hắn không cứu, mà là bên ngoài ẩn số quá nhiều, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc, một đạo thanh thúy êm tai tiếng nói tại bên ngoài sơn động vang lên. "Bọn hắn cứu không được các ngươi, nhưng chúng ta có thể đám người nghe tiếng nhìn về phía bên ngoài sơn động, đã thấy bên ngoài không có một ai. Tịch Chấn Đằng từ dưới đất đứng lên, là ai? Là ai đại bên ngoài giả thần giả quỷ? Thịnh Ninh xác nhận bốn phía không có ma tu về sau, lúc này mới hái được trên thân ẩn nấp thân hình phù lục. Ngày đánh ở trên người nàng, nàng thử lấy răng, cười thấy răng không gặp mắt, là ta, cha ngươi. Thịnh Ninh vừa ra hiện, trong sơn động tần xuyên đều ngồi không yên. Tịch Chấn cùng Tống Bắc đằng vọt tới sơn động cổng, muốn lao ra, lại bị trước mặt kết giới ngăn cản, Thịnh Ninh, ngươi làm sao ở chỗ này? Thịnh Ninh nhìn thấy Thái Hư Tông người đồng đều sắc mặt đen chìm, trên mặt ý cười chỉ tăng không giảm, đương nhiên là đến xem ta thật lớn nhi. Tịch Trấn khoác lên kết giới bên trên ngón tay cuộn mình, cắn răng mở miệng, ngươi cũng là bị bắt vào đến. Bọn hắn vừa bị bắt vào đến không bao lâu, không nghĩ tới Thịnh Ninh cũng tới. Nhưng là dựa vào cái gì nàng có thể tại ma giới tùy ý đi lại, mà bọn hắn lại muốn bị quan trong sơn động. Tịch Trấn càng nghĩ, càng thấy phải trong đó có gì đó quái là. Sắc mặt của hắn giữ tợn một cái chớp mắt, Tự quyết định nói, ngươi đầu nhập ma tộc rồi. Thịnh Ninh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều đem hạt dưa, nàng đứng tại sơn động cổng, cũng không động đậy, miệng bên trong gặm lấy hạt dưa, cười híp mắt mở miệng. Tịch Đạo Hữu, đem cách cục mở ra, ngươi nhìn ta đều có thể tùy tiện ở chỗ này đi, có khả năng hay không ma tộc chính là ta nhà đâu? Tịch Chấn nghe vậy con ngươi chấn động, chợt giống như là sợ nhiễm cái gì mấy thứ bẩn thỉu, vội vàng lui lại một bước, ngươi là ma tu. Thịnh Ninh nhìn xem bộ dáng sợ hãi của hắn, đôi mắt bên trong ý cười gần như muốn tràn ra hốc mắt vẫn là Tần Xuyên nhìn ra nàng là đang đùa bỡn bọn hắn. Vì không để Tịch Trấn tiếp tục mất mặt, hắn đem hắn kéo về phía sau, người làm sao ở chỗ này? Thịnh Ninh không trả lời, mà là nhìn xem hắn mở miệng cười, Tần Đạo Hữu, Thái Hư Tông những năm qua chiêu sinh là chỉ nhìn tu vi, không nhìn trí thông minh sao? Nàng lời nói này đâm trúng Tịch Trấn ống thở, liền gặp Tịch Trấn khí tại chỗ giơ chân, Thịnh Ninh, đừng cho là ta không biết ngươi đang mắng ta không có đầu óc. Thịnh Ninh, nha, âm thanh, quay đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tịch đạo hữu dài đầu óc. Nếu không phải trước mặt có kết giới ngăn cản, tịch chân sớm đã đối nàng động thù. Hắn mày mày răng hàm, trầm giọng uy hiếp nói, chờ ta ra ngoài, nhìn ngươi còn có thể cười tới khi nào. Thịnh ninh ôm lấy khóe môi, cười khẽ nói, ta có thể cười tới khi nào. Ta so ngươi trẻ tuổi, vẫn còn so sánh ngươi có thiên phú, đương nhiên có thể cười so ngươi lâu. Tịch chấn hộp máu, hắn xem như minh bạch, thịnh ninh căn bản chính là bởi vì đối lúc ấy thái hư tông mắng nàng ba canh giờ canh cánh trong lòng lần này tâm tính còn dám nói mình thiên phú mạnh, nàng có thể lên tới trúc cơ, sợ là vô địch tông hướng trên người nàng nện không ít bảo bối mới là. Cảm thấy hừ lạnh một tiếng, Tịch Trấn hung hăng chừng nàng liếc mắt, sẽ không tiếp tục cùng nàng nhiều lời. Thịnh Ninh cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn quần nhau, mà là lấy ra tần xuyên túi giới tử, tần đạo hữu, đây chính là ngươi đồ vật. Tần Xuyên vừa mới nhìn thấy mình túi giới tử xuất hiện trên tay nàng, bên trên một cái chớp mắt còn có chút hòa hoãn sắc mặt, lúc này đột nhiên trầm xuống. Mấp máy khóe môi, hắn hỏi nàng, ngươi, coi là thật cùng ma tộc không quan hệ. Thịnh Ninh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng ý cười dần dần mang lên chào ý. Bản thân rời đi Thái Hư Tông ngày đó trở đi, Thái Hư Tông hành động liên tiếp đổi mới ta nhận biết. Bốn đại tông môn đứng đầu, liền tốt xấu đều không phân rõ, trong mắt của ta, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Nếu như không phải nguyên tác đem Thái Hư Tông sáng tác là bốn đại tông môn đứng đầu, lấy Thái Hư Tông đám ngu xuẩn này hành động, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều sẽ bị người trào phúng trên người bọn họ cũng chẳng qua chỉ là có thêm một cái quang hoàn mà thôi. Xuẩn thì thôi, còn biết người không rõ, biết người không rõ thì thôi, còn nối giáo cho giặc. Tần đạo hữu đang nói ta tiểu sư muội trước đó, có suy nghĩ hay không qua sư nguyệt giao tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Trong không khí đột nhiên xuất hiện khác một thanh âm, là một đạo xa lạ giọng nữ. Không riêng gì tịch trấn, tần xuyên tại nghe được câu này về sau, cũng không nhịn được nhíu mày. Lớn mật, ta nguyệt giao sư muội há lại loại người như ngươi dám hoài nghi bêu xấu tịch trấn vạn lông mày hướng về phía không khí hô to ánh mắt tức giận một bộ phải vì sư nguyệt giao bất bình bộ dáng không riêng gì ẩn nấp thân hình lục thanh an liền thịnh ninh dùng một bộ không có thuốc nào cứu được ánh mắt nhìn xem hắn cuối cùng nàng lại rẽ ánh mắt quang tại tần xuyên trên thân hợp tác sao ta có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài nhưng ta muốn thủ lao tần xuyên nghe được nàng nói hợp tác thời điểm vô ý thức nhìn về phía bên người tiểu hài nhi nữ nhân thù lao thịnh ninh gật đầu ta miễn phí cứu bọn họ nhưng là các ngươi phải thêm tiền tha thứ nàng nói thẳng nàng không phải nhằm vào đang ngồi tất cả mọi người nàng chỉ là nhằm vào thái hư tông đám người này đem tần xuyên túi giới tử trên dưới loạn ném túi giới tử bên trong còn có hắn bản mệnh linh khí ngọc linh tiêu nàng bộ này tùy ý bộ dáng nhìn tịch chấn mấy người thần hồn chấn động đừng ném loạn túi giới tử vạn nhất đem bên trong đồ vật làm hư làm sao bây giờ thịnh ninh một mặt không quan trọng tóm lại đây không phải ta túi giới tử xấu liền xấu người cứ nói đi tần đạo hữu trên mặt của nàng mang cười, lại gọi người từ trên mặt nàng nhìn ra không có hảo ý. Tần Xuyên hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, người muốn cái gì? Thái hư tông ra đại nghiệp đại, ta muốn mấy quyển thượng cổ tâm pháp, hẳn là không có gì đáng ngại. Úc đúng, ta còn muốn một ngàn viên thượng phẩm linh quả, một vạn viên thượng phẩm linh thạch, cùng pháp khí đan dược một số. Phù lục thì thôi, nhà ta tứ sư huynh họa phù lục nhưng so sánh thái hư tông phù lục lợi hại hơn nhiều. Bị nội hàm phù tu tống bác, đại sư huynh, người đừng cản ta, ta hiện tại liền lao ra giết nàng. bên cạnh tịch trấn cũng đi theo vạn lông mày, người đây là muốn thủ lao, người đây rõ ràng là ăn cướp. thịnh ninh nắm lấy trong tay túi giới tử, cười sán lạn, đúng, ta chính là đang đánh kiếp, ăn cướp chính là các ngươi đám ngu xuẩn này. trong nguyên tắc vô địch tông bị diệt môn, thái hư tông từ tô đại uyên mấy người trên tay vơ vét vật tư còn lâu mới có được ít như vậy, nàng chẳng qua chỉ là nói cái cụ thể số lượng, bọn hắn liền vội nhảy chân. vậy bọn hắn giết tô đại uyên năm người thời điểm nội tâm làm sao liền một tia áy náy đều không có thịnh ninh trên mặt ý cười ý cười lại không đạt đáy mắt nàng nhéo nhéo trong tay túi giới tử sông tần xuyên mở miệng tần đạo hữu ta có thể cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian suy nghĩ một chút đến cùng muốn hay không được ta cứu nghe nói các ngươi tiểu sư muội sư đạo hữu bởi vì không phục ma tu đã bị đánh nửa chết nửa sống hy vọng các ngươi tại bị đánh nửa chết nửa sống lúc cũng có dũng khí tiếp tục kiên cường nàng đem túi giới tử cất kỹ lại nắm lên trong tay hạt dưa phút cuối cùng vẫn không quên người bên cạnh, nhị sư huynh, người ăn. Lục Thanh An Thái Dương run rẩy tiểu sư muội người bại lộ ta. Hắn lúc này trên thân còn gián biến âm thanh phù đâu, tiểu sư muội liền bại lộ thân phận của mình. Hắn không muốn mặt mũi, tần xuyên cái thứ nhất lấy lại tinh thần, Lục Thanh An. Ẩn nấp thân hình Lục Thanh An hừ nhẹ một tiếng, làm gì? Chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe nam tu sĩ sao? Được, tranh thủ thời gian quyết định muốn hay không được cứu đi, hoặc là lấy tiền hoặc là chờ chết, hai chọn một không phải rất đơn giản biến âm thanh Lục Thanh An một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Đáng tiếc, Tần Xuyên mấy người căn bản không nhìn thấy giờ phút này thân mang nữ trang hắn. Hết chương 120, cảm ơn các bạn đã theo dõi.